chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện trước mua xuống tòa kia tòa nhà lại có viện tử đặt tên tô liễu lúc ta vậy mà không có nửa điểm hoài nghi thực sự là tầng gian hải xấu hổ vô cùng về tư hắn không phải một người cha tốt, không có phát giác tâm tư của con gái, về công, hắn cũng không phải một cái tốt tướng lĩnh, không có phát hiện tô liễu cái tên này phía sau hàm nghĩa nha như ngọc tiếp nhận thư, nhìn xem tần giang hải rủ xuống hoa râm đỉnh đầu, tướng quân bảo trọng. Nàng viện hoắc trường hạt tiếng khách sạn, trong khách. Sạn đoàn người đang bề bộn phải khí thế ngất trời, cười cười nói nói, nhìn thấy nha như ngọc trở về, đều rất cao hứng. Muốn tới đây chào hỏi nhưng vừa nhìn thấy nàng bên cạnh thân hoắc trường hạt, cũng đều kinh sợ, trong lúc nhất thời, mới còn náo nhiệt viện tử lặng ngắt như tờ hoắc trường hạt xuyên thấu qua hát xa nhìn thấy lờ mờ người cười yếu ớt nói mọi người các bận biểu cát nên làm cái gì thì làm cái đó hoắc trọng mão thu hồi chấn kinh cố gắng bình tĩnh nói vương gia ngài không có sao chứ vương phi có vương phi tại vương gia nhất định không có việc gì đúng hay không những người khác súng lại đi lên ánh mắt mong đợi nhìn xem nha như ngọc nha như ngọc cực chậm cười cười dùng sức nắm chặt hoắc trường hạt tay không sai ta sẽ đem vương gia trị tốt mọi người yên tâm, an tâm làm việc, hoắc trọng mão trong lòng hơi trầm xuống, nét mặt biểu lộ cười, tốt, tất cả mọi người nghe Vương Phi, chúng ta thật tốt làm việc, nhiều kiếm tiền, để Vương gia Vương Phi không? Lo vân, đám người trăm miệng một lời, càng thêm dốc sức làm việc, nhưng không có mới tiếng cười nói vui vẻ, nha như ngọc chuyển nhìn, nhìn thấy đứng tại một đạo khác mặt trăng cửa chỗ đại phu nhân, mẫu thân, hoắc trường hạt quay đầu, nhìn thấy bóng người, khóe miệng hơi câu, mẫu thân. Nhìn nhi tử trang bị mới đóng vai như thế nào, đại phu nhân không nói chuyện, bước nhanh đi đến hắn phụ cận đến, bình tĩnh nhìn một hồi, đấm nhẹ đánh hắn ngực, từng cái, chậm rãi đỏ cả vành mắt hoắt trường. Hạt nhẹ nhàng cười, nụ cười chưa từng biến quá thẳng đến đại phu nhân không đánh, ghé vào bả vai hắn, hắn mới vỗ nhẹ đại phu nhân phía sau lưng, mẫu thân, ta không sao, ngài yên tâm, đại phu nhân hút hút mũi, đi, vào nhà, hoắt trường hút cũng nghe hỏi chạy đến, trong tay còn cầm bút, vội vàng hấp tấp. Nhìn thấy hoác trường hạt lúc, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng kinh ngạc đại ca hoắc trường hạt nghe tiếng nhìn hắn nhị đệ ngươi đến vừa vặn có việc muốn nói với ngươi mấy người vào nhà hoắc trường hút còn chưa từ trong kinh ngạc hoàng hồn trường hút tần tố anh chết rồi ngươi cùng hôn sự của nàng cũng liền coi như thôi hôn thư ngươi nhưng tự hành xử trí hoắc trường hút trong mắt đỏ hoe đại ca cái này không trọng yếu con mắt của ngươi tạm thời ngươi đại tẩu sẽ cho ta trị tốt hoắc trường hạt lòng tin tràn đầy mẹ con hai người đồng thời nhìn về phía nha như ngọc nha như ngọc ngữ khí kiên định vâng, ta sẽ trị tốt trường hạt, các ngươi yên tâm. Hoắc trường hạt nghe nàng. Gọi mình danh tự, làm sao nghe đều cảm thấy êm tai, khóe miệng hơi vĩnh, đại phu nhân nhịn xuống nước mắt ý, giữ chặt nha như ngọc tay, như ngọc, xin nhờ mẫu thân yên tâm. Hoắc trường hút quay mặt chỗ khác, tay áo ép một chút khóe mắt, một lần nữa quay đầu, trên mặt mang cười, đại tổ yên tâm, ta sẽ thật tốt viết sách, Hoắc Trường Hạc trong lòng im ắng thở dài, đại phu nhân mang theo Hoắc Trường hút ra ngoài gian phòng chỉ còn lại nha như ngọc cùng Hoắc Trường Hạc nhìn xem Tần Giang Hải đưa tới thư, Hoắc Trường Hạc nhắc nhở nàng, nhìn xem cái kia tô liễu, đến tục cùng nói cái gì được nha như ngọc đem thư mở ra, vừa nhìn vừa đọc, tô liễu cùng Tần Tố Anh hoàn toàn. Chính xác quan hệ không phải bình thường, Tần Tố Anh đối với hắn rất là kính nể, Hoắc Trường Hạc suy tư nói, Tần Tố Anh từng nói qua, Trường Hút là cái thư sinh, nàng không thích dạng này người, Cảm thấy quá yếu mà không thú vị, lẽ ra Tô Liễu phải cùng Trường Húc là cùng một loại người, hắn chính là cái phụ tá, có thể cường đại đi nơi nào, có chút không phù hợp lẽ thường, Nha Như Ngọc cũng cảm thấy, Tần Tố Anh đối hắc Trường Húc là xuất phát từ nội tâm xem thường, căn bản chướng mắt hoắc. Trường Húc loại người này, kỳ như thế nào lại thích đồng loại hình Tô Liễu, thậm chí thích đến dùng Tô Liễu danh tự cho viện tử mệnh danh, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, Nha Như Ngọc đem thư thu lại, trước mặt kệ nàng cùng Tô Liễu, dù sao người đã chết lại phức tạp tình cảm cũng trở về với các bụi, hoắc trường hạt trầm mặt hồi lâu, Ngọc Nhi, ngươi nói, tô liễu cùng mặt tiên sinh ở giữa, có thể hay không có liên quan gì, còn chưa chờ nha như Ngọc trả lời, hoắc trường hạt lại. Lắc đầu, hẳn là sẽ không, thời gian địa điểm không khớp, tô liễu tại biên quan lúc, mặt tiên sinh đã mang theo lão hạnh lâm rời đi nha như Ngọc tay đè bên trên hoắc trường hạt bả vai, không cho phép hao tâm tốn sức, ta nói qua, đầu não quá mệt mỏi. Đối với con mắt không có chỗ tốt, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, muốn nghe ta khoác trường hạt đè lại nàng tay tốt nghe ngươi không nghĩ vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi nhiều nhắm mắt dưỡng thần ta đi hỏi một chút hai ngày này sinh ý tình huống không sai biệt lắm lại quét kết thúc liền nên đi được khoác trường hạt nghe lời nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi nghe nha như ngọc bước chân nhẹ nhàng rời đi giơ tay lên chậm rãi xoa lên mắt đôi mắt này đến cùng còn có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu hắn trong lòng cũng không có đáy nhưng hắn lo lắng hơn là nha như ngọc thân thể bởi vì cho hắn châm cứu mà liên lụy tâm mạch, nếu như không thể khôi phục, hắn sẽ tự trách cả một đời. Dù là dùng đôi mắt này đổi nhang như ngọc khôi phục. Hắn cũng không chút do dự hiện nay bận rộn nhất chính là đại phu nhân cùng tống y y phụ trách thợ may cửa hàng sinh ý, hoạt trọng mão hương liệu sinh ý dù cũng vội vàng, nhưng đều là xe nhẹ đường quen, tất cả mọi người đã làm đến tay, người người chỉ cần nghe chỉ huy, liền có thể đều đâu vào đấy tiến hành, thợ may sinh ý muốn khó một chút, bản vẽ chỉ có tống y y một người sẽ họa, phải chậm hơn không ít cũng may tiền gia thợ may cửa hàng cũng không ít xảo thủ nương tử bản vẽ mới ra liền có thể vào tay làm còn kém ba cái kiểu dáng bản vẽ liền tròn mười cái đại phu nhân cho nhan như ngọc giới thiệu lúc trước cùng bọn hắn đã nói xong là mười bộ tốt mẫu thân vất vả nhan như ngọc nói lên từ đáy lòng trừ lần kia có người tìm phiền toái nàng còn không có quản quá chuyện bên này vẫn luôn là đại phu nhân tự tay bắt vất vả cái gì chút chuyện này không tính đại phu nhân cười cười nếu là tại bình thường nàng đã sớm vui nở hoa hôm nay cười đến có chút miễn cưỡng nhàn như ngọc biết nàng là lo lắng hoắt trường hạt nhàn như ngọc tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu đại phu nhân khẽ giật mình thật chứ coi là thật nhàn như ngọc gật đầu ta lúc nào lừa qua mẫu thân đại phu nhân tròng mắt đỏ hoe kích động nói đúng đúng người nói mỗi dạng đều làm số lần này ta liền có thể yên tâm nhàn như ngọc cầm nàng tay ta là sợ mẫu thân quá mức lo lắng việc này ai cũng không có nói cho còn mời mẫu thân giữ bí mật chúng ta đoạn đường này hung hiểm còn rất nhiều đại phu nhân trịnh trọng gật đầu ta hiểu ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ thật tốt phối hợp những cái này người hại người con rùa đồ vật nếu như còn không người nào dám tới nếu là phạm trong tay của ta ta cũng làm cho hắn mù nha như ngọc tán thưởng mẫu thân uy vũ đại phu nhân cảm xúc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều chính là vất vả ngươi ngươi có dặn dò gì không cần tự mình làm nói cho ta ta đi chuẩn bị được đại phu nhân ý chí chiến đấu sụt sôi rời đi, Nhan như ngọc im ắng thở dài, tay vỗ ngực cao. Lại lông mày nàng không đành lòng đại phu nhân lo lắng quá mức, nói cho đại phu nhân hoắc trường hà con mắt chỉ là tạm thời, vì mê hoặc địch nhân, thật giả trộn lẫn nữa, tạm thời cũng chỉ có thể như thế, bận rộn hồi lâu, cảm thấy ngực nhói nhói càng rõ ràng, nhà như ngọc tranh thủ thời gian nuốt hai viên thuốc, hơi làm dịu một chút, phương trượng gõ cửa tiến đến, sắc mặt làm sao khó coi như vậy, vẫn là không thoải mái, nhà như ngọc lắc đầu, không có việc gì, tìm ta có chuyện gì, không? Có gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, phương trượng cầm một cái món rau cho nàng, cho vương gia làm điểm cái này ăn đi, dù sao cũng so bên ngoài mua thật tốt, nói không chừng đối với hắn còn mắt có trợ giúp, nhà như ngọc nhìn xem xanh tươi ướt ác món rau, cũng cảm thấy không sai, tốt, có tâm, đúng, ta cầm chút hạt giống cho ngươi, ngươi tại ngươi không gian bên trong loại một loại, nhìn có thể hay không lại dài ra khác tới, tốt, tốt, phương trượng hai tay tiếp nhận, ta cái này trở về phòng. Đi thử xem, ta cảm thấy có thể mọc ra món rau, cũng liền có thể mọc ra khác tới, ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt mình, ta nhìn ngươi sắc mặt này thực sự không tốt, phương trượng có chút lo lắng, chúng ta còn muốn tìm gia gia ngươi đâu, đến lúc đó để hắn nhìn thấy ngươi khí sắc kém như vậy, nhất định sẽ mắng ta, tốt, ta biết, nhà như ngọc cười yếu ớt, không cần lo lắng, phương trượng lui ra ngoài, nhà như ngọc nụ cười trên mặt thối lui, cầm khăn che miệng lại, phun ra một ngụm máu đem khăn. Nắm chặt, ngầm cười khổ, đến cùng vẫn là làm bị thương căng cơ, xem ra hoàn toàn chính xác cần thật tốt dưỡng dưỡng. Cũng không biết Gia Gia bây giờ tại nơi nào, cái kia thần bí phi vân, đến tột cùng là cái gì tổ chức, đến cùng cùng mặt tiên sinh lại có liên quan gì nghi hoặc quá nhiều, nhà như ngọc khó được có chút lợi hại, tay bám lấy cái trán ý thức tiến vào không gian, đi trị liệu trong khoang thuyền nằm một năm, hoặc trường hạt chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được có người nhẹ chân nhẹ tay tiến đến, hắn không nhúc nhích, người tới đứng tại bên giường, nước mắt giọt giọt rơi xuống. Đại ca, ngươi mù sao, về sau có phải là nhìn không thấy hoành nhi rồi? vương gia thúc thúc, ta còn muốn lấy đến tay bắt cho ngươi cùng tiên nữ thẩm thẩm loại đẹp mắt hoa đây, ngươi nhìn không thấy, vậy phải làm sao bây giờ nha? hoắc trường hạc đang nghĩ nói chuyện, hoắc thấm hương rút rút ngượng ngùng hỏi, hắn làm sao bất động cũng không nói chuyện, có phải là chết rồi? hoắc trường hành giật mình, tay nhỏ tại hoắc trường hạt miệng mũi che, đại ca, người chết sao? người nói chuyện nha, hoắc thấm hương khóc đến càng hung, vương gia thúc thúc, chết rồi, hoắc trường hạc không thể nhịn được nữa kéo xuống hoắc trường hành tay, ta không chết, ngươi dạng này sẽ đem ta che chết, tốt, đừng khóc, thấm hương, ta tốt đây thật thật sao, hoắc thấm hương nức nở, ngươi sẽ không là quỷ A, à. hoắc trường hạt ngồi dậy, thoát đi hát xa khăn, trong mắt là mơ hồ hai đoàn nhỏ cái bóng, hắn sắc mặt không thay đổi, không giống bình thường người mù một loại sờ loạn, quyết định, nhẹ đỡ lấy thấm hương bả vai, xóa đi. Nàng nhỏ lệ trên mặt, ngươi nhìn, ta có phải là có thể cho ngươi gạt lệ, đúng nha, tay vẫn là nóng, không phải quỷ, hoắc trường hạt ta cảm ơn các ngươi khẳng định Nha như ngọc về đến phòng bên trong thời điểm thấy hai nhỏ chỉ chính ghé vào bên giường cho hoắc trường hạt kể chuyện xưa sinh động như thật mặt mày hớn hở Nha như ngọc còn có cái này đãi ngộ hoắc trường hành quay đầu thấy được nàng hoắc thấm hương cười chạy tới tiên nữ thẩm thẩm người đến rất đúng lúc nhanh Nha như ngọc bị kéo đến bên giường hai cặp tay nhỏ đem nàng đè lại làm gì Nha như ngọc có chút chấn kinh nằm xuống nha hai nhỏ chỉ trăm miệng một lời các ngươi cùng một chỗ nằm tấm tấm Nha như ngọc chấn kinh cái gì hoắt thấm hương tay nhỏ một chỉ trên bề cửa sổ tiểu lang tiểu lan dạy cho chúng ta cùng một chỗ nằm tấm tấm nhang như ngọc bác ca vỗ cánh bay đi làm gì đâu làm gì đâu phương trượng làm gì đâu nhang như ngọc cắn răng lý thi đấu khắc giáo cái gì lung tung Ngỗ ngang các ngươi ngoan đi ra ngoài chơi ta cho vương gia chữa bệnh hoắt trường hành khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vỗ vỗ hoắt trường hạt đại ca phải ngoan a à, ngoan ngoãn trị liệu tốt biết hai người cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài Hoắc Trường Hạc cười ra tiếng, đãi ngộ cũng không tệ lắm, tương đối dễ chịu, Nhan Như Ngọc cũng đi theo cười, ngươi thật đẹp cực kỳ, Hoắc Trường Hạc nhẹ nắm ở nàng, mệt mỏi sao, nghỉ ngơi một hồi. Nhan Như Ngọc vẫn còn có chút không quá dễ chịu, thuận thế nằm tại. Trong ngực hắn, nhắm mắt lại ư ừ một tiếng, Hoắc Trường Hạc cũng không khốn, đại khái con mắt không tốt, những cảm giác khác cũng càng nhạy cảm, phát giác được Nhan Như Ngọc đã rời, cùng trên người nàng nhàn nhạt mùi thuốc, nắm cả nàng, nghe được hô hấp của nàng trở nên chìm dài, hẳn là ngủ. Hoắc trường hạt trồng mắt muốn nhìn rõ ràng nàng nhưng thủy chung thấy không rõ không phải là không có tiếc núi. Hoắc trường hạt nhắm mắt lại che lại đáy mắt thất lạc sắp tới giữa trưa nha như ngọc tỉnh lại cảm giác thân thể tốt hơn một chút tim đâm nhói cũng thối lui Hoắc trường hạt con mắt không tốt ăn đến rõ ràng hơn nhạt. đại phu nhân cố ý dùng món rau cho hắn làm mặt lại thả trái trứng cho nha như ngọc chịu canh gà món rau cửa vào Hoắc trường hạt hơi ngạc nhiên cái này món ăn hương vị thật là không tồi nha như ngọc nếm một hơi quả nhiên rất tốt, có cổ đặc thù thơm ngon ở đâu ra, phương trượng lấy được, hắn trước kia tại trong miếu trồng rau, yêu mân mê những cái này, làm cho cũng tốt, đại khái là hỏi dân trồng rau mua a, hoắc trường hạt không có hỏi nhiều nữa, đem đồ ăn nhào bột mì đều ăn sạch sẽ nha như ngọc cầm chén mang sang đi, đi tìm phương trượng, phương trượng chính trong phòng ăn cơm, hắn luôn luôn mình ăn, lặng lẽ meo meo cải thiện sinh hoạt thấy nhang. Như Ngọc tiến đến, dọa đến khẽ run rẩy, trong tay đùi gà kém chút rơi dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là ai ngươi ăn sao nếm qua nha như ngọc hỏi ngươi món rau sản lượng cao sao cao cao a phương trượng đến tinh thần khó được có thể có đem ra đánh trước đó ta trên đường ăn không đều là cái này làm sao đột nhiên hỏi như vậy cảm giác hôm nay món rau cùng dĩ vãng không giống càng ăn ngon hơn chút nha như ngọc lại hỏi đưa cho ngươi hạt giống thế nào rồi trồng lên ta còn tưới nước không gian lớn nhanh lúc này hẳn là nảy mầm đi xe một chút phương trượng sững sờ hiện tại, hiện tại phương trượng buông xuống đùi gà, tránh nhập không gian đi nhìn, cũng không lâu lắm liền ra tới, chấn kinh lại phẫn hận, ta đi, ta trồng đều chết mất, phát ra một chút xíu nhỏ mầm mầm, xác thực phát mầm, nhưng không biết tại sao, lại chết, tựa như là thực phát không thành công, nhỏ lông tơ lại biến trọc nha như ngọc, người món rau gián dấp tốt như vậy, cũng có. Thể mọc cây trà, làm sao loại chút dược tài lại không được rồi, nha như ngọc cũng rất buồn bực không biết, cái đồ chơi này chính là làm giận ta vừa mở không gian không lâu sẽ xuyên qua đến, công năng của nó tập tính ta cũng còn không có thăm dò rõ ràng, phương trượng ảo não, ngươi đem ngươi không gian bên trong nước xuất ra một điểm đến, ta xem một chút, có thể mọc khác, thổ địa chính là không có vấn đề gì, hắn nói hắn tưới nước, phương trượng lại đi vào, cầm cái ấm trà giả ra một bình tới nhang. Như ngọc rót một ly, còn không có bưng lên đến đã nghe đến có một cổ hương vị, ngươi nghe được sao, phương trượng rút sụt xịt cái mũi, tựa như là mùi thuốc. Nha như ngọc nhấp một hơi trong chén nước, Tiếp thật là có mùi thuốc, phương trượng cũng đổ một chén uống một mụn, ai, đúng là mùi thuốc, mà lại không khổ, còn trách uống ngon. Chẳng lẽ, ta cái này nước không thể tưới địa, nhà như Ngọc cảm thấy hắn nói đến mấu chốt, người món rau là thế nào làm, món rau vốn chính là mình dài, mặc kệ nó cũng mọc rất tốt, ta rảnh đến không có chuyện tưới nó làm gì, hôm nay đây không phải hạt giống mới xuống đất, liền nghĩ tưới tưới sao, nhà như Ngọc chậm rãi đem trong chén nước uống xong, như có điều suy nghĩ. Cầm lên ấm trà liền đi, chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói nha, không có gì, ta đi làm cái thí nghiệm. Ngươi ăn cơm trước, để nói sau nha như Ngọc mang theo ấm trà trở về phòng, đem khăn dùng nước thấm ướt, trường hạt, ta cho ngươi thoa một chút con mắt, hoặc trường hạt đem hát sa cởi xuống, đây là cái gì, băng lạnh bút lạnh, còn có nhà nhạt mùi thuốc, dược thủy, thử xem có tác dụng hay không, nha như Ngọc trong lòng ôm mấy phần hy vọng, hoặc trường hạt cười yếu ớt, tốt, thử xem, không dùng được cũng không có việc gì lành lạnh dễ chịu cũng không tệ. Nhàn như ngọc không nói chuyện, tại bên cạnh. Hắn ngồi xuống, nắm chặt hắn tay, trên cái khăn ý lạnh thối lui, chậm rãi trở nên ấm áp, nhàn như ngọc đổi lại, hoắc trường hạt mở to mắt thử một chút, trên mặt hắn cứng đờ chợt lóe qua, cũng không tệ lắm, vô dụng, nhàn như ngọc đáy mắt hiển hiện thất vọng, cười yếu ớt nói, vậy liền nhiều thoa một lát, nhàn như ngọc trọng tâm đều đặt ở hoắc trường hạt trên thân, phía ngoài sinh ý đều có người phân công quản lý, dù bận bịu cũng là an ổn tiến hành trời sắp chạng vạn tối ngân đỉnh từ bên ngoài trở về bẩm báo vương gia vương phi tống gia có tân nhiệm gia chủ là ai là tống nhị gia ngân đỉnh ngữ khí tràn đầy không hiểu lúc ấy rõ ràng nhìn xem hắn chết hiện tại lại đột nhiên xuất hiện lão thái gia còn tại trên giường hôn mê hẳn là chịu không được mấy ngày nha như ngọc thanh âm lạnh lùng chúng ta có thể để cho bối bối dịch dung nếu như tống gia phía sau có cao nhân kia tống hai cũng liền có thể chỉ sợ lúc ấy tại câu lan bỏ liền đã bị người đổi hoắc trường hạt rất tán thành buồn cười tống đại gia còn cho là mình tính toán xảo diệu không lường trước cuối cùng là cho người khác làm áo cưới còn có đây này hắn làm gia chủ sau đó lại làm cái gì hoắc trường hạt hỏi như thế phí trắc trở sẽ không là chỉ vì nâng đỡ một cái hoàng khố làm gia chủ a ngân Định khẽ nói vương gia nói đúng gia hỏa này làm được sự tình nhưng nhiều bốn phía tuần cửa hàng khắp nơi thu quyền sợ người khác không biết hắn là gia chủ không biết còn tưởng rằng cha hắn đã chết rồi hoắc trường hà con ngươi đen nhánh như hai uông đầm sâu vậy liền để cha hắn chết ngân đỉnh khẽ giật mình lập tức hiểu được thuộc hạ minh bạch ngân đỉnh xoay người đi lo liệu nhàn như ngọc cho ăn hoắc trường hạt uống thuốc nếu như tống nhị gia không để ý tới cha hắn còn bốn phía đi lại vậy liền nhất định có vấn đề nói rõ hắn là mượn cơ hội che giấu mục đích thật sự liền cha hắn chết đều không để ý tới tống lão thái gia chết rồi tống nhị gia vừa mới hồi phủ liền tiếp vào bẩm báo hắn vội vả đi tống lão thái gia gian phòng phát hiện mình lão phụ thân ngửa mặt nằm ở trên giường con mắt to trợn đã không có khí tức tống nhị gia chậm rãi bước đến bên giường bình tĩnh nhìn xem tống lão thái gia thi thể hồi lâu chậm rãi đưa tay đem thi thể con mắt khép lại nhị gia lão quản gia ở một bên bôi nước mắt lão nô đã phân phó người đi mua vải trắng báo tan sự tình còn phải ngài không được tống nhị gia đánh gãy hắn hiện tại không thể phát tan lão quản gia sững sờ cái gì mật không phát tan ai cũng không cho phép nói ra không thể để cho bất luận kẻ nào biết, phụ thân đi sự tình, chờ ta bận biểu. Quá mấy ngày nay lại nói lão quản gia chứng kinh, nhưng cái này vạn nhất thi thể, có cái gì vạn nhất, tống nhị gia giận tái mặt, người đi mua chút băng đến, chính là qua mấy ngày, sẽ không xảy ra chuyện, tống nhị gia nhìn chầm chầm hắn, thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, phụ thân ta tại lúc cái dạng gì, về sau còn là dạng gì, nhưng nếu như ngươi không nghe ta, lão quản gia cúi đầu xuống, lão nô không dám, lão nô cái này đi làm. Tống nhị gia quay người ra ngoài, không có lại nhìn thi. Thể một chút, bước nhanh đến thư phòng, một bên dắt cổ áo, một bên tự lo rót chén trà, uống một ngụm lại nhổ ra, đem cái chén ngã nát, người tới, mang rượu tới, gã sai vặt tranh thủ thời gian cầm bầu rượu đến. Tống nhị gia trực tiếp đối hồ nước nhi uống một trận lớn, uống xong rượu cây, mới cảm giác trong cơ thể cổ này nóng nóng nảy mới tốt thủ chút, đang ngồi ở trước bàn thở, một đạo trong trảo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhị gia đây là làm sao rồi, tống nhị gia dương mắt, nhìn thấy tiếng đến mặt tiên sinh tranh thủ thời gian nên đón tiên sinh phụ thân ta đi mặt tiên sinh khẽ giật mình đi lão thái gia tuy nói bị thương nặng nhưng dám không đến mức nhanh như vậy liền đi tống nhị gia vội la lên đúng là đi ta tận mắt nhìn thấy mặt tiên sinh giống như cười mà không phải cười kia nhị gia dự định như thế nào ta nghĩ đến trước mật không phát tan trước che giấu những cái kia cửa hàng bên trong đám lão già này nếu không nói không chừng cái nào lòng mang ý đồ xấu nhảy ra liền phản đối ta tống nhị gia thở dài ta biết bọn hắn không phục ta, chờ ta bắt lấy quyền lực, một mực trưởng khống, liền không phải do bọn hắn, mặt tiên sinh gật đầu, tốt, nhị gia quyết đoán, tại hạ bội phục, hơi suy nghĩ một chút, xuất ra cái bình thuốc nhỏ cho hắn, nhị gia, đây là chúng ta đang sư mới luyện chế thuốc, như thực sự có người đuôi mù, ta khác không thể giúp ngươi, thứ này ngược lại là có thể giúp ngươi một tay, đa tạ tiên sinh, tống nhị gia đem cái bình một mực chọc. Trong tay, trong mắt hung ác quan chớp lên, mặt tiên sinh cười yếu ớt, chậm rãi bước rút đi mới ra viện tử, liền tăng tốc bước chân, phân phó người bên cạnh, lưu lại hai người, những người khác lập tức rút đi, nhìn chầm chầm tống hai, mặc kệ thương đạo có hoàn thành hay không, chỉ cần hắn bên này bại lộ, lập tức động thủ, tiên sinh, vì sao như thế gấp gáp, tống lão thái gia chết rồi, tất có nội tình, chỉ sợ đã có người để mắc tới tống gia, mặc tiên sinh phân phó, dùng bồ câu đưa tin cho. Thái tử, nói cho hắn huy châu thứ sử đã chết, để hắn an bài nhân thủ thế nhưng là, thứ sử còn chưa có chết a, truyền thư đến, hắn tự nhiên là chết rồi, mặt tiên sinh cười nhạo, thái tử lúc này tất nhiên bởi vì dực vương sự tình hoài nghi ta, huy châu thứ sử, là xem như ta đưa cho hắn một món lễ lớn, thái tử vẫn muốn huy châu, lần này tính cũng tròn tưởng niệm, mặt tiên sinh đáy mắt lạnh ý như sóng, muốn là một chuyện, có thể hay không nắm ở trong tay ổn được, lại là một chuyện khác, dực vương gãy tại an thái trấn, về phần thái tử, nếu như sự tình thuận lợi. Huy Châu, chính là hắn bất hạnh bắt đầu nha như ngọc nghe ngân đỉnh hồi bẩm cực đầu nói không có để lại dấu vết gì a à? vương phi yên tâm là chúng ta ám sát ám vệ đi mảy may vết tích đều không ngân đỉnh hừ cười cái kia tống lão nhị còn sai người lấy băng an trí tại cha của hắn thi thể chung quanh muốn mật không phát tan nha như ngọc ngón tay khẽ chọc mép bàn hoắc trường hạt khẽ cười nói ừm um, lại để cho ngọc nhi đoán đúng rõ ràng là vương gia chủ ý nha như ngọc cười nói đã dạng này ngân đỉnh làm cũng đừng làm không, đi thăm dò hắn, nhìn hắn những ngày này đến tột cùng đang bận cái gì, cùng ai gặp mặt qua, không có gì đều mảnh, đều đến báo ta vâng, ngân đỉnh thối lui đến cổng, bối bối nhô đầu ra đến, vương phi, ta có thể cho đống đà ca hỗ trợ sao, tuyền đao không cam lòng lạc hậu, còn có ta, có thể, nhưng phải nhớ phải cải trang, đừng để người nhận ra vâng, hai người hoang hoang hỉ hỉ đi theo ngân đỉnh đi ra ngoài. Phát trường hạt nhịn không được cười. Ra tiếng, ngân đỉnh trước kia liền hăng hái, hiện tại càng hăng hái, có hai cái này tiểu tùy tùng, nhìn hắn đắc ý nha như ngọc cực đầu, không biết tại sao, trong đầu hiển hiện chó bên trong ba ngốc, hoắc trường hạt nói, ngọc nhi, tống gia chú ý muốn bại, nhà bọn hắn sinh ý, ngươi thấy thế nào, không có gì cái nhìn, nha như ngọc cho hắn một lại hát xa, tiền cố nhiên tốt, nhưng cũng không là tiền gì đều muốn kiếm, tống gia tự gây nghiệt, muốn bại là chuyện sớm hay muộn, nhưng chúng ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, đưa tiền nhà mấy vị trưởng quỹ đề tỉnh một câu liền tốt, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt, không muốn không bắt buộc, toàn bằng chính bọn hắn, chúng ta là cùng tiền gia hợp tác, khác mặc kệ, khoác trường hạt nắm chặt đầu ngón tay của nàng, nói khẽ, Ngọc Nhi thông thấu, như làm ăn cũng giống như ngươi, chỉ sợ người người đều muốn trở thành phú ông, nha như Ngọc vỗ nhẹ mua bàn tay hắn, đừng nghĩ nói dễ nghe lừa gạt ta, thúc nhất định phải ăn, châm nhất định phải đâm, vẫn là không thể động thức ăn mặn hoắc trường hạt nha ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta đi sắc thuốc nha như ngọc để hoắc trường hạt nằm xuống quay người ra ngoài chính gặp mạnh mộng lương tại bên ngoài viện đổi tới đổi lui tống bình đứng tại cách đó không xa mạnh sai quan ngươi xoay chuyển đầu ta đều choáng ngươi choáng chút sợ cái gì ta vương gia ca ca đều nhìn không thấy mạnh mộng lương không cao hứng ngươi có hay không điểm đồng tình tâm tống bình mạnh sai quan ngươi lời nói này nhưng qua ngủ ta a à, hắn mấy cái khác huynh đệ gật đầu phụ họa đúng thế đúng thế, nha như ngọc vừa ra tới, bọn hắn lập tức im miệng, đều chào đón. Vương Phi, vương gia thế nào rồi, nha như ngọc ánh mắt lướt qua bọn hắn, thụ thương mà thôi, tạm thời còn muốn trị một đoạn thời gian, mọi người đừng quá lo lắng, đám người sắc mặt trắng bệch, nhưng lại miễn cưỡng gạt ra cười đúng, đúng nha, nhất định sẽ tốt, vương Phi, có gì cần, hoặc là muốn dùng tiền, ngươi một mực mở miệng. Mạnh mộng lương nói liền phải giải túi tiền, nha như ngọc từ chối nhã nhặn, trước mắt không cần đến, có điều, có chuyện ta ngược lại là muốn mời các ngươi giúp đỡ chúc mấy người lập tức tỏ thái độ ngài nói chuyện gì chúng ta nhất định làm theo nha như ngọc hạ giọng phân phó vài câu mạnh mộng lương con mắt hơi sáng liên tục gật đầu được chuyện này ta có thể làm ngươi liền nhìn tốt a à. mạnh mộng lương cùng tống bình mấy người chia ra đi làm nhà như ngọc xoay người đi tìm đại phu người đại phu nhân cùng tống y y cho thì các nàng đang bề bộn phải khí thế ngất trời thấy nhang như ngọc đến đại phu nhân buông xuống công việc trong tay mẫu thân, ngài đi một chuyến thợ may cửa hàng, nha như ngọc nói, nói cho vương trưởng quỷ, quan tâm kỹ càng tống ra cửa hàng, đại phu nhân nghe nha như ngọc nói xong, liên tục gật đầu, được, ta đi nói, nha như ngọc một đường phân phó, hoắc trọng mão mấy người bọn hắn quản sự đều nghe lệnh mà động, làm xong trở về phòng, hoắc trường hạt còn tại nằm, giống như là đã ngủ, nha như ngọc bước nhẹ tới xe một chút hắn, hoắc trường hạt dáng dấp nhìn rất đẹp, mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhựng, cầm tuyến. Chặt chẽ lưu loát, nha như ngọc tại bên giường ngồi xuống, Nhiên đầu nhìn xem hắn, càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng yêu, trong lòng không tự giác sinh ra yêu thích, mặt mày nhiễm lên ý cười, hoắc trường hạt mở to mắt, khẽ cười nói, cười cái gì, ừm, nha như ngọc giọng mũi khẽ vẫy, ta cười sao, ừm, hoắc trường hạt thanh âm hơi câm, đẹp mắt, ngươi cười lên nhìn rất đẹp, nhang như ngọc không khỏi cúi đầu, khẽ hôn hắn chóp mũi, vương gia cũng sẽ nói loại lời này rồi, ta vẫn cứ nói. Hoắc trường hạt giữ chặt nàng, nhẹ mang theo đến trước ngực, chỉ đối một mình ngươi nói, nha như ngọc ghé vào bộ ngực hắn bên trên, vậy ta bình thường đối ngươi nhiều cười cười được, ngoài cửa sổ ánh nắng nhẹ vẫy, nha như ngọc nhắm mắt lại, hoác trường hạt nhẹ tay dìu nàng tóc dài, yên tĩnh mỹ hảo, nha như ngọc bỗng nhiên lại đứng dậy, hoác trường hạt hỏi, làm sao rồi, nha như ngọc nhíu mày, thần sắc lãnh túc, hoác trường hạt nhìn chầm chầm nàng, làm sao, phát sinh chuyện gì, nàng lại. Không hề có một tiếng động cười, hoắc trường hạt buồn bực, ngọc nhi, đến cùng làm sao rồi, nha như ngọc hốc mắt hơi triều hai tay xoa lên mắt của hắn nói khẽ người có thể trông thấy rồi. Hoắc Trường Hạc cũng khẽ giật mình, mí mắt cũng không dám nhẹ nháy một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng một chút xíu nhếch lên đến. Vâng, ta có thể trông thấy, Ngọc Nhi, ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Hoắc Trường Hạc lập tức ngồi dậy, chăm chú ôm nàng, quá tốt, ta lại có thể nhìn thấy ngươi cười. Ngọc Nhi nhang như ngọc hít sâu một hơi, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, ta tốt yêu thích, ta cũng yêu thích. Hoắc Trường Hạc bưng lấy mặt của nàng môi rơi vào trên trán nàng, giữa lông mày, trên chóp mũi nhẹ mổ vào môi của nàng. Nhan như ngọc cầm bát, lại đi tìm phương trượng, phương trượng ngồi ở trên giường, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhan như ngọc đẩy hắn một chút, chính trong không gian đạo đất phương trượng nhoáng một cái du, tranh thủ thời gian lui ra ngoài ai nha, như ngọc, tìm ta có việc đây, nhan như ngọc chỉ chỉ bát, thêm một chén nữa, người không gian nước, được, cái này dễ thôi, ngươi chờ phương trượng không nói hai lời, không bao lâu, xách ra một thùng tới, cho thêm ngươi chọn đi, cứ việc dùng ta xem như nhìn ra cái đồ chơi này liền không có tác dụng gì tưới tưới không được uống lại khó uống hắn thở dài người với người chênh lệch lớn thì thôi không gian cùng không ở giữa chênh lệch cũng rất lớn đây coi là chuyện gì xảy ra người ta như ngọc không gian có thể bỏ đồ vật còn rất dài quả còn có thể nuôi cá nuôi gà đây quả thực là toàn năng a hắn ngược lại tốt nguyên bản là một mảnh hoang vu liền thêm chút món rau thật vất vả có cái nước suối đi vẫn là cái phế vật hiện tại cũng liền chỉ vào ba khỏa cây trà có thể có chút dùng nhan như ngọc lần nữa nghe, quả nhiên vẫn là có mùi thuốc, người cái này suối, giống như có thể chữa bệnh, ta lại đi thử xem, nhan như ngọc cầm lên thùng, người cũng có thể để tàu quân y thử xem, phương trượng nửa tin nửa ngờ, có thể chữa bệnh, thật giả, vậy ta đi tìm có bệnh thử xem, nhan như ngọc sách thùng nước trở lại phòng bên trong, một lần nữa thấm ướt khăn, cho người thêm thoa một chút, cũng cố cũng cố. Hắc trường hạt ngoan ngoãn nằm. Xuống, hoàn toàn chính xác rất thoải mái dễ chịu, hẳn là cái này nguyên nhân, nha như ngọc trong lòng âm thầm cao hứng, nếu quả thật là như vậy, có thể tính một chuyện thật tốt, bệnh nặng không dám nói, bệnh nhẹ nhỏ tai là không sợ phương trượng cái này suối thuốc, tới thật là đúng lúc, liên tục thoa mấy lần, hoắc trường hạt cảm giác con mắt chẳng những tốt triệt để, mà lại thị lực giống như tốt hơn rồi vừa vặn bên ngoài trời tối xuống, còn không có cầm đèn, hắn đều có thể thấy rõ trong phòng đồ. Vật, Ngọc Nhi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hoắc trường hạt yêu thích không thôi, Ngọc Nhi, ngươi thật phúc tinh của ta, nha như ngọc cười yếu ớt vậy liền nghe phúc tinh đầu này hát sa vẫn là muốn mang theo tạm thời không muốn tiết lộ tin tức tốt nghe người vừa đem hát sa buộc lại bên ngoài có tiếng bước chân vang ngân đỉnh ba người bọn hắn trở về ngân đỉnh nhẹ nhàng gõ cửa vương phi thuộc hạ có chuyện quan trọng hồi bẩm tiến đến ba người tiến đến một chữ đứng vững ánh mắt trước liếc về phía hoác trường hạt gặp hắn ngồi trên ghế còn mang theo hát sa trên mặt đều hiện lên thất vọng Hoắc trường hạt đem ba người bọn hắn thần sắc thấy rất rõ ràng trong lòng âm thầm buồn cười, càng nhiều vẫn là cảm động, nha như ngọc mở miệng hỏi, tình huống như thế nào, ngân đỉnh tiến lên, cầm trong tay mấy tờ giấy, vương phi, đây là chúng ta thăm dò được tin tức, nha như ngọc trong mắt nhìn, còn mắt có chút trận to, lại nheo lại. Cái này trên giấy họa chữ như là gà bới, tha. Thứ nàng mắt vụng về, một cái đều không nhận ra, nha như ngọc hắn giọng, người vẫn là nói với ta đi, thấy đầu ta đâu. Ngân đỉnh kinh ngạc, a à, ta họa phải không đủ rõ ràng sao, là phương trượng dạy ta, nói là dạng này nhớ kỹ nhanh, ta thử một chút, đích thật là nha như ngọc ngân đỉnh sờ mũi một cái, hôm nay tống lão nhị rất bận rộn, một khách dám không có nhàn rỗi, hắn đi tống gia hơn phân nửa cửa hàng, tiệm trà, vải trang còn có đồ sứ cái gì, đều đi, trừ thấy trưởng quỷ, còn cùng phụ trách thu mua người đều gặp mặt qua, có mấy cái còn cho thử ngân. Nha như ngọc nghe được chỗ này, nắm bắt giấy vẽ tay hơi. Ngừng lại, thu mua người, đúng vậy nàng ở trong lòng tính toán rất nhanh tiệm trà vải trang đồ sứ những cái này đều không phải huy châu đặc sản đều cần phái ra thương đội đi mua nha như ngọc lại hỏi văn phòng tứ bảo cửa hàng nhà in hắn đi sao ngân đỉnh ba người liếc mắt nhìn nhau trong miệng một lời không có nha như ngọc nâng bút trên giấy nhanh chóng vẽ xuống đạo đồ mấy tuyến quy nhất tống gia sinh ý theo chúng ta biết bởi vì kể chuyện tiên sinh bây giờ nói sách mới lạ thú vị nhà in cùng thuyết thư trận là nhà hắn nhất kiếm tiền cửa hàng nhưng hắn không có đi hai địa phương này, mà là đi cái khác, đây là vì sao, ngân đỉnh con mắt đi dạo, bởi vì vì cái gì, tuyền đao một mặt mờ mịt, lắc đầu bối bối tiến lên một bước, đưa cổ nhìn một chút, cái này sinh ý là bản thành, cái khác không đúng, có phải không hắn nghĩ mượn hơi được những cái kia thường xuyên chạy ở bên ngoài, cảm thấy bọn hắn không tốt trưởng khống, nhan như ngọc trong mắt tránh tán. Thưởng, bối bối khóe mắt liếc qua nhìn thấy ngân đỉnh, kiên định nói, là đống đà ca dẫn dắt ta, không biết tiểu nhân nói có đúng hay không, đoán lung tung đoán, nha như ngọc cười khẽ, có lý, nha như ngọc bút tại cái khác cửa hàng bên trên một hòa, tống nhị gia đi những cái này cửa hàng, một mặt là lập uy, nhưng hắn càng xem trọng, hẳn là những cái này cửa hàng chọn mua nhân viên, những người này, trên tay có cái gì, để hắn cực lực muốn thu mua. Tuyền đao nháy mắt mấy cái nói, ta trước kia tại Sơn. Trại thời điểm, phụ trách xuống núi mua đồ tiểu đội đều là được hoa nghênh nhất, thật nhiều người cướp đi, bởi vì bọn hắn có thể giúp đỡ mua đồ, hoặc là giúp đỡ chút đem đồ vật bán đi nha như ngọc cực đầu. Đúng vậy, thương đạo, Hoắc trường hạt nói, hắn là đang ra nhìn các cửa hàng thương đạo không sai, nha như ngọc tán thưởng, ba người các ngươi lập xuống một cái công lớn, tuyền đao lập tức nói, ta cũng là thủ đống đà ca dẫn dắt, ngân đỉnh mặt mày hớn hở, cười khoát tay, khách khí. Khách khí, Hoắc trường hạt im ắng trợn mắt trường một cái. Thật sự là không mặt mũi nha như ngọc đứng dậy đến rương nhỏ một bên, mượn che lấp, từ không gian bên trong lấy ra mấy cái túi chocolate đậu cùng kẹo cầu vồng, còn có chút mấy cái ôlio nhỏ bánh gato, cùng hai túi gạch cua hạt dư nhân, những cái này cho các ngươi, mình phân ăn, một lát nữa đợi hoác trọng phạm cùng mạnh sai quan bọn hắn trở về, để tiểu nhị chuẩn bị con dê, chúng ta ăn tiệc. Đa tạ vương phi, ba người vô cùng cao hứng nói. Lời cảm tạ ngân đỉnh trước khi ra cửa lại nhìn một chút hoác trường hạt, nụ cười trên mặt tiêu tán mấy phần. Vương gia, ngươi phải nhanh lên một chút tốt nha ba người đồng loạt nhìn hắn hoắc trường hạc đem ba người đuổi đi nhà như ngọc đem ngân đỉnh họa chữ như gà bới thu lại hỏi hoắc trường hạc vương gia thấy thế nào nếu như còn sống là tống lão đại muốn đem nắm thương đạo ta cũng không hiếm lạ nhưng cái này tống lão nhị hẳn không có loại này đầu óc hoắc trường hạc ngữ khí không che giấu được mỉa mai hắn nghĩ cầm quyền mật không phát tan cho dù là thu nạp cửa hàng bên trong sổ sách bạc ta cũng không ngoài ý liệu duy chỉ có cái này thương đạo thật đúng là ra ngoài ý định nhân thiết chỉ có băng không có đột nhiên chuyển biến cái này nói chuyện không giống hắn làm sự tình hắn hết lần này tới lần khác muốn làm vậy đã nói rõ nha như ngọc thanh âm tôi băng không là chính hắn muốn làm nha như ngọc ngón tay vuốt khẽ giấy hắn không chết đã đầy đủ khiến ta kinh nha hiện tại xem ra phía sau là có cao nhân xem ra chúng ta phải đi tống gia đi một chuyến nha như ngọc nụ cười giảo hoạt buổi tối hôm nay nói không chừng đi còn có trò hay nhìn sắc trời tối đen ngoại phái đi ra người lục tục ngon ngoe trở về, mỗi người nhiệm vụ đều hoàn thành phải không sai nghe nói nhang như ngọc sai người chuẩn bị tiệc, đều rất cao hứng đợi nhìn thấy hoác trường hạt trên ánh mắt hát xa lúc, cũng đều có chút thất lạc, hoác trường hạt mỉm cười nói, mọi người một mực dùng bữa, không cần phải lo lắng, ai còn không có sinh bệnh thời điểm, bản vương chẳng qua chỉ là sinh trận. Bệnh nhẹ, ít ngày nữa liền có thể tốt, cung chúc vương gia sớm ngày khôi phục, hoác trọng mão nâng chén, ta lấy canh thay rượu, kính vương gia, kính vương gia tất cả mọi người bưng lên chén nhỏ, Hoắc Trường Hạc cũng tiếp nhận nhang như ngọc đưa tới trong tay hắn chén nhỏ, tạ mọi người, tiệc ăn ngon, nhưng mọi người trong lòng đều có chút tiếc nuối, ăn cơm xong lại bắt đầu riêng phần mình bận rộn, nhang như ngọc mượn Hoắc Trường Hạc con mắt còn chưa tốt, sớm dẫn hắn trở về phòng nghỉ. Ngơi, những người khác cũng không có phát giác, hai người nghe động tỉnh bên ngoài, lập tức đổi y phục, lặng lẽ từ sau cửa sổ nhảy ra đi bóng đêm sâu nồng, nhang như ngọc hỏi, cảm giác thế nào? Con mắt còn tốt chứ? nếu như có cái gì không thoải mái, không muốn gượng chống, hoặc trường hạt thanh âm mang cười, tốt, tốt thật nhiều, chẳng những tốt, còn đem so với trước kia rõ ràng hơn, nhan như ngọc gặp hắn nói như vậy, cũng coi như triệt để yên tâm, vậy ta cũng thử xem. Dù sao suối thuốc còn nhiều. Rất nhiều, tẩy một chút cũng không phải chuyện xấu, tống nhị gia hôm nay liên tiếp chuyển mấy cái cửa hàng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, miệng đắng lưỡi khô, đang nghỉ ngồi uống một ngụm trà, cuốn họng cũng còn không có nhượng tới, bên ngoài gã sai vặt chạy trước đến báo nhị gia không tốt bên ngoài đến thật nhiều người nhất định phải thấy ngài tống nhị gia buồn bực là ai không là để cho ngươi biết nhóm ta buổi tối hôm nay ai cũng không gặp nhị gia tiểu nhân nói nhưng thực sự ngăn không được bọn hắn là các cửa hàng trưởng quỷ nhất là đồ cổ cửa hàng cổ trưởng quỷ hung cực kỳ tống nhị gia đối một số người có ấn tượng cổ trưởng quỷ chừng 50 tuổi mắt trái thị lực không tốt lắm lão đại ở thời điểm còn cố ý đưa quá hắn một mảnh lưu ly phi thường tinh xảo có thể thấy rõ rất nhiều đồ cổ bên trên chi tiết chỗ bởi vậy cổ trưởng quỷ đối lão đại là khăng khăng một mực nhưng đối với hắn cái này nhị công tử lại có nhiều bất kính hắn đã sớm nhìn cổ trưởng quỷ không vừa mắt nhưng làm sao cổ trưởng quỷ hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự trước đó hắn nói cũng không tính không hiếu động nhưng bây giờ không giống hắn là tống gia gia chủ lão đại cũng chết sớm làm thế nào liền phải từ hắn tống nhị gia cười lạnh một tiếng đã đến liền để bọn hắn đi khách sảnh các loại, liền nói ta còn có chuyện quan trọng, xử lý xong lại đi gặp bọn họ, vâng, ghi nhớ, tống nhị gia lại bổ sung, không cho bọn hắn dân trà để ý một chút, liền làm phơi lấy bọn hắn, vâng, tống nhị gia trong tay nắm bắt mặt tiên sinh cho hắn bình thuốc nhỏ, trong mắt tia sáng. Lạnh lùng không có nhiệt độ, như là rắn độc, đã các ngươi tìm tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí, cổ trưởng quỷ bọn hắn hết thảy bốn người. Lấy cổ trưởng quỷ cầm đầu, nghe xong gã sai vặt nói cái gì tống nhị gia để bọn hắn đi khách sảnh, cổ trưởng quỷ tại chỗ thiếu chút nữa nổ cái gì đi khắc sảnh cổ trưởng quỷ ngắn ngủi cười một tiếng lão thái gia cùng đại gia thấy chúng ta đều là để chúng ta đi chính sảnh chưa từng có đi khắc sảnh đạo lý lại nói chúng ta lần này tới cũng không phải tới gặp nhị gia chúng ta là đến mời lão thái gia an gã sai vặt sắc mặt biến hóa hắn vừa rồi không có hỏi cổ trưởng quỷ mấy cái cũng không nói chỉ nói muốn gặp đông gia gã sai vặt biết lão thái gia đã đi đương nhiên liền thừa nhận làm tống nhị gia là đông gia hiện tại mới ý thức tới Cổ trưởng quỷ bọn hắn không biết, bọn hắn coi là Đông gia vẫn là lão thái gia, gã sai vặt nào dám để bọn hắn đi gặp lão thái gia, tranh thủ thời gian bồi cười, mấy vị lão thái gia lúc này sớm ngủ. Lại, này sẽ sợ là không dám tốt quấy rầy, không bằng trước hết đi khách sảnh, tiểu nhân cho mấy vị gia thượng hạng trà, chờ nhị gia làm xong, tự sẽ tới gặp các ngươi cổ trưởng quỷ cũng xem thường, vung tay lên nói, liền để nhị gia bận biểu hắn tốt, dù sao chúng ta đồ cổ cửa hàng bình thường cũng không phải từ hắn quản, ta cùng hắn đã không còn gì để nói. Trò cười, liền tống lão nhị loại kia, không còn sớm đem đồ cổ cửa hàng bài quan rồi, cái gì cũng đều không hiểu, làm được lại giả đều nhiên. Không ra đến mắt mù cổ trưởng quỷ cũng không phải lần đầu đến trong phủ, đối trong phủ các nơi là xe nhẹ đường quen, nhất chân liền hướng lão thái gia trong viện đi, gã sai vặt gặp một lần hoảng hồn, tranh thủ thời gian ngăn lại, mấy vị, mấy vị, chớ có khó xử tiểu nhân, một hồi nhị gia đến, các vị nghe nhị gia thu xếp, như thế nào, cổ trưởng quỷ tâm nhãn tử rất nhiều lại không đem tống nhị gia nhìn ở trong mắt nghe xong hắn lời này nháy mắt lên nghi cùng lúc đó nhàn như ngọc cùng hoắt trường hạt đã đến lão thái gia trong viện tiếng lão thái gia gian phòng nha như ngọc liền không nhịn được rùng mình một cái hoắt trường hạt cũng nhíu mày nơi này nhiệt độ thật thấp nha như ngọc chậm rãi bước tiến lên ngân đỉnh không phải nói tống gia ở đây thả băng để phòng thi thể hư mất phòng bên trong liền cái trông coi người đều không có nha như ngọc tiến thẳng một mạch đến bên giường quả nhiên thấy trước giường phía sau giường, đều thả đầy băng, tống gia lão thái gia thi thể liền nằm tại băng ở giữa, màu da đã bắt đầu có. Biến hóa, hoắc trường hạt cười lạnh, cái này tống lão nhị thật đúng là có thể, liền cha hắn chết sống đều không để ý, nha như ngọc lấy ra mấy bao thuốc bột, đưa cho hoắc trường hạt một chút, đem những này vẫy vào băng bên trên, chúng ta cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi của trưởng quỷ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe xong gã sai vặt liền trong lòng sinh nghi. Hắn vốn là muốn duy trì đại gia làm gia chủ, nhưng đại gia đột nhiên chết đột ngột nói là đi giả ngoại tìm cỏ gì cả người lẫn ngựa xe ngã xuống vách núi thi thể đều không có tìm được cổ trưởng quỷ vốn chính là cảm thấy kỳ quái đại gia cũng không phải làm loạn tính tình thật tốt đi tìm cỏ gì hắn cũng không phải đại phu nhị gia cho thiết pháp là tống lão thái gia một mực bệnh đại gia thuần hiếu nghe nói có cái thiên phương nhưng thiếu một vị thuốc liền nghĩ tự mình đi tìm cái này cũng miễn cưỡng tính nói còn nghe được cũng không có hai ngày lão thái gia cũng đi cái này cổ trưởng quỷ liền nhịn không được nhất. Định phải đến xem mấy người bọn hắn đều là trưởng quỷ, tại Tống Gia nhiều năm, bình thường đi theo lão Thái Gia cùng đại gia, cũng coi như một nhân vật, há lại một cái gã sai vặt có thể ngăn được, cổ trưởng quỷ khẽ nói, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy lão Thái Gia, chúng ta đều là trưởng quỷ, dù không phải đông gia, nhưng cũng không phải cái gì A Miu A cậu có thể tùy ý đuổi, nhìn thấy lão Thái Gia, đánh phạt ta đều nhận, đi, những người khác cũng đều đi theo hắn, một đường hướng. Lão thái gia viện tử đi cả sai vặt thấy tình thế không tốt, nhanh đi bẩm báo tống nhị gia của trưởng quỷ đi ở phía trước, thấp giọng nói, các ngươi có hay không cảm thấy cổ quái, quả thật có chút không đúng lắm các ngươi nói, có thể hay không nhị gia muốn đoạt quyền, đem lão thái gia cho giam lỏng rồi, đại trạch trong môn tranh đấu, cũng đều tay rất đen, cái này rất khó nói nha, liền đại gia đều cổ trưởng quỷ sắc mặt biến đổi, mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta nhìn thấy lão. Thái gia liền biết, nếu là thật có cái gì, cũng coi như cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng, không ngủn công hắn tài bồi chúng ta một trận. Tốt, tốt, cổ huynh nói rất có lý, mấy người đạt thành nhất trí, bước nhanh đi lên phía trước, xuyên qua cuối cùng một đạo mặt trăng cửa, chợt nghe có người sau lưng âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị trưởng quỷ, đây là muốn làm cái gì, cổ trưởng quỷ trở lại, thấy Tống Nhị Gia mang theo gã sai vặt cùng mấy cái gia đình đi tới, Tống Nhị Gia sát mặt chìm túc. Ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể thấy được mười phần không thoải mái cổ trưởng quỷ cũng không sợ hắn, liền lễ đều chẳng muốn thấy, nhị gia, chúng ta tới nhìn xem lão thái gia đúng vậy a, à. đại gia không tại, chúng ta cũng coi như thấy đại gia tận tận hiếu, tận hiếu, tống nhị gia cười nhạo một tiếng, ta đại ca không có còn có ta, cha ta cũng không phải không có nhi tử, cần phải các ngươi mấy vị tận hiếu, các ngươi phải làm nhất, là đem riêng phần mình cửa hàng quản tốt, đợi bản gia chủ tra sổ về sau, thuận lợi tiếp quản, không ảnh hưởng sinh ý, cái này mới là đúng. Lý cổ trưởng quỷ tùy ý chấp tay một cái, thái độ cũng không cung kính, nhị gia, ngài nói ngài là gia chủ, không biết lệnh bài có đó không, lúc trước đại gia phụ trách chúng ta cửa hàng, đồ cổ sinh ý là tống gia kiếm lợi nhiều nhất cửa hàng một trong, chưa hề đánh qua mắt, không biết nhị gia dự định về sau ứng đối như thế nào, tống nhị gia cảm giác hỏa khí đánh thẳng đỉnh đầu, cổ trưởng quỷ, ngươi là trưởng quỷ, ta là gia chủ là đông gia, làm sao, ta làm cái gì còn cần hướng ngươi một cái. Trưởng quỷ bàn giao, còn ứng đối ra sao? đại ca như thế nào làm, kia là chuyện của hắn, hắn nguyện ý đi trưởng nhãn, bản gia chủ không nguyện ý, kiện kiện đồ cổ đều để ta đi trưởng nhãn, kia muốn nhiều như vậy dám định tiên sinh để làm gì, ngươi cái này trưởng quỷ để làm gì, cổ trưởng quỷ sờ sờ râu ria, nhị gia bản lĩnh không lớn, tính tình cũng không nhỏ, được a, à? chờ ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, lấy ra lệnh bài cho ta chờ nhìn qua, ngươi nói cái gì chính là cái đó, hắn khẽ vương tay, lệnh. Bài ở đâu, lịch đại gia chủ đều có một viên lệnh bài, từ lão gia chủ thoái vị lúc giao đến tân gia chủ trên tay tống nhị gia không phải là không muốn lấy ra là căn bản không có tìm tới tống lão thái gia chết được đột nhiên hắn lại bận bịu vội vàng đi tìm mấy lần căn bản không có bất kỳ cái gì đầu mối vốn cho rằng lão đại chết lão gia tử bệnh trừ hắn tống gia không có người khác tiếp hàng đơn vị chính là thuận lý thành chương nước chảy thành sông sự tình không nghĩ tới thật là có thứ nhi đầu căn bản không để hắn vào trong mắt tống nhị gia trong thân thể sóng lửa một lần cao hơn một lần lý trí cùng kiên nhẫn gần như muốn làm hao mòn hầu như không còn nha như ngọc cùng hoắc trường hạt liền ở trong tối chỗ nhìn hoắc trường hạt nhỏ giọng nói chuyện ngày hôm nay tống lão nhị căn bản nhịn không được tình cảnh ta nhìn hắn chính là cái sống phóng túng hạ người căn bản ép không được tống gia nha như ngọc câu môi cười yếu ớt không vội lúc này mới vừa mới bắt đầu mấy người trưởng quỷ là có thể đem hắn đánh mộng hắn cũng quá vô năng kia đằng sau làm sao bây giờ hoắc trường hạt kinh ngạc đằng sau nha như ngọc nụ cười giảo hoạt cổ trưởng quỷ bọn hắn là tự hành đến, ta an bài đại chiêu còn chưa tới, hoác trường hạt nhìn xem nụ cười của nàng, trong lòng thoải mái, vậy chúng ta liền ăn dưa xem kịch, dứt lời, xuất ra một cái hạt dưa, ăn sao, nhang như ngọc kinh hỉ, ở đâu ra, từ mạnh mộng lương nơi đó thuận đến. Nhang như ngọc sờ một cái, vẫn là lột xác, bắt đầu ăn càng thống khoái hơn. Nhan như ngọc một bên ăn, một bên chú ý phía dưới tình huống, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên dừng lại, hoác trường hạt nghi hoặc hỏi, làm sao rồi, Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Tống Nhị Gia, phía dưới tia sáng có chút ngầm, chỉ có gã sai vặt cùng một cái gia đinh trong tay dẫn theo đèn lồng, gió thổi qua, đèn lồng cũng đi theo lắc lư, tia sáng lúc sáng lúc tối, Tống Nhị Gia mặt tại trong ánh sáng hơi có vẻ dữ tợn, ngực nâng lên hạ xuống. nhang Như Ngọc thấp giọng nói, ngươi nhìn Tống Hai, có cảm giác hay không? Hắn có chút không thích hợp, hoắc trường hạt nhãn lực hiện tại đặc biệt tốt, so nhang Như Ngọc nhìn càng thêm rõ ràng, hắn hô hấp có chút gấp, còn mắt có chút phím hồng tay nắm chắc thành quyền, giống như đang cực lực nhẫn nại cảm xúc, đây không phải đơn thuần sinh khí, hoắc trường hạt kinh ngạc, hắn giống như mười phần phẫn nộ, thậm chí có sát ý, có hay không cảm thấy nhan như ngọc hơi suy nghĩ một chút, hắn loại trạng thái này, chúng ta giống như gặp qua, hoắc trường hạt bật. Thốt lên, tại văn gia, văn thanh trác nhi tử đúng, không sai, nhan như ngọc vân vê một hạt hạt dưa, ngữ khí giống như băng, xem ra, chúng ta đoán được không sai, đối thủ lần này, vẫn như cũ là người quen biết cũ, xem ra, mặt tiên sinh quả nhiên chặn ngang một gậy hoắt trường hạ con ngươi nổi lên tảng băng giống như ánh sáng tống hai trốn qua một kiếp tống lão đại tử trạng đều có thể nói rõ vấn đề bọn hắn đã sớm hoài nghi lúc này hoàn toàn có thể xác định nhàn như ngọc thanh âm như băng châu thu mới hận cũ ngươi cái này một đôi mắt tuyệt không thể cứ như vậy được rồi đã hắn muốn để tống hai thay hắn làm việc ta lại để hắn không làm được tống nhị gia thấy thực sự ngăn không được cổ trưởng quỷ bọn hắn dứt khoát cũng không còn cản đi pha trà tới vâng gã sai vặt xoay người đi tống nhị gia gật đầu nói đã tất cả mọi người muốn gặp một lần phụ thân ta vậy ta cũng liền không ngăn có điều ta nói trước phụ thân ta bệnh nặng hiện tại ý thức không rõ ràng đại phu cũng nói muốn để hắn tỉnh dưỡng tận lực không đi quấy rầy các vị sau đó ngay tại gian ngoài nói vài lời vẫn an cũng chính là cái khác hắn cũng không nghe thấy tống nhị gia ngữ khí hiện lạnh ta mặc dù không phải gia chủ nhưng ta là cha ta thương nhất nhi tử dứt bỏ sinh ý không nói làm con trai che chở cha an nguy tổng không sai a à cổ trưởng quỷ mấy người đưa mắt nhìn nhau, để mấy ngược lại là không thể nào phản bác, đành phải gật đầu đáp ứng. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, đã có mấy cái da. Đinh trước đi qua tống nhị gia trầm mặt, đi lên trước, mời đi, hắn đi ở phía trước, gia đình đã đi vào trưởng gian ngoài đèn, buông xuống trong phòng rèm, mở ra hai bên cửa sổ, hoắc trường hạt nhỏ giọng nói, vẫn được, biết trước tán tán khí lạnh, nhang như ngọc ăn mấy khỏa hạt dưa, không vội, đây đều là vô dụng công, tống nhị gia trước một bước đi vào, tại ngồi quỳ ngồi xuống, gã sai vặt bưng khay pha trà đi lên tống nhị gia tự mình bưng trà một chén chén đưa tới cổ trưởng quỷ trước mặt mọi người các vị cảm tạ các ngươi đến xem phụ thân ta về tình về lý ta cái này làm nhi tử đều hẳn là cảm kích có cái gì nói đến không đến còn mời các vị không nên trách tội hắn bỗng nhiên khách khí cũng làm cho cái khác trưởng quỷ không tốt lại nói cái gì cổ trưởng quỷ nhưng biết rõ người này không phải hảo tâm nhấp một miệng trà không có sủa bậy trà hơn phân nửa ngọn cổ trưởng quỷ đứng dậy đi đến buồn trong cổng, Tống Nhị Gia nói, cổ trưởng quỷ ta biết, không đi vào, ở chỗ này nói chuyện, cổ. Trưởng quỷ đứng tại cổng, hành lễ, lão thái gia, ta đến xem ngài nhiều ngày không gặp, rất là lo lắng, ngài vừa vặn rất tốt điểm rồi, không ai tiếp lời mấy người trưởng quỷ cũng buông xuống chén trà, tới cửa bên này, nói không sai biệt lắm lời nói nhưng bên trong cũng không có động tĩnh. Tống Nhị Gia nhìn một chút bên người gã sai vặt. Cả sai vặt im ắng lui ra ngoài, cổ trưởng quỷ cao mày nói, nhị gia, thế nào cảm giác, lão thái gia gian phòng có chút khí lạnh, đây là đại phu đề nghị, phụ. Thân là chứng nhiệt, muốn dùng băng dừa ngọc, băng ngọc vẫn là ta đại ca tìm đến, làm sao, hắn không cùng ngươi đề cập qua sao, tống nhị gia không nhanh không chậm nhấp hấp trà, trà nóng nhập khẩu, hắn liền không nhịn được nhíu mày, kém chút đem cái chén quẳng, trà này cũng quá bỏng. Trong lòng bực bội lại có chút ép không được nha như ngọc cùng hoắc trường hạt một lần nữa đổi chỗ, những người này vào phòng, liền không tốt lắm quan sát được bên kia, nha như ngọc một chỉ bên tường một cái cây, vừa vặn nhánh cây rậm rạp phồng lớn, có thể nghiêng đến bên cửa sổ, hoặc trường hạt ôm lấy nàng, nhảy lên nhánh quang, liền nghe Tống Nghị gia nói, "Các vị, nói cũng nói, thời điểm không còn sớm, lão thái gia làm sao cũng không có phản ứng, nếu không ta đi tìm đại phu đến." Cổ trưởng quỷ đề nghị, "Nghĩ tùy tiện đem bọn hắn lấy đi, không có cửa đâu, đã đến, liền phải biết rõ ràng không cần, phụ thân có thường dùng đại phu." Tống Nghị gia cự tuyệt. Thế nhưng là Cổ trưởng quỷ lời vừa thốt ra, phòng bên trong truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng ho khan nha như ngọc cùng hóa trường hạt liếc nhau cái này cũng được sợ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại vừa dứt lời phòng bên trong đột nhiên hô nhỏ một tiếng cổ trưởng quỷ buồn bực cái gì âm thanh đây sau đó liền mơ hồ nghe được có tiếng nước còn chưa hiểu tới chợt thấy dưới lòng bàn chân có nước vẫn là từ giữa phòng chảy ra cái này làm sao nhiều như vậy nước mấy người buồn bực cổ trưởng quỷ không nghĩ đợi thêm một cái vén rèm lên cảnh tượng trước mắt để bọn hắn quả thực kinh ngạc đến ngay người cả phòng băng, trước giường phía sau giường đều là, chẳng biết tại sao, ngay tại cấp tốc tan rã, băng hóa thành nước, lưu đến khắp nơi đều là một cái gã sai vặt đầy mặt tái nhật đứng trên ghế, ngơ ngác nhìn trước mắt đột phát tình trạng mà mấy người quan tâm nhất lão thái gia, lúc này chính nằm ở trên giường, sắc mặt nâu tím, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng chính là một bộ người chết tướng lão thái gia đã chết. Mấy người quá sợ hãi, cái này nhưng so sánh bọn hắn dự nghĩ gì giam lỏng loại hình nghiêm trọng nhiều cái này mấy người lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt chấn kinh kinh ngạc quay người nhìn về phía tống hai tống nhị gia sắc mặt âm trầm ban sơ kinh ngạc bối rối về sau hiện tại cũng tỉnh táo lại đôi bên người rằng có không nói gì trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện hồi lâu tống nhị gia trầm giọng nói các vị xem hết sao xem hết liền đi ghi nhớ miệng muốn nghi một chút cổ trưởng quỷ cắn răng nhị gia đây là uy hiếp chúng ta sao người nói là chính là tống nhị gia liền hí cũng lười lại diễn tống hai người giết cha đoạt quyền còn trông cậy vào chúng ta cổ trưởng quỷ nói con chưa dứt lời sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi tay thật chặt che ngực lại há mồm phun ra một ngụm máu tới cái này biến cố tới càng đột nhiên những người khác giật nảy mình cổ trưởng quỷ làm sao đây là một tràng thốt lên âm thanh bên trong cổ trưởng quỷ bị những người khác đỡ lấy di ngôn cũng không kịp nói hai câu trực tiếp tắt thở những người khác trong lòng cự giật mình đều không dám lại nói cái gì tống nhị gia cũng giật nảy mình hắn biết cổ trưởng quỷ sẽ chết thuốc là hắn tự tay hạ tại trong trà nhưng không nghĩ tới cổ trưởng quỷ sẽ chết phải nhanh như vậy nguyên đến nay sẽ chờ hắn sau khi về nhà lại từ từ chết trà không chứng minh thực tế hiện tại đây coi là cái gì nhị gia cổ trưởng quỷ đột phát bệnh bộc phát nặng vậy mà liền như thế đi chúng ta mấy cái cùng đi không bằng liền để chúng ta đem thi thể của hắn trước đưa trở về cũng không nhọc đến phiền nhị gia mấy cái lập tức chịu thua không còn dám sách lão thái gia sự tình chỉ nói cổ trưởng quỷ tống nhị gia hiện tại cũng có chút phiền chuyện đột nhiên xảy ra hắn cũng không muốn tốt đối sách hiện tại mấy người nói chuyện hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện tốt vậy các ngươi trước tiên đem thi thể đưa trở về quay đầu ta đi đốt cái giấy đưa chút ngân lượng cho hắn người nhà đa tạ nhị gia mấy người đặt lên cổ trưởng quỷ lập tức hướng ngoài viện đi mới ra viện tử nhanh chân liền chạy ra ngoài bọn hắn ai cũng không nói nhưng ai trong lòng đều rõ ràng cổ trưởng quỷ tám thành chính là bị tống nhị gia cho hại nghĩ đến tống nhị gia đột nhiên chuyển tốt thái độ còn có uống ly kia trà bọn hắn âm thầm suy nghĩ phải nhanh đi về tìm đại phu thật tốt nhìn một cái đừng đem bọn hắn cũng hạ độc chết nhàn như ngọc thấp giọng nói phải người tiếp cận tống hai còn có cổ trưởng quỷ bên kia nhà bọn hắn người hẳn là sẽ không như thế được rồi được hai người rời đi viện tử đi tống nhị gia thư phòng hắn thư phòng này bên trong đáng tiền vật không ít nhàn như ngọc mục tiêu tại địa đồ cùng thương đội trên tư liệu cẩn thận xem xét, nha như Ngọc có thể khẳng định, trước đó phán đoán cơ bản chính xác, tống hai chính là tại dùng thương đội mở ra thương đạo cái này thương đạo ngày sau sẽ rơi vào trong tay ai, kia liền không nói được, ngay tại nghĩ lại, hắc trường hạt gọi nàng, như Ngọc, người quá xem ra, đây là cái gì nha như Ngọc đi qua, mượn tia sáng nhìn, là từng cái bình nhỏ, có một hộp nhỏ, hết thảy 12 bình. hắc trường hạt lắc lắc cái bình, còn có ba. Cái đây, cái khác đều không, Nhan Như Ngọc xuất ra một cái, đổ ra điểm bột phấn, cẩn thận ngửi một cái, không sai, cùng lúc trước Văn công tử dùng độc đồng dạng. Tống Hai loại kia phản ứng, quả nhiên có bất thường lực, xem ra, cái này Mặc Tiên Sinh lợi dụng Tống lão đại thân thế, để huynh đệ bọn họ hai người tương tàn, lại để cho Tống lão nhị xây thương đạo, chờ thương đạo xây thành, Tống lão nhị cũng phế, không có cái uy hiếp gì Mặc Tiên Sinh người này, lòng dạ ác độc hung tàn, mà lại rất loại này niềm vui thú, hắn lúc trước cũng không phải vì cứu Tống Hai nhan như ngọc cầm bình nhỏ, hắn chính là muốn chơi cái này trò chơi, về phần cuối cùng là tống. Đại hoạt, vẫn là tống hai sống, hắn căn bản cũng không để ý, hoắc trường hạt một chưởng kích trên bàn, hỗn trướng, không tức giận, hắn có kế trương lương, chúng ta từng có cầu bậc thang, hắn nghĩ xây thương đạo, chúng ta lệch để hắn xây không thành, không sai, hoắc trường hạt cười nhạo, mấy cái kia chưởng quỷ, tận mắt thấy tống lão thái gia thi thể, lại tận mắt thấy cổ chưởng quỷ chết, sự tình tuyệt sẽ không cứ như vậy vừa dứt lời, trong viện có tiếng bước chân, hai người nhanh chóng từ sau. Cửa sổ nhảy ra, Tống Nhị Gia thở hổn hển vào nhà, ngã nát chén trà, bưng lên trên bàn bầu rượu, trực tiếp đối miệng rót, bầu rượu đã rỗng tuếch, hắn lại nhìn không được ba một tiếng nâng cốc ấm ngã nát, mang rượu tới, gã sai vặt đứng tại cổng, nhỏ giọng nhắc nhở, Nhị Gia, ngài không thể lại uống, còn ban, nhiên mực sát trán của hắn nện vào cửa phía sau bên trên, trực tiếp ném ra cái động, gã sai vặt trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi là Tống Nhị Gia nện lệch, cũng không phải đối. Với hắn nương tay, nếu không phải mạng hắn lớn, hiện tại ngã vào trong vũng máu chết chính là hắn, gã sai vặt không còn dám nhiều lời một chữ, trực tiếp đi ra ngoài lấy rượu, hoắc trường hạt nhíu mày, hắn tình huống này sao họ văn còn nghiêm trọng, hẳn là thời gian ngắn, lượng lớn dùng thuốc nguyên nhân, hoặc là, hắn dùng thuốc sao văn gia càng thuần, nha như ngọc nhíu mày, ngữ khí khó nén lo lắng, hoắc trường hạt minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, và nhất loại vật này chảy ra đi lời nói chưa hết. Bên ngoài lại có tiếng bước chân vang, nghe động tỉnh người tới còn không ít, có không ít còn dơ bó đuốc, lờ mờ, ước chừng mười mấy người tống nhị gia nhau mắt lại, đã văng ra trên đất nát bầu rượu, cất bước ra ngoài vừa nhấc mắt, nhìn thấy đám người cũng sửng sốt một chút, tộc trưởng, ngài làm sao tới rồi, tống gia tộc trưởng năm nay hơn bảy mươi tuổi, râu ri hoa râm, trong tay chống gậy chống, còn rất có vài phần uy nghi người cứ nói đi, tống nhị gia hiện tại bực bội thật nhiều, miễn. Cưỡng ngăn chặn, ta không biết, muộn như vậy, có chuyện gì không thể ngày mai nói, không bằng các vị về trước, ngày mai bàn lại, tộc trưởng cả giận nói, làm càng, ngươi đây là thái độ gì, hắn người bên cạnh nói, đúng đấy, còn chưa hề có người dám cùng ta phụ thân như thế nói chuyện, tống lão nhị, ngươi còn không có lên làm gia chủ, hoắc trường hạt nhỏ giọng hỏi, ngọc nhi, đây chính là ngươi nói đại chiêu, nhà như ngọc ăn mấy hạt hạt dưa, không sai, đây đều là tống gia người có mặt. Mũi Người nhà họ tống nếu là chết khô chỉ toàn, ngươi nói, ai nhất phải lợi, Hoắc Trường hạt nhớ tới nhà mình vừa bị lưu vong thời điểm, một đám tử người cũng không phải một lòng, còn đi ra không ít chuyện buồn nôn, cái này đại gia tộc, càng nhiều người, cũng liền càng khó tâm đủ, các loại lục đục với nhau cũng liền càng nhiều đó còn cần phải nói, khẳng định là tống gia những cái này tai to mặt lớn nhất phải lợi, dưới đáy bên kia, hoặc là bàn chi xa chi, cũng không có cơ hội. Nhan như ngọc gật. Đầu, ta nghe bối bối bọn hắn nói, tộc trưởng này, chính cho cháu trai mua hoạn lộ, chính là thiếu tiền thời điểm, trước đó vài ngày tìm tống gia lão thái gia mượn qua tiền, không có cho mượn tới, hoắc trường hạt nháy mắt hiểu rõ, kia không cần những người khác, chỉ tống gia những người này là có thể đem tống gia cho phân dư rơi nhưng là đại đa số người bọn hắn lại muốn mặc, cho nên, giống cửa hàng cái gì, sẽ không lưu tại trong tay quá lâu, mà lại cửa hàng bên trong phần lớn là giống cổ trưởng. Quỷ cái loại người này, bọn hắn đột nhiên tiếp quản, cũng vô pháp điều khiển. Hơn phân nữa là dùng để trực tiếp đổi tiền, hoắc trường hạt ánh mắt sáng lên, cho nên, ngươi để mẫu thân đi nhắc nhở tiền gia những cái kia trưởng quỷ, phàm là cùng trong tay bọn họ cửa hàng đồng dạng, liền càng có khả năng giá thấp nhặt cái để lọt, nha như ngọc mặt mày hơi gấp, đúng là như thế, hoắc trường hạt cười nhẹ khen ngợi, ngọc nhi thật sự là một con thông minh tiểu hồ ly. Tống nhị gia bây giờ nghe gia chủ. Hai chữ liền không nhịn được nghĩ nổ, gia chủ, gia chủ, là không đúng thì thế nào, tống nhị gia giật nhẹ cổ áo, hiện tại cũng không để ý cái gì lễ pháp, liếc mắt nhìn một chút, được rồi, cái này cũng không có có phần của ngươi nói chuyện, nơi này là tống gia, là nhà ta, không phải so với ai khác lớn tiếng, ngươi, các ngươi, những năm này vì cái gì có thể phong quan, còn không phải là bởi vì nhà chúng ta, trong tộc sự vụ, không có nhà ta, cái nào có thể xoay chuyển lên, hàng năm các. Ngươi hướng trong tộc giao bao nhiêu tiền, nhà chúng ta giao bao nhiêu, a à, trở về tính toán trướng, lại đến cùng ta la lối om sòm, bằng không mà nói, ta không nhận một bộ này, về sau cũng chi văn không ra, các ngươi yêu như thế nào, giống như gì, ngươi tộc trưởng gậy chống vừa gõ, chỉ mặt hỏi, tống lão nhị, ngươi đây là lời say, vẫn là thật lòng lời nói, lời thật lòng, ta không có uống say, tống lão nhị không sợ hãi nói, tộc trưởng cười lạnh, tốt, ta coi như ngươi là thật tâm lời. Nói, gọi ngươi cha ra tới, ta nghe hắn nói thế nào, hắn đến không được, hiện tại nhà ta là ta làm chủ, tống lão nhị dù sao cũng không thèm đếm xỉa, trong ý nghĩ vang lên ong ong, cái gì lý trí, cái gì lễ pháp, hết thảy đều mẹ nó gặp quỷ đi, tộc trưởng đằng sau mấy người nói, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi tìm hắn cha đi, đám người vừa muốn đi, tống nhị gia vung tay lên, người tới, đem bọn hắn bắt được, gia đình hộ viện cùng nhau tới, bao bọc vây quanh. Tộc trưởng cãi giận nói, ngươi muốn. Làm gì, quả thực làm càng, ta nói, các ngươi thấy không được cha ta, hoặc là lăng, hoặc là liền bị đánh, mình chọn đi, ngươi. Ngươi tộc trưởng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này, dĩ vãng đi cái kia không đều là bị khách khí đối đãi, bao lâu gặp qua loại cuộn cảnh này, chính dằn co, gã sai vặt lão đạo tiến đến, nhị gia, không tốt, bên ngoài đến thật nhiều quan binh, hoắc trường hạt thấp giọng nói, đây cũng là ngươi an bài, nha như ngọc lắc đầu, không phải, cái này ta không có thu xếp, nhìn kỹ hẳn nói, đến chính là phụ thứ sử người, cầm đầu bổ khoái lớn tiếng nói, người tới, đem. Tống hai bắt lại cho ta cái này còn không phải bình thường nha dịch, là chuyên môn phụ trách phá án bộ khoái, tống nhị gia cùng tống gia tộc trưởng bọn hắn đều sửng sốt, quan gia, hắn chỗ phạm chuyện gì, hắn giết cha giết huynh, ý tại đoạt quyền, nó tâm sao mà ác độc, chuyện xảy ra về sau, vì giết người diệt khẩu, lại độc chết cổ trưởng quỷ, thứ sử đại nhân mệnh chúng ta, đuổi bắt hắn quy án, đến nhà môn đáp lời, các tộc nhân ngây người. Tống nhị gia cũng ngây người nhất định là mấy. Cái kia trưởng quỷ làm, đáng chết, bọn hắn chẳng lẽ không muốn việc phải làm rồi không vì về sau sinh kế suy xét không vì người nhà suy xét tộc lão chấn kinh cùng tộc người đưa mắt nhìn nhau to lớn kinh ngạc về sau đáy mắt lại nhấc lên sâu nồng cuồng hỉ nếu như tống hai cũng bị bắt đi tống gia không người kia nhang như ngọc nhìn xem những người này đáy mắt tham lam tia sáng im ắng cười lạnh tống nhị gia lấy lại tinh thần muốn chạy nhưng những cái kia bổ khoái vốn là đến có chuẩn bị sao lại để hắn tùy tiện chạy trốn một súng lại ở đem hắn đổ nhào mang đi tộc lão lớn tiếng nói tống hai người vô đức vô nghĩa uổng cố cha tử thân tình quả thực chính là cầm thú hành vi ta tống gia nhất tộc tuyệt không muốn như ngươi loại này uổng khoác gia người đồ vật chúng ta muốn đem ngươi trừ tộc những người khác lập tức phụ họa đúng trừ tộc tống nhị gia quay đầu cười to lão già đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì chính là ham đồ của nhà ta người nhà của ta đều chết rồi các ngươi tốt chia cắt ta nói cho các ngươi biết không có cửa đâu tộc lão bị xé rách mặt mo đuổi theo lại mắng Phi, đây là trong tộc sự tình, không phải ngươi một người định đoạt, tống nhị gia bị áp đi, nói cái gì cũng không nghe thấy, tộc lão bọn người cùng nhìn nhau vài lần, có người thấp giọng nói, nếu không, ta trước bốn phía nhìn xem, tống lão nhị cái kia phá sản, đừng đem đồ vật đều làm không có, ta cũng không cầm, chính là trong giữ lên. Đúng, đúng, có. Thể, trong bóng tối, hoác trường hạt nhẹ giọng cười lạnh, những người này còn nói tống hai không muốn mặt mặt của bọn hắn cũng không có còn lại bao nhiêu, nha như ngọc ngón tay nhẹ cắt đứt ngọn cây cành lá, tống hai là cái hoàng khố, nhưng hoàng khố làm việc một loại khó mà để người theo lẽ thường đến suy đoán, ta đoán, hắn nhất định có đối sách, hắn đều bị bắt đi, còn có cái gì hoắc trường hạt bỗng nhiên dừng lại, hẳn là, vô cùng có khả năng. nhang như ngọc tươi sáng cười một tiếng, ánh mắt. Lướt về phía tống hai rời đi phương hướng, lờ mờ, lại có người đến, đến quả nhiên, vừa rồi áp đi tống hai bổ khoái lại trở về mấy cái tộc lão đang nghĩ dẫn người đi tống gia các nơi vơ vét đồ vật, bọn bộ khoái quát tháo ở các ngươi là làm gì, tộc lão chấp tay nói, quan gia, ta chờ đều là tống gia tộc người, nghe nói tống gia xảy ra chuyện, cố ý tới tra hỏi, bây giờ tống hai phạm phải như thế sai lầm lớn, ta chờ bộ khoái không tâm tư nghe hắn nói nhảm, khoát tay nói, tống gia muốn bị phong đại môn, không cho phép ai có thể, đều lui ra ngoài, tống phủ lúc đầu hạ nhân, không có chỗ đi, liền tạm thời lưu lại, sau đó sẽ có. Nha dịch phụ trách trông coi, cấp cho xuất nhập bằng chứng, tộc lão chờ nghe xong lập tức cấp, quan gia, đây là vì sao nha, ta chờ đều là người nhà họ tống, chúng ta nếu là người nhà họ tống, hoặc là liền bị giam ở đây, hoặc là liền theo ta đi đại lao, tự chọn, hai con đường này, đương nhiên cái nào đều không tốt chọn, tộc lão cắn răng, hắn là không thể đi đại lao, càng không muốn bị giam nơi này nhưng lại lo lắng đồ tốt bị người khác nhanh chân đến trước. Quay đầu đối với hắn nhi tử nói, ngươi lưu lại như vậy sao được, cha, ta mới vừa lạnh, còn chưa tốt, lưu tại nơi này bị giam ở đều không ai chiếu cố ta ai biết lúc nào có thể đi quan gia chúng ta nếu là lưu lại bổ khoái âm thanh lạnh lùng nói nếu là lưu lại đại nhân lúc nào gọi đến lúc nào quá đại đường nghe xong quá đại đường ba chữ tất cả mọi người ngậm miệng nghĩ tâm tư xám xịt rời đi tống gia đại môn ầm vang đóng lại chỉ lưu lại một cái bình thường đi xe ngựa cửa hông tống nhị gia mới vừa đi tới giao lộ nhìn thấy tộc nhân bị đánh ra đại môn đóng lại ngắn ngủi cười một tiếng, hắn không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ muốn, nha như ngọc cùng hoắc trường hạt từ cửa sau ra, chậm rãi trên đường đi mặt trăng rất sáng, ánh trăng như nước, đem hai người cái bóng kéo rất dài, cái bóng thân mật cuốn dao, hoắc trường hạt quay đầu nhìn xem, trong lòng ngọt ngào ngọc nhi, hoắc trường hạt chính là muốn nói chuyện, đến bên miệng lại dừng lại, một cái kéo qua nhang như ngọc, nghiêng người đến. Phía sau cây hai đạo bóng đen, một trước một sau, tốc độ cực nhanh lao tới phía trước, nha như ngọc liếc nhìn, phía trước đầu kia cái bóng chính là mặt tiên sinh thủ hạ mặt nạ sát thủ, đằng sau cái kia không nhìn quá rõ ràng lúc này, đạo thứ ba bóng đen nhảy xuống đầu tường, đi vào trước mặt bọn hắn là hoác trường hạt thủ hạ ám vệ vương gia, vương phi, tình huống như thế nào, hoác trường hạt hỏi, hồi vương gia, chúng ta tại tống phủ nhìn chằm chằm, có người đến vụng trộm bái phỏng qua tống hai. Có điều, người này gian trá mà lại quỷ dị, mỗi lần xuất hiện đều cực kỳ bí ẩn. Chúng ta theo dõi hai lần cũng đều thất bại buổi tối hôm nay cùng cái trước mang mặt nạ người, người này tìm ẩn tại tống phủ hình như có toan tính mới nhìn thấy hắn lướt đi phủ chúng ta lúc này mới đuổi theo nha như ngọc cao lại lông mày xem ra sự tình tối hôm nay thôi động cũng có mặt tiên sinh thủ bút không sao các ngươi muốn bao nhiêu thêm lưu ý thủ hạ của người nọ đều phi thường quỷ dị thủ đoạn âm độc nhất thiết phải lấy bảo vệ mình vi thượng nha như ngọc dặn dò đa tạ vương phi quan tâm ám vệ thả người vọt đi lại đuổi theo nha như ngọc vặn lông mày suy tư hoắt trường hạt nói ta cũng đi nhìn một cái chính hợp ý ta khoắt trường hạt cười khẽ kéo lại nàng ta đương nhiên biết ngươi hai người vừa nói vừa cười một đường đuổi theo nhanh đến giờ tí phương trượng cảm giác mình tới nơi này về sau làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ khỏe mạnh quy luật mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm cùng nguyên lai làm xả súc không biết ngày đêm thời điểm hoàn toàn khác biệt đang ngủ phải mơ hồ trong lúc ngủ mơ giường như có người đang hát thanh âm cuồn cuộn giống như từ phía chân trời mà đến giống kinh lôi lại giống thượng thiên cảnh báo hắn một kích lăng bỗng nhiên tỉnh lại chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm tha mình làm sao lại làm loại này mộng, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng hắn sửng sốt, ý thức tiến vào không gian, không khỏi quá sợ hãi, nguyên lai lơ lửng tại không gian địa đồ, hiện tại tia sáng vỡ vụn một loại chấp loạn một mạch, tựa như có vô số sấm sét đồng thời sáng lên, đem khối này mây. Đánh vụn vặt vô cùng, phương trượng dọa đến mồ sập xuống đất, ta đi, đây là tình huống như thế nào, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, sợ một đạo sét đánh xuống tới, bổ tới trên người hắn, giờ này khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người tại thiên nhiên trước mặt, thật sự là nhỏ bé như vậy muốn cho nha như ngọc phát cái hào, nhưng căn bản không thông, tựa như lôi điện thời tiết, trực tiếp đem tín hiệu làm gãy trong hoảng hốt, tầng mây bên trong giường như xuất hiện một con mặt. Thú, chưa bao giờ thấy qua một loại thú, phương trượng một hơi ngạnh ở, chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê nha như ngọc cùng hoác trường hạt đi theo ám vệ đến phủ thứ sử cửa sau, hoác trường hạt nói khẽ, người tại chỗ này đợi một chút. Ta đi xem một chút có cái gì dị thường, nha như ngọc cực đầu, Hoắc Trường Hạc vừa đi, nàng chợt thấy tim một trận nhói nhói, lần này tới mãnh liệt mà cấp tốc, hoàn toàn không có phòng bị, để sắc mặt nàng nháy mắt biến trắng, như muốn ngất, đỡ lấy bên cạnh thân cây, nhang. Như Ngọc hít sâu hô, không cùng đau đớn đối kháng, chờ lấy cảm giác này chậm rãi qua đi, đây là làm sao rồi? Nhan Như Ngọc muốn tiến vào không gian, lại sợ Hoắc Trường Hạc trở về hù đến hắn, ngay tại do dự lúc, cảm giác cổ này đau đớn dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hoắc Trường Hạc mở cửa bước nhanh đến nha như ngọc bên người nha như ngọc ngồi dậy trên mặt lộ ra cười thế nào không có vấn đề hoắc trường hạt nhìn nàng sắc mặt làm sao rồi không thoải mái không có vừa rồi có một con con dơi bay qua dọa ta một hồi nha như ngọc chỉ chỉ ngọn cây hoắc trường hạt kinh ngạc ngọc nhi sợ con dơi nha như ngọc có chút xấu hổ ừm còn có các loại côn trùng đều sợ hoắc trường hạt muốn cười lại nhịn xuống nhẹ nhàng ủng liễu ủng nàng thật có lỗi không phải muốn cười ngươi thực sự là ngoài ý muốn trước đó ngươi thế nhưng là liền chuột còn không sợ nha như ngọc mặt ửng đỏ, là không sợ chuột, dù sao là sợ côn trùng hoặc trường hạt nhẹ giọng. Trấn An, tốt, ta ghi lại, về sau sẽ thời khắc chú ý. Thứ sự chết tử chết được ám muội tan sự cũng là qua loa lo liệu, có cái này sinh tử ví dụ, thứ sự gần như mỗi ngày đều tại gõ con của mình, hắn đứa con trai này tài hoa không có nhiều, lòng dạ lại so với trời cao, bị hắn răng dậy vài câu, liền bực bội không thôi, tối hôm đó uống hai ngụm rượu, Liền không nghĩ lại nhịn, hai cha con đại sảo một khung, thứ sự tức giận đến nhất bàn, đồ hỗn trướng, người nói là còn dám cùng lão tử nhau nhau, liền lăn ra ngoài, cút thì cút, con của hắn nhặt lên bầu. Rượu vẫn không quên đem còn lại uống cạn, ngươi đừng hối hận, hắn phất tay áo tử rời đi, lưu lại thứ sự trong phòng thở mạnh đang tức giận, bên ngoài bộ khoái đến báo, đại nhân, tống gia nhị gia bắt trở lại thứ sự thở dài ra một hơi, trước ấn xuống đi, ngày mai lại nói, đại nhân, bộ khoái tiến lên một bước thấp giọng nói, Tống Hai nói thứ sự kinh ngạc, đáy mắt kinh hỉ, thật chứ, hắn là nói như vậy, coi là thật, tuyệt không hư giả, Tống gia đại môn thuộc hạ đã che lại, vẹn vẹn mở cửa. Không, thuộc hạ cũng phái người trông coi, tốt, tốt, thứ sự cao hứng gật đầu, đi, đi gặp hắn một chút, Tống Hai trực tiếp bị áp tiếng đại lao, loại địa phương này, hắn đời này vẫn là lần đầu tiến đến, nhớ tới phụ thân hắn chính là ở đây chịu bỗng nhiên đánh, khiêng đi ra không bao lâu liền chết rồi, liền nhìn xuống có chút sợ hãi, có điều, vẫn là trong lòng còn có một chút xíu may mắn, trong đại lao âm lạnh ẩm ướt, hắn giật xuống bên eo ngọc bội, đổi một chút cỏ khô cùng một đầu phá chăn mền trong. Lòng đếm thầm, lo lắng chờ đợi đếm qua công thời điểm, nghe được tiếng bước chân vang, thứ sự thật đến rồi, thứ sự xuyên thấu qua lòng giam nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lời nói, thật là, tống hai đào lấy nhà tù, hạ giọng, đại nhân, thảo dân lời nói câu câu là thật, tuyệt không hư giả đại nhân nếu chịu bỏ qua thảo dân một ngựa tống gia gia tài thảo dân nguyện ý toàn bộ dân lên hiện tại liền có thể viết văn thư chỉ cần đại nhân đóng dấu chồng đại ấn tất không khiến người khác lấy đi một lượng bạc một gian cửa hàng đại nhân trong tộc những người kia chính là đem ta tống gia xem như thịt mỡ muốn chi mà ăn chi đại nhân nếu là mượn cơ hội đem bọn hắn cầm xuống bọn hắn cũng sẽ hướng đại nhân hiếu kính bạc nhất cử lưỡng tiện thứ sử ngắn ngủi cười một tiếng tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần tâm tư tống hai lòng đầu vui mừng biết hắn đây là đồng ý bất kể nói thế nào mệnh là bảo trụ chỉ cần có mệnh tại chuyện gì cũng dễ nói thứ sử gật đầu nói bản quan đi mô phỏng văn thư đến lúc đó ngươi ký tên đồng ý vâng đại nhân yên tâm thảo dân tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự thứ sử hơi suy nghĩ một chút nếu như thế bản quan cũng không muốn làm khó ta có điều ngươi dù sao cùng mấy vụ án có quan hệ người nhà họ cổ lại không chịu bỏ qua ngươi cho nên ngươi vẫn là muốn tại trong lao mấy ngày nữa đợi phong thanh quá bản quan tự sẽ thả ngươi ra ngoài tống hai lòng đầu phẫn hận quả nhiên là người nhà họ cổ thứ sử ra đại lao mới vừa rồi còn gắt gỏng sinh khí cảm xúc thối lui không ít trở lại thư phòng viết văn thư loại vật này tất nhiên là không thể giả tại tay người khác hắn viết cũng là thuận buồm xuôi gió ngươi đi xuống trước không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy thứ sử phân phó bổ khoái mặt khác cho tống hai một chút chiếu cố đừng để hắn chết rồi vâng đại nhân yên tâm, đây chính là sống cây đụng tiền, há có thể tùy ý để hắn chết, thứ sử đẩy cửa tiến thư phòng, trở tay chấm dứt tới cửa, đèn bỗng nhiên sáng, hắn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn, quan ảnh. Bên trong đứng nữ tử, đang dùng chủy thủ nhọn nhẹ nhàng kích thích bất đèn, thân sắc chuyên chú mà nghiêm túc, nếu không phải nữ tử này dáng dấp quá phận đẹp mắt, hắn kém chút phải lớn hô có quỷ, ngươi ngươi là người phương nào, nhà như Ngọc thản nhiên nói, ta là người phương nào không trọng yếu, mấu chốt là thứ sử đại nhân muốn làm cái gì người thứ sử nhíu mày lớn mật bản quan trước mặt há lại cho ngươi làm càng bản quan chẳng cần biết ngươi là ai niệm tình ngươi một cái nữ tự yếu đuối liền không trách phạt ngươi nhanh chóng rời đi nha như ngọc cười khẽ tia sáng dần sáng thu hồi chủy thủ thứ sử đại nhân người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ta là tới hỏi ngài lấy mấy thứ đồ đồ vật cho ta tự nhiên là đi thứ gì ta biết tống nhị gia đem tống gia đồ vật giao phó cho ngài muốn viết đoạn dưới sách làm bằng, vậy liền mời ngài viết nhiều một phần thứ sử vi kinh, trên mặt trấn định, nhìn chầm chầm nhan như ngọc. Nhan như ngọc không sợ nhìn lại, nói tiếp. Tống nhị gia đem gia sản cửa hàng quỷ thác cho đại nhân, đại nhân nhưng làm cửa hàng bề ngoài bán ra cho cửa hiệu cửa hàng mấy vị trưởng quỷ, đại nhân thân ở hoạn lộ, ra mặt kinh thương có nhiều bất tiện, lệnh lang lòng dạ cao, chí cũng không tại thương hộ, cho nên... Ngài hơn phân nửa là muốn giao cho người bên ngoài quản lý, giao cho người bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người âm thầm động tay chân, thời gian một dài, làm ăn này hơn phân nửa là thua thiệt, ngài hao tâm tổn trí lấy tới, lại là. Phỏng tay cục diện rối rắm, nếu là một ngày kia bị người chọc ra đến, cũng là vô cùng vô tâm phiền phức, chẳng bằng trực tiếp đổi tay bán đi, trực tiếp cầm tới tiền, cũng rơi vào cái thanh tĩnh, tương lai cho dù có người tra được, có tiền nhà ra mặt, sự tình cũng sẽ không đấu vết, thứ sử đại nhân, ngài cảm thấy, ta lời nói như thế nào, thứ sử đáy lòng khẽ nhúc nhích trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể không nói, nha như ngọc câu câu nói đến trong lòng của hắn, mới kích động cùng sung. Kích đầu óc hưng phấn đều thối lui, chuyện này có hại một mặt cũng theo đó hiển hiện, hắn tại triều nhiều năm, sao lại nhìn không thấu, nha như ngọc lời nói, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái song toàn kế sách, chỉ là thứ sử đại nhân không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, còn lại là một nữ nhân, hắn ngắn mũi cười một tiếng, ngồi xuống ghế dựa, ngươi tiểu nữ tử này, răng sắc bén, còn có mấy phần can đảm, mới những lời này, là ai dạy ngươi, ngươi là tiền gia người, tiền gia. Ngươi tới tại Huy Châu mở cửa hàng, cũng đến trong nha môn làm qua đăng ký, cho hắn đưa qua bái thiếp, còn chút lễ gặp mặt. Dựa theo phép tắc làm sự tình, không có gì lỗ hỏng, nguyên đến nay bọn hắn sẽ nhất lên sóng gió gì, nhưng dần dần, cũng liền chỉ là làm một chút sinh ý, không gặp cái khác cho đến ngày nay, đây là rốt cục muốn xuất thủ rồi, không ngờ, nha như Ngọc lại nói. Ta cũng không phải là tiền gia người, thứ sử động tác hơi ngừng lại không phải người nhà họ tiền, vậy ngươi là ai nhà người, quản tiền gia chuyện làm rất, ta họ nhan, là hoác gia người, nhan như ngọc chấp nâng bút nhìn một chút, tốt. Bút, tốt mực thứ sử tại trong đầu nhanh chóng nghĩ, hoác gia, cái nào hoác gia, huy châu thành hiện hách môn đình bên trong, dường như không có họ đột nhiên mà đại nhân không viết sao, thứ sử nhíu mày, bản quan còn không có đáp ứng ngươi, viết cùng không viết, cũng không phải ngươi định đoạt, nữ tử này, quá vô lễ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân người tới đến trước cửa không có dừng bước càng không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến đến thứ sử cả giận nói làm càng tiếng nói rơi liền gặp một cái nam nhân đi tới màu đen áo bào tóc đen buộc lên sắc mặt như ngọc trên mắt buộc lên màu đen sa mang lớn mật ngươi là người phương nào lại dám xông vào bản quan thư phòng thứ sử bỗng nhiên đứng lên còn muốn chỉ trích nhìn thấy hoắc trường hạt trong tay kéo lấy người lúc lại im bặt mà dừng, ngươi ngươi đem nhi tử ta làm sao rồi, nửa canh giờ trước, cùng mình đại xảo một khung nhi tử, hiện tại sắc mặt như giấy trắng, khóe miệng rướm máu, hai mắt nhắm. Nghiền, không biết là chết hay sống, bị hoắc trường hạt giống kéo vải rách túi đồng dạng kéo lấy, thứ sử đại nhân thấy rõ ràng, bản vương cũng không có đem lệnh la như thế nào, tương phản, là bản vương cứu hắn, hoắc trường hạt ngữ khí lãnh đạm, đem hắn nhi tử ném cho hắn, thứ sử tranh thủ thời gian nâng đầu của con trai, sốt ruột kêu gọi nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào nha như ngọc cũng có chút ngoài ý muốn, đi tới hỏi, làm sao đây là, bị người đeo mặt nạ bị hù, cũng chịu một. Kiếm, chẳng qua vấn đề không lớn, hoắc trường hạt ngắn gọn trả lời, nhưng hắn tại gặp phải người đeo mặt nạ trước đó, trạng thái liền không tốt nha như ngọc cúi đầu nhìn kỹ, thứ sử nhi tự sắc mặt tái nhật bên trong thấu thanh, bờ môi đặc biệt đỏ mà lại không phải bị máu nhuộm cái chủng loại kia đỏ nàng lập tức cúi người cho hắn bắt mạch thứ sử phòng bị nói ngươi muốn làm gì chớ làm loạn, hoắc trường hạt mũi kiếm một chỉ, chống đỡ hắn cuốn họng, hắn lập tức dọa đến không dám lên. Tiếng nha như ngọc bắt mạch, lại nhìn xem con mắt, trúng độc nặng ra cầm, nghe được mùi rượu, nha như ngọc hỏi, hắn uống rượu rồi, vâng, lúc đầu ta là chuẩn bị cho mình, không nghĩ tới tiểu tử này thứ sự sắp khóc, ta như biết hắn lại như vậy, ta liền không nên huấn hắn, nha như ngọc im lặng, cầm thủy thủ nhanh chóng cắt vỡ thứ sử nhi tử mấy cây ngón tay, cấp tốc lấy máu, đại nhân, con của ngươi trúng độc, nha như ngọc bổ đao, là trong rượu độc, lúc đầu cái này độc hẳn là độc ngươi thứ. Sử con mắt trợn lên, độc bản quan, bản quan cùng người không cừu không oán. Hắn đột nhiên lại ngừng lại, chẳng lẽ là tống gia, cũng không phải, người nhà họ tống đều không có, một cái duy nhất tống hai bây giờ còn đang trong lao, là ai muốn giết bản quan, hắn có chút hoảng, nếu như ta không có đoán sai, cái này độc phải cùng cổ trưởng quỷ bị trúng độc đồng dạng, nhang như ngọc nhìn xem thứ sử mặt của con trai sắc, cổ trưởng quỷ chết như thế nào, đại nhân rõ ràng a à, bản quan biết người nhà họ cổ đều nói là bị tống hai hạ độc chết thứ sử trợn nhìn mặt thanh âm đều đang run rẩy vậy ta nhi tử lệnh lan phát hiện phải sớm mà lại nuốt vào lượng ít nếu là muốn cứu cũng không phải cứu không được nói thì nói như thế nhưng nhan như ngọc cũng không tiếp tục ý xuất thủ thứ sử nuốt một miếng nước bọt người có thể cứu sao nếu có thể nhan như ngọc nhìn một chút sách mắt phương hướng thứ sử mặt trắng hơn suy nghĩ một lát cắn răng nói ta đáp ứng điều kiện của ngươi nhan như ngọc cười yếu ớt thứ sử đại nhân lời ấy sai rồi không phải đáp ứng điều kiện của ta là ngươi mời ta vi lệnh lan giải độc cứu mạng thứ sử trong lòng âm thầm nói thầm ngoài miệng cũng không dám phản bác cúi đầu nhìn xe mũi kiếm ta ta đi viết hoắc trường hạt thu hồi kiếm nhưng không có rời xa thứ sử lão đảo đi bên bàn Nần bút viết văn thư nhan như ngọc nghiêng đầu nhìn thỉnh thoảng tán thưởng thứ sử đại nhân viết ra chữ đẹp không hổ là tiến sĩ xuất thân thứ sử văn thư viết xong lại thêm đóng đại ấn nhang như ngọc nhìn kỹ không có vấn đề đem văn thư cẩn thận cất kỹ đại nhân một mực để tống nhị gia đi xem cái này một phần về phần ngài cùng tiền gia ký phần này liền không cần lại cho hắn biết thứ sử nuốt xuống một hơi nhanh chóng nói nhi tử ta ta bảo đảm lệnh lan không lo chỉ là đại nhân ta còn muốn hỏi ngươi một sự kiện thứ sử đều nhanh gấp chết chuyện gì ngài lúc trước đem tống lão thái gia bắt lại là bởi vì thái tử người tới tìm ngài vậy ngài là bởi vì cái gì lại đem hắn thả đi, thứ sử trong lòng giật mình. Lần nữa dò xét nha như ngọc, cái này nàng đều biết, nàng đến tột cùng là ai, một do dự, hoắc trường hạt lại tới, làm sao, thứ sử đại nhân không muốn nói, không, không phải, thứ sử tranh thủ thời gian trả lời, là một người mặc đấu bồng đen cao nhân, nhìn như văn nhược, kỳ thực làm người mười phần cường hãn nói một không hai hắn, hắn biết ta không ít mịt mờ sự tình, mà lại trong tay còn có thái tử mật tính cùng đông cung tính vật, hắn nói mấy cái kia nắm giữ đông cung lệnh bài người đều là cường đạo thái tử ngay tại bắt những người kia ta trước đó làm tin hắn để ta lấy công chuộc tội không tính toán với ta ta lúc này mới nha như ngọc trong lòng hiểu rõ kết quả này cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm mặt tiên sinh nhúng tay hắn là dùng loại này lấy cớ hù dọa thứ sử tống gia cửa hàng đổi chủ sự tình thứ sử đại nhân vẫn là muốn nhiều hơn hao tâm tổn trí bảo đảm sự tình thuận lời tiến hành bản vương không nghĩ phức tạp thật thứ sử hậu tri hậu giác còn mắt phúc chốc trận to bản bản vương ngài là hoắc trường hạc thản nhiên nói mới vương phi không phải nói vương phi nhà ngoại họ nhan nhà chồng họ hoắc hoắc trấn nam vương thứ sử mắt tối sầm lại hai chân như nhũng ra vương gia hạ quan có mắt không trồng còn mời vương gia hoắc trường hạc cũng không dìu hắn thanh âm hoàn toàn như trước đây thứ sử đại nhân không cần như thế bản vương bây giờ là lưu vong phạm không dám tiếp nhận thứ sử đại nhân chi lễ thứ sử cúi đầu bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời ngươi là lưu vong phạm ngươi dạng này cùng lưu vong phạm dính dáng sao còn có ngài vương phi kỳ khí phái a à, mắt đau đều có thể giết người đoạn đường này từ kinh thành đến huy châu dù không có gặp mặt nhưng làm ra cái này sự tình đều như sấm bên tai thứ sự biểu thị mình còn muốn thật tốt sống lâu mấy năm hắn sản khoái nhà như ngọc cũng không có kéo dài cho hắn nhi tử giải độc lại cho cái toa thuốc thứ sự thiên ân vạn tạ sai người đem nhi tử dẫn đi sau đó ngựa không dừng vó đi nhà tù hắn một khắc dám không nghĩ chậm trễ, nghĩ đến đem văn thư giao cho Tống Hai, ký tên đồng ý, lập tức có hiệu lực, mau đem. Sự tình làm thỏa đáng, mau đem nhan như ngọc cùng hoác trường hạ cái này hai ôn thần đuổi đi, không lường trước, sợ cái gì, đến cái gì hắn còn không có xuất viện tử, phụ trách trong giữ Tống Hai bổ khoái vội và tới báo tin, đại nhân, không tốt, Tống Hai bên kia xảy ra sự cố, hiện tại thứ sử nghe xong Tống Hai bên kia xảy ra chuyện. Chân đều có chút như nhũng ra, ra ra, ra cái gì đường rẽ rồi, thứ sử đầu lưỡi đều đang đánh kết, hắn chết rồi, tự sát rồi, thắt cổ gặp trở ngại rồi, bổ khoái. Một nghẹn, này cũng không có, người không chết, thứ sử thở dài ra một hơi, không chết liền tốt, vậy ngươi hô to gọi nhỏ thứ gì, sợ ta bất tử, bổ khoái trong lòng tự nhủ thật sự là kỳ quái, hôm nay ngày gì, là thành quần kết đội nổi điên thời gian sao, không phải, đại nhân, tống hai đột nhiên nổi điên, thứ sử vặn lông mày, nói hưu nói vượng, người thật là tốt, làm sao lại đột nhiên nổi điên, thuộc hạ cũng không nói được, ngài đi nhìn một cái đi, thứ sử đi cùng nhìn, nhan như. Ngọc cùng hoắc trường hạt tại thư phòng nghe được rõ ràng, nổi điên, nhan như ngọc nhíu mày, sẽ không phải là phát tác đi, hoắc trường hạt nói, ta đi trước nhìn một cái, cùng đi loại địa phương kia, hoắc trường hạt có chút do dự, không nghĩ để nhan như ngọc đặt chân loại kia bẩn địa phương, không sao, đi thôi, trong đại lao đều tràn ngập tống hai tiếng keo, đèn kịch ở mức không gian bên trong, giống như là thú đang điên cuồng gào thét, thứ sử vừa đi chân vừa đánh rung động, nhiên đầu hỏi bên người bổ khoái đây là tống hai động tỉnh, đây là người động tỉnh, đúng vậy a à, đại nhân cho nên thuộc hạ mới tranh thủ thời gian bẩm báo đại nhân thứ sử cắn răng người bẩm báo ta có làm được cái gì ta cũng không phải bác sĩ thú y đèn đốt u ám thứ sử chưa tới phụ cận liền thấy trong phòng giam bóng người trên mặt đất lăn lộn có khô dương đến khắp nơi đều là cái bóng chiếu vào trên tường bị phóng đại mấy lần triệu nặng giống như đặt ở trong lòng tống hai thứ sử khoảng cách cửa phòng giam hơn 2 mét người đang nháo cái gì bản quan nói cho ngươi, đừng giả bộ điên, ngươi muốn dùng bộ này đến lừa gạt bản quan, mơ tưởng, tống hai, tống hai phanh một tiếng bắt lấy cửa phòng giam bản gỗ, do lên mặt đến xem thứ sử, thứ sử sắc mặt trắng nhật, ráng chống đỡ lấy cũng không lui lại, tống hai đầy mặt ửng hồng, làn da giống lên chấm đỏ, không chỉ mặt, trên cổ đều là, y phục bị giật ra hơn phân nữa, mơ hồ có thể thấy được ngực cũng là như. Thế trong trắng mắt của hắn đều vằn vện ti máu, ánh mắt giống như điên cuồng, lý trí mất hết đây không phải trang, Thứ sự trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đây cũng không phải là trang, ai có thể giả dạng làm dạng này, thứ sự quát hỏi bổ khoái, đây là có chuyện gì, ai tới gần quá hắn, phải chăng ăn uống có vấn đề, bị người động tay chân, bổ khoái tranh thủ thời gian trả lời, không có A, à, đại nhân, hắn này sẽ tiến đến, sớm quá ăn cơm canh giờ, ai cũng không để ý hắn. Thuộc hạ ngay tại trong phòng giam, không hề rời đi bổ khoái nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, hắn có phải là vốn là có cái gì bệnh, đánh rắm. Ngươi nhìn cái này giống như là bệnh sao, ai nhiễm bệnh là như thế này, thứ sử vừa mới kém chút bị người hạ độc chết, phản ứng đầu tiên chính là trúng độc hắn nắm bắt trong tay giấy, thật sự là tình thế khó xử, giờ phút này như ngồi chung tại trên mũi đau, tống hai thành dạng này, mắt thấy là không cách nào ký tên, nhưng trấn nam vương vợ chồng còn đang. Chờ tin tức, nếu như hắn nói tống hai điên, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng, phải làm sao mới ổn đây, cho ta, cho ta, tống hai thấp giọng trống, bờ môi đều bị cắn phá trên hàm răng cũng dính lấy không ít máu hắn vươn tay hướng về phía thứ sử vung vẩy thứ sử vừa tức vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ cho cái gì tống hai ngươi nói ngươi chừng nào thì nổi điên không được hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ngươi để bản qua như thế nào hướng đại nhân trầm lãnh thanh âm truyền đến thứ sử tranh thủ thời gian quay đầu bổ khoái cao mày nói lớn mật người nào dám lén xông vào đại lao lui ra ngoài thứ sử quát tháo ngậm miệng lui ra hắn nhanh chân nên đón cách tay một cái hai vị làm sao đến nơi đây rồi, thực không dám giấu giếm, cái này tống hai nha như ngọc ánh mắt lướt về phía tống hai, ta đã biết, đại nhân, làm phiền ngươi ma những người khác trước tiên lui ra ngoài, nơi này giao cho ta, thứ sử trong lòng hơi vui, dạng này tốt nhất, liên tục không ngừng. Dẫn người ra ngoài nha như ngọc đối hoắc trường hạt nói, ta đi xem hắn, vương gia chăm sóc bốn phía, tốt, yên tâm, hoắc trường hạt nhìn xem tống hai phát cuồng hình dáng vẫn là không yên lòng, nếu không ta trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu, không cần, Nha như ngọc cười yếu ớt, ta còn phải hỏi hắn lời nói, dù sao cách một đạo cửa nhà lao, tống hai cũng không chạy ra được, nha như ngọc đi qua, cùng tống hai bình tĩnh đối mặt, ta biết ngươi không điên, khách chế một chút, nghe ta nói tống hai. Còn sót lại một tuyến lý trí lại miễn cửa ngoi đầu lên, móng tay móc tiếng đầu gỗ bên trong, nhìn chầm chằm nha như ngọc. Đem cái này ăn, nha như ngọc đổ ra một hạt dược hoàng cho hắn, tống hai nắm qua dược hoàng, hướng miệng bên trong bịt lại liền nuốt vào, cũng không lâu lắm, giống như trong cơ thể bên ngoài loại kia khó chịu cảm giác sắp phát điên hoàn toàn chính xác giảm bớt hắn lần nữa tiếp cận nhan như ngọc thanh âm khàn giọng ngươi vì sao lại có cái này nhà như ngọc không trả lời mà hỏi lại trước đó là ai đưa cho ngươi tống hai thuận lan can chậm rãi trượt ngồi dưới đất vừa rồi giày vò để hắn sức cùng lực kiệt không biết là cái rất có bản lãnh nam nhân đã cứu ta một mạng không chỉ đã cứu ngươi còn thay ngươi diệt trừ đại ca ngươi để ngươi làm đến gia chủ a nhà như ngọc lời nói mang theo sự châm chọc tống hai trong mắt lướt qua kinh ngạc ngươi là người phương nào quả là thế nhan như ngọc lại hỏi cổ trưởng quỷ là ngươi hạ độc chết cũng là hắn đưa cho ngươi thuốc tống hai mím môi ta không độc chết cổ trưởng quỷ nhan như ngọc khinh miệt cười cười loại này vụng về nói láo cũng không cần nói lãng phí thời gian ngươi cũng đã biết vừa mới thứ sử nhi tử cũng trúng độc cùng cổ trưởng quỷ độc giống nhau như đúc tống hai con ngươi chấn kinh bờ môi dùng sức kéo căng ở cái này độc kỳ thật cũng không phải là dùng để độc con của hắn con của hắn đối với hắn trọng yếu, đối người khác mà nói lại cũng không trọng yếu, nha như ngọc câu câu như kinh lôi, người đoán, hung thủ vốn là nghĩ độc ai, tống hai hoàng khố, nhưng không phải người ngu, bờ môi run rẩy nói. Là thứ sử, không sai, chân trước cổ trưởng quỷ bị ngươi hạ độc chết, nhà hắn người bẩm báo nha môn, chân sau thứ sử lại bị thủ đoạn giống nhau hạ độc chết, người nói, ngươi còn có mệnh sao, tống hai mồ hôi lạnh nháy mắt ra đầy người. Ta ta cũng không có nghĩ đến, ngươi không nghĩ tới cổ trưởng quỷ sẽ làm trận chết, trước kia cái kia độc dược là mãn tính làm sao cũng phải chờ cổ trưởng quỷ rời đi nhà ngươi lại chết lặng yên không một tiếng động cho dù có người hoài nghi ngươi cũng không có chứng cứ không chỉ hắn một cái uống trà tất cả mọi người uống làm sao liền hắn chết rồi ngươi chỉ cần cắn chết không nhận lại thêm tiêu ít tiền chuẩn bị kéo đến kéo đi cũng liền thôi nhan như ngọc mỹ mai cười ngươi là tính toán như vậy a à. tống hai hai tay đào lấy lan can làm sao ngươi biết thế nhưng là cổ trưởng quỷ cấp tốc tử vong khiến ngươi không ngờ tới hết thảy đều lộn xộn, nhà như ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, đem ngươi. Biết đến nói ra, có lẽ ta còn có thể cứu ngươi một mạng, tống hai cuốn họng lăng lăng, bao quát trên người ta vấn đề, đều có thể giải quyết, người không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nhà như ngọc chữ chữ như băng châu, người cũng có thể không nói, tùy ngươi, không bắt buộc, tống hai nào có hỏi như vậy tin tức, tống hai không còn cái khác lựa chọn, chỉ có thể đem tự mình biết đều nói người kia là muốn cho ta thành lập thương đạo, về phần tại sao, hắn không nói, tống hai cúi đầu. Không có chú ý tới nhan như ngọc trong mắt chán ghét. Ngươi ăn cái chủng loại kia thuốc, cũng là hắn đưa cho ngươi, đây cũng không phải, là ta tại thi từ xã nhận biết một cái họ lý thư sinh cho ta, kêu cái gì, người ở nơi nào, ta đây không biết, hắn không phải người địa phương, nói đến du học, trước đó vài ngày liền đi, tống hai lắc đầu, ta hỏi hắn sẽ còn hay không trở lại, hắn nói nhìn tình huống, nhan như ngọc lại hỏi, người kia dán dấp ra sao, có cái gì đặc thù, dáng dấp rất tuấn tú đặc thù, không có có cái gì đặc biệt rõ ràng. Tống hai dừng một chút, vặn lông mày suy tư, a à, đúng, hắn tay trái trên mu bàn tay có một cái nốt ruồi nhỏ, nha như Ngọc Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như đối phương thật sự là cố ý mà vì, kia không cần bộ mặt thật gặp người khả năng rất lớn nên hỏi đều hỏi qua, nha như Ngọc quay người đi, tống hai vội vàng đỡ cửa nhà lao đứng lên, vậy ta, ngươi không phải cùng thứ sử đạt thành hiệp nghị sao, nha như Ngọc bên cạnh đi ra ngoài vừa nói, chờ thứ sử cùng ngươi nói xong nên nói thứ sự chính chờ ở bên ngoài, thấy nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt ra tới, tranh thủ thời gian chào đón, đại nhân một mực đi, hắn hiện tại thanh tĩnh nhà như ngọc quét mắt một vòng trong tay hắn văn thư, ký tên, in dấu tay, đồng dạng không thể thiếu, hạ qua minh bạch, thứ sử làm việc lưu loát, chẳng được bao lâu liền cầm lấy văn thư ra tới, vương gia, mời xem qua, hoắc trường hạt không có nhận, cho vương phi thứ sử khẽ giật mình, tranh thủ thời gian lại đưa cho nhan như ngọc, vương phi, nhan như. Ngọc cầm tới xem một chút, không có vấn đề gì, hỏi thứ sử, thứ sử đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào tống hai cái này thứ sử có chút không nắm chắc được nàng ý tứ cũng không biết mới nàng cùng tống hai ở bên trong nói cái gì dù sao tống hai vừa rồi ký tên thời điểm không có nửa điểm do dự sản khoái vô cùng còn mời vương gia vương phi chỉ thị hoắc trường hạt kinh ngạc nói chỉ thị triều ta pháp luật tại huy châu chẳng lẽ là bài trí sao thứ sử đại nhân theo luật làm như thế nào cần bản vương chỉ thị thứ sử ngẩn ngơ vương gia có ý tứ là theo luật pháp không phải đâu là là Hạ Quan Minh Bạch nhàn như ngọc đối Hoắc Trường Hạc nói, "Vương gia, chúng ta đi thôi, ta mệt mỏi, tốt, đi thứ sử tranh thủ thời gian muốn phái người phái xe ngựa đưa, bị Hoắc Trường Hạc cự tuyệt, bọn hắn vừa đi, thứ sử cuối cùng là thở phào, hồi lâu nói không ra lời, tranh thủ thời gian về viện tử đi xem nhi tử bảo bối, mặc dù khí sắc còn kém, còn không có tỉnh, nhưng khí tức cuối cùng Bình ổn, Phủ Y cũng nói không có vấn đề lớn, ngơ ngác tại nhi tử trước giường ngồi hồi lâu, thứ sử có chút nhắm mắt, huy châu, không nói nhiều phồn hoa, nhưng ít ra so cái khác địa phương nhỏ tốt hơn quá nhiều, hắn ở đây an ổn, cầm quyền, không có gì không tốt, nhi tử bình an khỏe mạnh, hắn có thể bình ổn làm quan đến quy điền, lo liệu tiếp theo chút gia sản, lại đi về nhà dưỡng lão là đủ, không cần lại đi giày vò khác, cũng không nghĩ lại kiếm tiền không đi kinh thành làm quan, cứ như vậy, rất tốt quyết định, trên giường nhi tử ung dung tỉnh lại phụ thân. Thứ sự tranh thủ thời gian đứng dậy đỡ lấy, cảm giác thế nào? Đâu còn không thoải mái, phụ thân, nhi tử sai không nên cùng ngài cãi nhau, thứ sử đỏ cả vành mắt, hai cha con ôm đầu khóc trống nha như ngọc cùng hoác trường hạt về khách sạn, căn bản không nghĩ tới, buổi tối hôm nay đến thăm phụ thứ sử, thay đổi thứ sử phụ tử vận mệnh quỷ tích thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian rửa mặt ngủ lại, hôm sau trời vừa sáng, liền thanh ngân thỏi đến báo, nói là tống gia cửa hàng có đại sự. Xảy ra tống gia tộc người đem mấy nhà cửa hàng đều vây, nhất là kia mấy nhà sinh ý tốt, ngân đỉnh con mắt tỏa ánh sáng, vương phi, có muốn hay không chúng ta đi xem một chút, nha như ngọc còn không có trả lời, đại phu nhân cũng bước nhanh tiến đến, như ngọc, mới thợ may cửa hàng tiểu hỏa kế đến, nói là hôm nay cửa hàng bên trong có việc, trước tiên đem bọn hắn tú nương phái đến khách sạn tới, ta suy nghĩ là xảy ra chuyện gì, nếu không đi nhìn một cái, đại phu nhân trong mắt tràn đầy bát. Quái, hai người nói xong lại nhìn về phía hoác trường hạt, nụ cười ngưng lại, hoác trường hạt con mắt còn cột hắt xa, nhìn hắn hai thần sắc, vốn là có một chút ấy nấy, lại bị muốn cười thay thế, ngân đỉnh, hoắc trường hạt phân phó, ba người các ngươi bồi mẫu thân đi xe một chút, nếu là có người nào dám can đảm gây hấn gây chuyện, các ngươi cũng có thể giúp một chút bận biểu ngân đỉnh đẹp miệng, nện bước tiểu toái bộ tới, vương gia, nếu không thuộc hạ không đi, thuộc hạ bồi tiếp ngài đi, a à. Dường như trách, vừa rồi nhất thời hưng phấn, đem vương gia con mắt không nhìn thấy sự tình quên đi, đại phu nhân cũng nói, không cần đi, bên ngoài loạn tiếng chói tai, để tú nương tới chỗ này rất tốt ta không nhìn tới cái kia náo nhiệt, hoắc trường hạt thở dài nói, không cần, các ngươi đi thôi, có cái gì náo nhiệt trở về nói cho ta một chút cũng tốt, cũng không thể bởi vì ta nhìn không thấy, để các ngươi cũng là mù lòa đại phu nhân ngân đỉnh rất muốn khóc, nhan như ngọc hắn giọng. Không sai biệt lắm được, hoắc trường hạt thoại phong nhất chuyển, cùng các ngươi nói đùa, ta nào có yếu ớt như vậy, lại nói, ngọc nhi nói, chẳng mấy ngày nữa liền tốt các ngươi nhanh đi. Tốt nhất đừng để người ngoài đến chúng ta nơi này tới, nghe bọn hắn kiểu nói này, ngân đỉnh cùng đại phu nhân lại nháy mắt thay đổi chủ ý hai người hứa hẹn mua chút đồ ăn ngon mang về chút có ý tứ tin tức sau đó nhanh chóng nhanh chóng thối lui hoắt trường hạt đại phu nhân liền đồ ăn sáng cũng chưa ăn mang theo mấy cái nương tử quân liền đi thợ may cửa hàng nha như ngọc gọi tới hoắc trọng mão để hắn cũng đi hương liệu cửa hàng bên kia nhìn xem lại thu xếp mấy người trợ thủ đi cái khác các nơi chú ý thế cục một thẳng tới giữa trưa nha như ngọc cùng hoắc trường hạt mặc dù tại gian phòng nhưng căn bản cũng không có yên tĩnh thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, tống gia tộc người quả thực đều điên, từng cái giống nghe được mùi máu tươi con rồi, đi tống phủ, liền đi các cửa hàng, đem những cái. Khi trưởng quỷ làm cho sức đầu mẻ tráng, quá buổi trưa, đại phu nhân mới từ bên ngoài trở về. Như Ngọc, tống gia thành gia cửa hàng quả thực lộn xộn, căn bản làm không được sinh ý, tiền gia trưởng quỷ cũng phái người người tại nhà bọn hắn cửa hàng bên ngoài nhìn xem, tống gia tộc người tại, người nhà họ tiền muốn mua cửa hàng, có phải là không quá dễ dàng, những người kia có thể hay không cố ý nâng lên giá cả, nhàn như ngọc không chút hoang mang cho nàng rót chén trà, sẽ không, mẫu thân không cần lo lắng, cũng làm cho tiền gia trưởng quỷ thoải mái tinh thần, không cần vội vã mua. Cái này cửa hàng chạy không được, đại phu nhân một hơi uống nửa ngọn, ánh mắt óng ánh, như ngọc có biện pháp rồi, mẫu thân làm sơ nghỉ ngơi, về sau lại đi tiền gia cửa hàng, để trưởng quỷ đi thông báo mấy vị khác trưởng quỷ, đến xong phấn cửa hàng bên trong chờ ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói để bọn hắn mỗi người chuẩn bị tốt ngân phiếu, đại phu nhân gật đầu, chuẩn bị bao nhiêu, mua cửa hàng hẳn là không rẻ, mà lại tống gia cửa hàng vô luận là khu vực vẫn là cửa hàng, đều rất không. Tệ nha như ngọc cười yếu ớt, không cần nhiều bên ngoài cửa hàng huyên náo túi bụi sự tình, thứ sử cũng sớm nghe nói, nhưng hắn nhớ kỹ nhan như ngọc hôm qua thời điểm ra đi lưu lại, hôm nay vô luận như thế nào loạn, chỉ cần không ra nhân mạng, cũng không cần gấp, cũng không cần để ý tới, chờ xuống buổi trưa, nhìn thấy thư tay của nàng, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp, bởi vậy, bổ khoái đến cùng hắn nói lên tình huống bên ngoài, nói gần nói xa muốn nhân cơ hội vớt mấy bút chất béo thời điểm, đều. Bị đâm sự cự tuyệt, đồng thời cảnh cáo bọn hắn cũng không cần quản, mãi cho đến quá buổi trưa, ăn cơm xong lại ngủ một giấc, nha dịch mới tiến vào báo, đại nhân, bên ngoài đến mấy phát tố cáo, có tống gia tộc người, còn có cửa hàng trưởng quỷ, lẫn nhau cáo một mạch, ngài nhìn thứ sử nghe xong phần này nhi thành tựu đau đầu, không cao hứng, chờ lấy, nha dịch không hiểu thấu cũng không dám hỏi đến tột cùng muốn chờ cái gì nha như ngọc buông xuống chén trà nhìn xem phân loại hai bên cát trưởng quỷ các vị nói ngắn gọn tống gia cửa hàng tình huống các ngươi đều nhìn thấy không biết nhưng có ý nghĩ gì thẩm chiêu mạ nói vương phi ta quản chính là song phấn cửa hàng tống gia song phấn bày mặc dù không nhỏ nhưng ta cửa hàng cũng không kém ta có lòng tin nuốt mất tống gia cửa hàng nàng đứng lên đưa lên ngân phiếu còn mời Vương Phi giúp ta một hai nhang như ngọc tiếp nhận nàng ngân phiếu, hai vạn lượng, chính là, Vương Phi, ta cẩn thận tính qua, tống gia cửa hàng vị. Trí không sai, cố định khách hàng cũng có, nhưng tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn chủng loại ít, mấy năm này cơ bản không có mới đồ vật, cái này hai vạn lượng bạc, hơn phân nửa chính là mua cửa hàng tiền, hàng của bọn của bọn hắn không đáng bao nhiêu thẩm chiêu mà chậm rãi mà nói cái nhìn của mình, cái khác trưởng quỷ đều nghiêm túc nghe, không có xem thường nàng ý tứ, nhan như ngọc đem đám người thần sắc để ở trong mắt, âm thầm hài lòng, đáng đời tiền gia kiếm tiền, tiền vợ chồng hoàn toàn chính. sát sẽ dùng người, cũng sẽ dạy dỗ, thủ hạ những cái này trưởng quỷ đều an tâm chịu làm, còn xưa nay sẽ không xem thường người khác. vô luận là người một nhà vẫn là đối thủ hai vạn lượng, hết thể chia sáu tấm ngân phiếu, thẩm chiêu mạ mặt ửng đỏ, vương phi, ta cửa hàng mới mở không lâu, cho nên nhan như ngọc cười yếu ớt, mới mở không lâu có thể xuất ra hai vạn lượng, đã rất lợi hại, thẩm trưởng quỷ, không cần nhiều như vậy nha như Ngọc lưu lại một tấm hai ngàn lượng, đem cái khác cho nàng lui về những cái này, đầy đủ thẩm chiêu mà chứng kinh, vương phi, hai ngàn lượng, không sai, thẩm trưởng quỷ an tâm một chút, nhan Như Ngọc ánh mắt lướt qua cái khác trưởng quỷ, các vị còn ai có ý nghĩ, hương liệu cửa hàng trưởng quỷ đứng người lên, vương phi, ta cũng muốn mua, ta một mực để người tại tống gia cửa hàng bên ngoài nhìn xem, chỉ là còn không có cơ hội thích hợp cơ hội rất nhanh liền đến nhan như ngọc mỉm cười các vị một mực chờ lấy liền tốt ta chỗ này cũng có ngân phiếu ba vạn lượng tống gia hương liệu cửa hàng lớn hương liệu hàng tồn cũng không ít cửa hàng cùng hàng hóa nửa này nửa kia nhan như ngọc cũng lưu lại hai ngàn lượng các vị lớn cửa hàng lưu hai ngàn cửa hàng nhỏ tử lưu một ngàn nếu người nào cảm thấy cửa hàng nhỏ tử cũng có chọn trúng có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên tiếp tục cũng có thể diệt đi vốn có hàng hóa mở mình nghĩ thoáng đám người cùng nhìn nhau ánh mắt kinh hỉ vương phi việc này các vị tin ta liền tốt nha như ngọc gật đầu cái khác các ngươi không cần hỏi nhiều đảm bảo sẽ không lại giao tiền cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn giọng nói của nàng chắc chắn không có nửa phần chần chờ các trưởng quỷ đều không tự chủ được tin tưởng nàng đứng dậy giao tiền cửa hàng nhỏ tử cũng bị phân công rõ ràng cũng không phải chỉ cảm thấy tiện nghi vỗ đầu một cái liền quyết định mà là tâm lý nắm chắc đều có kế hoạch vừa đem tiền cất kỹ bên ngoài ngân đỉnh đến báo vương phi thứ sự tới gặp các trưởng quỷ đều tranh thủ thời gian đứng dậy nhà như ngọc ra hiệu bọn hắn không vội để bọn hắn ở trong nhà ngồi đứng dậy ra ngoài phòng thứ sử một người đến bên người cũng không mang người cùng nhau đi tới nhìn thấy trên đường loạn dạng vẫn có chút chấn kinh đến địa điểm ước định lên lầu vào nhà nhìn thấy nhan như ngọc trong phòng này chia làm ba gian ở giữa chính sảnh trái phải các một gian các trưởng quỷ liền tay phải ở giữa ai cũng không dám lên tiếng thứ sự tiến đến thấy lễ nhà như ngọc cười yếu ớt đại nhân không cần đa lễ, ngồi thứ sự ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía vút qua, không gặp hoác trường hạt, hắn giọng nói, vương phi. Không biết vương gia việc nhỏ cỡ này, không làm phiền vương gia, thứ sử đại nhân, cùng bổn vương phi bàn bạc ổn thỏa là được thứ sử nhiều như vậy nhà bày sự tình, là chuyện nhỏ, thứ sử cũng không biết nàng muốn làm cái gì, là thế nào cái chương trình, cường lấy thân thể không biết như thế nào cho phải nha như ngọc cho bối bối cùng tuyền đau đưa cái ánh mắt, hai người đem cửa sổ mở ra, gió mát tiến vào, phía ngoài la hét ầm ỉ âm thanh cũng tiến vào. Dưới đáy là thẩm chiêu mạ song phấn bay. Cách đó không xa giao lộ chính là Tống Gia. Tống Gia cửa hàng bây giờ bị người chặn lấy, trên đường lại có thật nhiều người xem náo nhiệt, lấp kính nháo trò, đừng nói Tống Gia, liền thẩm chiêu mạ cửa hàng đều nhận ảnh hưởng, nha như Ngọc cũng không nói chuyện, chậm rãi uống trà thứ sử như ngồi bàn trông. Trên trán cũng chảy ra mỏng mồ hôi tới, hắn muốn hỏi nha như Ngọc muốn làm sao đàm, còn chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng, liền nghe bên ngoài có người kêu lên, tộc trưởng đến, tống gia tộc trưởng đến. Dưới đáy tiếng gầm nhỏ chút. Người nhà họ tống đều nhìn chăm chú lên cổ kiệu đến phương hướng, thứ sử quay đầu nhìn xuống, phát hiện mình vị trí này còn rất tốt, vừa vặn sát đường, có thể nhìn thấy dưới lầu tộc trưởng tinh thần không sai, ước chừng là cảm thấy đại bút tiền bạc nhanh đến tay, Rô ri đều mân mê tới hắn một chút cổ kiệu, mấy cái tống gia tiểu tử liền vây đi qua, tộc trưởng hai tay chống gậy chống, nhìn thẳng bản hiệu, tức giọng nói, trưởng quỷ đây này, mấy cái tiểu tử cũng đi theo phụ hòa, trưởng quỷ, ra. Tới thấy chúng ta tộc trưởng, làm cái gì rùa đen rút đầu, ra tới, trưởng quỷ đầu đầy là mồ hôi, cuốn họng đều câm, hắn cũng coi là đại trưởng quỷ, bình thường ngày Tết Tống Gia có gia yến, cũng có hắn một cái chỗ ngồi vị này lão tộc trưởng, hắn cũng là thấy qua, mặc dù nói không phải đặc biệt quen trưởng quỷ tiến lên, miễn cưỡng gạt ra cười, tộc trưởng, ngày làm sao tới rồi, có gì chỉ giáo, chỉ giáo chưa nói tới, cái này cửa hàng kiểm kê một chút, về sau ta muốn giao cho những người khác đến quản lý trưởng quỹ cười đều không nhận được, nhìn ngài nói, ta chỉ là người trưởng quỹ, chuyện này muốn nghe đông gia, nếu không ngài đi cùng đông gia thương lượng một chút, để hắn đến cùng ta nói, đông gia, các ngươi đông gia bây giờ tại trong lao đâu, làm sao thương lượng, loại kia không may địa phương, há lại chúng ta tộc trưởng có thể đi, tống gia bất hạnh, ra này đại sự, tống hai giết cha giết huynh, tộc nhân ta khinh thường cùng nó đồng tộc, ta đã sớm bẩm báo. Quá liệt tổ liệt tông, đem nó trừ tộc, tộc trưởng chữ chữ rơi xuống đất, bởi vậy, cái này cửa hàng sự tình, cũng cùng hắn thương lượng không được hết thảy, để ta tới xử trí, chuẩn quỷ cười khẽ, tộc trưởng uy phong, tại hạ bội phục, chỉ có điều các nhà có các nhà phép tắc, ngươi nói là tống gia, ta một mực căn này cửa hàng, ban đầu là đông gia đem cửa hàng giao đến trên tay của ta, bây giờ muốn gặp được đông gia tin ấn, ta khả năng buông tay cái khác, hết thảy không được, thấy. Chuẩn quỷ vậy mà như thế kiên cường, Tộc trưởng có chút buồn bực dưới tay hắn những cái kia tử đệ cũng vén tay áo lên muốn dùng sức mạnh. Ta hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao cửa hàng. Ta cũng nói lại lần nữa. Cầm đông gia tinh ấn đến. A, à, ta nhìn ngươi chính là nghĩ đến thừa dịp tống gia xảy ra chuyện, muốn đem cửa hàng chiếm thành của mình. A, à, lão liền lão, đừng đem đầu óc lão không có nói ta chiếm cửa hàng, xuất ra chính cứ đến, chính rằng co không xong. Có tiếng người. Thanh thúy hô một cuốn họng, đến nhường một chút, nhường một chút. Đám người quay đầu thấy một tiểu mập mạp từ bên ngoài chui vào, mặt tròn, còn có hai lúng đồng tiền nhỏ. Một con màu đen chim xoay quanh bay tới, rơi vào trên bả vai hắn, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang, cái này kỳ là tổ hợp, để chúng nhất thời mới lạ ngân đỉnh đi đến phía trước nhất, đối trưởng quỷ cùng tộc trưởng chấp tay một cái, hai vị, vội vàng đâu, không cần nhau nhau, ta có cái biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề ngươi là người phương nào, tống gia tử đệ trên dưới dò xét ngân đỉnh, ở đâu ra, cái này đến phi ngươi nói chuyện ngân đỉnh cười tủm tỉm vòng không đến phiên cũng không phải ngươi một cái hậu sinh định đoạt gia tộc của ngươi dài còn chưa mở lời ngươi cũng liền đừng kiết qua gọi bậy làm gì liền rõ rệt ngươi rồi dẫm ngươi cái đuôi rồi ai ôi nha kiết qua gọi bậy chân nhất vừa nhất cái đuôi đạp lên hắt cái đuôi cái đuôi ngươi ở đâu phốc không biết là ai nhịn không được bật cười bốn phía hoàn toàn yên tĩnh về sau cười vang ngươi tống gia tử để tức giận đưa tay liền bắt bác ca đáng chết chim chóc ta ngã chết ngươi bác ca đứng tại. Ngân đỉnh trên bờ vai, không nhúc nhích tí nào, ngân đỉnh hơi nghiêng người một cái liền tránh đi hắn tay, nhấc chân một đá, người kia liền quẳng chó gặm bùn, làm gì đâu, làm gì đâu, chó cái đuôi mân mê đến hắt, miệng chó sặc muốn người giả bị đụng hắt, tiếng cười càng lớn, mấy cái khác tống gia tử để sáng tay áo cũng phải tới, tống gia tộc trưởng híp mắt nhìn, cũng không ngăn, trưởng quỷ tiến lên phía trước nói, tộc trưởng, đây là giữa chúng ta sự tình, chớ liên lụy người khác, tộc trưởng có tâm cho Ngân Đỉnh một bài học, tính toán đợi Ngân Đỉnh chịu đau lại mở miệng, nào biết chẳng qua chỉ là cái thời gian trong nháy mắt, phàm là xuất thủ đều bị đánh một bầy chó cái đuôi, kiếp qua gọi bậy, bác ca ồn ào, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cỏ đuôi chó, hướng lên trời dài, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không cách nào ngăn cản, tộc trưởng, Ngân Đỉnh phủi phủi trên thân không tồn tại cho bụi, trưởng quỷ, mời đi, trưởng quỷ không biết hắn là thân phận gì, nhưng người làm ăn nhất biết chính là nhìn mặt mà nói chuyện gặp hắn cười hì hì ở giữa liền món ăn những người này còn có trên bờ vai chim cũng không tầm thường liền không dám tùy tiện đắc tội tốt mời ngân đỉnh liếc mắt nhìn tộc trưởng bác ca nói lão đầu nhi có đi hay không tộc trưởng tức giận đến run râu ria ngươi các ngươi ngân thỏi hừ cười không đến đừng hối hận tộc trưởng cùng hắn đi chúng ta cùng ngài cùng một chỗ nếu là hắn có ý đồ xấu chúng ta liền đánh chết hắn bác ca vỗ vỗ cánh ai ôi nha lão ngu ngươi đi làm cái gì nha? vì sao bay trên trời? ai ôi nha, bị người thổi lên nha, bảo đảm trọng nha, người nhà họ tống thứ sự tại lầu hai nhịn không được cười. nếu không phải là bởi vì nha như ngọc ngay tại bên cạnh, hắn đều muốn phình bụng cười to, liền cái này đều có chút nhịn không được. âm thầm tán thưởng, vương phi bên người thật có người tài ba a, liền cái này chim chóc đều không giống bình thường. chờ cáo lão hồi hương lúc, cũng làm mấy cái dưỡng dưỡng. trong lúc suy tư, thang lầu một vang, ngân đỉnh mang theo người đã đi lên trưởng quỷ phía trước tộc trưởng ở phía sau còn có mấy cái người nhà họ tống cùng lên đến ngân đỉnh ngăn tại đầu bậc thang không cho phép ai có thể xuống dưới dựa vào cái gì ngươi muốn làm gì đó là chúng ta tộc trưởng ai biết ngươi có cái gì quỷ tâm tư đúng đấy và nhất quy hoạch quan trọng tài hại mệnh làm sao bây giờ ngân đỉnh cười nhạo thôi đi mấy vị muốn chút mặt đi ta đồ tài hại mệnh vậy các ngươi làm cái gì vậy đâu vây quanh người khác cửa hàng không phải liền là đồ tài sao kia cửa hàng cùng các ngươi có quan hệ sao liền trên đầu đỉnh lấy. Cái họ tống, liền đương nhiên rồi, ai ôi nha, con mắt ta mù, không có mắt thấy, bác cà cánh ngang trở đầu ngân đỉnh chậm rãi, tay viện chặt thang lầu, toàn thân đều là một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông khí thế, muốn mặt, lăn xuống đi không muốn mặt, hướng chỗ này xong, phàm là gọi các ngươi đi qua một cọng lông, gia gia cũng không phải là ngân đà đóng, tộc trưởng quay đầu nhìn xem mình những cái kia không còn dùng được con cháu nhóm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, liền ở chỗ này chờ ta đi, không cần phải lo lắng, dứt lời, ngẩng đầu mà bước vào nhà hắn không nhận ra nha như ngọc, nhưng nhận ra thứ sử vừa thấy được thứ sử, đầu ngẩng cao nháy mắt thấp đến, tranh thủ thời gian hành lễ, thảo dân bái kiến thứ sử đại nhân, thứ sử nhấp một miệng trà, ngữ khí lãnh đạm, ngươi thật là uy phong a, tộc trưởng nghe lời này không tốt, vội vàng nói, đại nhân, thảo dân trong nhà bất hạnh, xin một chút loạn sự tình, lúc này mới nóng vội, nghĩ đến. Trong nhà người hạnh bất hạnh, bản quan không có hứng thú, nhưng ngươi không nên dẫn người đến trên đường gây sự, ngươi nhìn một cái hôm nay cái này trên đường loạn, không biết còn tưởng rằng là có người tạo phản, tộc trưởng mặt mo tái đi, tranh thủ thời gian thỉnh tội, đại nhân, thảo dân không dám, tuyệt không ý này à ngươi đương nhiên không có, một cái thảo dân, nho nhỏ tống gia, như thật có này tâm, bản quan trước hết sự trí các ngươi, thứ sử đem chén trà trùng điệp để lên bàn, nói ngắn gọn. Mang các ngươi người cút nhanh lên, đừng có lại gây sự, như còn có một cái không phục, bản quan liền gặp quà một cái một cái đi trong đại lao cùng tống hai làm bạn đi tộc trưởng trong lòng kêu khổ mau nói đại nhân thảo dân không phải cố ý thực sự là ngài cũng biết tống hai xảy ra chuyện hiện tại trong nhà không người chưởng sự cho nên đã ngươi nói đến chỗ này bản quan cũng có sự kiện cùng ngươi nói thứ sử đem văn thư lấy ra tống hai đã đem tất cả cửa hàng xin ý giao đến bản quan trong tay những cái này xin ý cùng tống gia lại không liên quan người cũng liền không cần thao lòng này nhanh đi về yên ổn nuôi ngươi lão phải cái thọ hết chết già không tốt sao tộc trưởng giật nảy cả mình sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn thứ sử cho thứ sử tống hai cái kia trời đánh hắn sao có thể làm sao dám kia là bao nhiêu tài phú a à? cứ như vậy tặng người rồi tộc trưởng không thể nào tiếp thu được gõ cái đầu nói đại nhân việc này sợ là cần một lần nữa thương nghị một chút chúng ta nhất tộc các ngươi nhất tộc cùng bản quan không quan hệ cùng tống hai cũng không quan hệ người không phải đã nói rồi sao muốn đem hắn trừ tộc. Thứ sử khóe mắt liếc qua ngắm một cái ở bên cạnh nha như ngọc, trong lòng tự nhủ ta đối phó không được vương phi, còn đối phó không được mấy người các ngươi thảo dân. Trò cười, xem trọng, đem văn thư bên trên từng chữ đều ghi nhớ, phía trên này có tống hai ký tên thủ ấn, bản quan cũng không có lừa gạt các ngươi nếu là còn không tin, liền đi trong lao hỏi một chút tống hai. Nhìn bản qua nói thật hay giả, thảo dân không dám, không dám liền lăng, trưởng quỷ ở một bên nghe trong. Lòng thống khoái, lão đầu tử này, kẻ sai khiến mới vừa buổi sáng liền đến gây sự, quấy đến đầu hắn đau, hắn vào nhà ngay tại quan sát, thứ sử ngồi tại quý vị khách quan, mà chủ tọa bên trên chính là một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử một lời chưa phát, hững hờ uống trà, mà thứ sử thì làm lên thẩm vấn người việc cần làm, nữ tử này là người thế nào, hắn âm thầm suy nghĩ, các không thể đắc tội, tống tộc trưởng xám xịt rời đi, liên đới trên cầu thang những cái kia tử đệ, cũng phần phật bị mang đi. Không bao lâu, trên đường cũng thanh tịnh không ít thứ sử lúc này mới thở phào, quay đầu hướng nha như ngọc cười chắp tay một cái, ngài nhìn, còn hài lòng, nha như ngọc buông xuống chén trà, thứ sử đại nhân lôi đình thủ đoạn, thứ sử đứng dậy, không dám, không dám, một bên chuẩn quỷ trong lòng kinh ngạc, càng hạ thấp xuống hơn đầu không dám nói lời nào, nha như ngọc đem văn thư lấy ra, thứ sử đại nhân, ngươi cùng chuyện của tống gia nói rõ, vậy kế tiếp, liền nói chúng ta sự tình, thứ sử gật đầu, tốt, tốt, toàn bằng ngài làm chủ sinh ý là. Muốn đôi bên đều đồng ý, nếu không không thành ép mua ép bán rồi." Nha Như Ngọc ý cười dịu dàng, ta đem tống gia sinh ý cửa hàng viết tờ giấy, đằng sau cũng tiêu tốt giá cả. Đại nhân quá xem qua, bối bối mau tới trước, hai tay nâng quá, lại giao cho thứ sử, thứ sử cười tiếp nhận, trong mắt nhìn, chỉ một chút, nụ cười liền cứng đờ, tống gia có bao nhiêu cửa hàng, cái gì chất lượng, hắn cái này làm thứ sử môn thanh, lúc đầu nghĩ đến, coi như một nhà cửa hàng một vạn lượng, cũng là bút không nhỏ thu cuối cùng là ngoài ý muốn chi tài nhưng nhìn lên cái này tờ đơn lớn cửa hàng mới hai ba ngàn hai tiểu nhân không đủ ngàn lượng cái này cảm giác trong lòng đang rỉ máu hắn bỗng nhiên liền nhớ lại vừa rồi tộc trưởng gương mặt già nu kia đại nhân từ từ xem xong ta đem ngân phiếu cho đại nhân ngân hàng thanh toán xong thứ sử đây là hoàn toàn không có chỗ thương lượng hắn chỉ có phục tùng phần cũng được dù sao đều là lấy không tiền hắn cương lấy da mặt kéo ra cái cười tốt liền theo ngài nói ta không có ý kiến nha như ngọc cho lên lông mày ra hiệu bối bối đem chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu đưa tới một tấm không kém một hai không nhiều thứ sử nhận lấy đứng người lên nếu không có những chuyện khác ta trước hết cáo từ nha như ngọc thấy hắn như thế thức thời liền xuất ra bình thuốc nhỏ thuốc này mang về cho lệnh lan phục dụng trừ còn tại uống chén thuốc bên ngoài mỗi ba ngày một viên về sau liền có thể bảo đảm bệnh nhẹ không sinh thứ sử đại hỷ tiến lên hai tay tiếp nhận đa tạ vương nha như ngọc ánh mắt lẫm liệt thứ sử lại sửa lời nói đa tạ phu nhân thứ sử trước khi đi nhìn một chút một bên trưởng quỹ còn lo lắng cái gì tranh thủ thời gian bái kiến mới đông gia đi trưởng quỹ đã sớm mộng toàn bộ hành trình đều chưa kịp phản ứng vốn cho rằng còn muốn cùng tộc trưởng chống lại mấy ngày này tính toán kéo quan hệ chuẩn bị một chút đi vào gặp qua tống nhị gia lại kết luận đảo mắt liền lại nghe thứ sử nói tống nhị gia đem cửa hàng cho thứ sử khi thứ sử chính là đông gia rồi chỉ chớp mắt thứ sử lại đem cửa hàng chuyển tay đông gia thành trước mặt nữ tử này cái này hắn chính mơ mơ hồ hồ muốn gặp lễ, nha như ngọc khoát tay, ta không phải người đông gia trưởng quỷ. Nha như ngọc mệnh bối bối đi đóng kỹ cửa lại, nghiêng đầu đối buồn trong nói, tất cả mọi người ra đi, tiền gia mấy người trưởng quỷ nối đuôi nhau mà ra, đến đây làm lễ nha như ngọc đối tống gia trưởng quỷ nói, ngươi đi cùng bọn hắn giao tiếp. Mỗi nhà cửa hàng, bọn hắn đều sẽ tiếp quản. Trở về nói cho cái khác trưởng quỷ, nếu là có người muốn đi, không ai ngăn đón, nếu là còn muốn tiếp tục làm việc liền nghe mới đông gia phép tắt nha như ngọc nói đến thế thôi chắc hẳn hai bên đều là người thông minh đều nghe hiểu được nàng cũng không tiện cưỡng ép lại cắm tay chỉ mấy câu nói đó đôi bên đã đối nàng vô cùng cảm kích tống gia các trưởng quỷ cũng là lo lắng ném bát cơm trong tiệm còn có nhiều như vậy đi theo ăn cơm tiểu nhị tiền gia các trưởng quỷ muốn tiếp nhận tới còn phải một lần nữa nhận người tay kiểm kê tính sổ sách loại nào được không thoải mái không thiếu được muốn viết thư cho đông gia mời điều người Tây nếu như có thể cân bằng quá độ, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, tống gia trưởng quỷ trong lòng biết đại thế đã mất, coi như ráng chống đỡ, cũng sống không qua mấy ngày, nói không chừng rơi trong tay ai dưới mắt mấy vị này, hắn có nhận biết, có mắt người quen, biết là tiền gia người, mà lại đều là một tay hảo thủ. Nếu có thể về đến tiền gia, cũng là... Chuyện may mắn, hắn lúc này tỏ thái độ, ta nguyện ý mang theo mọi người quy thuận mới đông gia, nếu là các vị không chê, tất toàn lực tướng phó, tiền gia các trưởng quỹ cũng cao hứng, chẳng những tiện nghi mua được cửa hàng, liền người đều là có sẵn, đây thật là tỉnh đại lực, mọi người gặp nhau hoang, đều hướng nhang như Ngọc Hành lễ gửi tới lời cảm ơn, nếu như thế, ta cũng liền công thành lui thân, các ngươi còn có một tay, ta càng không quấy rầy nhang như Ngọc đứng dậy, thẩm chiêu mạ vội vàng nói. Phu nhân, mọi người chúng ta nghĩ mời ngươi ngài ăn bữa cơm rau dưa, không biết, cái này dễ dàng, các ngươi trước bận biệu, chuyện ăn cơm. Quay đầu ta để ngân đỉnh đi liên hệ mọi người, mặt khác, nha như ngọc cười yếu ớt thẩm trưởng quỷ có rảnh khách tới sạn ta có đồ vật cho ngươi vâng nha như ngọc mang theo ngân đỉnh ba người rời đi chuyển tới sau ngõ hẻm hoắc trường hạt chính nhỏ quán trà uống trà ngân đỉnh nhìn thấy hệ hát sa vương gia có chút lòng chua xót vừa rồi náo nhiệt đều không có cách nào nhìn thấy thất lang thất lang bác ca bay đến hoắc trường hạt trước mặt nghiêng đầu nhìn hắn mắt nhỏ nhanh như chớp con mắt mù hai chữ còn chưa nói hoắc trường hạt quét hắn một chút hát sa hạ con ngươi lạnh sáng bác ca lông xù đầu về sau vừa lui lại bay trở về đến ngân đỉnh trên bờ vai ngân đỉnh nhỏ giọng không cho phép mở vương gia con mắt trò đùa bác ca trầm mặt một cái chớp mắt nhỏ giọng gọi không mù không mù đúng vương gia rất nhanh sẽ tốt ngân đỉnh chạy tới vương gia uống tốt sao thuộc hạ vịnh ngài đi a hoắc trường hạt nhang như ngọc nhịn cười đi thôi về khách sạn đường vòng thợ may cửa hàng đại phu nhân các nàng tại thợ may cửa hàng bên kia khoảng cách tống gia thợ may cửa hàng không xa người nhà họ Tống cũng ở chỗ này huyên náo không nhẹ, hiện tại đã rút đi, Tống gia cửa hàng đóng lại, trưởng quỷ vừa bị người gọi đi, hết thảy khôi phục, nhà như Ngọc đem xe màn buông xuống, được rồi, về khách sạn đi. Ngân Đỉnh hỏi, Vương Phi, không đi gặp phu nhân sao, mẫu thân hiện tại nhất định đang bận, mấy ngày nay đưa tiền nhà cửa hàng quần áo muốn thu đuôi, liền để nàng mau lên, bối bối cũng thừa cơ hỏi, kia ta là nhanh đi rồi sao, ừm. Trọng Mão Hương liệu xế chiều hôm nay cũng phải giao hàng, làm xong lại chỉnh đốn hai ngày, chọn mua một vài thứ chúng ta liền lên đường ba người liếc nhau đều thật cao hứng lần này kiếm được tiền không ít rồi lên đường đều có xe ngựa đoạn đường này cùng du sơ ngoạn thủy không sai biệt lắm ngân đỉnh quay đầu nhìn một chút trong lòng lại có chút chua xót nếu là vương gia con mắt có thể nhanh lên tốt vậy thì càng tốt trở lại khách sạn nha như ngọc liền tiến gian phòng một khách chưa nghỉ ngơi tô tô vẽ vẽ lại chuẩn bị ra một vài thứ hoặc trường hạt cũng không có hái hát xa dù sao hát xa mỏng cũng không bị ảnh hưởng tránh khỏi gặp người còn phải bục lên, tại nha như ngọc đối diện ngồi xuống, nhìn xem nàng họa đồ vật, đây là cái gì? Cho thẩm chiêu mạ, trang điểm dùng tay nhỏ sách, hoắt trường hạt thở dài, người đối nàng dường như phá lệ chiếu cố nha như ngọc cười khẽ, dưới ngòi bút không ngừng, vương gia nhìn ra rồi, xem ra ta nói đúng, vì sao, vì sao, đại khái bởi vì nàng là nữ tử, nữ tử sinh tồn gia nan có người cả một đời khốn tại hậu trạch, chỉ gặp qua bốn phương trời, giống thẩm chiêu mạ dạng này, có thể làm sinh ý, có thể quản một nhà cửa hàng, đúng là không dễ, cũng là có đại dũng đại trí người, hẳn là. Giúp đỡ một cái, Hoắc Trường Hạc nhìn xem nha như Ngọc Bộ dáng nghiêm túc, suy tư chốc lát nói, Ngọc Nhi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem mươi vây ở hậu trạch, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì, nha như Ngọc ngừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn, ừm, Hoắc Trường Hạc hơi lúng túng, kỳ thật cũng khốn không được, đúng không? Nha Như Ngọc cười ra tiếng, "Vương gia đi xem một chút trường hút đi, xem sách của hắn bản thảo thế nào tốt." hắc trường hạt đỡ đỡ trên mặt hắc xa ta đi để hắn ấy nấy lập tức đòi lại một chút trước đó đụng nam tường lợi tức nha như ngọc cười gật đầu tốt nhiều lấy chút hắc trường hạt ra ngoài nha như ngọc ngồi một mình chuyên tâm vẽ một chuyên chú thời gian liền qua thật nhanh những người khác cũng phải hắc trường hạt phân phó vô sự không nên quấy nhiễu vương phi nha như ngọc một bận bịu liền bận đến trạng vạn tối rốt cuộc xem như hoàn thành hoạt động một chút bả vai trưởng đèn luôn cảm thấy xế chiều hôm nay có chút quá an tĩnh giống như ít một chút cái gì, nhắm mắt dưỡng thần lúc, tiếng không gian uống nước, ăn quả hồng tử, ăn vào một nửa, bỗng nhiên nhớ tới, là thiếu cái gì, cái này ngày kế cũng không có phương trượng tin tức, dĩ vãng thời điểm, hắn cũng không có việc gì đều yêu phát cái hào, kéo vài câu có không có, hôm nay bên ngoài như thế đại nhiệt náo, hắn vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, có chút không quá bình thường, nha Như Ngọc cũng không cách nào kêu gọi hắn, ăn xong lui ra ngoài, mở cửa đến trong viện, muốn đi tìm phương trượng, hoác trọng mão vừa vặn dẫn người giao hàng trở về, mừng khấp khởi cất sổ sách tới gặp nàng Vương Phi, chúng ta hương liệu giao hàng, ngân phiếu cùng sổ sách đều ở nơi này. Nhan như ngọc tiếp nhận, tốt, ta trước đó giáo tính toán của ngươi, sẽ dùng sao, sẽ, ta thường xuyên luyện tập, thấm hương đều sẽ được rồi nhan như ngọc lại đem sổ sách cho hắn, vậy ngươi đi tính, mang theo thấm hương cũng coi như tính, tính xong cho ta liền tốt, hoác trọng mão kinh hỉ cái này có thể làm sao, được, làm sao không được chúng ta đây là tại trên đường đến tây bắc người cũng nên chống lên đến đi thôi vâng đa tạ vương phi nhang như ngọc đến phương trượng viện tử trong viện không có cầm đèn đen như mực trong phòng cũng đen không ai ra ngoài rồi nhang như ngọc chính nhi hoặc có mấy người đi ngang qua vương phi gặp qua vương phi hôm nay có thể thấy được quá phương trượng nhang như ngọc hỏi gặp qua phương trượng còn cho chúng ta chữa bệnh để chúng ta uống một chút có dễ ngửi mùi thuốc nước ta nguyên bản trước đó vài ngày có chút ít bệnh thương hàn lập tức toàn tốt, đúng, còn có ta, ta luôn luôn choáng đầu, hôm nay đều không có. Phạm qua, trong tay bọn họ mang theo chút quả điểm tâm, chúng ta là đến tạ phương trượng, nha như ngọc tiếp nhận trong tay bọn họ đồ vật, ta thay các ngươi cho, các ngươi đi trước giúp mã đại nhân bọn hắn chuẩn bị bữa tối vâng, mấy người rút đi, nha như ngọc tiến viện tử, trong phòng im ắng, đẩy cửa ra định đem đồ vật buông xuống, liếc nhìn nằm trên mặt đất phương trượng, nha như ngọc bắt đầu lo lắng, bước nhanh tới, phương trượng, phương trượng không có phản ứng. Nhan Như Ngọc cấp tốc. Cho hắn bắt mạch, mạch đập còn có, nhưng rất yếu ớt, lại xem xét con mắt cùng ngón tay, không giống trúng độc, lại nhìn, cũng không có ngoại thương cùng vết máu, Nhan Như Ngọc đem hắn đỡ lên giường, cấp tốc dùng ngân châm kích động tâm hắn mạch, Phương Trượng, Lý Thi đấu khắc, Nhan Như Ngọc liên hạ mấy cây châm, thần sắc lo lắng, Phương Trượng lúc này chính trong không gian, nói xác thực, từ khi nhìn thấy không gian bỗng nhiên lên kinh lôi, đi đồ bị làm phải hỗn loạn về sau, hắn cũng hỗn. Loạn ngã nhào trên đất mới đầu chỉ cảm thấy sợ hãi chỉ sợ, bị áp chế, về sau liền thật mất đi ý thức, đã hôn mê ngay tại hôn mê, bỗng nhiên cảm giác ngực từng đợt đâm tê dại đau nhất, trùng điệp phun một ngụm khí, cuối cùng từ chậm tới lại nhìn không gian, hết thảy lại khôi phục bình thường, kinh lôi không gặp, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng, liền không khí giống như đều tươi mát, lại nhìn địa đồ, chẳng những trở về hình dáng ban đầu, còn nhiều cái điểm đỏ, có chút lấp lóe, không biết. Là có ý gì từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn kia tiểu uông nước, hắn đã xác định, kia là suối thuốc, bệnh nặng không dám hứa chắc, dù sao đau đầu nhức óc bệnh nhẹ là không có vấn đề thật vất vả ra cái vật hữu dụng, cũng đừng không có, cái này xem xét một trong dưới, con mắt không khỏi trợn to, trở mình một cái đứng lên, chạy tới tiểu uông nước hoàn toàn chính xác không gặp, biến thành một cái giếng, mùi thuốc bốn phía, so trước đó càng dày đặc chút. Thuốc giếng chung quanh còn rất dài ra một chút. Nhỏ mầm non, vây quanh giếng dài một vòng, không biết là cái gì, kia ba khỏa cây trà dường như càng lớn chút, đang muốn cao hứng, lại cảm thấy đến ngực đâm nha Lúc này mới ý thức được bên ngoài có người Tranh thủ thời gian lui ra ngoài Mở mắt ra, thấy là nha như ngọc Lập tức muốn ngồi dậy Nha như ngọc nói Đừng nhúc nhích, lành nghề châm Phương trượng gặp nàng sắc mặt không tốt Mau nói, nhanh lên cho ta châm Ta không sao, không phải bệnh Nha như ngọc hoài nghi nhìn hắn Hắn vương tay, không tin ngươi đem mạch Thật không có sự tình, vừa rồi ta ngất không gian Nhanh, lên châm Ta có tin tức tốt, nha như ngọc bắt mạch xác thực mạch cánh tay lại khôi phục hữu lực, lúc này mới lên châm. Tin tức tốt gì, ta làm qua thí. Nghiệm, ta cái kia tiểu tùy nước, hoàn toàn chính xác có dược hiệu, có thể trị bệnh nhẹ, phương trượng hưng phấn không thôi, về sau ta liền có thể giúp ngươi, hoặc là có cái này nước sắc thuốc, khẳng định làm ít công to nha, điểm này, là hắn để ý nhất, cùng nhan như ngọc nhận nhau lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là nhan như ngọc chiếu cố hắn, hắn trên cơ bản không có giúp thế nào quá bận biệu, vũ lực không có, tài tình không có liền hòa thượng nên đọc kinh cũng sẽ không, thậm chí liền cái. Cảnh đẹp ý vui nhan giá trị đều không có, nhan như ngọc để hắn trong không gian loại đồ vật, cũng đều bị loại chết rồi đều là xuyên qua người, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ, hiện tại tốt, hắn có suối thuốc, cuối cùng có chút tác dụng, nhan như ngọc thu châm, liếc hắn một cái, người không cần lo lắng nhiều như vậy, phương trượng trong lòng vị chua, đây không phải khả năng giúp đỡ điểm là điểm sao, đúng, ta địa đồ giống như cũng càng mới, có thêm một cái điểm đỏ, có điều, trước mắt, còn không biết là lấy làm gì như ngọc hắn ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống tới có chút thần thần bí bí ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi nhan như ngọc gặp hắn cái này lại nhãi dạng cảm giác mình mới sốt ruột đều là dư thừa chuyện gì có lời cứ nói phương trượng hắn giọng do dự một cái chớp mắt mới nói ta vừa rồi té xỉu tại không gian là bởi vì ta không gian bên trong phát sinh một chút dị tượng nhan như ngọc động tác hơi ngừng lại cái gì dị tượng ta không gian đột nhiên sấm sét vang dội khá lắm giống như là có đạo hữu muốn độ động đồng dạng, dọa đến ta một cử động nhỏ cũng không dám, về sau liền choáng, phương trượng thở dài, ta còn chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, cùng bình thường cái chủng loại kia lôi điện thật không giống, ta cái kia địa đồ, tự như nguyên một khối tụ mãn lôi điện tầng mây, loãng xoảng cái này một trận nổ, có điều, chờ ta tỉnh liền lại khôi phục thành địa đồ, hơn nữa còn thăng cấp, càng tỉ mỉ, trước đó như cái mặt phẳng, hiện tại. Giống như là cái không gian ba chiều về tinh ảnh mây, phương trượng lại bổ sung, a à, đúng, còn có cái chấm đỏ, tạm thời không biết là cái gì nha như ngọc cẩn thận nghe hắn nói xong, lại hỏi, trừ lôi điện, còn có hay không khác, lúc mới bắt đầu nhất, phương trượng vặn lông mày hồi tưởng, giống như, còn có người đang hát, nhưng ta thực sự nghe không rõ hát là cái gì, sấm sét vang dội, ta dọa đều hù chết, nào có còn có nhàn tâm nghe cái kia. Nhan như ngọc trong lòng khẽ động, ca hát, lần sau lại có. Loại tình huống này thời điểm, nhớ kỹ nghe một chút rõ ràng, cho dù là một câu từ, cũng phải ghi nhớ, phương trượng chấn kinh, còn tới, còn có lần sau, ta nói là nếu như. Phương trượng con ngươi nhắm lại, ngươi vừa rồi ngữ khí là chắc chắn, cũng không phải cái gì nếu như, nha như Ngọc Nhịn không được cười lên, độc lý giải ngược lại là làm tốt lắm, tốt, tranh thủ thời gian thu thập một chút, những này là bị ngươi đã cứu người đưa cho ngươi, phương trượng nhìn thấy những cái kia ăn, giữa lông mày lại có chút kiêu ngạo, bị ngươi cần cùng cảm tạ cảm giác còn thật là không tồi, ngươi cũng nếm thử, ngươi từ từ ăn, thật tốt trải nghiệm nha như ngọc quay người rời đi. Vừa. Xuất viện tử, gặp phải bị hoác trường hút đỡ lấy hoác trường hạt, hoác trường hạt nghiêng tai nói, là ngọc như sao, nha như ngọc nhìn xem hắn hát xa hạ con mắt, hoác trường hút mau nói, là đại tẩu, đại ca, đại tẩu tại chúng ta phía trước, hoác trường hạt vương tay, đối không khí bắt mấy lần, hoác trường hút vành mắt đều có chút phím hồng, nha như ngọc đi qua, bắt lấy hoác trường hạt tay, đối hoác trường hút nói, ngươi đi mau đi, nơi này giao cho ta. Hoắc trường hút, hút hút hạ mũi, đại tẩu, ta. Chính muốn nói với ngươi, nhà in đem số dư đưa tới, ta nghĩ ngày mai lại đi mua chút giấy bút cái gì, có thể, nha như ngọc gật đầu, chính ngươi nhìn xem lo liệu là được, phương diện này sự tình liền giao cho ngươi làm, bao quát phát tiền công về sau phương diện này ngươi liền độc lập vận hành, thưởng phạt đều từ ngươi đến, khả năng dựng nên uy tín của ngươi, đại tẩu, thế nhưng là ta, hoắc trường hút có chút khẩn trương, không có gì có thể là, ngươi có học vấn, điểm ấy vụn vặt sự tình không làm khó được ngươi, buông tay đi làm, nếu có cái gì sai lầm, lại tới tìm ta không muộn, nha như ngọc cổ vũ hắn, hoác trường hút thần sắc buông lỏng, hoác trường hạt thẳng nhiên nói, ngươi đại tẩu còn muốn chiếu cố ta, ngươi liền thay nàng chia sẻ một chút, kiểu nói này, hoác trường hút triệt để không do dự nữa, tốt, ta biết, ta biết. Đại tẩu, đại ca liền nhờ ngươi, nha như ngọc cực cực đầu, hoác trường hút xoay người đi bận biểu, hoác trường hạt quay đầu, nhìn xem hắn bóng lưng biến mất tại mặt trăng cửa. Bên kia, nha như ngọc khí cười, không sai biệt lắm đi, hắn đã rất ấy nấy, tiểu tử này thanh cao lại kiêu ngạo, một lòng chỉ nghĩ đọc sách viết chữ, không để ý tới thế tục, khả nhân ở thế tục bên trong còn sống, sao có thể né tránh được, trước kia tại vương phủ hắn là có thể tránh quấy rầy, nhưng bây giờ không được, về sau cũng không được, cũng nên chống lên đến, thừa cơ gõ buộc hắn một cái, không sai nha như ngọc bất đắc dĩ, tốt a, à, ngươi nói rất có lý. Hoắc trường hạt tay vỗ bên trên con mắt. Đừng nói, con mắt này không tốt tại những địa phương khác ngược lại là thật tốt dùng hắn nói đến khó đọc, nhưng nha như ngọc nghe hiểu ừm, vương gia mượn con mắt không tốt, để người khác đi bao nhiêu thuận tiện, nha như ngọc nhắc nhở, tốt nhất có chừng có mực, cẩn thận chờ ngày nào xuyên bang, để người khác hợp nhau tấn công, hoắc trường hạt cười khẽ, yên tâm, ta có chừng mực đi đến cửa sân, nghe được tiếng cười nói, đại phu nhân cùng tống y y các nàng cũng trở về. Như ngọc, lớn thanh âm của phu nhân đều nhụn cười, chúng ta vừa trở về, muộn chút, chẳng qua cuối cùng một nhóm cũng hoàn thành, lưu luyến công lao lớn nhất, trưởng quỷ nói, buổi tối hôm nay trong đêm tính ra tiền đến, sáng sớm ngày mai cho ta đem ngân phiếu đưa tới, Nhan như ngọc nhìn xem các nàng cao hứng yêu thích bộ dáng, tâm tình cũng đi theo tốt lên rất nhiều, coi như không tệ, tất cả mọi người vất vả, nhanh nghỉ ngơi một chút, sau đó liền dùng bữa tối, một hồi ta để người muốn mấy. Cái thức ăn ngon, mọi người chúc mừng một chút, tạ vương phi. Quay đầu lại nhìn thấy nhan như ngọc sau lưng hoắc trường hạt, đám người ý cười thu liễm, đại phu nhân nói, tốt, mọi người đi nghỉ ngơi đi, tối nay cùng nhau ăn cơm, đám người cáo lui, đại phu nhân tiến lên giữ chặt hoắc trường hạt tay, trường hạt, hôm nay cảm giác như thế nào, mẫu thân thời khắc đang lo lắng ngươi, hôm nay làm quần áo thời điểm còn đang suy nghĩ, nếu như nói đến chỗ này, lại phanh lại, ngẫm lại không ổn, loại lời. Này trường hạt nghe không phải càng khổ sở hơn, có như ngọc tại, ngươi yên tâm, con mắt rất nhanh sẽ tốt, đại phu nhân lời nói xoay chuyển, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi bát mì thế nào, nhà như ngọc ho nhẹ một chút, hoác trường hạt tốt chữ đến bên miệng lại nuốt xuống, không cần, mẫu thân, ngài cũng mệt nhọc một ngày, vừa rồi như ngọc nói, đã chuẩn bị cho ta vậy được, đại phu nhân lôi kéo hắn chậm rãi đi lên phía trước, ta chợt nhớ tới ngươi khi còn bé, bắt đầu. Học theo thời điểm, ta cũng là dạng này lôi kéo ngươi, chậm rãi đi, hoác trường hạt cuốn họng một ngành, mẫu thân, ta con mắt nhìn không thấy liền nhìn không thấy, không có việc gì, có mẫu thân tại, đại phu nhân trong lòng sinh ra mấy phần bi tráng, lần trước ngươi giả trang thành các loại người, mẫu thân không nhận ra được, cũng coi là mắt mù lúc này nha, ta hai mẹ con hòa nhau, người nói có đúng hay không, hoắc trường hạt nhớ tới lần trước chiều kia bỗng nhiên đánh, lại yên lặng nuốt. Xuống nha như ngọc ở một bên đi theo, nghe đại phu nhân nói liên miên lại nhảy, ánh trăng ném xuống ba người cái bóng, yên tĩnh mỹ hảo, đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vang, rất nhẹ. Hoắc Trường Hạc vô ý thức quay đầu đại phu nhân nói, làm sao rồi, cửa sân tiền nhân ảnh lóe lên, đại phu nhân nói, ngươi nhìn, con mắt nhìn không thấy, lỗ tai có phải là càng linh mẫn rồi, hoắc trường hạt, ngươi tới là ám vệ thủ lĩnh, nhan như ngọc đè xuống vừa mới nghĩ cùng đại phu nhân. Thẳng thắn tâm tư có việc, ám vệ nói, vương gia, vương phi, thuộc hạ có việc bẩm báo, thần sắc hắn không tốt lắm, thấy đại phu nhân tại, trên mặt miễn cưỡng kéo ra vài ti cười nhan như ngọc trong lòng khẩn trương, đại phu nhân gật đầu nói, vậy các ngươi nói. Ta đi xem một chút cơm tối tốt chưa, đại phu nhân vừa đi, ám vệ thần sắc càng gấp rút kéo căng, hạ giọng hồi bẩm, vương gia, vương phi, xảy ra chuyện ám vệ bên này luôn luôn cẩn thận, nếu không phải chuyện trọng yếu, sẽ không đến báo. Hoắc trường hạc hỏi, chuyện gì, hôm nay chàng vạn tối, chẳng biết tại sao, lâm nam thần trí mơ hồ, lâm vào nửa hôn mê, có vẻ như hết sức thống khổ, miệng bên trong nói dông dài lấy cái gì, chúng thuộc hạ cũng không rõ ràng cho lắm, hắn nâng lên cái gì động, lớn tai, thuộc hạ không dám thất lễ, tàu quân y cũng đi qua nhìn quá, dùng qua thuốc, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm dịu ám vệ mím môi, thuộc hạ không cách nào, đành phải đến bẩm báo vương gia vương phi, nhan như ngọc hỏi, hắn hiện. Tại còn hôn mê sao, đúng vậy nhan như ngọc hơi suy nghĩ một chút, ngươi về trước đi, để tàu quân y cho ăn một bộ thuốc an thần, sau đó ta cùng vương gia đi qua, vâng, ám vệ quay người rời đi, hoác trường hạt thấp giọng hỏi, tình huống giống như nghiêm trọng hơn chút, nhan như ngọc cao lại lông mày, động đất, lớn tai. Loại này sự tình sẽ không tùy tiện nói một chút, vương gia hơi chờ ta một chút ta đi lấy vài thứ tới được nhàn như ngọc xoay người đi phương trượng viện tử phương trượng chính đắc ý an điểm tâm làm sao có chuyện gì phương trượng nhìn ra sắc mặt nàng không tốt lắm cầm một bình suối thuốc nước cho ta nhàn như ngọc đem một cái bình nhỏ đưa cho hắn được phương trượng không nói hai lời lập tức lấy ra đi làm cái gì ta đi chung với ngươi a không cần nhàn như ngọc cầm lên cái bình đi quay đầu lại căn dặn hắn chính ngươi nhiều chú ý có cái gì dị tượng tranh thủ thời gian cùng ta nói được nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt tụ hợp phần phó bối bối đi bẩm báo đại phu nhân để mọi người không cần chờ bọn hắn cùng nhau ăn cơm mang theo ngân đỉnh cùng đi ám vệ bên kia lâm nam gian phòng bên trong tào quân y hết đường xoay sở gặp bọn họ đến tới đáp lời hắn tình huống rất phức tạp ta dụng cũng không dùng được cũng không có nhiệt độ cao nhưng người chính là ý thức hôn mê bất tỉnh tào quân y nhíu mày dường như có lời chưa hết nhan như ngọc gật đầu nói có lời gì, ngài nói thẳng. Tào quân y một chút do dự, vẫn là chi tiết nói, hắn là từ. Trong đống người chết được cứu trở về, lúc ấy tình huống quỷ dị, ta cũng nghe nói, cho nên, ta suy đoán hắn một chỉ ngoài cửa sổ, lúc này trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm, mặc dù có chút mây có chút che lại, nhưng vẫn cũ khó nén ánh trăng, đêm trăng tròn, nhang như ngọc đuôi lông mày trao lên, ngài muốn nói cái gì, chó sen làm việc quỷ dị, hắn những cái kia y phi, hắn cũng không thể gọi y chính là âm quỷ thủ đoạn càng là khó dò ta luôn cảm thấy hắn có phải là tại lâm nam trên thân dùng cái gì quỷ dị biện pháp ta nhớ được phụ thân ta từng có một bản cổ quái sách thuốc ta từng vượt qua hai trang có liền từng đề cập qua đêm trăng tròn chính là âm khí thịnh nhất thời gian có điều phụ thân ta nói kìa sách quá mức tà tính không phải làm nghề y người nên học đồ vật về sau liền hủy đi tào quân y cắn răng bây giờ nghĩ lại sợ là chó sen cái kia cẩu vật hoặc là chính là sớm nhìn lén qua hoặc là chính là dùng biện pháp gì, đem sách trộn đi nhang như ngọc đi đến Lâm Nam bên. Dương, trong mắt nhìn ý thức hôn mê Lâm Nam. Ta hiểu ý của ngài, nha như ngọc đem kia cái bình nước giao cho tàu quân y, làm phiền ngài dùng tháng này, lại sắc một tề an thần canh tới, còn cần trước đó đơn thuốc, đúng, chỉ là nước đổi thành cái này, đơn thuốc không thay đổi được tàu quân y nhìn một chút hoắc trường hạt, khẽ thở dài một cái, quay người ra ngoài, hoắc trường hạt nhỏ giọng hỏi, theo ý ngươi, hắn tình huống thế nào, nha như ngọc khoát khoát tay, cho Lâm Nam bắt mạch một cái, mới nói, Tào quân y lời nói, có chút đạo. Lý, hoắc trường hạt nhíu mày, nha như ngọc nói khẽ, vương gia con mắt còn chưa tốt, ta đỡ ngươi đi một bên ngồi một chút, Lâm Nam sự tình không cần nóng vội, ta sẽ cùng Tào quân y thương lượng trị, hoắc trường hạt cực cực đầu, nắm chặt nha như ngọc tay, đi đến bên cạnh ngồi xuống, Lâm Nam là tâm phúc của ta, lần này lại bởi vì ta gặp đại nạn, chịu nhiều đau khổ, ngọc nhi. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn, tốt, ta biết, vương gia yên tâm. Hoắc trường hạt còn nói, chờ hai ngày này lên đường. Lúc, để hắn cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đi, lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau nha như ngọc nhíu mày, như người nhìn hắn, đưa lưng về phía giường bên này, ánh mắt hỏi thăm Hoắc trường hạt, Hoắc trường hạt nhẹ nắm tay nàng chỉ, ta cùng lâm nam trước kia cũng cùng nhau trải qua sinh tử, lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau, lần trước chúng ta cùng một chỗ thoát hiểm, lần này hẳn là cũng đồng dạng nha như ngọc trầm mặt hồi lâu, tốt a, à, liền theo vương gia hy vọng Lâm Nam mau sớm khỏe. Có thể cùng vương gia lần nữa kề vai chiến đấu, Tào quân y rất nhanh bưng an thần canh đến, nhưng lúc còn nóng cho Lâm Nam uống xong, Tào quân y đạo, lần trước uống an thần canh, một điểm phản ứng cũng không, lần này không biết thế nào xem một chút đi, hữu hiệu tốt nhất, vô hiệu chỉ có thể nói là bệnh quá sâu, nha như ngọc lấy ra ngân châm, cũng chỉ có thể dùng châm đi thử một chút, Lâm Nam cho mày, hai tay bắt lấy dưới thân chăn mền, bờ môi run rẩy thanh âm từ trong môi tràn ra tới, tựa hồ muốn nói cái gì nha như ngọc cúi đầu thanh âm hắn hơi lớn đức quản đại địa động vĩnh vĩnh ninh thôn vương gia đừng trên trời rơi xuống tai ương không muốn đi tạo quân y sắc mặt trắng bệch đại địa động đây chính là lớn tai nha như ngọc chậm rãi nói người tại hôn mê thời điểm lời nói không thể tin xem ra uống cái này thuốc vẫn là không được việc ta tới cấp cho hắn châm cứu đi tạo quân y cũng không có biện pháp tốt hơn thối lui đến một bên nha như ngọc lấy châm chọn mấy cái huyệt vị đâm xuống tào quân y thấy hàm răng đều có chút căng lên mấy cái này là thân người bên trên đau nhất huyệt vị nếu là lấy ngân châm lấy huyệt cảm giác đau sẽ tăng lên gấp bội xem ra nha như ngọc có ý tứ là đã mê man không thành ăn không được thần vậy liền trực tiếp đau đến thanh tĩnh tê quả nhiên ba châm xuống dưới lâm nam liền mở tròn mắt trong trắng mắt vàng vện ti máu ánh mắt từ tan rã bên trong dần dần hấp lại vương phi tỉnh rồi nha như ngọc cười yếu ớt cảm giác như thế nào ngươi nhưng làm chúng ta dọa sợ tào quân y đều cho ăn mấy bát thuốc lâm nam miễn cưỡng cười cười nhìn sang một bên tào quân y đa tạ tào quân y khoát tay đừng cảm ơn ta ta cũng không thể chữa khỏi ngươi vẫn là vương phi có biện pháp để ngươi thanh tĩnh nha như ngọc ngón tay vân vê ngân châm lại kích thích mấy lần lâm nam sắc mặt đều bạch thấu chịu đựng chút nha như ngọc nhẹ giọng là đau nhức chút nhưng cái này đối ngươi có chỗ tốt trước kia còn là quá mềm lòng sớm biết sẽ có hôm nay liền nên sớm đối ngươi dùng loại châm pháp này chỉ là không nghĩ để ngươi chịu khổ không nghĩ tới, nhàn như ngọc lên châm, lâm. Nam toàn thân quần áo đều ướt đẫm, tốt, nhàn như ngọc quay đầu nhìn hoắc trường hạt, vương gia chi bằng yên tâm, lâm nam tỉnh, hoắc trường hạt đứng dậy, chậm rãi bước tới, tỉnh thuận tiện, lâm nam nhìn xem hắn, bờ môi run rẩy, vương gia con mắt còn không có được không, như thế nào như thế, rừng nam mắt hiện thủy quan, vương phi, còn có cái gì biện pháp sao, chỉ cần có thể cứu vương gia con mắt, nhàn như ngọc cất kỹ châm, có một cái biện pháp, cái gì? Lâm Nam ánh mắt chờ mong, nhìn xem. Nha như ngọc, không biết có biện pháp gì có thể cứu vương gia con mắt, vương phi thỉnh giảng, không biết thuộc hạ có thể hay không hiểu bên trên lực, hắn dứt lời, lại nhìn mình chân, nếu như vương gia vương phi không chê ta là một phế nhân, hoắc trường hạ không vui nói, nói bậy bạ gì đó, ai ghét bỏ ngươi, ngươi cũng không phải phế nhân, lâm nam miễn cưỡng cười cười, vâng, thuộc hạ nói nhầm, vương phi, đến tột cùng là biện pháp gì, Nha như ngọc thở dài, con mắt bệnh, đương nhiên phải dùng con mắt đến giải quyết vương gia bệnh mắt muốn chữa trị trừ chậm rãi trị liệu chậm rãi chờ còn có một cái càng cấp tốc hơn nha như ngọc ngữ khí hơi ngừng lại đổi mắt tàu quân y sững sờ lâm nam cũng sửng sốt đổi đổi mắt đúng chính là tìm một cái con mắt người tốt lại nguyện ý đổi cho vương gia muốn cam tâm tình nguyện mới được đổi qua về sau người này liền sẽ mù mà lại vĩnh cửu không càng nha như ngọc thở dài dạng này người khó tìm ma à. lâm nam tàu quân y con mắt đi dạo dấu hỏi đầy đầu nha như ngọc nắm chặt hoắc trường hạt tay vương gia yên tâm chúng ta chậm rãi tìm sẽ tìm được tốt hoắc trường hạt gật đầu khóe miệng lộ ra ý cười ta tin tưởng vương phi nha như ngọc đối tào quân y đạo tào quân y làm phiền ngươi trước mang vương gia ra ngoài hắn nên dùng thuốc ta sẽ tới sau được tào quân y đem hoắc trường hạt đỡ ra ngoài suy tư hồi lâu hắn vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói vương gia vương phi nói đổi mắt chi pháp là thật hoắc trường hạt hỏi lại thế nào ngươi không tin, tào quân y nhíu mày, không phải ta tin hay không, mà là hắn có chút cắn răng, có chút không quá cao hứng, đây không phải giống như là vương phi có thể nói ra, nghĩ ra được biện pháp, hoắc trường hạt lại hỏi, vì sao, vì sao, tào quân y hừ nhẹ, thực không dám giấu giếm, vương gia, ta nguyên lai tưởng rằng vương phi là cái trong nóng ngoài lạnh người, nhìn xem lạnh lão cứng rắn, kỳ thật tâm địa mềm mại, đối người vô tội, phàm là có năng lực, đều vui lòng. Giúp đỡ, ta cũng tin tưởng, nếu là có lớn tai đại nạn, nàng sẽ không lén lút giúp, ở trong mắt nàng, dân chúng tầm thường mệnh là mệnh, chưa từng lại bởi vì thân phận địa vị mà xem thường người khác. Hoắc Trường Hạc không khỏi gật đầu, người nói rất đúng nhưng ta hiện tại chẳng phải cảm thấy, tào quân y lời nói nhất chuyển, mặt cũng đừng mở, vương gia, cũng không phải là ta đối với ngươi tình huống không nóng nảy, ta mấy ngày nay ngày đêm tại lật sách thuốc, tìm kiếm biện pháp, ta tin tưởng vương phi cũng là nóng vội, nhưng nàng cũng không nên nói cái gì lấy người sống chi nhãn tướng đội A, à. Học trường Hạc sờ sờ mắt của mình, nàng nói sao, tào quân y, vương gia mới vừa rồi. Không có nghe thấy, hoắc trường hạt nhẹ a một tiếng, đây không phải là nói với ngươi, ngươi có thể coi như không nghe thấy, tào quân y nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao, trong phòng, nha như ngọc ngồi tại bên giường, nhìn xem giường lâm nam, lâm nam cuốn họng lăng lăng, vương phi, ta cái này bệnh ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nhớ, ngươi tại ý thức hôn mê lúc, nói qua cái gì, nha như ngọc hỏi, lâm nam suy tư một chút. Lắc đầu ta không nhớ rõ nhưng ta giống như tại đêm trăng. Tròn lúc luôn sẽ phạm bệnh, mới đầu thời điểm triệu chứng nhẹ một chút, thời gian cũng ngắn, ta rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nói cái gì cũng đại khái cũng có cái ấn tượng, nhưng là về sau, phát bệnh thời gian dài hơn, ta luôn luôn hãm sâu trong đó không cách nào tỉnh lại, trong quá trình này phát sinh qua cái gì, cũng liền nhớ không rõ, hắn mặt mũi tràn đầy ấy nấy, thật xin lỗi, vương phi, không cần, người không hề có lỗi với ta, nhà như ngọc khoát tay, ngươi là bệnh nhân, là người bị hại vương gia cũng là người bị hại, còn có những cái kia chết thảm huynh đệ, các ngươi cái kia một đội, chỉ sống ngươi một cái, cho nên, lâm nam, ngươi không chỉ là vì ngươi mình sống, còn có những người kia mệnh, cũng ở trên thân thể ngươi, lâm nam thân thể hơi rung, hốc mắt cấp tóc tràn bên trên nước mắt, vâng, ta biết, ta sẽ ghi nhớ cái này thâm cừu đại hận, ngày sau, nhất định phải báo, nhan như ngọc trầm mặt nhìn xem hắn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Lâm Nam tại trong ánh mắt của nàng có. Chút sợ hãi, Vương Phi, thế nhưng là, Lâm Nam, ngươi tại hôn mê lúc, từng nói muốn giết hại vương gia, muốn để vương gia chết, nhà như ngọc thanh âm trầm thấp, ánh mắt chìm lạnh, ta nên tin tưởng ngươi nói cái kia một câu, Lâm Nam con mắt bỗng nhiên trận to, cái gì, ta đây không có khả năng, ta cùng vương gia, còn có tàu quân y, đều nghe thấy, tuyệt không hư giả, Lâm Nam, vì sao ngươi tại hôn mê thời điểm sẽ nói loại lời này, có phải là trong tiềm ý thức của ngươi không? Phải, Lâm Nam gấp giọng đánh gãy, ta chưa bao giờ có yếu điểm vương gia suy nghĩ, chưa hề, vương phi, ta cùng vương gia đồng sinh cộng tử, không chỉ một lần giống như trên chiến trường, lúc trước bọn hắn đối với ta như vậy, bức ta nói ra đối vương gia bất lợi, muốn ta căn cứ chính xác từ, ta đều không có khuất phục, đến bây giờ, chân của ta cũng còn không có tốt, ta làm sao lại bán vương gia, ta từng tại gian kia trong phòng nhỏ, gặp rất nhiều không phải người ngược đãi thường nhân. Không thể tưởng tượng, ta. Hắn nắm thật chặt quyền, nền ở bên người, đều tại ta, ta là một phế nhân, hiện tại chẳng những không thể giúp vương gia, còn muốn bị vương gia chiếu cố, vương phi, lâm nam ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng mà chân thành tha thiết, vương gia, cầu ngươi cho ta một cái thống khoái, muốn số mạng của ta, ta muốn đi cùng những huynh đệ kia làm mạng, lấy cái chết để chứng minh trong sạch của ta, nha như ngọc con ngươi nhắm lại, thần sắc một ti chưa biến, nhìn không ra hỉ nộ. gian phòng bên trong rất yên tĩnh, Lâm Nam cảm giác giống như là có thể nghe được tiếng tim mình đập, càng lúc càng nhanh thật lâu, nha như ngọc mới chậm rãi mở miệng, cũng là không cần muốn chết, vương gia hiện tại con mắt chưa lành, Lâm Nam, hiện tại liền có một cái chứng minh ngươi trong sạch, mà lại có thể báo đáp vương gia cơ hội, Lâm Nam hô hấp cứng lại, nắm chắc tay nhỏ không thể thấy lắc một cái, hắn muốn nói chuyện, muốn hỏi, nhưng vô ý thức dùng sức miếm môi lại. Nha như ngọc lại nói, ngươi có nguyện ý hay không? Đem con mắt của ngươi cho vương gia, để vương gia tái hiện quang minh, có điều, nha như ngọc không chờ hắn trả lời, lại tự lo nói, ngươi cần nghĩ kỹ, nếu là ngươi dân ra con mắt, ngươi liền vĩnh viễn không thể gặp lại, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, lâm nam và ngữ ngàn nói, hào hùng trá ngữ, tự hồ cũng ở trong lòng hành quân lặng lẽ, làm sao cũng xông không lên cuốn họng, một cái tốt chữ, cũng tại đầu lưỡi vừa đi vừa về đảo quanh, làm sao cũng nhã không. Ra miệng, nha như ngọc cười cười, đứng lên nói, không sao, thời gian còn rất dài, ngươi chậm rãi suy xét hậu thiên chúng ta liền phải lên đường, đúng, vương gia nói để ngươi cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa, đến lúc đó các ngươi cố gắng tâm sự nha như ngọc quay người đi ra ngoài, lâm nam ngồi ở trên giường, căng cứng khẩu khí kia thẳng đến nàng ra ngoài, mới trùng điệp phun ra miệng, có chút nhắm mắt, mới giật mình toàn thân y phục đã ướt đẫm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên hai chân, âm thầm ảo. Não nha như ngọc ra khỏi phòng, thấy hoác trường hạt độc đứng tại trên bậc thang, tào quân y đâu, nàng hỏi, Hoắc Trường Hạc cảm thấy buồn cười Tào Quân Y, bị tức đi nha như ngọc buồn bực, khí đi, ai khí hắn rồi, Hoắc Trường Hạc cười không nói, nha như ngọc chỉ chỉ lỗ mũi mình, ta, Hoắc Trường Hạc giữ chặt nàng, thấp giọng tại bên tai nàng, nàng cho là ngươi thật muốn dùng người khác mắt đổi ta mắt, nha như ngọc cũng không nhịn được cười, còn trách đáng yêu, nếu không ta đi cùng hắn nói. Một chút, không cần, khí khí khỏe mạnh hơn, Hoắc Trường Hạc cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi ăn cơm, hai người không có về khách sạn, Hoắc trường hạt ma nha như ngọc đi một nhà tiểu điếm, cửa hàng tiểu nhân thiếu mà lại sạch sẽ, nhà nhạc hương khí quanh quẩn, là chuyện thường ngày hương vị muốn hai bát nóng hôi hổi mặt cùng chút thức ăn, hai người ngồi ở một bên, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện, trong tiệm ánh nến hơi lắc, ủ ấm rải đầy phòng trên. Tường hai người cái bóng gần sát tại một chỗ, vô cùng thân mật Hoắc trường hạt nước mắt nhìn một chút, khóe miệng móc ra ôn nhu độ công. Yên tĩnh Mỹ hảo bầu không khí không có duy trì bao lâu, rất nhanh bị người đánh vỡ, một người chậm rãi bước tiến đến, dù còn không có nhìn thấy mặt, nhưng trên người hắn u ám khí tức đập vào mặt, đến hai bầu rượu, hắn quay người ngồi xuống, có chút lay động, hiển nhiên đã tại nơi khác uống không ít, nha như ngọc cùng hoác trường hạt liếc nhau tiểu nhị cầm ấm đi qua, hoác trường hạt đứng dậy, xong tiểu nhị khoát khoát tay, tiểu nhị lại lui xuống đi, tần gian hải nghiêng đầu, nhìn ở bên người. Hắn tọa hạ hoác trường hạt, một chút, liền tỉnh rượu một nửa, hắn lập tức ngồi xuống, thần sắc vi kinh, đang muốn mở miệng, hoắc trường hạt ngón tay gõ gõ mặt bàn hắn đến bên miệng xưng hô lại nuốt trở về ngài làm sao ở chỗ này tần giang hải nhìn xem hắn trên mắt hát xa kinh ngạc ngài mắt hoắc trường hạt cười khẽ ngón tay hơi phủ một chút lời này hẳn là hỏi ngươi ngươi làm sao ở chỗ này tần giang hải xấu hổ đến uống chút rượu vốn muốn tìm cái yên tĩnh người ít địa phương không bị người chú ý không nghĩ tới quấy nhiễu vương gia hắn đảo mắt nhìn thấy cách đó không xa nhang như ngọc cùng vương phi còn biết tìm người ít địa phương hoắc trường hạt thanh âm hiện lạnh chính là còn để ý một điểm mặt mũi, tần giang hải càng xấu hổ, vương gia, mặt tướng vô năng, ngươi như không có có thể, lúc trước ta cũng sẽ không đề cử ngươi làm huy châu hộ thành làm, hoắc trường hạt hơi thở dài một hơi, tần giang hải, tàn nữ thống khổ cố nhiên khổ sở, nhưng ngươi thân là võ. Tướng, đã từng đóng giữ quá biên phòng, ngươi liền càng hẳn phải biết, võ giả, trước có quốc, lại có nhà người chết đã chết rồi, bạn không muốn nhiều lời, có điều, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi nữ nhi sự tình bị triều đình biết được, người hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này mua say sao hoắc trường hạt nhíu mày thanh âm thấp hơn vô hình áp lực tản ra tần giang hải người cũng coi là đại tướng có chút đạo lý không cần giảng cũng nên biết cùng nó ở đây mua say không bằng phấn chấn tinh thần suy nghĩ thật kỹ về sau phải làm như thế nào may mắn lần này không có phạm phải sai lầm lớn nếu là thật sự ủ thành binh biến để bách tính lại gặp thụ chiến hỏa nỗi khổ người mới là muôn lần chết cũng khó khăn từ tội lỗi tần giang hải rung lên tranh thủ thời gian đứng lên mạc tướng biết sai, mạc tướng chắc chắn thật tốt thủ hộ Huy Châu, không còn dám có nửa điểm sơ sẩy lười biếng. hoắc trường hạt trầm mặt một cái chớp mắt, lời nói thấm thía, tần giang hải, ngươi đã từng. Tại ta dưới trướng nghe lệnh, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, cùng người khác tất nhiên là khác biệt, hy vọng ngươi đừng phụ lòng ta chờ mong, hắn hơi dừng lại, thanh âm nhiễm lên mấy phần bối lạnh, đừng để con mắt của ta uổng công, tần giang hải, rất muốn khóc, nếu không phải sợ quá đáng chú ý, hắn đều muốn làm trận cho hoắc trường hạc quỳ xuống nha như ngọc hợp thời đứng dậy đến phụ cận đỡ lấy hoắc trường hạc đối tần giang hải nói tần tướng quân cùng một chỗ ăn tô mì đi hương vị cũng không tệ lắm tần giang hải cuốn họng đau buồn chùi chùi con mắt đa tạ vương phi ta cái này trở về về sau ổn thỏa thật tốt thủ hộ huy châu hắn rút đi nhà như ngọc than nhẹ một tiếng buổi tối hôm nay hắn sợ là ngủ không được huy châu những ngày này phòng thủ thư giãn còn không đều là bởi vì hắn hắn sớm nên phấn chấn may mắn không có đại sự, hoắc trường hạt hừ nói, ngủ không được cũng là phải, ngủ không được nguyên nhân chủ yếu không phải cái này đó là cái gì, hoắc trường hạt buồn bực bởi vì. Vương gia con mắt, hắn nhất định ấy nấy phải ngủ không được, hoắc trường hạt tay vỗ bên trên con mắt, hừ nhẹ một tiếng, ăn cơm xong đi trở về, hai người chậm rãi tản bộ, minh nguyệt vào đầu, nhàn như ngọc bỗng nhiên nghĩ, không biết lúc đầu thế giới kia, buổi tối hôm nay mặt trăng có phải là cũng đẹp mắt như vậy, đang suy nghĩ gì. Hoắc Trường hạt hỏi, đang suy nghĩ, nhan như ngọc hơi ngừng lại, ngươi tin tưởng còn sẽ có một thế giới khác sao Hoắc trường hạt hơi nghi hoặc thế ngoại đào nguyên không kém quá nhiều đi chính là một cái khác cùng nơi này hoàn toàn khác biệt quần áo cách ăn mặc thói quen sinh hoạt đều không giống Hoắc trường hạt gật đầu tin nha như ngọc kinh ngạc vì sao người nói ta liền tin Hoắc trường hạt nghiêm túc phải đương nhiên người nói có là có nha như ngọc tốt a à, vậy ngươi cùng ta nói một chút một cái khác là dạng gì Hoắc trường hạt truy vấn được a à, nha như ngọc vừa đi vừa nói đường này miệng, sẽ có đèn chỉ thị, một bên. Người đi, một bên khác người lại đi, tránh phát sinh đụng cô, giảm bớt xung đột nhau sự cố hai bên đường, có thể vẽ lên tuyến, dùng để đặt xe ngựa, tất cả mọi người không loạn thả, hoắc trường hạt trong mắt nhìn nàng, nàng nói lên những cái này lúc, khóe miệng khẽ nhất, trong mắt đều mang không tự chủ ý cười, tinh tinh lóe sáng, cho nên, như ngọc, người nói một thế giới khác, thật tồn tại, mà lại ngươi là tự mình trải qua, thật sao, cho nên ngươi cũng không phải là chân chính nhan gia tiểu. Thư hoắc trường hạt ngón tay hơi thu, nắm chặt nhan như ngọc tay, cho nên, cho dù tương lai ngươi sẽ còn đi, xin mang bên trên ta vương gia, nhan như ngọc ngừng lại lời nói, đang nghe sao, đương nhiên, hoắc trường hạt gật đầu, ta đang nghĩ, đợi đến Tây Bắc, liền theo ngươi nói những cái này, đều áp dụng một chút, nhan như ngọc liền giật mình, kinh hỉ nói, vương gia nói thật, hoắc trường hạt trao lên lông mày, ừm, trường hạt, nhan như ngọc mặt mày hơi gấp, coi là thật sao? coi là thật ta sẽ không lừa ngươi hoắc trường hạt ngữ khí cưng chiều đến lúc đó ngươi một mực hạ lệnh ta đi áp dụng đi làm ngươi muốn cái gì ta liền làm cho ngươi thành cái gì sẽ không gạt ta đương nhiên vậy ta trước cảm ơn đại đương gia vẫn là có bệnh giả công tử trở lại khách sạn mọi người cũng đều đã cơm nước xong xuôi những ngày này vất vả đẩy nhanh tốc độ vừa vặn hôm nay thu đuôi nghỉ ngơi thật tốt Nha như ngọc cùng hoắc trường hạt nhẹ chân nhẹ tay không có ý định quấy nhiễu bất luận kẻ nào kết quả tiếng viện, liền thấy đại phu nhân tại dưới hiên, rõ ràng là đang chờ bọn hắn nhìn thấy bọn hắn trở về, đại phu nhân tranh thủ thời gian nghênh đón. Các ngươi trở về rồi, không có sao chứ, không có việc gì, mẫu thân không cần phải lo lắng, hoắc trường hạt vừa vương tay, liền bị đại phu nhân nắm chặt như ngọc, ta cho ngươi hầm canh, ngươi đi nếm thử, nha như ngọc ánh mắt hơi đổi, được nha như ngọc vừa vào nhà. Đại phu nhân lập tức kéo căng hoắc trường hạt, hoắc trường hạt bị nàng làm cho cũng có chút khẩn trương, mẫu thân, ngài đây là làm cái gì? Đại phu nhân kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói, ngươi thực sự là để ta nói. Ngươi cái gì tốt, nhi tử, ta hỏi ngươi, ngươi cùng như ngọc, có phải là còn không có động phòng, mẫu thân, hoặc trường hạt vành tay phím hồng, ngươi nói gì vậy, lời gì, lời nói thật, đại phu nhân tức giận đến đánh hắn một chút, lại cho hắn vuốt ve, cũng đã lâu rồi, đừng nói vì nhà ta khai chi tán dịp, để ta ôm tôn tử tôn nữ, ngươi cái này liền phòng đều tròn không lên, hoắc trường hạt trên lỗ tai đỏ lan tràn đến trên mặt, mẫu thân, ngài nói nhỏ chút, đây là lúc nói chuyện này sao? Hiện tại chính là thời điểm, đại phu nhân nhìn một chút trong môn, ngươi bây giờ con mắt nhìn không thấy, như ngọc đau lòng nhất ngươi thời điểm, ngươi không mượn cơ hội bán một chút thảm, còn phải đợi tới khi nào, chờ ngươi vô cùng uy mãnh ánh mắt sáng ngời, hỏa nhãn kim tinh giống như tề thiên đại thánh thời điểm sau, đại phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi làm sao liền không thể cùng phụ vương của ngươi học một ít, Hoác trường Hạt lập tức ngửi được bát quái hương vị. Cùng phụ vương học cái gì? đương nhiên là đại phu nhân kịp thời phanh lại. Chuyện này ngươi không cần quản. Bây giờ nói ngươi, ngươi muốn làm đại thánh sao? Hoắc Trường Hạt quả thực đau đầu. Mẫu thân, ngài đừng tìm Trường Hành học những cái này được không? Người ta Trường Hành đều biết mỗi ngày mang theo thấm hương chạy tới chạy lui. Ngươi ngó ngó ngươi. Đại phu nhân thở dài. Ngươi bên này là cưới nàng dâu cùng không có cưới đồng dạng. Trường Hút đâu? Càng nguy hiểm hơn. Vị hôn hay đều không có, ngươi nói một chút, ta làm sao liền sinh hai người các ngươi cái này không cố gắng, mẫu thân, Hoắc Trường hạt vừa tức vừa kinh, cũng chớ nói lung tung, trường hành không quan trọng, người ta thấm hương là tiểu cô nương, vì theo các ngươi nói bậy, về sau người ta lớn lên thanh danh còn muốn hay không rồi, ngươi mới là nói lung tung, ta có thể không biết, thấm hương có cái gì không tốt, vì nói đều họ hoắc, còn có cái gì bối phận, nhưng vậy căn bản không trọng yếu. Sớm ra năm phục, để ý những cái kia làm cái gì? trọng mão cùng cho thị cũng rất tốt an tâm lại chịu làm thấm hương cũng thông minh hôm nay còn cùng trọng mão cùng một chỗ tính sổ tương lai nhất định là cái tốt nàng dâu lại cùng trường hành thanh mai trúc mã có cái gì không tốt ta lúc nào nói thấm hương không tốt rồi ta là ý tứ kia sao hoắt trường hạt hết đường chối cãi nói ngươi sự tình ngươi kéo trường hành làm cái gì trường hành còn nhỏ cưới vợ còn sớm chẳng lẽ ta còn muốn chỉ vào trường hành cho ta cháu trai ông sao đại phu nhân tức giận đến lại đánh hắn mấy lần ngươi còn có thể hay không, có thể hay không làm chút sự tình, mẫu thân, hiện tại đây là tại trên đường, người khác lấy chồng, đều là nở mày nở mặt, như ngọc, ta không phải muốn cho như ngọc một cái phong quan hôn lễ sao, nàng có thể nói không thèm để ý, nhưng ta một cái nam nhân có. Thể cũng không thèm để ý sao, ta như để ý nàng, liền càng muốn vì nàng muốn thi lo, khác nữ tử có, nàng phải có, người khác không có, ta cũng muốn hết sức vì nàng làm được, đại phu nhân trầm mặt một cái chớp mắt, người nói đến cũng trách có đạo lý, Hất trường hà khẽ thở phào một cái, mẹ ruột của ta, ngươi để ta lợi dụng con mắt đi bán thảm, hoàn toàn không làm được a, à. đây không phải muốn chết sao? Khẩu khí này còn không có lỏng xong, đại phu nhân còn nói, vậy ngươi muốn đối như ngọc. Càng tốt hơn một chút hơn, cho dù tốt chút, tóm chặt lấy lòng của nàng, ngươi cũng đừng quên, chúng ta trạm tiếp theo là nơi nào bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống tới, hai mẹ con đều trầm mặt mẫu thân, ta biết, ngài yên tâm, nhi tử tuyệt sẽ không để ngài thụ ủy khuất, đại phu nhân hừ nhẹ, nữ nhân kia là cao quý huyện chủ nghe nói nàng đứa con trai kia sang năm cũng phải vào kinh đi thi, có thể nói là văn võ song toàn, đúng, ta nghe nói mở ra cái chuồng ngựa hoắc trường hạt nắm nắm đại phu nhân. Tay, mẫu thân không nên tức giận, con của nàng tốt, con của ngài cũng không kém, đại phu nhân há hốc mồm, nhìn thấy hoắc trường hạt trên mắt hát xa, ngữ khí lại ôn nhu mấy phần, đó là đương nhiên, con ta tốt nhất có điều, lâm thành đến cùng là địa bàn của nàng, nhà ta sự tình nàng chỉ sợ sớm đã biết. Chỉ định liền đợi đến chúng ta đi chế dẫu chúng ta, đại phu nhân nhỏ giọng nói, nàng đứa con trai kia, một mực liền cùng ngươi so, quen thuộc đoạt ngươi đồ vật, ngươi nhưng ngàn vạn muốn lưu ý. Đừng để hắn cướp đi như ngọc, mẫu thân, hoắc trường hạt dở khóc dở cười, như ngọc là người, lại không là cái gì, sao lại tùy tiện bị cướp đi, vậy cũng không nhất định, nữ nhân kia liền quen sẽ dùng chút việc ngầm thủ đoạn, nàng đứa con trai kia càng là như vậy, người quên trước đó mẹ con bọn hắn nhiều lần phá hư chuyện chung thân của ngươi, hoắc trường hạt tranh thủ thời gian đánh gãy, mẫu thân, nào có cái gì việc hôn nhân, đại phu nhân tranh thủ thời gian che miệng lại, hướng hắn. Liên tục gật đầu vừa nghiêng đầu, nhìn thấy mặt trăng cửa chỗ có vạt áo lóe lên, đại phu nhân lập tức gọi, trường hút, ngươi dừng lại, ta có lời cùng ngươi nói, hoắc trường hạt vuốt cái tráng, chậm rãi bước trở về phòng, vừa muốn đẩy cửa ra, cửa mở ra, nhà như ngọc chính mỉm cười mà nhìn xem hắn, hoắc trường hạt, khí lỏng sớm, nhà như ngọc lòng bàn tay còn có mấy hạt chưa ăn sạch sẽ hạt thóc hạt, bác ca nghiêng cái đầu nhỏ, con mắt nhanh như chớp cũng nhìn chầm chầm hắn, hoắc trường hạt có chút chột dạ lập tức lại bị mình khí đến hắn sẽ sợ một con chim nhỏ trò cười vương gia cùng mẫu thân nói xong rồi nhà như ngọc không có nghiêng người né ra cũng không có để hoắt trường hạt vào nhà ý tứ a à, mẫu thân mới nhìn thấy trường húc đi tìm hắn bát ca vỗ cánh bàn bay lên lướt qua hoắt trường hạt bên người thanh âm khẽ rung lại yếu ớt thất lan, thất lan, cố lên viên phòng a hoắt trường hạt ngươi trở lại cho ta hoắt trường hạt quay đầu nhìn thấy dưới hiên nhắm mắt dưỡng thân tiểu bạch tiểu bạch tóm nó hắc sơn gà vén mí mắt xem hắn lại nhắm mắt lại bác ca thấy thế càng thêm đứa tinh nghịch ai ôi nha bán một chút thảm nha khai chi tán dịp á người ta văn võ song toàn phá hư ngươi tốt lần việc hôn nhân hắc không nói nhiều nhưng từ đầu tới đuôi đều bắt lấy trọng điểm hoắc trường hạt trên đầu bốc hỏa ánh sáng như ngọc người nghe ta nói nhang như ngọc trên mặt ý cười càng đậm thời điểm không còn sớm vương gia nghỉ sớm một chút ta cũng mệt mỏi đến mai thấy ầm cửa đóng lại hoắc trường hạt sờ sờ kém chút đụng phải mũi nhưng ngọc đến a à, cố lên a à, thất lang nô gia đói bụng đói hoắc trường hạt giận sôi lên ngân đỉnh chính trong phòng cùng bối bối tuyền đau gạt ra đầu nhìn người ở rễ vô địch thoại bản tử ngân đỉnh nghe được cái này một cuốn họng cấp tốc hoàng hồn ba người mở cửa trên dưới một giải ba viên đầu vương gia làm sao rồi ngài tìm không thấy trở về cửa rồi hoắc trường hạt đem tiểu lang bắt lại cho ta quan lòng bên trong ngày mai cho nó làm miệng bộ ngân đỉnh chấn kinh vương gia, ngài nói thật chứ, quan chiếc lòng còn muốn mang miệng bộ, ta giống như là đùa giỡn hay sao, người có làm hay không, không làm, 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 còn có thể không làm, ngân đỉnh nhỏ giọng thầm thì, cùng một con chim nhỏ đưa khí, hoắc trường hạt ngắn ngủi cười một tiếng, ngân đỉnh, lần trước ngươi thua cho ngân núi, là bởi vì cái gì thua tới, ngân đỉnh nghe xong lời này, nháy mắt đổ mặt. Thần sắc căm giận bất. Bình, mắt nhỏ bắn ra hàng ý cùng khinh thường, đóng đà ca, ngân núi là ai? bối bối tò mò hỏi một cái hỗn trướng vương bát đảng ngân đỉnh nghiến răng nghiến lợi cùng hắn chủ tử đồng dạng quen sẽ dùng ám chiêu đồ chơi ngân đỉnh tiến đến hoắt trường hạt bên người đỡ lấy cánh tay hắn vương gia chúng ta lúc này đi lâm thành sao đương nhiên kia là phải qua đường hoắt trường hạt ngữ khí hiện lạnh đoán chừng bọn hắn cũng đang chờ chúng ta đi muốn nhìn náo nhiệt chứ vương gia ta không thể để cho bọn hắn nhìn náo nhiệt ngân đỉnh chắc chắn lần này nhất định phải đem mặt mũi tràng tử đều tìm trở về hoác trường hạt trầm mặt không nói ngân đỉnh nhỏ giọng hỏi vương gia ngài đây là để vương phi đuổi ra rồi nói bậy hoác trường hạt phủ nhận ta còn không có vào nhà ngân đỉnh mắt nhỏ trợn lên vương gia vậy ngài chuyện lúc trước để vương phi biết rồi hoác trường hạt cả kinh sắc mặt đều biến ngươi nói bậy bạ gì đó ta trước đó chuyện gì ta có chuyện gì chính là ngài cùng tại nhị tiểu thư ngân đỉnh cảm giác hoác trường hạt trên thân bắn ra hàng ý lại đem lời nói nuốt trở về kia thuộc hạ giúp ngài đi gọi kêu cửa không cần, hoắc trường hạt bất đắc dĩ thở dài, đem mươi gian phòng cho ta mượn a à, tốt, ngân đỉnh đem hắn dìu vào phòng, sau đó cùng bối bối tuyền đao đi che một chút, nửa đêm canh ba, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong viện âm thanh đều không, hoắc trường hạt đứng dậy, lặng lẽ từ sau cửa sổ vượt ra đi, đến nha như ngọc giang phòng cửa sau bên ngoài, nhẹ nhàng mở ra, lại nhảy vào đi, nha như ngọc chính nằm ở trên giường, giống như là ngủ, hoắc trường. Hạt chậm rãi tới gần, chính cuối người muốn nhìn một chút nàng, vừa mới xích lại gần, trưởng phong đập vào mặt, hoắc trường hạt tranh thủ thời gian chống đỡ, đảo mắt mấy hiệp, nha như ngọc đầu ngón tay nhắm ngay hoắc trường hạt con mắt, hoắc trường hạt bàn tay chống đỡ tại nàng bụng dưới, hai người đồng thời thu chiêu, hoắc trường hạt thanh âm mang cười cùng hống, vương phi thân thủ tốt không kịp vương gia, nha như ngọc hừ nhẹ, quay người ngồi xuống, hoắc trường hạt cũng muốn đi theo ngồi lại, đây lại không dám, kéo đem ghế tại nàng đối diện ngồi xuống, sinh khí rồi, ta tức cái gì, mẫu thân lung tung lo lắng, nàng nói ngươi đừng để trong lòng. Hoắc Trường Hạc nhỏ giọng khuyên, thực sự là bởi vì Lâm Thành đặc thù, vừa nhắc tới nàng liền nổ, ta lúc đầu nghĩ trên đường tìm cơ hội cùng ngươi nói, để ngươi cũng trấn an nàng một chút, ai biết nàng buổi tối hôm nay liền nha như ngọc không chút biến sắc, vương gia nói tiếp đi. Hoắc Trường Hạc bị nàng chầm chầm đến xương cốt cũng. Không được tự nhiên, sờ mũi một cái, kia cái gì, ngươi không phải vì cái này sinh khí, ta đoán một chút, là vì ta cái gọi là cái gì việc hôn nhân, nha như ngọc ngắn mũi cười một tiếng, ta biết, là bởi vì ta nói qua về sau sẽ không lại lừa ngươi, hoặc trường hạt nắm chặt nàng tay, nàng kiếm, không có để nàng tránh ra, như ngọc, ta không phải dự định giấu lừa ngươi, mà là thật không có đem chuyện này đương sự, ta nói là, không có đem trước kia cái gọi là cái gì việc hôn nhân đương sự, Hoắc Trường hạt ngữ tốt nhanh chóng, sợ nàng không nghe, nếu không phải mẫu thân nhất lên, ta đều quên, ta vừa tới trong quân lúc, tạ lão quốc công đối ta có chút chiếu cố, hắn có một cái ngoại tôn nữ, tên là tạ nhị. So với ta nhỏ hơn một tuổi, mẫu thân đi sớm, lão quốc công chỉ một đứa con gái như vậy, bởi vậy đối ngoại tôn nữ liền phá lệ yêu thương, hoắc trường hạt quan sát đến nha như ngọc thần sắc, hắn cũng hoàn toàn chính xác cố ý để ta cưới tạ nhị, nhưng khi đó, ta một lòng trong quân đội lập. Công, nào có tâm tình nghĩ những thứ này, lại về sau lão quốc công vì cứu ta, thụ thương quá nặng, bất trị mà chết, trước khi lâm trung liền đem tạ nhị phó thác cho ta nha như ngọc mắt sắc mấy tránh. Trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu trước đó nghe Gia Gia nhất lên trấn Nam Vương ân tình, nhưng cực kỳ ít nói chuyện nhà của hắn Việt Tư, nhưng nghĩ đến như mọi người nghiệp không có khả năng liền đoạn tại hoắc trường hạt trong tay, nói cách khác, hắn là cưới vợ. Hắn cưới người là ai, chính là nguyên chủ sao, nếu như nàng không đến, sự tình sẽ là thế nào hướng đi, cái này tạ nhị, có phải là chính là hoắc trường hạt nguyên bản ý trung nhân, nhìn xem hoắc trường hạt mặt, nhà như ngọc trong lòng tư vị phức tạp, nàng chưa bao giờ có cái gì tình yêu, thẳng đến cùng hoắc trường hạt chậm rãi ở chung, mới này tư vị chẳng lẽ, vừa mới đạt được không bao lâu, liền phải mất đi, sau đó thì sao, nàng nhịn không được hỏi sau đó, sau đó nàng liền cũng. Không muốn gả ta, đại khái là ghét bỏ ta là kẻ thô lỗ, hoặc là cái gì khác, tóm lại, nàng nói chỉ coi ta là huynh trưởng, về sau gả cho hoắc trường tiễn, ta vốn là không muốn kết hôn, chính là thụ lão quốc công nhờ, nghe nàng cố ý bên trong người, tự nhiên cũng vui vẻ thành toàn, ta lúc ấy còn chuẩn bị một phần đồ cưới, đưa nàng xuất giá, nói đến đây, nha như ngọc lực chú ý chuyển dời đến khác trên người một người hoắc trường tiễn nhang như ngọc cảm thấy cái tên này có chút đặc biệt hơn nữa nhìn hoắc trường hạt thần sắc tại nâng lên cái tên này lúc cũng có một tia biến hóa hắn là ai hoắc trường tiễn cùng huynh đệ các ngươi danh tự giống như hắn là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ hoắc trường hạt gian nan mở miệng là phụ thân ta cùng một cái khác nữ tử sinh nhi tử trước đó mẹ con bọn hắn một mực đang lâm thành không có theo chúng ta ở kinh thành cho nên rất ít nhất lên nha như ngọc kinh ngạc một chút cái gì việc này nói đến lời nói đến, Hoắc Trường hạt cầm nàng đầu. Ngón tay, nhẹ nhàng gãy, nữ tử kia, chính là Hoắc Trường tiễn mẫu thân, lúc ấy là hoàng hậu bà con xa cháu gái, cập kê lễ lúc liền được phong làm huyện chủ, cầu hôn nàng rất nhiều người, nhưng nàng xuất thân tốt, ánh mắt cao hơn, năm đó phụ thân đắc thắng còn hướng, nàng một chút coi trọng, liền cầu hoàng thượng tứ hôn, có điều, khi đó mẫu thân đã mang ta, sắp sinh sản, phụ thân làm sao đồng ý, lúc này liền cự tuyệt, cũng đưa ra lập tức về đóng giữ chi địa trông coi mẫu thân khi đó phụ. Thân còn không có vào kinh thành, mẫu thân theo hắn tại đóng giữ chi địa, hoàng đế mặc dù bị cự, nhưng cũng không có tức giận, đại khái cũng là cảm thấy, phụ thân cùng mẫu thân phu thê tình thâm, phụ thân quân công hiển hách thời điểm cũng chưa từng bị phú quý mê mắt, không có quên mẫu thân, hoàng đế liền không phạt phản thưởng, để phụ thân chỉnh đốn hai ngày lại đi, cũng ban thưởng hắn một trận cung nghiến nhang như ngọc nghiêm túc nghe, chuyện này nhưng chưa từng nghe nói qua. Vô luận là trước kia. Gia gia, vẫn là đến nơi đây về sau, đều chưa nghe nói qua một chữ ngôn ngữ, liền đại phu nhân đều chưa từng đề cập qua một chữ, đã phụ thân cự tuyệt, hoàng đế cũng không trách tội, vậy làm sao lại có cái này hoắc trường tiễn, hoắc trường hút cười khổ, cho nên nói, nhiều khi thế sự cũng không thể toại nguyện, vấn đề nằm ở chỗ trận kia cung bữa tiệc, cung yến nói là cho phụ thân bày tiệc ăn mừng, nhưng cũng không phải là chỉ có phụ thân đến tham gia, không ít hoàng thân quốc thích, cùng đương. Triều quyền quý, đều đến, trong đó, liền bao quát hoắc trường tiễn mẫu thân. Nà ngước chừng bởi vì bị cự tuyệt mà thương tâm, hoặc là nói là không cam, càng không ngừng uống rượu, cuối cùng say rượu phụ thân thấy thế, liền càng không muốn để ý tới nàng, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó, không ngờ, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi, khi một trận cung yến, từ đóng giữ hồi kinh hoắc tướng quân, mượn say rượu cùng hoàng hậu bà con xa cháu gái ở tại một chỗ, không ít người đều nhìn thấy, hai người quần áo không chỉnh tề hoàng đế tức giận, trách cứ hoắc tướng quân tứ. Hôn không muốn, lại muốn dùng này bị ôi thủ đoạn hoắc tướng quân bạch nghi mặt, nói chính hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì thật tốt tứ hôn không muốn, lại nhất định phải đi này bị ổi sự tình hoàng đế bài trừ gạt bỏ lui trái phải, để những người khác lui ra, chỉ để lại hoắc tướng quân cùng hoàng hậu cháu gái, bọn hắn nói cái gì, người khác không biết được, chỉ biết hai người vẫn là bị ban thưởng cưới, hoàng hậu cháu gái còn bị phong làm vĩnh xương huyện chủ. Không có mấy ngày nữa, hai người. Ngay tại kinh thành tổ chức hôn lễ, về sau, hoắc tướng quân liền một mình về biên quan, mà Vĩnh Sương huyện chủ liền đi đất phong Vĩnh Sương, nhưng bởi vì Vĩnh Sương cũng không giàu có, cho nên nàng một mực ở tại khoảng cách Vĩnh Sương gần đây Lâm Thành hoặc Trường hạt nói đến đây, hơi thở dài một hơi, phụ thân từ đó về sau, cũng không có đi qua Lâm Thành, trở lại biên qua một mực cùng mẫu thân cùng một chỗ, mặc dù việc này ngàn dấu vạn dấu, mẫu thân vẫn là biết tin tức, đến cùng là kinh thai. Sinh ta thời điểm cửu tử nhất sinh, hoặc Trường hạt nắm chặt nhang như ngọc tay, mẫu thân về sau thân thể một mực không tốt, ta còn nhớ rõ ta giờ, mẫu thân một mực ăn canh thuốc điều trị thân thể, luôn luôn ốm yếu, ta hỏi qua phụ thân một lần, phụ thân than thở tự trách, ta nghe không hiểu, về sau cũng liền không hỏi, về sau thân thể của mẫu thân mới tốt chút, cho nên, ta cùng trường hút ở giữa kém lấy mấy tuổi, phụ thân cùng mẫu thân tình cảm tốt, nhưng việc này lại là nói cái gì cũng không thể. Sách nha như ngọc trầm mặt một cái chớp mắt, hỏi, cái kia hoắc trường tiễn vĩnh xương huyện chủ về lâm thành về sau, không bao lâu liền phái người đưa tới thư, nói là có bầu, nhưng phụ thân chưa có trở về tin, càng không có đi lại quá mấy tháng, bên kia phái người mà nói, được một tử, mời phụ thân ban tên, vâng thưa phụ thân ban cho tên, nhà như ngọc hỏi, hoắc trường hạt cười khổ, làm sao có thể, phụ thân chưa có trở về tin, về sau bên kia gửi thư, nói mình cho hài tử lấy tên hoắc trường. Tiễn Vĩnh Sương huyện chủ thỉnh thoảng gửi thư, nhưng phụ thân cũng không đáp lại quá, về sau liền biến thành có chuyện trọng yếu, hoặc là ngày Tết thời điểm gửi thư, sai người đến tặng lễ, phụ thân chưa từng mở ra tin, đều là nàng người lại khẩu thuật một lần, nếu không, những chuyện này ta cũng không thể biết được, nha như ngọc cầm ngược khoát trường hạt tay, thấp giọng hỏi, ta nhớ được nâng lên mã lập vũ thân thế lúc, nói là nhà bọn hắn là bởi vì năm đó hoàng hậu nhất tộc ý đồ mưu phản, mới bị liên lụy, mà hoàng hậu cùng với hoàng nhi, cũng không được kết thúc yên lành. Cái kia hoàng đế tại sao lại đối vĩnh xương huyện chủ nhìn với con mắt khác, nàng là hoàng hậu bà con xa cháu gái, hoắc trường hạt than nhẹ, về sau ta cũng hỏi qua phụ thân, đêm đó hoàng đế cùng hắn nói cái gì phụ thân nói, hoàng đế hẳn là minh bạch vĩnh Sương huyện chủ thủ đoạn, biết phụ thân là bị hại dược cho nên, có điều, hoàng đế không có nói rõ, chỉ nói vĩnh xương huyện chủ cực giống hoàng hậu, năm đó hoàng hậu bỏ mình, hoàng đế trong lòng rất là khổ sở, nghĩ thay hoàng hậu vì cô cháu gái. Này cầu xin tha! Để phụ thân thiện đãi nàng, đồng thời hứa hẹn chỉ cần phụ thân đáp ứng cưới nàng, chuyện sau đó liền không lại hỏi đến, ván đã đóng thuyền phụ thân lại độc thân tại kinh ghi nhớ lấy mẫu thân đành phải ngậm khuất nhẫn nhục đáp ứng cưới vĩnh xương huyện chủ về sau ngày thứ hai phụ thân liền lên đường về đóng giữ địa nha như ngọc thổn thức vĩnh xương huyện chủ không đúng nhưng hoàng đế cũng không phải người tốt lành gì mượn quyền lực bức bách sinh sôi cho người ta một đôi ân ái vợ chồng thêm buồn nôn bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ từ đó trở đi hoàng gia liền đối với chúng ta trồng trọc nhân tạo hạ lòng kiên kỵ để phụ thân cưới vĩnh xương huyện chủ chưa hẳn không phải nghĩ tại phụ thân thân cái này chôn xuống một cái nhãn tuyến, hoặc trường hạt ngữ khí hiện lạnh, chỉ có điều, hoàng đế cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ như thế kháng cự, ta nghĩ, trong lòng của hắn tất nhiên là bất mãn, chẳng qua chỉ là không có biểu hiện thôi, cũng không được có thể nói nhan. Như Ngọc trầm mặt không nói, chỉ là thay vào một chút đại phu nhân tình cảnh lúc ấy, đã cảm thấy sinh khí mình nâng cao bụng lớn sắp sắp sinh, trượng phu lại bị buộc lấy cưới những nữ nhân khác, vẫn là cái tính toán nữ nhân của hắn, cho dù ai có thể nuốt được khẩu khí này, kia là cái người sống sờ sờ, về sau còn sinh con trai, hai cái người sống sờ sờ, mặc dù không thường thường ở trước mắt, nhưng là chân thực tồn tại, tựa như vĩnh viễn ghim một cây gai, nhổ không được, đi không xong, cho nên. Ngọc Nhi, làm phiền ngươi mấy ngày nay cùng mẫu thân nhiều hơn trò chuyện chút vui sướng sự tình, nàng dù không nói, nhưng ta biết nàng tâm kết chưa giải, nếu không nay trời cũng sẽ không cố ý đến chờ ta nhắc nhở ta, hoắc trường hạt thanh âm nặng nề, hắn cố gắng biến ưu tú, cũng có phương diện này tâm tư, là nghĩ thay mẫu thân tranh một hơi nha như ngọc cực cực đầu, ngón tay cùng hắn quấn dao trường hạt, nha như ngọc nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, trừ tạ nhị, hoắc trường tiễn còn đoạt lấy. Ngươi cái gì, hoắc trường hạt tâm thần rung lên, khác không có không phải, ngọc nhi, kia không là của ta, tạ nhị nàng là người, tới lui tự do, ta cũng chưa từng hứa hẹn quá muốn cưới nàng cái gì, nàng nói tâm thuộc hoắc trường tiễn. Trong lòng ta còn thở phào chỉ là mẫu thân người cảm thấy, là hoác trường tiễn đoạt ta, còn có chính là Hoắc Trường Hạc quyết định chắc chắn, ta sơ có quân công, khi đó phụ thân lại đã thanh danh hiển hách, cho nên cho ta làm mai người vẫn là thật nhiều. Có là chưa từng gặp qua, có là gặp qua về sau liền không giải quyết được gì, ta đổ không để trong lòng, khi đó cũng một lòng chỉ tại quân công bên trên, vì sao không giải quyết được gì, nhà Như Ngọc không hiểu, mẫu thân cũng cảm thấy nghi hoặc, về sau tự như là âm thầm điều tra một phen, thế mới biết là Vĩnh xương huyện chủ âm thầm xếp vào nhân thủ, trà xét ta động tĩnh, thỉnh thoảng phá hư hôn sự của ta để ta không cách nào cưới được quý nữ. Nhan như ngọc nhíu mày, mặc dù không có những cái. Này trời xuôi đất khiến, cũng sẽ không có nàng cùng hoắc trường hạt hôm nay nhân duyên, nhưng thực sự không cách nào gật bừa vĩnh xương huyện chủ những làm này, ngọc nhi, hoắc trường hạt gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, cẩn thận nói, đừng nóng giận được không, ta không có sinh khí, nhan như ngọc cười cười, tức giận cũng không phải là giận ngươi, việc này sai không ở ngươi, càng không tại mẫu thân, thậm chí sai không ở hoắc tướng quân, sai là hoàn quyền thời đại cùng tay cầm hoàng quyền lại. Tâm tư bất chính người hoác trường hà khẽ giật mình, trong lòng cự thạch bỗng nhiên buông lỏng, nhưng không được nhẹ ông nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng, đa tạ ngươi nha như ngọc vỗ vỗ hắn phía sau lưng, không phải liền là nho nhỏ lâm thành, chúng ta cùng một chỗ, người một nhà cùng một chỗ, không có gì không thể đối mặt, chúng ta là lưu vong, nhưng chúng ta chưa từng so với ai khác thấp nhất đẳng, hoác trường hạt ôm chặt nàng, được thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nha như ngọc nhẹ giọng trấn an, ngủ ngon giấc, ngày mai tỉnh lại lại là một ngày mới, những cái này đều không tính là gì, hoác trường hà gật đầu, tốt, đi ngủ, hắn vừa định muốn thuận thế nằm xuống, vừa kề đến bên giường, động tác lại dừng lại nha như ngọc một ngón tay chống đỡ tại bộ ngực hắn, trao lên lông mày hoác trường hạt, hoác trường hạt lại từ sau cửa sổ lật đi, nha như ngọc nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, nụ cười. Nhàn nhạt thu liễm, lâm thành nghĩ đến phiền phức cũng ít không được, mà lại chỉ sợ còn nhiều hơn chuẩn bị vài thứ, không nói những cái khác, đại phu nhân mặc mũi lớp vải lót tràn tử, đều phải giữ được, không thể mất một phân một hào nhang như ngọc thắng bại muốn cũng tại ngon ngoe muốn động, hôm sau trời vừa sáng, nhang như ngọc vừa rửa mặt xong, không gian ngay tại chấn động, làm sao rồi, phương trượng thanh âm từ bên kia truyền đến, hưng phấn dị thường, như ngọc, ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua, là không phải cùng vương gia ra ngoài rồi, không sai, làm sao, có phải là vụng trộm đi ăn một mình rồi, nha như ngọc cao lại lông mày nàng hôm qua cùng hoắc trường hạt từ ám vệ bên kia ra tới liền đi quán cơm nhỏ ăn mì nhưng cái này sự tình không có nói với người khác người nghe ai nói phương trượng trong giọng nói lộ ra đắc ý ta còn cần nghe người khác nói chính ta liền biết nhà như ngọc ý thức được không giống bình thường ngươi là làm sao biết triển khai nói một chút nếu như nói thật tốt có thể thêm đồ ăn một chiêu này đem phương trượng chính đâm trúng lập tức nói ta trước đó cùng ngươi nói cái kia chấm đỏ ta biết là cái gì cái kia chấm đỏ, chính là ngươi, nha như ngọc, cái gì, ta vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ đến, về sau ra ngoài tản bộ, nghe nói ngươi ra ngoài, cũng không có quá để ý, về sau trở về phòng, nhàm chán tiếng không gian nghĩ đủ loại địa, chợt phát hiện chấm đỏ vị trí biến, ta suy nghĩ kỹ một chút, mới chợt hiểu ra. Nhàn như ngọc kém chút khí cười, ngươi đây. Là cái gì phá công năng, ngươi không gian này thăng cấp đến thăng cấp đi, liền vì giám thị ta, phương trượng ngượng ngùng nói, cũng không thể nói là giám thị, ngươi nghĩ a à, như vậy về sau chúng ta liền sẽ không thất lạc người đến đó ta cũng có thể tìm tới ngươi ta cảm ơn ngươi nhan như ngọc không cao hứng không có việc gì treo rời khỏi không gian nhan như ngọc càng nghĩ càng không công bằng cái này lý thi đấu khắc là đến khắc nàng sao làm cái không gian truyền lời chỉ có thể hắn tìm nàng hiện tại thăng cái cấp có định vị công năng còn định nàng vị tốt khí trùng hợp hóa trường hạt ở bên ngoài gõ cửa gọi nàng đi ăn đồ ăn sáng Nhan Như Ngọc thở dài một hơi đi ra ngoài, trải qua một đêm nghỉ ngơi thật tốt, mọi người tinh thần đều không sai, từng cái thần thái sáng láng, lúc ăn cơm cũng là tiếng cười nói vui vẻ, hoác trọng mỏ con mắt ửng đỏ, cười nói, "Mọi người nhanh lên ăn, các ngươi đêm qua ngủ ngon, ta thế nhưng là thức đêm tính sổ, đem tất cả tiền công đều." Tính ra đến rồi, sau đó mời vương phi ký qua chữ, liền có thể cho mọi người phát tiền công, đám người lại là một trận reo hò, Nhan Như Ngọc cũng bị tâm tình của bọn hắn lây nhiễm, nhưng không được cười ăn cơm xong, lập tức ký, một lát không chậm trễ, nhìn qua hoắc trọng mão tính toán khoảng, bút bút rõ ràng, nha như ngọc hài lòng gật đầu vương phi, ngài biện pháp thật tốt dùng, tính được nhanh lại chuẩn, những cái này vẫn là thấm hương tính toán, ta về sau lại duyệt lại quá, đều. Đúng, nha như ngọc hơi ngạc nhiên, thấm hương thật thông minh là của ngài biện pháp tốt, so trước kia phép tính tốt hơn nhiều lần, đó cũng là thấm hương thông minh, học được, nếu không lại biện pháp tốt cũng là vô dụng, nha như ngọc ký tên, đối hài tử nha, tốt ưu điểm liền phải khẳng định cùng khen thưởng, bọn hắn cũng là cần tốt đẹp cảm xúc, cũng cần bị khẳng định, Nhan như Ngọc đem sổ sách trả lại hắn, cầm một hộp đại bạch thỏ sữa đường cùng một hộp tròn oglio, cho thấm hương, đây là khen. Thưởng, hoác trọng mão kinh hỉ, Nhan như Ngọc nói, không muốn chối từ, đây là cho hài tử, nàng nên được tạ vương phi, hoác trọng mão mừng khấp khởi, vậy ta cũng thừa dịch nhàng cho nàng làm trong chống tre. Lúc đầu cái kia nhét vào trên nửa đường, dạng này tốt nhất, mua tinh mỹ đến đâu, không như cha thân thiết tự tay chế tác làm, tạ vương phi đề điểm, hoắc trọng mão từ đáy lòng cảm tạ, hành lễ lui ra ngoài. Nhan như ngọc cầm một ống chô cô lết đậu cùng một cái tiểu thiên tần, đẩy ra cửa sổ đem hoắc. Trường hành gọi tiến đến. Tẩu tẩu, có dạng dò gì, hoắc trường hành trận này cao lớn chút, mặt mày càng linh động, nha như ngọc sờ sờ đỉnh đầu hắn, những ngày này ngươi làm được rất tốt, lại ngoan lại dụng công, ta mặc dù vẫn bận, nhưng cũng trong lòng rõ ràng đem đồ vật đưa cho hắn, thanh âm ôn hòa, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, hoắc trường hành hành lễ, đa tạ tẩu tẩu, con mắt có chút quả ánh sáng, quan sát một hồi cầm ở trong tay, tẩu tẩu, ta có thể cùng người khác chia sẻ sao, đương nhiên, đây là đưa cho. Ngươi, chính ngươi làm chủ, hoắc trường hành trong mắt nhiễm lên ý cười, cho người khác ta cũng không nở, ta cũng đi cùng thấm hương chia sẻ tốt, đi thôi, hoắc trường hành vừa tới dưới hiên, hoắc thấm hương cái đầu nhỏ từ cửa sân xuất hiện, dùng hẹp hòi âm thanh hô, trường hành ta có đồ vật cho ngươi, mau tới, hai người cấp tốc gặp mặt, nói nhỏ đi, nha như ngọc miếm môi cười yếu ớt, đóng lại cửa sổ, ngồi một mình ở trước bàn hồi lâu, trong óc nàng tiếng vọng hoắc trường hạt đêm qua cùng. Nàng nói, liên quan tới Vĩnh Sương huyện chủ sự tình, hai con mắt hiếp lại đem sự tình quá một lần, nâng bút viết xuống, lập tức cầm giấy đi tìm phương trượng, xuất viện cửa, nghe được có đạo lanh lãnh thanh âm, ngân núi ngân núi, không muốn cái mặt, đổ nhào ngân núi, lại đạp lên một chân, đóng đà ca, ba con, ba cái chân, còn có ta cùng tuyền đao bối bối nhắc nhở, đúng đấy, không sai, tuyền đao phụ họa ngân đỉnh hắn giọng, được, vậy liền ba con. Tiểu Lan, đến, nói lại lần nữa, lanh lảnh. Thanh âm lại lên, ngân núi ngân núi, không muốn cái mặt, đổ nhào ngân núi, lại đạp lên ba cái chân, ngân đỉnh nói thầm, cái này cũng không áp vận nha, không phải áp vận làm cái gì, mắng hải giận không hết, bối bối xem thường, tốt nhất lại đánh hắn cái một vạn quyền, ngân đỉnh kinh thường, liền hắn còn đáng giá một vạn quyền ta một đấm đem hắn đánh nằm xuống lần trước nếu không phải hắn chơi lừa gạt ta bồ câu có thể thua đúng thế đúng thế nhan như ngọc nhíu mày đi gần đang nói chuyện gì ngân đỉnh ba người mau tới trước làm lễ vương phi chúng ta đang nói ngân núi cái kia cái thứ không biết xấu hổ ngân đỉnh căm giận làm sao cái không muốn mặt nói tỉ mỹ nói ngân đỉnh cả giận nói vương phi có chỗ không biết cái này ngân núi nguyên lai không gọi ngân núi bởi vì trên mặt có sẹo mụn cho nên có cái bên ngoài xước gọi Tôn Sẹo Mụn, bởi vì có tầm khí lực, còn có người gọi hắn đại lực sĩ Tôn Sẹo Mụn. Hắn là Hoắc Trường Tiễn bên người hai dũng sĩ một trong, bởi vì Hoắc Trường Tiễn đố kỵ Vương gia, biết Vương gia bên người có ta cùng Kim Đỉnh, mới đem tên của bọn hắn đổi thành Ngân Núi Kim Sơn bối bối cười nhạo, không phải ta xem thường hắn, cái đồ chơi này so danh tự có làm được cái gì, hắn cũng không phải thật Ngân Núi, yêu tiền đều yêu hắn, làm thị vệ phải xem bản lĩnh, nhìn năng lực luận cái này ai có thể so ra mà vượt ta đống đà ca còn đổi thành ngân núi ngân đại hải cũng không dùng được a à. tuyền đao phụ họa đúng thế đúng thế nhang như ngọc như có điều suy nghĩ ngươi mới vừa nói ngươi bồ câu thua là có ý gì ngân đỉnh cắn răng nâng lên cái này ta liền đến khí ngân đỉnh nghiến răng nghiến lợi ngân núi cái kia cẩu vật cũng nuôi mấy cái bồ câu đưa tin suốt ngày đắc chí khoe khoang còn khiêu khích ta nói muốn cùng ta sau bồ câu đưa tin vậy ta có thể để cho hắn đắc ý sao lúc này quyết định cùng hắn so, ai biết hắn vậy mà ra ám chiêu, mua được người tại ta. Bồ câu lương bên trong thêm ba bột đậu, đừng nói thắng, nếu không phải ta phát hiện phải sớm, bồ câu phải chết ánh sáng, ta thua không sao, những cái kia bồ câu đều là dùng để truyền lại tin tức, nếu là thật chết rồi, vậy ta coi như phạm sai lầm lớn, bối bối cùng tuyền đau cũng căm giận, nghe một chút, đây là người làm sự tình sao, phi, cái quái gì, đúng thế đúng thế, nhà như ngọc nhất vẫy gọi, tiểu lan bay đến cánh tay nàng bên trên, thua làm sao không sao phàm là cùng lâm thành tương quan đều nhớ kỹ cho ta bên nào cũng không thể thua ba người đưa mắt nhìn nhau ngân đỉnh mắt nhỏ đều sáng vương phi ngài biết rồi Ừm, nhang như ngọc gật đầu trêu đùa bác ca mấy lần thật tốt luyện lại đi về sau lại cùng bọn hắn sau mấy trận ngân đỉnh nhang như ngọc phân phó mấy người các ngươi mô phỏng cái chương trình ra tới muốn sao cái gì muốn làm sao xuất khí đến con kia quản làm ta thay các ngươi chỗ dựa ta chỉ có một cái yêu cầu yêu cầu gì nhất định phải thắng nhan như ngọc chữ chữ rõ ràng rơi xuống đất bọn hắn nếu dám tái xuất ám chiêu liền nửa điểm không nên khách khí bối bối con mắt đi dạo vương phi nếu là như lần trước như thế ngần núi dùng ám chiêu làm như thế nào ba người ba ba nhìn xem nàng nàng ngắn mũi cười một tiếng làm như thế nào nện hắn chuồng bồ câu giết hắn bồ câu nấu canh cho các ngươi bồi bổ vâng ba người lập tức thẳng lưng trăm miệng một lời nhan như ngọc mang tiểu lan đi phương trượng viện tử phương trượng ngay tại không gian bận rộn thấy nhang như ngọc đến tranh thủ thời gian lui ra ngoài có chuyện gì nha như ngọc sắc mặt có chút nghiêm túc phương trượng có chút khẩn trương mà sự tình nhìn sắc mặt này khó coi nha như ngọc đem viết xong giấy đưa tới trước mặt hắn nhìn xem cái này phương trượng nghi ngờ cầm lấy giấy nhìn kỹ vài lần liền bị hấp dẫn lấy thỉnh thoảng vỗ bàn phi đây là cái quái gì đây không phải thỏa thỏa trà xanh bạch liên sao a à, có chút quyền thế cũng không biết họ gì tốt trăm phương ngàn kế cho người làm thiếp, cái này may mắn là ở niên đại này, nếu không cái này không được bị thịt người, bị người mắng chết, nhà như ngọc nhấp hấp trà, có chuyện, phải xin ngươi giúp một chuyện, ngươi nói, phương trượng lập tức hăng hái, chỉ cần ta có thể làm được, trường hút bên kia sách đều viết xong, phía dưới nền viết sách mới, ta nghĩ nghĩ, trước ngươi nói đến cũng có chút đạo lý, chúng ta muốn hai tay bắt, có tên cho văn nhân nhìn, giống ngươi nói loại, kia sách, liền cho người bình thường nhìn, cùng người kể chuyện. Phương trượng vỗ đùi, cái này đúng rồi ngươi xem người ta tống gia sách trận sinh ý tốt bao nhiêu không cũng là bởi vì loại kia sách sao phổ thông bách tính biết chữ phải không nhiều nào hiểu quá nhiều đại đạo lý vẫn là thích nghe loại kích thích này nghịch tập có ý tứ không sai nhà như ngọc nghiêm trang nói cái này coi như ta cho ngươi viết cố sự hạch tâm liền lấy cái này làm hạch tâm viết một quyển sách ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm mà lại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi đọc sách nhìn đến mức quá nhiều lại tin thông nhân tình thế sự hiểu tiểu nhân vật khổ sở vui buồn, lại hiểu đại nhân vật ở giữa lợi ích chế hành, người như viết, nhất định có thể chấn kinh bọn hắn văn đàn, phương trượng trong mắt đỏ hoe, tâm tình khuấy động, phản phất nhìn thấy mình ngồi trên lưng ngựa, một tay chấp bút, khinh thường văn đàn, dùng ngươi bút, viết một khúc vui cười giận mắng nhân sinh trường ca, làm cổ đại lỗ tấn tiên sinh, người có dám hay không, quyển. Sách này là ngươi viết. Quyển sách kia cũng là người viết, nhang như Ngọc chưa hề đối phương trượng nói qua nhiều như vậy tán thưởng lời nói, phương trượng tại nhang như ngọc nịnh hót bên trong mắt bị mù, mề thất chính mình, hắn kích động siết chặt tờ giấy kia, dám, ta đương nhiên dám, nhìn ta lên ngựa nâng bút, viết ra khoáng thế kỳ tác, đem bọn hắn văn đàn chấn kinh đến người ngã ngựa đổ, nhang như ngọc, tốt, ta tin tưởng ngươi, trước tiên đem cái này viết ra, viết xong, hạch tâm không thay. Đổi, cái khác chi tiết tùy ý ngươi phát huy, viết xong về sau lập tức giao cho ta, ta có an bài khác, tốt, tốt, phương trượng một lời đáp ứng, người không có việc gì liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta, ta hiện tại liền phải viết, hiện tại văn ý như suối tuôn, chẳng đều không chận nổi, nhan như ngọc đứng dậy đi ra ngoài, phương trượng còn nói, ngươi chờ chút, ta cho ngươi một thùng suối thuốc nước, để người khác không có việc gì đừng đến tìm ta, ta cần yên tĩnh. Cơm lời nói nhan như ngọc từ không. Giang xuất ra chút đồ ăn ngon, những cái này, trước đó tại vương phủ cùng cái khác phủ đệ thu, hương vị đặc biệt tốt, còn có chút bút mực giấy nghiêng, đủ ngươi ăn dùng, thiếu cái gì, tùy thời nói, toàn lực cam đoan, phương trượng vừa lòng thỏa ý, chí khí tràn đầy, một cổ não đem đồ vật thu nhập không gian, yên tâm, trong vòng ba ngày, cam đoan cho ngươi viết ra, nhà như ngọc từ phòng của hắn ra tới, nhếch miệng lên một vòng cười. Hắc trọng mão bên này cho mọi người phát tiền công. Mỗi người đều vui mừng hớn hở, mã lập vũ để mọi người ra đường, riêng phần mình chuẩn bị một chút tất dụng phẩm, hắn đang nghĩ về mình viện tử, đối diện gặp phải nhang như ngọc, vương phi, vương gia con mắt như thế nào rồi, tạm thời tình huống ổn định, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian trị liệu mã đại nhân không cần lo lắng vương phi tất cả mọi người ghi nhớ lấy việc này chỉ là lại giúp một tay sợ vương gia khổ sở cũng không dám đề cập nếu có cần chúng ta huynh đệ hỗ trợ một mực mở miệng đa tạ mã đại nhân có tâm nha như ngọc hơi suy nghĩ một chút có chuyện còn muốn cùng đại nhân nói một chút vừa và ngươi đến vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói tốt mời vương phi phân phó nha như ngọc dẫn hắn về viện tử để hắn ở trong viện chờ, vào nhà đem địa đồ lấy ra dưới cây trên bàn đá, địa đồ triển khai, mã lập vũ kinh ngạc, bản đồ này thật là tinh tế, là vương gia trong quân sử dụng sao, cũng không là, là vương gia căn cứ trong quân dùng đồ lại tăng thêm qua bản đồ. Này là nha như ngọc căn cứ phương trượng đại sư không gian bên trong mảnh đồ, dành thời gian vẽ tay mã đại nhân, chúng ta rời đi nơi này, đến Tây Bắc trước đó, lớn nhất một tòa thành trì, thuộc về Lâm Thành không sai, mã lập vũ gật đầu, nguyên lai like từ nơi này đến lâm thành làm sao cũng phải đi một tháng kế tiếp hiện tại tất cả mọi người có xe ngựa tốc độ sẽ nhanh rất nhiều lâm thành dân phong liền cùng nơi này có rất lớn khác biệt tiếp cận biên quan sẽ càng thô kịch một chút mã lập vũ nói tiếp cho nên bên ta mới khiến cho mọi người đi chuẩn bị chút vật tư lại hướng bên kia đi thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh mã đại nhân suy nghĩ chu toàn có ngài mang đội là mọi người phúc phận nha như ngọc cười yếu ớt mã lập vũ mặt đỏ lên vương phi quá khen ta không dám nhận, nha như ngọc ngón tay chỉ tại trên địa đồ một chỗ, cho nên, có mã đại nhân mang đội, ta cùng vương gia đều yên tâm, mã lập vũ đang nghĩ khách khí hai câu, bỗng nhiên phát giác ra trong lời nói khác ý vị vương. Phi có ý tứ là nha như ngọc ngón tay tại trên địa đồ chỗ kia nhẹ nhàng gõ gõ, ta cùng vương gia, muốn đi nơi này, cùng đại đội ngũ muốn tách ra đi, mã lập vũ ta liền biết, nha như ngọc thấp giọng nói, mã đại nhân, tấm bản đồ này để lại cho ngươi, vương gia ở phía trên tiêu chú lộ tuyến, nhất thiết phải dựa theo đánh dấu lộ tuyến đi, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần khác chọn hắn đường. Mã lập vũ lập tức phát giác không giống bình thường đến, vương phi, hẳn là trên. Đường này sẽ phát sinh cái gì, mã đại nhân, một đường đồng hành, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, có chút sự tình ta cũng không gạt ngươi, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, từ khi xuất phát đến nay, phát sinh rất nhiều chuyện, cho đến tận đây, nhà ta vương gia oan khuất vẫn chưa rửa sạch, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận, vương gia nhận được tin tức, đi hướng Lâm Thành trên đường vẫn như cũ sẽ không yên bình, cho nên chúng ta muốn cùng mọi người tách ra đi, Mã Lập Vũ sắc mặt. Biến hóa, nếu là gặp nguy hiểm, vương gia cùng vương phi há có thể nha như ngọc khoát tay, Mã đại nhân, chúng ta đem tất cả giao phó cho ngươi, là hoàn toàn tin tưởng ngươi, chỉ cần mọi người an toàn, mẫu thân bọn hắn không hiểm, ta cùng vương gia liền tránh lo âu về sau nói được cái này phần bên trên, Mã Lập Vũ chấp tay, vương phi yên tâm ta nhất định hộ vệ mọi người an toàn. Nha Như Ngọc đem địa đồ giao cho hắn, đại nhân, ghi nhớ, bất luận phát sinh chuyện gì hoặc là nghe nói cái gì, đều muốn kiên định không thay đổi đi phía trên này lộ tuyến được. Mã Lập Vũ cầm địa đồ ra ngoài, Nha Như Ngọc đóng cửa lại, ý thức tiến vào không gian, chuẩn bị muốn dùng đồ vật, nàng còn cố ý nhìn một chút không gian bên trong có biến hóa gì hay không, chỉ ít có không có có thể trực tiếp liên hệ đến phương trưởng nút bấm loại hình cũng không có, Nha Như Ngọc bất đắc dĩ lại có chút khí ban đêm mọi người cùng nhau tề động tay làm dừng lại phong phú bữa tối, vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh. Nhan như ngọc ánh mắt liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Phương. Trượng đến Phương trượng trong viện, thấy phòng bên trong đèn sáng, bóng người chiếu vào giấy dán cửa sổ bên trên, chính múa bút thành văn, nhan như ngọc gõ cửa, Phương trượng không cao hứng, ai, không phải nói không để quấy rầy sao, không đi ăn cơm sao, mọi người tại liên hoan, nhan như ngọc đẩy cửa vào nhà, Phương trượng lắc đầu, không đi, liên hoan ta cũng chỉ có thể ăn rau xanh, còn không bằng mình ở chỗ này ăn, vừa ăn vừa viết, ta cái này cấu tứ dậy sống, ngăn không được. Cũng không phải. Như suối tuôn ra rồi, nhan như ngọc cầm lấy vài trang, đừng nói, viết mặc dù cậu huyết, nhưng còn trách có ý tứ, bằng không dạng này, ta cho ngươi ra cái chủ ý, nhan như ngọc nói, chọn lựa mấy cái viết chữ nhanh, văn thải tốt, về ngươi chỉ huy, ngươi phụ trách nói, để cho bọn họ tới sau chép, lúc cần thiết cùng một chỗ tổng cộng mạch suy nghĩ, có phải là càng mau hơn, phương trưởng ánh mắt sáng lên, cái này tốt, ngươi làm sao không nói sớm, ta cũng là mới nhớ tới, thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ nặng, tại đi lâm thành trước đó nhất định phải hoàn thành, nhan như ngọc buông xuống giấy, phải nắm chắc, được, không có vấn đề, vậy ngươi để hoác lão nhị an bài cho ta mấy người nha như ngọc thấp giọng nói, tốt, buổi tối hôm nay liền thu xếp sắp xếp, ngày mai chuẩn bị, rèn luyện, tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ, chuyện này ngay tại trên đường làm thỏa đáng, có vấn đề sao, không có vấn đề, phương trượng vỗ ngực cam đoan, mặt khác, có chuyện ta và ngươi nói, nhàn như ngọc ngữ khí. Dần dần ngưng trọng, ngươi không phải có thể định vị ta sao, sáng trưa tối ba lần, dành thời gian cùng ta trò chuyện, quan sát vị trí của ta, sau đó lại báo cáo các ngươi tình huống, Phương Trưởng không hiểu ra sao? Không, không phải, chờ xuống, ngươi không cùng ta cùng một chỗ, không, các ngươi hậu thiên trước kia xuất phát, ta cùng vương gia trời tối ngày mai liền lên đường, Phương Trưởng sắc mặt biến hóa, tại sao phải tách ra đi? Như ngọc, ngươi không cùng ta cùng một chỗ, ta chỗ này quái hoảng, ta cùng bọn hắn không quen, nha như ngọc nhịn cười, cái gì liền không quen, ngân đỉnh ba người bọn hắn, người cái nào không quen, còn có hai nhỏ chỉ, đều thích nghe ngươi kể chuyện xưa thế nhưng là được rồi, đừng thế nhưng là, đừng quên ta giao làm chuyện của ngươi, nha như ngọc lời nói thấm thía, cái này sự tình chỉ có ngươi có thể làm, ngươi gánh nặng đường xa, là ta yên tâm nhất hậu thuẫn, có ngươi tại, ta khả năng yên tâm, hiểu chưa, phương trượng nghe xong, nháy mắt cảm thấy. Mình bị cần, vừa rồi hoảng sợ lo lắng thối lui, bị kích động hưng phấn thay thế, nhiệt huyết đều đang cuộn trào lấy ca. Minh Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt, bảo hộ an toàn của bọn hắn, để ngươi không có cố sau chi lo, Nhan Như Ngọc gật đầu, đem chuẩn bị kỹ càng một chút lựu đạn mini cho hắn, những cái này ngươi cất kỹ, đơn độc cất giữ, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, có thể lấy ra dùng, ta cùng Mã Lập Vũ cũng nói, hắn là bên ngoài thủ hộ, ngươi là âm thầm, vạn phần nguy cấp lúc, hắn không giải quyết được, ngươi lại ra mặt phương trượng cuốn họng lăng lăng, vừa rồi hào khí lại diệt đi một phần. Ba còn còn cần đến cái này, xảy ra đại sự sao, để phòng vạn nhất, để phòng vạn nhất mà thôi, không cần quá khẩn trương, nha như ngọc trấn an, yên tâm, hiện tại là vũ khí lạnh thời đại, thiên đại nguy hiểm, ngươi thả một viên, địch nhân cũng không dám tiến lên, phương trượng tưởng tượng cũng đúng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, liên tục cam đoan, nha như ngọc giao phó xong, dẫn hắn ra ngoài dùng bữa, phương trượng giấu trong lòng tâm sự, lại không thể rộng mở ăn lời nói thiếu trầm mặc. Phải càng giống cao tăng, cơm nước xong xuôi, nhà như ngọc đem hoắc trường hút keo lên, liên quan tới sách sự tình cũng cùng hắn nói một chút, hoắc trường hút vui vẻ đồng ý, lập tức điều phối nhân thủ, đi phương trượng viện tử hỗ trợ đều thu xếp thỏa đáng, nhà như ngọc trở về phòng ngồi tại dưới cửa, không bao lâu, hoắc trường hạt một nắng hai sương trở về gặp nàng ngồi tại ôn nhu trong vần sáng, trong bóng đêm một mảnh tia sáng, nàng nhàn nhạt cười, hoắc trường hạt toàn thân căng cứng cùng rã rời đều vào lúc này biến mất, trong mắt nhiễm lên ý cười, nhanh chân tiến bộ, nhẹ ôm nàng, ăn cơm xong sau, nha như ngọc nhẹ giọng hỏi, ừm, hoắc trường hạt cái cầm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, hết thảy đều thu xếp thỏa đáng, tốt, kia nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chuẩn bị một chút, lại cùng mẫu thân nói một tiếng, nha như ngọc vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, buông ra hắn, cho hắn múc nước rửa mặt, hoắc trường hạt nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng ấm áp, lại có chút đau lòng, ngọc nhi thật có lỗi, nhan như ngọc hơi ngừng lại, không cần thật có lỗi, vợ chồng một thể, vốn là nên cùng tiếng thối, hoắc trường hạt trong lòng hơi đảng, trong mắt ý cười tản ra, hình như có nhàn nhạt gió xuân, ấm áp, nhu hòa, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất lướt qua, yêu thích như suối, chậm rãi chảy xuôi ra vợ chồng một thể một đêm ngủ ngon, nhan như ngọc hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại lúc, hoắc trường hạt đã đứng dậy, ở bên ngoài cùng với ngân đỉnh đánh nhau. Bối bối cùng tuyền đao ở một bên nhìn, thỉnh, thoảng đè ép cuốn họng gọi tốt, nhìn ta đóng đà ca, lực đóng sơn hà, qua, wow, khí bạc sơn hà, sơn hà chết rồi, bác ca giác một tiếng, ngân đỉnh phốc cười ra tiếng, lập tức bị hoắc trường hạt đổ nhào ngân đỉnh lăn một chút đứng lên, vỗ đường đất, tiểu lan, ngươi xem một chút, ta bị đánh không phải, vương gia con mắt thụ thương ta đều đánh không lại bác ca ngoẹo đầu, tiểu hắc con mắt nhanh như chớp, thất lan, thất lan, cố lên a à hoắc trường hạt, ngân đỉnh ba người nín cười, chạy đến một bên cười không ngừng nha như ngọc đẩy ra cửa sổ cười gì vậy ba người lập tức ngừng cười vương phi không không có cười cái gì nha như ngọc vẫy tay ba người các ngươi tới ba người liếc mắt nhìn nhau tranh thủ thời gian chạy chậm tới vương phi có dạng dò gì nha như ngọc cầm ba bao đường cho bọn hắn một người một bao ăn đi tạ vương phi ba người hưng phấn không thôi đều biết vương phi đồ vật hiếm lạ lại ăn ngon nhưng bình thường lại không dám nhiều muốn vương phi vậy chúng ta không cần ở chỗ này ăn đi nha như ngọc không có để bọn hắn rút đi, ăn xong có chuyện gì phân phó các ngươi vân, ba người mở ra nhìn, bên trong đường là hạt nhỏ. Hình, có một loại nhà nhạc mùi trái cây, dạng này đường chưa bao giờ thấy qua, đổ miệng bên trong, im lặng, chậm rãi trải nghiệm, ba người làm theo, vừa đem bờ mua nhắm lại, liền cảm giác đường đột nhiên ở trong miệng nhảy dựng lên, ba ba lay động, giống tại bọn hắn miệng bên trong khiêu vũ lại ngứa lại thú vị, bọn hắn nhịn cười, bụng đều nhịn đau nhất. Hoắc Trường hạt ở một bên nhíu mày, không biết ba người này bị thần kinh nhà ăn đường đều có thể ăn thành dạng này nha như ngọc mở cửa ra tới đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hải giận không hoắc trường hạt cười khẽ đa tạ vương phi giúp ta hải giận nha như ngọc đưa cho quả hồng tử cho hắn ê làm trơn hầu ba người miệng bên trong nhảy nhót đường nhảy kết thúc nha như ngọc cười hỏi cảm giác thế nào ngân đỉnh không còn dám cười vương phi treo cực người bản lĩnh nhưng so sánh vương gia lợi hại nhiều vương phi có gì phân phó nha như ngọc nụ cười nhạt đi, ánh mắt tại ba người bọn họ trên mặt chậm cướp. Ta có thể tin tưởng các ngươi sao, đột nhiên ngưng trọng để ba người bọn hắn thần kinh đều căng cứng, vương phi yên tâm, chúng thuộc hạ tuyệt đối trung tâm, có dạng dò gì một mực nói xông pha khói lửa, không chối từ, đúng thế đúng thế, rất tốt, nha như ngọc đối ngân đỉnh nói, ta nghe nói có vị thần y, chuyên trị con mắt, ta muốn dẫn vương gia đi xem bệnh, buổi tối hôm nay liền xuất phát, ngân đỉnh đang muốn nói chuyện, nha như ngọc khoát tay nói, Việc này liền ba người các ngươi. Biết, nhất thiết phải giữ bí mật, sáng sớm ngày mai các ngươi theo mọi người cùng nhau xuất phát, coi như không biết việc này, Ngân Đỉnh, ngươi thân thủ tốt nhất, Kim Đỉnh sẽ dẫn người trong bóng tối phối hợp ngươi, phải tất yếu cam đoan mẫu thân an toàn của bọn hắn, Ngân Đỉnh mặt mũi tràn đầy lo lắng, thế nhưng là, Vương phi, Vương gia, các ngươi bên người không ai làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta là đi xem bệnh, chính là bình thường vợ chồng cách ăn mặc, không có việc gì, nhan như ngọc. Lại đối bối bối nói bối bối, còn có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, Vương Phi mời nói, nha như Ngọc đem chuẩn bị kỹ càng bao quần áo nhỏ cho hắn, trong này là mấy bộ y phục cùng tất cả đạo cụ, trên đường đi ngươi nhiều cùng phương trượng một chỗ, bọn hắn tại viết một bản sách mới, viết một chút ngươi liền quen thuộc một chút, khoảng cách lâm thành trăm giảm lúc, ngươi liền cùng tuyền đao cùng một chỗ, đóng vai làm người kể chuyện, sớm nhập lâm thành. Đem phương trượng viết sách, thật tốt nói cho lâm thành người nghe, nhan như Ngọc vỗ vỗ bao phục bên trong có mấy trương ngân phiếu không cần tiết kiệm tiền đến lúc đó tìm tốt nhất sách trận, thống khoái mà nói sách trận không để các ngươi tiếng liền lấy tiền nợn đồng thời tìm cái khác kể chuyện tiên sinh dùng thời gian ngắn nhất nhanh nhất đem sách tràn ra đi bối bối vỗ ngực Vương phi yên tâm tiểu nhân làm khác không được ồ ngào khung cây non chưa từng có thua qua tuyền đau gật đầu Đúng thế đúng thế nói xong lại có chút nghi hoặc cái này giống như không phải khen người a à, nếu như có người gây phiền phức cho các ngươi cũng không cần sợ nhan như ngọc căng dặn Tống Bình bọn hắn sẽ âm thầm giúp đỡ, nhưng bình thường không muốn liên hệ, liền xem như không biết, tiểu nhân minh bạch, tốt, ba người các ngươi đều là người thông minh, năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, chúng ta chi đội ngũ này, liền nhờ giao cho các ngươi ba người nháy mắt bành. Trướng, giống như cái thế anh hùng, muốn đi cứu thiên hạ thương sinh, Vương Phi yên tâm, chúng ta ổn thỏa thật tốt bảo hộ mọi người, hoàn thành Vương Phi phân công nhiệm vụ, Vương Phi một mực mang Vương gia đi xem con mắt, nhàn như ngọc lại cho hai người bọn hắn chỉ rổ, tràn chút quả hồng tử cùng hoa quả nhỏ đồ ăn vặt một rổ cho các ngươi một cái khác rổ cho trường hành cùng thấm hương đa tạ vương phi ba người cảm động vừa muốn khóc đỏ hồng mắt méo máu ba vương gia ngươi cần phải nghe vương phi a à, sở một chút đem con mắt chữa khỏi vương gia chớ chọc vương phi sinh khí chưa quen cuộc sống nơi đây nghe nhiều vương phi chuẩn không sai đúng thế đúng thế hoắc trường hạt thái dương nhảy nhót nói xong sao còn không có xong cút ba người nhanh như chớp chạy hoác trường hạt khí cười ba người, vẫn là kim đỉnh nhất bớt lo, không có có nói nhảm nhiều như vậy, nhan như ngọc, ngươi sợ là quên kim đỉnh đem phương trượng tích đến phun máu thời điểm cái này. Ba con giải quyết, tiếp súng chính là đại phu nhân, hoác trường hạt tưởng tượng liền đau đầu chỉ có thể nhan như ngọc xuất mã, quả nhiên, nghe xong nghe nhan như ngọc muốn cùng hoác trường hạt đơn độc đi, đại phu nhân liền nổ, như vậy sao được, ánh mắt hắn không tiện, hết thảy sự vụ không đều phải rơi xuống trên người ngươi, như ngọc, cái này không thể được, quá mệt mỏi lấy ngươi dạng này, ta và các ngươi cùng một chỗ, ta chiếu cố hai ngươi nhan như ngọc lời nói thấm thía, mẫu thân, ngài là đội. Ngũ định hải thần tiên, ta cùng vương gia đều không tại, liền dựa vào ngài diễn chính, ngài tại, chúng ta khả năng yên tâm, nếu như chúng ta đều đi, đội ngũ kia làm sao bây giờ, trường hút cùng hoành nhi ngài liền không nhớ nhung sao, mẫu thân, muốn lấy đại cục làm trọng nha, đại phu nhân tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Thế nhưng là hai người các ngươi âm thầm có ám vệ đi theo, vương gia đều an bài tốt, ngài cứ yên tâm. Đại phu nhân lôi kéo nhan như. Ngọc Tây, trong mắt đỏ hoe, kia, các ngươi cần phải bảo trọng mình, ngàn vạn không thể mệt mỏi, quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, bà cái gì đều có, đều đủ, ngài yên tâm. Nhan như Ngọc Kiên nhẫn mỉm cười, chúng ta sẽ chiếu cố mình, ngài tốt, chúng ta ở bên ngoài liền có thể an tâm, đại phu nhân gật gật đầu, tốt, tốt, lại giữ chặt hoắt trường hạt, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có để ta thao qua cái gì tâm, hiện tại cưới được như ngọc tốt như vậy nàng dâu, chiếu cố ngươi sự tình vậy mà phải do nàng một cái yếu đuối cô nương đến thay thế ta, ngươi phải nghe lời, không nên quá mệt mỏi như ngọc, nếu là trở về như ngọc gầy, ta định không buông tha ngươi, vâng, mẫu thân. Ta ghi nhớ, con mắt tốt tự nhiên tốt, nếu như đều vô sự, mẫu thân chờ các ngươi, về sớm một chút, đại phu nhân lại phi một hơi, phi, nhất định có thể tốt, mẫu thân nói đúng. Hoắc trường hạt tim vị chua, lúc đầu muốn nói cho đại phu nhân, nhưng lần này đơn độc hành động, lấy cớ đi xem con mắt là lựa chọn tốt nhất lại chỉ có thể tạm thời nhịn xuống đem đại phu nhân đưa tiễn nhà như ngọc lại đi gặp tống bình bọn người để bọn hắn âm thầm bảo hộ bối bối tống bình bọn người vừa nghe nói lại có việc làm đều rất cao hứng lúc này vỗ ngực cam đoan màn đêm buông xuống nếm qua bữa tối một cái không đáng chú ý ám vệ mặt phu xe quần áo cưỡi xe ngựa chờ ở khách sạn cửa sau mượn bóng đêm nhà như ngọc cùng Hoắc trường hạt lặng lẽ ra khách sạn ngồi lên xe ngựa đi nhà như ngọc ra lệnh một tiếng xe ngựa dần dần lái rời rời đi khách sạn nhà như ngọc nhìn xem thật dài đường đi vương gia theo kế hoạch chúng ta chuyến này cũng liền chừng bảy ngày đúng không hoắc trường hạt nắm chặt nàng đầu ngón tay ừm nhiều nhất bảy ngày từ khi nhan như ngọc xuyên qua đến nay liền cùng mọi người tại một chỗ còn chưa từng tách ra cái này còn là lần đầu tiên vẫn là bảy ngày lâu kiếp trước quen thuộc độc lai độc vãng đến nơi này cũng có điểm không quen hoắc trường hạt phát giác tâm tư của nàng yên tâm bọn hắn không có việc gì thuận lợi dùng không được bảy ngày liền có thể lại cùng bọn hắn gặp nhau được xe ngựa đến ám vệ vị trí dừng lại mấy tên ám vệ đem lâm nam khiêng ra tới lâm nam còn không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm vương gia vương phi đây là lên xe nói lâm nam được đưa lên xe ngựa ngồi tại cửa ra vào vị trí xe ngựa đi lên phía trước một đường ra khỏi thành vương gia chúng ta muốn đi đâu lâm nam nhịn không được lại hỏi tào quân y nói hắn có cái sư huynh chuyên môn mắt nhìn tật ngay ở phía trước trong làng nhang như ngọc tiếp lời ta muốn mang vương gia đi xem một chút nàng ánh mắt lướt qua lâm nam chân vừa vặn cũng làm cho xem ngươi một chút chân lâm nam khẽ giật mình đa tạ vương phi nhớ nhung hắn quay đầu trong xe cửa từ trong khe hở nhìn thấy lập tức liền phải ra khỏi cửa thành vương gia chúng ta muốn đi bao lâu có thể hay không để bọn hắn trong thành chờ quá lâu rồi quan sai sẽ không trách tội a à? yên tâm sẽ không bản vương đều an bài tốt hoắc trường hạt hơi nâng cái trán hết thảy nghe vương phi chính là lâm nam gật đầu là không biết chúng ta mục đích chuyến đi này ở nơi nào cụ thể ta cũng không biết tào quân y chỉ nói cái đại khái hắn sư huynh có điểm lạ đam mê không thích giao thiệp với người thường xuyên đổi chỗ ở tìm hắn có thể muốn hao chút thời gian nha như ngọc xuất ra địa đồ ngón tay ở phía trên lướt qua trước hết tại này từng mảng tìm một chút đi lâm nam nhìn xem nàng vẽ lên đến một mảnh mí mắt khẽ run một chút hoắc trường hạt nói lâm nam lần này xuất hành bản vương không có báo cho những người khác con mắt lại nhìn không thấy còn muốn ngươi nhiều giúp đỡ lấy vương phi chút, lâm nam vội vàng nói vương gia yên tâm thuộc hạ chân mặc dù bất lợi cho đi nhưng cái khác phương diện không có vấn đề được hoắc trường hạt đối nha như ngọc nói thời gian không còn sớm như ngọc ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi tốt ta trước viện vương gia nằm xuống xe ngựa rộng lớn đầy đủ mọi thứ chăn mềm gối đầu đồng dạng không ít nha như ngọc cho hoắc trường hạt một cái lớn dẫn gối sau đó cũng đến tận cùng bên trong nhất nghỉ ngơi lâm nam ngồi một mình ở cửa xe trong lòng ngũ vị tạp trần ra khỏi cửa thành một đường hướng phía trước ánh trăng trong trẻo lạnh lùng bốn phía cực tỉnh nha như ngọc cùng hoắt trường hạt nhắm mắt lại giữa thiên địa dường như chỉ có bánh xe âm thanh cùng lá cây rung rẩy âm thanh hai người bất động không nói lời nào dường như thật ngủ xe đi không nhanh mãi cho đến lúc trời sáng mới đi ra khỏi mấy chục dặm Sa phu dựng lên đống lửa chuẩn bị đồ ăn sáng nha như ngọc cầm gạo chịu chút ít cháo vương gia ta đi xe một chút có hay không việc hoang trứng lấy ra cho ngươi bồi bổ nha như ngọc kéo tay áo chậm rãi bước đi bên cạnh rừng cây nhỏ khoác trường hạt ngồi tại lửa bên cạnh lâm nam đào lấy cửa xe nhìn xem nha như ngọc rời đi phương hướng vương gia hắn thấp giọng hỏi ngài biết vương phi muốn dẫn ngài đi cái kia sao, khoác trường hạt nghiêng đầu lỗ tai đối hướng hắn ánh mắt vẫn là không có cái gì tiêu cự không biết bản vương lại không nhìn thấy địa đồ làm sao lâm nam mím môi ra hiệu xa phu viện hoắc trường hạt đi gần chút, vương gia, thuộc hạ mấy ngày nay ban đêm luôn luôn kinh mộng, ngủ được không an ổn trong lòng biết không nên lòng nghi ngờ cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này, vương gia, thuộc hạ hành động bất tiện, con mắt của ngài không tốt, cái này, hoắc trường hạt sắc mặt không phân biệt hỉ nộ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, thuộc hạ là lo lắng, sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Thuộc hạ không sợ, đã là phế nhân một cái, nhưng vương gia an nguy, không thể không suy xét a. À. Lâm Nam nhìn về phía bốn hướng, thấp giọng hỏi, vương gia, ám vệ nhưng có đi theo, không có, hoắc trường hạt lắc đầu, bản vương lần này xuất hành, là che giấu tai mắt người, không có mấy người biết, ám vệ bên kia còn muốn lưu lại bảo hộ mẫu thân bọn hắn, Lâm Nam sắc mặt biến hóa, cái này đó chính là nói, vương gia bên người không có những người khác, bản vương mặc dù con mắt nhìn không. Thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu, người bình thường, còn gần không được bản vương thân, cái này thuộc hạ tin tưởng, chỉ là, không khỏi vẫn là quá mạo hiểm. Lâm Nam than nhẹ, vương gia, thuộc hạ có thể hay không nhìn một chút địa đồ, Hoặc trường hạt lấy ra địa đồ đưa cho hắn, vương phi ở phía trên làm đánh dấu, có muốn đi lộ tuyến, vâng, Lâm Nam hai tay tiếp nhận, nhìn kỹ, trong rừng cây, nhà như ngọc từ không gian bên trong lấy ra chút ăn, không chút hoang mang chậm rãi chờ không bao lâu, một ám vệ hiện thân. Hai tay đưa cho nhang như ngọc một con dược hoàng, hồi vương phi, đây là tối hôm qua tại xe ngựa sau nhặt được, hết thảy ba cái, nhang như ngọc nắm bắt nhỏ dược hoàng, đến tột cùng không có cảnh báo trước, không độc tiến đến dưới chóp mũi ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt mà kéo dài mùi thơm, truy tung dùng hương, nhàn như ngọc đem hương hoàng bóp nát, hẳn là hết thảy bốn cái đêm qua, hắn ra bên ngoài ném bốn lần, ám vệ giật mình, thuộc hạ lại đi tìm, nhàn như ngọc nhìn xe mặt trời, không cần, loại này hương hoàng nhìn thấy ánh nắng sẽ hóa rất nhanh, hiện tại hẳn là sớm không thấy tung tích kia, thuộc hạ thất trách, ám vệ liền phải quỳ. Xuống hành lễ, nhàn như ngọc ngăn lại hắn, không cần, dưới tình huống đó có thể tìm tới ba cái đã thuộc không dễ cái này cho ngươi nàng đưa một cái bọc giấy cho ám vệ đây cũng là hương hoàng cùng cái kia không sai biệt lắm ngươi trực tiếp ném tới trên đường giao lộ cái gì nhiều ném chút ám vệ trong mắt lóe lên vui mừng vâng ám vệ rút đi nhà như ngọc thần sắc hiện lạnh quay người ra rừng đi đến nồi cháo bên cạnh bất động sắc quấy lấy cháo hắc trường hạt mỉm cười nói trở về rồi có thu hoạch sao có a à? nhà như ngọc đem trứng đặt ở bó củ dưới vùi vào đi một hồi liền có thể quen, cho vương gia bồi bổ được, đến lúc ăn cơm, lầm nằm giống như vô ý hỏi, vương phi, chúng ta sau đó phải đi đâu, theo địa đồ đi, phía trước liền có làng, đến lúc đó hỏi một chút nhìn, nha như ngọc không có chút nào phòng bị, thuộc hạ nhớ kỹ, lại đi hai ba mươi dặm, có cái thôn nhỏ, gọi vĩnh bình, bên kia trên núi có không ít thảo dược, cho nên vĩnh bình thôn liền có chút dựa vào hái. Thuốc mà sống người có lẽ, bọn hắn có thể biết chút gì nha như ngọc mừng rỡ, thật sao, vương gia, địa đồ đâu? ta xem một chút Hoắc trường hạt đem địa đồ cho nàng lâm nam nói không sai ta nhớ được có một lần cần thảo dược vẫn là đi vĩnh bình thôn mua chút nhang như ngọc nhìn xem địa đồ cách chúng ta cũng không tính quá xa chiếu trước mắt tốc độ ban đêm liền có thể đến vậy chúng ta trước hết đi vĩnh bình ăn xong điểm tâm dựa theo lâm nam đề nghị đi đường đến sớm vĩnh bình cũng thật sớm tìm tới đại phu lên xe ngựa Hoắc trường hạt nói lâm nam người trước nghỉ ngơi một chút đi còn muốn thời gian một ngày đa tạ vương gia thuộc hạ không mệt, nhắc tới cũng kỳ, sáng sớm, lúc đầu không khốn, không biết lúc nào lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nặng, chậm rãi ngủ, nhan như ngọc quét hắn một chút, xuất ra địa đồ, hoắc trường hạt đem hát sa đẩy lên đẩy, vĩnh bình, vĩnh xương, hoắc trường hạt ngón tay chỉ ở, hai địa phương này khoảng cách không đủ năm dặm, vĩnh xương. Chính là vĩnh xương huyện chủ đất phong. Nếu nói việc này cùng nữ nhân kia không có quan hệ, ta là nửa điểm không tin, hoắc trường hạt mắt sắc lạnh lùng, vì mẫu thân của ta cùng ta, nàng thật đúng là dụng hết tâm cơ nha như ngọc suy tư nói nàng tại sao phải dẫn chúng ta đi vĩnh bình mà không phải vĩnh xương hoắc trường hạt cười bên trong mang theo mỉa mai tự nhiên vẫn là muốn bận tâm thanh danh vĩnh bình chỉ là cái làng vĩnh xương lại là huyện thành là nàng đất phong nàng mặc dù không tại nhưng tổng cộng nàng tương quan nếu là tại nàng đất phong xảy ra chuyện kia nàng cũng là muốn chịu ảnh hưởng nha như ngọc trao lên lông mày là như thế này tay nàng chỉ khẽ chọc mép bàn đầu lông mày cao lại lẳng lặng suy tư đúng vào lúc này bên ngoài có ám vệ thổi lên ám hiệu, hoắc trường hạt xuống xe ngựa, đi gặp ám vệ. nha như ngọc không có thụ ảnh hưởng, trong lòng cấp tốc tính toán kế hoạch, hơi nghiêng. hoắc trường hạt ở bên ngoài gõ nhẹ xe vách tường, ngọc nhi, nhang như ngọc chọn màn, làm sao rồi? hoắc trường, hạt sắc mặt nghiêm túc, trong hàm răng mài ra thanh âm đều mang mùi máu tanh. ta phải đi vĩnh bình thôn một chuyến, phát sinh chuyện gì? nha như ngọc xuống xe, dự cảm không ổn, có người tại vĩnh bình ngoài thôn bày ra cơ quan, muốn nhân tạo đại địa động sự tình một khi thành, mãi mãi bình thôn bách tính liền sẽ tự thương thảm trọng, nhang như ngọc sắc mặt cũng ngưng trọng lên, ta cùng đi với ngươi, không cần lo lắng cho ta, ta ra roi thúc ngựa, trước khi trời tối hẳn là có thể gấp trở về, hoắc. Trường Hà không nghĩ để nhang như ngọc đi theo bôn ba, cùng một chỗ đi, không chừng ta còn có thể giúp ngươi một tay, ta còn có một cái kế hoạch. Trước nhìn qua Vĩnh Bình tình huống lại nói, nhang như Ngọc kiên định tốt a à để xa phu chậm rãi vội vàng xe đi, nhìn xem mê mang lâm nam, nhà như ngọc cùng hoắc trường hạt đi theo ám vệ khoái mã tiến đến vĩnh bình vĩnh bình thôn khoảng cách không tính quá gần chẳng qua thắng ở đường xá bằng phẳng cũng là hết thể thuận lợi trước giữa trưa bọn hắn liền đuổi tới vĩnh bình thôn cái làng này xác thực không lớn cũng liền gần trăm mười gia đình chính vào giữa trưa trong thôn tung bay lượn lờ khói bếp yên tĩnh mỹ hảo nha như ngọc ghìm chặt ngựa không nguyện ý tưởng tượng lần này cảnh đẹp biến thành nhân gian địa ngục tràn cảnh ám vệ thấp giọng nói vương gia vương phi bên kia liền có một đầu ám đạo, đã đào rỗng đi xem một chút, ám đạo tu được không tính rộng, hai người sóng vai đều đi không được, chỉ có thể một người thông qua, ám vệ tại. Phía trước nhất dẫn đường, bên trong một mảnh đen kịt, ám vệ đang muốn đánh lấy cây châm lửa, nha như ngọc ngăn lại, chậm, hoắc trường hạt hỏi, làm sao rồi, nhà như ngọc rút sụt xịt cái mũi, hương vị không đúng, ta đưa ngươi đèn đêm mang theo sao, mở ra, hoắc trường hạt gật đầu, tùy thân mang theo xuất ra nhang như ngọc đưa cho hắn đầu đèn đeo lên, đẩy sáng, ám vệ tán tháng nói, cái này sau cây châm lửa sáng nhiều, đó là đương nhiên, hoắc trường hạt đắc ý, đây chính là mặt trời chi. Quan nhan như ngọc, hoắc trường hạt phía trước, nhan như ngọc ở giữa, ám vệ đoạn hậu, thuộc hạ trước đó là đi lên phía trước mấy chục mét, không tới cuối cùng, liền nhanh đi bẩm báo, ám vệ nói. Vượt qua một cái nhỏ cong, ám vệ còn nói, chính là chỗ này, thuộc hạ đi đến chỗ này, liền không có lại đi lên phía trước nha như ngọc cực cực đầu, đối hoắc trường hạt nói, vương gia, chậm một chút vừa đi lên phía trước không có mấy bước, nha như ngọc kéo lại hắn, tia sáng bên trong, trên mặt đất có một tầng màu đen bột phấn, nha như ngọc sắc mặt nháy mắt biến ám vệ kinh ngạc nói, nơi này làm sao đột nhiên nhiều những vật này, đây là cái gì, hắn đưa tay muốn đi sờ, nha như ngọc ngăn lại. Đừng nhúc nhích, nha như ngọc thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, đây là thuốc nổ, cái gì gọi là thuốc nổ, hoắc trường hạt hỏi, thời đại này, cũng đều là vũ khí lạnh, đánh trận cũng là dựa vào đao kiếm hắc trường hạt tự nhiên không biết nha như ngọc thất giọng nói vương gia còn nhớ phải ta đưa ngươi súng hơi đương nhiên nhớ kỹ ta còn chưa từng dùng qua ngươi đã nói loại đồ vật này uy lực to lớn muốn chờ thời điểm mấu chốt dùng không sai súng hơi bên trong dùng màu đen nhỏ viên bi kém xa những vật này uy lực lớn trước đó tại túc thành ta tại trong phủ thứ sử nổ mấy chỗ chính là dùng một phần nhỏ thuốc nổ hắc trường hạt kinh hãi ám vệ cũng trợn nhìn mặt chúng ta ra ngoài nói nha như ngọc cuối người cầm bốc lên một điểm thuốc nổ thu nhập không gian mới ra ám đạo, ám vệ liền quỳ xuống vương gia, vương phi, thuộc hạ thiếu giám sát, mới để cho vương gia vương phi thân nhập hiểm địa, là thuộc hạ chi tội, đứng lên đi, ngươi không nhận ra thứ này, cũng không trách. Ngươi nha như ngọc cực đầu, vương gia nói rất đúng ám vệ sợ không thôi, vương phi mới vừa nói, dùng một điểm cũng đủ để cho phụ thứ sử có lớn như vậy động tĩnh vậy những này, những cái này, nếu là dẫn đốt, đủ để dẫn phát cái gọi là đại địa động. Nha Như Ngọc ánh mắt ngưng trọng, không biết trong này có bao nhiêu, ám đạo cũng đều thông hướng nơi nào nàng khẽ vuốt trên tay ám khí vòng tay, phải nghĩ cách, để dân chúng rời đi nơi này. Một là thuận tiện nàng cấp tốc thanh lý những cái này, hai là để phòng vạn nhất thanh lý không sạch sẽ, phát sinh ngộ thương ám vệ miếm môi, trực tiếp đi nói, bọn hắn hẳn là sẽ không tin tưởng, còn có thể để lộ tin tức, không bằng nghĩ cái biện pháp khác thủ hạ đi liên hệ các huynh đệ khác, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp nha như ngọc đối với hắn ứng biến còn rất tán thưởng nói không sai, hoàn toàn chính xác không thể trực tiếp nói cho bách tính, cười yếu ớt một chút, hỏi hoắc trường hạt, vương gia còn nhớ thỏa đáng sơ kim giáp võ thần cùng. Võ thần sứ giả, hoắc trường hạt con mắt hơi sáng, ý của ngươi là nha như ngọc đánh cái búng tay, bác ca vỗ cánh từ đầu cành bay xuống, cho ăn nó mấy hạt hạt thóc, nha như ngọc nói, vất vả ngươi, muốn một mực âm thầm đi theo lúc đi ra, ngân đỉnh liên tục thỉnh cầu bọn hắn mang lên bác ca, nếu như cần đưa cái tin truyền một lời cũng có thể phát huy được tác dụng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới nha như ngọc đối ám vệ nói không cần liên hệ cái khác ám vệ vẫn chưa tới bại lộ thời điểm mọi người càng muộn hiện thân càng an toàn chuyện trước mắt mặc dù gấp gáp nhưng không tính quá lớn không đến mức nha như ngọc xuất ra chút thải sắc long vũ đây là từ dực vương con kia vẹt được đến cho bác ca trang phục bên trên khí thế mười phần ám vệ tiếp nhận bác ca vui vẻ nói thuộc hạ phải nên làm như thế nào đáng tiếc bối bối không có tại nha như ngọc thầm than nếu như bối bối tại kia thật là dễ như trở bàn tay một chút việc, tại không gian lật một vòng, nhan như ngọc nói, có. Lúc trước ngân đỉnh xuyên kim giáp võ thần trang phục lưu cho chính hắn đảm bảo làm kỷ niệm, nhưng nhan như ngọc. Nơi này còn thừa lại một chút vật liệu ngân đỉnh dáng dấp báo, ám vệ gầy, còn lại vật liệu dù không nhiều, nhưng là đầy đủ dùng nhan như ngọc để hóa trường hạt cùng ám vệ giáo bác ca mấy câu, nàng đi một bên chuẩn bị kim giáp, không quan trọng là kim giáp võ thần vẫn là cái gì khác thần, để dân chúng tin không phải phàm nhân là được, lúc đến buổi trưa chính khắc, dân chúng hầu như đều đang ăn ăn trưa bỗng nhiên nghe thấy giống như có tiếng gì đó, lại giống tiếng kêu lại giống đang hát có người. Hiếu kỳ, ra khỏi phòng ngẩn đầu nhìn, cái này xem xét không khỏi ngạc nhiên, trong viện trên ngọn cây đứng một con thải sắc lông vũ chim chóc, trên đầu linh vũ khẽ rung, cái đuôi bên trên lông vũ các loại không hoàn toàn giống nhau, dưới ánh mặt trời sinh huy đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại này chim, tiểu hát con mắt nhỏ mỏ nhọn, cánh là đen. Nhiên đầu bên trên cùng cái đuôi bên trên lông lại phá lệ diễm lệ hình dung như thế nào đâu, lại xấu lại đẹp mắt ngay tại kinh nhạc, cái này. Chim chóc thế mà mở miệng, trên trời rơi xuống thần khí, phía sau núi Phúc Địa, trên trời rơi xuống thần khí, phía sau núi Phúc Địa, cái này chim lại còn nói chuyện, mặc dù giọng điệu có điểm lạ, nhưng có thể nghe được rõ ràng nói là cái gì nhanh, mau tới, nghe được người đều tranh thủ thời gian chào hỏi người trong nhà ra tới nghe, nó đang nói chuyện, chim chóc nói mấy lần, dương cánh lại bay đi, trên dưới một trăm gia đình, chẳng qua một khắc đồng hồ liền chuyển toàn bộ, lại thêm. Người người truyền miệng cũng không lâu lắm, toàn thôn đều biết, lần này cơm cũng không ăn, cũng không nghỉ ngủ trưa, đều đi theo thần điểu đi nó nói phía sau núi Phúc Địa hai gốc trăm năm cây tùng già thẳng tắp cao ngất, thẳng vào đám mây, bọn chúng sinh trưởng ở trên núi, núi đột ngột mà hiểm, lại thêm thôn dân đều nói trăm năm cây tùng già đều có linh khí, không thể tùy tiện động, bởi vậy, bình thường căn bản không ai đi lên, hiện tại, thần điểu dương cánh bay đi lên, rơi vào hai gốc tùng. Chi ở giữa, dân chúng ngang đầu nhìn, ô ương ương đứng một bọn người nhưng cũng không ai nói câu nào gió quá, phất động thần điểu mau nhi, trên đầu nó linh vũ rung động, tiếng thông reo trận trận, càng lộ vẻ thần thánh, bác ca bị gió thổi phải nhau mắt lại dân chúng lại trừng to mắt, một chút cũng không dám nháy buổi chiều ánh nắng chính thịnh, bỗng nhiên, từ hai gốc cây ở giữa, thần điểu phía dưới sáng lên một đạo quan trụ, xông thẳng tới chân trời cái này quan thật sáng, thần điểu đứng. tia sáng bên trong, cảm thấy còn trách ấm áp. Dưới cây dốc nhỏ sau ám vệ lần thứ nhất điều khiển cái này, có chút lúng cuốn tay chân cái này hai khối tấm gương mặc dù không lớn nhưng tia sáng là thật sáng dọn xong tấm gương điều chỉnh tốt chùm sáng hắn lại lui lại tiến lên thử điều chỉnh hắn chỗ đứng của mình rốt cục giữa không trung hiển hiện một cái hư ảo bóng người a à, thiên thần trong dân chúng có người kinh hô ám vệ trong lòng vui mừng xong rồi hắn không cần giống ngân đỉnh đồng dạng nói cái gì từ nhi chỉ cần hiển hiện bóng người đem người đều hấp dẫn đến là được bác ca quay đầu xem hắn mắt đen nháy nha nháy ngươi ngược lại là nói chuyện nha, nào có thiên thần không nói lời nào, ám vệ bình thường chính là lời nói ít, muốn chịu được nhàm chán, không phải lúc nào cũng xoát tồn tại cảm, nếu không làm sao làm ám vệ, liền vừa rồi giáo bác ca kia hai câu, vẫn là hoắc trường hạt nghĩ, hiện tại thấy bác ca nhìn hắn, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy cái này chim chóc trong ánh mắt có. Chút xem thường ám vệ, được thôi ám vệ nói là không sẽ nói, nghĩ nghĩ, bắt đầu đánh một bộ quyền, dân chúng lại là một tràng thốt lên, nhìn, thiên thần phát uy, đàn đánh quyền, chúng ta nơi này sẽ không thiên băng địa liệt a, à, Bát bác ca, cái quái gì nó vỗ vỗ cánh, âm thanh kêu lên, trên trời rơi xuống thần khí, kim giáp võ thần, thần uy hàng thế, võ thần võ thần, trấn giữ nam thiên môn, xét đánh hộ thành quân, các trượng định càng khôn, võ thần sứ giả, cao lớn uy mãnh lại chính. Nghĩa, ai ô nha, ai lợi hại nhất, sứ giả sứ giả, võ thần người bảo vệ, ám vệ, thật xấu hổ, một người một chim ở sau núi dày vò, nhan như ngọc nắm chặt thời gian lần nữa tiến vào ám đạo hoắc trường hạt tại cửa hang giữ vững hắn đương nhiên không yên lòng nhan như ngọc một người đi mạo hiểm nhưng hắn xác thực cũng không hiểu những cái này sợ không thể giúp ngược lại thêm phiền lại thêm nhan như ngọc nói cửa hang cần người trông coi và nhất có người đến đem bọn hắn ngăn ở bên trong càng là nguy hiểm bất đắc dĩ hoắc trường hạt đành phải đồng ý nhan như ngọc toàn thân cao thấp không có một chút có thể gây nên lửa đồ vật cẩn thận từng ly từng tí ở trong tối đạo bên trong vừa đi vừa thu. Trước đó lấy tiểu tử, đã phân tích ra thành phần, không phải hiện đại tạo nên thuốc nổ mặc dù không đủ thuần, quy lực không bằng hiện đại lớn, nhưng cũng đầy đủ nha như Ngọc Kinh Hải, lẽ ra những cái này đều không phải thời kỳ này nên có đồ vật, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, gia gia, ý nghĩ này vừa nhô ra, nha như Ngọc liền phủ định, không có khả năng. Gia Gia tuyệt sẽ không làm loại này tổn thương vô tội tính mạng sự tình, người này tương đối nguy hiểm, không biết hắn sẽ còn cái gì. Khác, lại làm qua cái gì phải nhanh một chút tìm ra mới được đi nha như ngọc mới phát hiện cái này ám đạo rẻ trái lượng phải so dữ liệu dài hơn nhiều mà lại có địa phương đã khô ráo tuyệt không phải mới đào xem ra kế hoạch này là từ xưa đến nay hủy đi vĩnh bình thôn nhân tạo đại địa động không tiếc hy sinh hết nhiều như vậy cá nhân mạng thực sự đáng ghét hoắc trường hạt chờ ở bên ngoài từ khi nha như ngọc đi vào hắn tâm vẫn treo lấy không có bung ra quá bên trong còn có bao dài tình huống như thế nào hoàn toàn không biết hơn nữa còn có nguy hiểm như vậy đồ vật hắn càng nghĩ trong lòng càng hoảng chính suy nghĩ lung tung chợt nghe có tiếng bước chân vang hắn lập tức tay vỗ chui kiếm nghi người đến phía sau cây đến chính là cái thợ săn phát trên lưng lấy cung trong tay còn mang theo con thỏ hoang tử con thỏ thỉnh thoảng chết thẳng cẳng vẫn còn sống hoắc trường hạt nhìn không chuyển mắt nhìn xem suy đoán có lẽ người này là vừa trở về không biết trong không chuyện phát sinh nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại cảm giác ra không đối tới người này có trên lưng cung có chút lớn không giống như là phổ thông thợ săn có thể sử dụng, hai bên mặc dù dùng dây gai cuốn quá, nhưng hoắc trường hạt vẫn là nhìn ra được, dây gai phía dưới, là trong quân mới dùng chất liệu người này đi đường có chút lưng còng, nhưng bước chân rất ổn, mà lại bao nhiêu điểm có chân vòng kiền là nhiều năm cưỡi ngựa bố trí. Hoắc trường hạt tay nắm chặt chui đao, liền. Hô hấp đều ổn định, người tới nhìn trái phải một cái không người, quả nhiên chậm rãi nâng người lên lưng, xuất ra một đoàn nhỏ dây gai, thắt ở chân thỏ bên trên, sau đó đem con thỏ bỏ vào cửa vào mắt thấy dây gai đoàn càng ngày càng nhỏ, hắn đang muốn buông tay lúc, mũi kiếm thẳng đến tại hắn phần gáy, hắn động tác dừng lại, kém chút buông tay, xoay người, hoắc trường hạt thấp giọng nói, thợ săn chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn hoắc trường hạt, lúc này mới phát hiện, hoắc trường hạt trên ánh. Mắt cột hắt xa, vậy mà là cái mù lòa thợ săn khẽ thở vào một cái, bằng hữu, đừng hiểu lầm, ta không phải cái gì người xấu, vậy là ngươi làm gì, hoắc trường hạt hỏi, ta chính là cái thợ săn không tin ngươi sờ sờ, ta còn có cung, thợ săn cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu lại đem con thỏ kéo trở về, ta cái này còn có chỉ vừa đánh tới con thỏ, không tin, ta cũng cho ngươi sờ sờ, hoắc trường hạt không chút biến sắc, con mắt không có nháy, mũi kiếm cũng không có rời đi thợ săn cuốn họng. Ngươi tại cái này làm gì, thợ săn thanh âm bình thản, chớ khẩn trương, ta chính là đi ngang qua, ta cũng là cái thôn này, đây không phải đi săn trở về, nghĩ từ chỗ này chép cái gần nói, liền không có đi cửa thôn, huynh đệ, ngươi là người ở đâu trước kia chưa từng gặp qua ngươi hoắc trường hà con mắt xuyên thấu qua hắc sa nhìn xem hắn gặp hắn một bên nói một bên lặng lẽ kích thích bên hông nơi đó có đem nhuyễn kiếm gia hỏa này quả nhiên không phải phổ thông thợ săn cũng không có an cái vì hảo tâm ta chính là bổn thôn người hoắc trường hạt một mực chắc chắn người không phải bổn thôn nga cho nên không nhận ra ta thợ săn cười cười làm sao có thể chứ ta tại thôn này bên trong trưởng thành phụ mẫu đều là nơi này tất cả mọi người nhận biết ta không tin Ngươi cùng ta vào thôn, ta tìm người cùng ngươi nói một chút, Hoắc Trường Hạc còn nói, nếu như ngươi là thôn này bên trong, không bằng ngươi nói một chút thôn này kêu cái gì, có bao nhiêu hộ, thôn trưởng là ai, đây là Vĩnh Bình. Thôn có 103 hộ, thôn trưởng họ Tống, chúng ta đều gọi hắn Tống Tam Thúc, năm nay đã 59 tuổi, đại danh gọi là cái gì, ta còn thật không biết, Hoắc Trường Hạc tâm hơi trầm xuống, xem ra gia hỏa này đối thôn này hoàn toàn chính xác rất quen thuộc, không phải lâm thời tới như nha như ngọc nói, kế hoạch này bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu, không phải lâm thời khởi ý, ta con thỏ ở chỗ này, thợ săn đem con thỏ cầm lên đến, nếu không ngươi sợ một chút, hoắc trường hạt gật đầu. Tốt, ngươi qua đây thợ săn trên mặt ý cười thu hồi, một tay mang theo con thỏ, một tay nắm lấy bên hông nhuyễn kiếm mềm chui, đợi hoắc trường hạt mũi kiếm rời đi cổ của hắn, hắn hướng phía trước một cùng bước, cầm trong tay con thỏ đập tới, cùng lúc đó, kiếm ra khỏi vỏ, lãnh quang lóe lên, đang một tiếng vang giòn kiếm trong tay hắn bị cắt đứt hắn giật nảy cả mình còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hoắc trường hạt kiếm trong tay thế công không ngừng, mũi kiếm xuyên qua bả vai hắn, thẳng. Tắp đính tại phía sau hắn trên cây A, thợ săn kêu thảm một tiếng, máu nhụm y phục, hoắc trường hạt cất bước đi qua, thợ săn, hả, thợ săn khiếp sợ nhìn xem hắn, người ánh mắt ngươi không mù, hoắc trường hạt cười nhạo, mù, nhưng ta có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái thợ săn, nói, người rốt cuộc là ai, thợ săn chết cắn môi. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, hoác trường hạt cũng xem thường, loại người này hắn thấy nhiều, nhưng chân chính xương cứng không có mấy. Cái, không nói, có thể, vậy liền nhìn ngươi có thể gánh vác mấy kiếm, phía sau núi, dân chúng đều tại triều bái thần điểu cùng thiên thần, bác ca không có lại đứng tại chùm sáng bên trong, mới cảm giác rất ấm áp, một lúc sau, khá lắm, kém chút đem lông điểm, trên đầu linh lông cũng có một ít rung động, giống như có một cây nhanh rơi bác ca nháy mắt, cúi đầu nhìn người phía dưới, ám vệ đánh một bộ quyền về sau, cũng không biết nên làm gì lại lần nữa đem quyền thả chậm tốc độ đánh một lần cũng mày có bác ca ở một bên thỉnh thoảng hô hai câu khẩu hiệu không đến mức quá mức nhàm chán trong đám người có mấy ba người đã lạy không tình nguyện ánh mắt loạn phiêu đối võ thần huyễn tượng dường như không quá tin tưởng bác ca mắt nhỏ nhanh như chấp chuyển quay đầu nhìn ám vệ ám vệ lúc này xem hiểu nó ý tứ liền dưới đáy ba người kia bộ dáng cũng thấy rõ ghi nhớ thừa dịp đám người lần nữa chín gõ cúi đầu xuống thời điểm ám vệ bá bắn ra ba cái ám khí Thẳng đến ba người kia, ba người kia phản ứng cũng coi như nhanh, phát giác được không đúng, nhưng làm sao trái phải đều là người. Muốn động cũng không tốt động, nhất là ám khí đánh ám khí thủ pháp thực sự tuyệt, bắn ra ám khí như lông trâu, mạnh đến cực hạn, không có vào làn da chính là chuyện một cái chớp mắt, chỉ còn lại một cái chấm đỏ trúng ám khí, chết là sẽ không, nhưng không bao lâu liền bịt té xỉu, bọn hắn một té xỉu không sao, người chung quanh đều giật mình, tưởng rằng tâm không thành, bị bị trời phạt, đã lại liền càng thêm ra sức ám vệ trong lòng gấp sợ những người này còn có đồng bọn, cho vương gia vương phi. Mang đến nguy hiểm hắn sờ sờ trong ngực gói thuốc, nhớ tới nha như Ngọc nói lời, thời khắc mấu chốt, nếu như người không sai biệt lắm đến đông đủ, không còn đến mới, mà hắn lại nghĩ thoát thân thời điểm. Liền đem cái này gói thuốc bên trong một phấn từ chỗ cao vẫy xuống nhắm ngay thời cơ, dư một tay lên, gói thuốc tản ra, bên trong thuốc bột từ chỗ cao bay xuống, như tơ như sương, phía dưới bách tính đều hút vào mấy ngụm, không bao lâu, liền đều ngất đi. Ám vệ thở dài ra một hơi, tranh thủ. Thời gian từ phía trên đi xuống, đem ba người kia trói lại, kéo về đi gặp nha như ngọc cùng hoắc trường hạt còn chưa tới phụ cận, liền thấy hoắc trường hạt tại cầm kiếm muốn chém ai, vội vàng bước nhanh tới vương gia, người này là ai, một cái giả mạo thợ săn, hoắc trường hạt lời ít mà ý nhiều, người bên kia tình huống như thế nào, người làm sao trở về rồi, hồi vương gia, vương phi đoán trước rất chuẩn, những người dân này bên trong quả nhiên có không an phận, cái này ba cái đều là thần sắc dị thường, thuộc hạ đem bọn hắn mang trở về, hoắc trường hạt cực đầu, ngươi đến rất đúng lúc, người này, còn có ngươi bắt ba người này, tạm thời đều thuộc về ngươi trông giữ, ta vào xem như Ngọc Vân, hoắc trường hạt từ đầu đến cuối không yên lòng, tranh thủ thời gian đi vào tìm nha như Ngọc, nha như Ngọc ở bên trong đổi tới đổi lui, đem thuốc súng thu được không sai biệt lắm, mới chậm rãi phun một ngụm khí, nếu như có cái gì bỏ sót, cũng sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió chính. Muốn rời khỏi, nghe được có tiếng bước chân, nghe bước chân, liền biết là hóa trường hạt bước nhanh nên đón quả nhiên thấy hóa trường hạt chính hướng bên này đi ngươi làm sao xuống tới rồi xảy ra chuyện gì rồi nha như ngọc hỏi hóa trường hạt gặp nàng hoàn hảo vô hại cũng nhẹ buông lỏng một hơi có chút vấn đề nhỏ giải quyết ám vệ trở về vừa vặn ta tới tìm ngươi thế nào một đường đi tới phát hiện trên đất thuốc nổ đã không gặp ầm xử lý sẽ không còn có nguy hiểm nha như ngọc giữ chặt hắn đi đi lên nói hai người ra ngoài một bên Nha như ngọc liếc nhìn trên cây thợ săn. Chuyện gì xảy ra, hắn lén lút, muốn đi vào nhìn, hoác trường hạt đem việc trải qua nói một chút, thợ săn liền đau nhức mang khí, hận đến cắn răng, người rõ ràng không mù, còn buộc cái hát sa mang làm gì, ám vệ tiến lên một bạc tai, vui lòng, người trông coi sao, nhà như ngọc trên dưới dò xét hắn vài lần, vẫn là cái kỵ binh, lai lịch không nhỏ a à, thợ săn ngẩn ngơ, cảnh giác nhìn xem nha như ngọc, hoác trường hạt gật đầu, ừm, cung cũng là trong quân thường dùng ám vệ cầm lấy một chi vũ tiễn cái này vũ tiễn vẫn là ban đầu binh bộ một nhóm kia dù chìm nhưng cũng bắn ra xa là lão kỵ binh thích dùng thợ săn cái này rốt cuộc là ai a à? bác ca đem đầu bên trên một cây ngậm giật xuống đến ai ô nha ngốc hắc ngốc hắc lộ ra bộ mặt thật hắc ám vệ nháy mắt mấy cái ngươi là nói chính ngươi a bác ca trầm mặt một cái chớp mắt bay lên đầu cành ai ô nha ngươi cái này đừng cháu con rùa nhi ám vệ vặn lông mày đây là ý gì nhang như ngọc nhang như ngọc mệnh ám vệ đem hắn bắt ba người kia cũng mang tới, ba người còn hôn mê, ám vệ gỡ xuống trên người bọn họ ám khí, cũng chầm chậm thanh tĩnh nhìn thấy trên cây thợ săn, cấp tốc liếc nhau nha như ngọc cười khẽ, đây là đều biết, nói một chút đi, các ngươi là ai, ba người cấp tốc nhìn nha như ngọc cùng hoắc trường hạt, lại đồng thời cúi đầu xuống thợ săn lớn tiếng nói, chúng ta đều là vĩnh bình thôn, nhận biết làm sao rồi, ngược lại là các ngươi, là ai, nghĩ đến thôn chúng ta bên trong làm gì. Thôn các ngươi, hoắc trường hạt ánh mắt lạnh lùng quét qua đừng tưởng rằng ngươi biết thôn trưởng danh tự liền đại biểu các ngươi là cái thôn này thợ săn cắn răng chúng ta có phải là cùng các ngươi có quan hệ gì dựa vào cái gì buộc ta buông ra nhà như ngọc cao lại lông mày là chúng ta biểu hiện quá ôn nhu sao bị trói bên trên còn cường hoành như vậy là ai dạy ngươi nói như vậy ám vệ đi lên rút mấy cái miệng thợ săn bị đánh mặt lúc này sưng miệng bên trong cũng trung thực chút bị bắt tới ba người cúi đầu trong đó một cái nhỏ giọng nói các vị đại gia chúng ta thật là thôn này người, chính là trung thực bổn phận người nhà nông, cầu các vị dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa nhang như ngọc nhìn xem canh giờ, xem bọn hắn dạng này cũng là không muốn nói, được rồi, không làm khó, đã không nói, vậy liền trực tiếp giết chết được rồi ta phiền, không có thời gian hỏi nhiều ám vệ chấp tay, vâng, dứt lời, tiến lên liền nắm chặt người nói chuyện sau cổ áo, hướng. Rừng cây nhỏ bên kia kéo a à, tha mạng, các vị, ta nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị ám vệ che trở về, kéo tới rừng cây về sau, không đầy một lát liền không có động tĩnh, ấm vệ mặt không thay đổi từ bên trong ra tới, còn lại hai cái gặp một lần đều có chút mắt trợn tròn, cái này cũng không khỏi quá ác đi, đều không có hỏi vài câu liền, liền giết rồi, còn lại hai người vừa đối mắt, lẫn nhau đều nhìn thấy khủng hoảng. Nhan như ngọc trong giọng nói có không che giấu được bực bội, còn mấy cái. Này, tranh thủ thời gian xử lý, không nói dẹp đi, ta còn không muốn biết. Đừng, đừng, hai người lập tức kinh, chúng ta nói chúng ta nói, không nghe không nghe, chúng ta nói, lại cho chúng ta một cơ hội, hai người dập đầu, cầm chặt trên đất cỏ, sợ bị sách đi, vậy liền nhanh điểm, hoắc trường hạc cũng không kiên nhẫn, nương tử của ta tính tình không tốt, nói nhanh một chút, chúng ta là từ Lâm Thành đến, phụng đại công tử chi mệnh, tới đây lo liệu chút chuyện trọng yếu, hai người vừa mới phun ra nuốt vào, nhan như ngọc khoát tay, ám vệ sáng tay áo liền. Phải tới, ở phía dưới đào địa đạo, thả vài thứ, hai người lập tức tăng thêm tốc độ, nói là thu được những vật này, là có thể đem vĩnh bình thôn sang thành bình địa như là đại địa động bọn hắn một chỉ thợ săn hắn hắn là thủ lĩnh của chúng ta thợ săn đại công tử hoắc trường hà khẽ cười một tiếng sẽ không phải là hoắc trường tiễn a hai người sững sờ làm sao ngươi biết kia đúng là chúng ta đại công tử nhan như ngọc xì khẽ ta hỏi các ngươi những cái kia thuốc nổ ở đâu ra hai người đưa mắt nhìn nhau một mặt mờ mịt nhan như ngọc lại nhìn về phía thợ săn có lẽ ngươi biết thợ săn bờ môi vừa mới nhấp còn không có biểu thị nói hay không nhà như ngọc đã khoát tay không nói được rồi mang đi ám vệ tiến lên rút đao vung đao liền chặt tư thế kia quyết tuyệt không chút nào nương tay ta biết ta biết thợ săn lớn tiếng nói là đỏ vũ cô nương giao cho đại công tử nhà như ngọc trao lên lông mày thợ săn không dám thất lễ tranh thủ thời gian lại tiếp tục nói ta lúc đầu cũng không biết giống người như ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy đỏ vũ cô nương là ta ngày ấy đi bái kiến đại công tử đến thời điểm nhìn thấy có một mảnh màu đỏ tay áo bay cái kỳ đạo cái bóng vừa mới rời đi, đỏ tươi như lửa, hẳn là đỏ vũ cô nương không thể nghi ngờ đỏ vũ cô nương là tiên tử đồng dạng nhân vật, nàng có thể dự báo tương lai, nói sự tình liền không có một kiện không trúng, bởi vậy đại công tử mười phần tin tưởng nàng. Không chỉ đại công tử cùng. Chúng ta, rất nhiều bách tính cũng là như thế, nàng còn cứu trợ quá rất nhiều người, cho không có tiền mua thuốc người thi thuốc, hoặc trường hạt xem thường, chỉ cảm thấy buồn cười, dạng này người, sẽ dùng thuốc nổ, muốn diệt đi một cái làng, diệt đi làng, thợ săn sững sờ, chưa bao giờ có ý tưởng như vậy à, nhan như ngọc con ngươi nhắm lại, vậy các ngươi ở đây đào địa đạo, chơi lửa thuốc là ý gì, đại công tử nói, cái làng này sớm muộn cũng sẽ có một trận ôn dịch, đến lúc đó tử thương vô. Số, cho nên muốn sách chuẩn bị sớm, dưới đất đào những cái này, cũng là vì trước thời gian có chỗ thu xếp, nhằm vào ôn dịch một loại thủ đoạn, hoặc trường hạt cảm thấy không hiểu thấu, thủ đoạn gì, đem làng nổ rớt, người tại chỗ chôn rồi, thợ săn nuốt ngụm nước bọt, đại công tử nói, ôn dịch sợ lửa đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ôn dịch khởi xướng thời điểm, liền nhóm lửa những cái này, ôn dịch tự sẽ bị tiêu diệt, đã như vậy, đây là chuyện tốt, các ngươi vì sao lén lén lúc lúc, nhang như ngọc. Hỏi. Thợ săn cười khổ, bởi vì những sự tình này tạm thời còn chưa có xảy ra, nếu là sớm nói, sợ sẽ khiến mọi người khủng hoảng, và nhất bởi vậy có hại nhân mạng liền không tốt, cho nên, đại công tử nghiêm lệnh. Để chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, không cho phép tiết lộ ra ngoài một chữ thật sự là tà môn mấy người này là làm sao biết hoắc trường hạc nhìn nha như ngọc hai người liếc nhìn nhau đều phát giác không thích hợp tới lui xa một bên hoắc trường hạc hỏi ngươi cảm thấy thế nào hắn có phải là nói láo nhất thời không cách nào kết luận nhưng chuyện này bản thân liền là cái di thiên đại hoang nha như ngọc trong mắt còn có một cái có thể là hoắc trường tiễn đem bọn hắn cũng đều lừa gạt bọn hắn cho là mình là tại làm chuyện tốt kỳ thật không phải hoắc trường hạc chìm chuyển ngón tay vuốt chui kiếm một lát lãnh đạm nói không đúng hắn nói láo, hoắc trường kiếm trở lại thợ săn bên người, kéo xuống đâm ở trên người hắn kiếm. Thợ săn sắc mặt trắng nhợt, đau. Đến ngã ngồi trên mặt đất mũi kiếm một chỉ, lần nữa chỉ hướng hắn cuốn họng ngươi mới tới nơi này lúc, liền lấy con thỏ, cho là ta là mù loà thời điểm, còn vọng tưởng dùng kiếm đánh lén ta, nếu thật là tồn hảo tâm, cho là ta là dân chúng tầm thường, tại sao lại vừa thấy mặt liền hạ này ngoan thủ, rõ ràng chính là ác ý, muốn giết người diệt khẩu, nếu như làm chính là chuyện tốt, cho dù phụng mệnh bảo thủ bí mật, đợi bị người vô tội nhìn thấu lúc, cũng sẽ không đầu tiên nghĩ đến chính là. Giết người thợ săn ánh mắt trốn tránh, đứng lên muốn chạy, chỉ chạy hai bước lại bị ám vệ đánh ngã, một chân đạp lên, còn muốn chạy, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thợ săn dùng sức giải dụa, lớn tiếng nói, đại công tử nói, không thể rò rỉ một chút tin tức, nếu ai tin tức lộ ra đi, liền diệt ai tam tộc, nha như ngọc ở trên cao nhìn xuống hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thuốc nổ, nơi nào đến, ta đây thật không biết, ta cũng chỉ là suy đoán, ứng với đỏ vũ cô nương có quan hệ. Ngươi coi là thật không biết, thuốc nổ uy lực tác dụng, đại công tử nói, thời gian sử dụng muốn phá lệ cẩn thận, không thể gặp minh hỏa, trừ cái đó ra, không có nhiều lời tốt, nha như ngọc cực đầu, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nha như ngọc xuất ra một điểm thuốc nổ, đặt ở dưới một thân cây, nhóm lửa quanh một thanh âm vang lên, cốt cây kia bị nổ đoạn, thợ săn ba người trợn mắt hốc mồm chỉ là một điểm, liền có uy lực như vậy ngươi nói những cái kia dấu ở ám đạo bên trong là dùng đến nhằm vào ôn dịch chính các ngươi tin sao làm sao lại làm sao lại như thế một người trong đó sắc mặt trắng bệch, thì thào vài câu nhìn về phía thợ săn ngươi không phải nói chúng ta tại làm chuyện tốt sao tại sao lại dạng này cái này gọi hắn nương chuyện tốt hắn một cái nắm chặt thợ săn thiệt thời ta tin tưởng ngươi như vậy ta đại cử một nhà là thôn này bên trong ngươi tồn cái gì tâm thợ săn nuốt ngụm nước bọt ta ta không biết sẽ có uy lực lớn như vậy. Đại công tử chỉ nói, đến lúc đó ra điểm nhiễu loạn, tự nhiên biết, xoẹt, một kiếm chặt tổn thương bả vai hắn. Thợ săn kêu thảm một tiếng, hoắc trường hạt mũi kiếm chống đỡ hắn cuốn họng, chỉ lại hướng phía trước tiếng một điểm liền có thể để hắn lập tức quy thiên, một lần cuối cùng, nói hay là không, thợ săn lần này là thật sợ, đại công tử nói, đây là thần minh gợi ý, cần phải sinh ra một chút nhiễu loạn, đến lúc đó vĩnh bình bách tính cũng chắc chắn không phục tùng quản trị, nếu là phát sinh bạo động liền nhất định phải nhanh chóng thu xếp đây chính là sắp xếp của các ngươi đem người vô tội đều đưa lên tây thiên nhan như ngọc cả giận nói thợ săn một cử động nhỏ cũng không dám thần minh gợi ý là như thế hoắc trường hạt cười lạnh một tiếng kia thần minh có chưa nói với ngươi hôm nay là tử kỳ của ngươi một kiếm không có hầu thợ săn thanh âm im bặt mà dừng tử thi ngã quỵ còn lại hai người cắn chặt răng dập đầu nói hảo hán tha mạng chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội đúng chúng ta thật là trong thôn người, hắn là ta một cái không sai bằng hữu, nửa trước năm qua tìm ta. Nói là thần minh gợi ý, sẽ có tai nạn, đại công tử để hắn giúp chúng ta cùng nhau độ tai, chúng ta thật không biết sự thật vậy mà như thế, hai người liên tục dập đầu, hoác trường hạc cùng nhang như ngọc liếc nhau bọn hắn chuyến này mang người không nhiều, có hai cái bổn thôn người, cũng không phải không được, nhang như ngọc mặt không biểu tình, xuất ra ba viên dược hoàng, mạng sống có thể, nhưng chịu tội khó thoát, không có người nào phạm sai lầm lớn một câu không biết rõ tình hình liền có. Thể hoàn toàn né qua đem cái này thuốc uống, nhưng các ngươi biểu hiện, nếu là theo yêu cầu đi làm, hết thể dễ nói, nhưng nếu là bọn hắn một người cầm một viên, chúng ta ăn, chúng ta nhất định nghe lệnh, thuốc nuốt vào, ám vệ lại đi trong rừng, đem đánh ngất xỉu cái kia sách ra tới, hắn là người phương nào, nha như Ngọc hỏi, hắn cũng là thôn chúng ta, ba người chúng ta người đều là, ở phải không xa hai người run như cày sấy, nguyên lai tưởng rằng người là kéo tới rừng cây nhỏ bị giết. Không nghĩ tới vậy mà không chết, người bị làm tỉnh lại bị nhét vào một viên thuốc, hóa trường hạt mũi kiếm một chỉ, các ngươi cùng hắn giải thích, chúng ta lười nhắc lại nói là là, Nhan Như Ngọc nhìn một chút cửa hang, cái này hết thảy có mấy cái cửa hang? Ba cái, cái này còn có thôn đông thôn bắc, hết thảy ba cái, Nhan Như Ngọc gật đầu, cái này cùng nàng trong động phát hiện đồng dạng, bọn hắn không có nói láo, vậy các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem cái này ba cái cửa hang phá. Hỏng, không chỉ là chán cửa hang tiến vào chí ít 10 mét, toàn bộ ngăn chặn có một người phát hiện, liền phải cắt ngươi một cái mạng là, trước khi trời tối, có thể hay không hoàn thành, có thể, nhất định có thể, hoặc trường hạt kiếm minh lắc lắc, rét căm căm, đang ở trước mắt dừng thẳng, không thể cũng phải có thể, vậy liền nhanh điểm làm, sau khi trời tối, còn có khác sống, ba người đứng lên, về đến nhà, mang tới công cụ, tiến vào trong động, hì hụt hì hụt lấp đất chắn động bởi. Vì sợ khẩn trương, vậy mà cũng không có cảm thấy mệt mỏi, nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt ngồi tại rừng cây nhỏ, nhìn xem địa đồ. hoắc trường tiễn quả nhiên không phải người tốt lành gì, ác độc như vậy sự tình cũng có thể làm được ra. nhan như ngọc nhìn không được sinh khí, loại người này vậy mà cùng hoắc trường hạt là huynh đệ, thật không giống hoắc gia loại. nhan như ngọc tâm tư khẽ động, hỏi vương gia ngươi cùng mẫu thân liền chưa từng hoài nghi thân thế của hắn. hoắc trường hạt sững sờ, cái gì hoắc trường tiễn có khả năng hay không, không phải phụ thân nhi tử ngươi nghĩ tới sao, nha như ngọc nhìn. Xem thần sắc của hắn, xem ra không có nghĩ qua, vì sao, hoác trường hạt suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì phụ thân bản nhân cũng chưa từng hoài nghi, ta cùng mẫu thân, dù sao cũng chỉ là nghe hắn nói, mà lại vẫn luôn là đâm đồng dạng tồn tại, cho nên, cho nên, ai cũng không muốn suy nghĩ, đến hỏi, đi lại một lần nữa. Nhan như Ngọc khẽ thở dài một cái, loại ý nghĩ này cũng không phải là không thể lý giải, mấu chốt là, nếu như không phải phụ thân nhi tử, kia vĩnh xương huyện chủ, tại sao phải làm? như vậy đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt hoắc trường hạt hạ giọng nàng muốn gả cho phụ thân đã huyên náo dư luận xôn xao về sau lại phát sinh việc này trở thành trò cười của tất cả mọi người dung mạo của nàng có mấy phần giống tiên hoàng hậu dung mạo hẳn là không kém xuất thân cũng còn có thể muốn gả cái khác thanh niên tài tuấn cũng không thành vấn đề vì sao muốn dạng này tự hủy tương lai mà lại nàng cũng biết gả cho phụ thân cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian như thế nhân thấy phụ thân cưới nàng liền về đóng giữ chi địa nàng cũng phụng chỉ đi đất phong, liền mặt đều chưa từng thấy đây coi là cái gì, nhan như ngọc lẳng lặng nghe, đây là từ hoắc trường hạ góc độ, cũng chính là đại phu nhân góc độ, cũng là hợp lý, cho nên bọn hắn chưa hề hoài nghi tới cái gì nhưng nhan như ngọc cảm thấy, mọi thứ vẫn là muốn nhìn chứng cứ, lòng người khó dò, có đôi khi chuyện đơn giản, là nhìn người định nghĩa phức tạp hóa. Đến lúc đó nhìn thấy hoắc trường tiễn, tìm một cơ hội, làm giám định, thử một lần liền biết, ngọc nhi. Nhan như ngọc hoàng hồn, ta cũng chỉ là suy đoán, cảm thấy hắn phẩm hạnh chẳng ra sao cả, ngươi từ không cần phải nói, trường hút trước đó là bị che đậy, nhưng tâm không xấu, Hoành Nhi cũng là hài tử hiền lành, nhưng cái này hoắc trường tiễn, mà người quan trọng sự tình, mà lại là người cả thông mệnh, vậy mà cũng có thể làm ra được, ta thực sự cảm thấy, hắn không giống người nhà họ hoắc. Hoắc trường hạt cười khẽ, có lẽ hắn là giống nó mẫu. Vĩnh xương Huyện chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu như thế, còn có kia cái gì đỏ vũ cô nương, nhang như ngọc lông mày cao lại, là ai, nghe nói qua sao, hoắc trường hạt lắc đầu chưa từng không nhớ rõ hoắc trường tiễn bên người có một người như vậy nha như ngọc cảm thấy người này nhất định không đơn giản nếu như thuốc nổ cùng nàng có quan hệ liền càng không thể coi thường cho mẫu thân bọn hắn đưa cái tin nha như ngọc trầm ngâm muốn đề phòng nhiều hơn để bối bối sau khi vào thành tìm hiểu cái này đỏ vũ tin tức tốt ta một hồi liền dùng bồ câu đưa tin nha như ngọc ngón tay chỉ tại trên địa đồ đã vị này đại công tử nghĩ đến sinh chút nhiễu loạn vậy chúng ta giống như hắn nguyện có điều nơi này phải thay đổi, hoắc trường hạt trong mắt tràn ra ý cười, nhìn xem nàng cười đến như là tiểu hồ ly bộ dáng, bực bội tức giận quét sạch sành xanh, Ngọc Nhi muốn làm gì, ta đi thu xếp nha như Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem từ đằng xa đi tới ba cái tượng đất không cần vương gia hao tâm tổn trí thu xếp, làm việc đến. Ba người đến ngoài bìa rừng, việc làm xong. Mới phát giác được mệt mỏi muốn chết, toàn thân sớm bị ướt đẫm mồ hôi, lại dính đầy thổ, một hỗn hòa, tựa như tại bùn nhão bên trong lộn một vòng càng chết là, không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác trên thân cái kia cái kia đều có chút không thoải mái bọn hắn đều lo lắng là độc dược tại phát tác nhưng một thẩm tra đối chiếu lại phát hiện triệu chứng đều không giống thật vất vả kéo lấy thân thể đến ngoài bìa rừng nha như ngọc cười tủm tỉm nói mấy vị làm được rất nhanh đi thôi ba người cả gan hỏi xin hỏi đi đâu nha đi đào địa đạo vĩnh bình cùng vĩnh sương khoảng cách cũng không xa ám vệ để ba người đi trong thông bộ chiếc xe nông gia có xe ngựa không nhiều đa số là trâu nhưng ám vệ có ngựa, trực tiếp mặc lên xe, lôi kéo bọn hắn ba đi vĩnh xương những thôn dân khác còn tại phía sau núi, bởi vì kim giáp võ thần nói, muốn ở chỗ này đợi đủ 12 canh giờ có té xỉu ba người làm thí dụ, những người khác ngoan ngoãn theo võ thần nói tới làm ba. Người ngồi ở trên xe ngựa, cái mông bị điên phải không được, nhìn xem càng ngày càng xa làng, ôm lấy sẻn khóc không ra nước mắt thật tốt, làm sao liền lung lạc tới loại tình trạng này đây, trung thực ở sau núi cùng mọi người cùng một chỗ tốt bao nhiêu không phải dễ thấy ra ngoài làm gì đâu, lần này tốt, mình kém chút ném không nói, bị uy độc, còn một hồi lấp địa đạo, một hồi lại đi đào địa đạo đây là tạo cái gì nghiệt, ba người ai cũng không nói chuyện, đờ đẫn nhìn lên trời bên. Cạnh trời chiều, cảm giác nhân sinh cũng càng ngày càng đen ngầm, nha như ngọc cùng hoắc trường hạt đi trước một bước, bọn hắn ra roi thúc ngựa, tới trước đặt dự định địa điểm trên bản đồ nhìn là một chuyện, vẫn là muốn thực tế nhìn một chút, kia, hoắc trường hạt đối với nơi này cũng coi là quen biết, ở trên cao nhìn xuống chỉ vào phía dưới một cái huyện thành, đó chính là Vĩnh Sương, một mặt cập nước, là một mảnh hồ, ba mặt là ruộng đồng, mặc dù địa phương nhỏ chút, nhưng cũng coi là khí. Hậu màu mỡ, dân chúng ăn mặc không lo, nộp thuế giao lương cũng đầy đủ Vĩnh Sương huyện chủ mẹ con hai người áo cơm không lo nhan như ngọc nhẹ nắm dây cương, chỉ tiếc, lòng người không đủ, luôn luôn muốn sinh sự đoan đi, nàng kéo một phát dây thừng, hướng phía dưới chạy đi, khoác trường hạt hết dài một tiếng. Cách đó không xa hai bên trong rừng cây, xuất hiện một đội người áo đen ngựa, mang mặt nạ, lấy áo đen, cổng cung, tiễn là hát vũ răng nanh. Đây là nha như ngọc lần thứ hai nhìn thấy những người này lần trước gặp thời điểm, còn không có cùng hoác trường hạt nhận nhau. Vẫn là nghe người khác nói, hoác trường hạt thủ hạ có một chi kỵ binh, nhân số không nhiều, nhưng đủ để để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, danh hào của bọn hắn chính là răng nanh, để bọn hắn làm những cái này, có phải là đại tài tiểu dụng rồi, nha như ngọc có chút kinh ngạc, hiện tại không thể so trước kia, không có việc lớn gì có thể làm, ám vệ quá tán, không cách nào nhất thời toàn tụ đến, có bọn họ, chúng ta có thể rút ngắn thời gian, hoặc trường hạt mặt mày đều là ôn nhu, cứ việc sai. Sử, không cần phải khách khí, ngươi là bọn hắn nữ chủ tử, giống như ta, nha như ngọc hắn giọng, khóe miệng ý cười đè xuống, chạy như bay đến phía trước, hoặc trường hạt nhìn xem nàng thoải mái tùy ý bóng lưng, lại cảm thấy có lẽ lưu vong chưa chắc không là một chuyện tốt. Dạng này như ngọc nên thuộc về rộng lớn hơn thiên địa, mà không phải vây ở kinh thành địa phương như vậy, trói buộc chặt nàng cánh dục ngựa đuổi theo, lưu lại một chuỗi tiếng cười. Nhàn như ngọc kết hợp địa đồ, nhìn thực địa. Rất nhanh có quy hoạch, ba mặt dao răng nanh, còn lại một mặt hồ nước, nàng dự định tự mình chuẩn bị hồ nước này nhìn xem bình tĩnh, nhưng kỳ thật rất sâu, hoác trường hạt nói, nghe nói cùng lâm thành kia phiến nước tương thông, lâm thành ở giữa có một đầu kênh đào thông qua, xem như phương bắc nhất dựa vào bắc một dòng sông, cũng là đầu kia sông, dưỡng dục lâm thành mấy vạn sinh linh nhàn như ngọc đứng tại bên hồ cuối cùng một tuyến trời chiều tia sáng rơi ở trên mặt nước bà quan chớp lên nước sâu có gần sống tự nhiên là tốt nhất ta liền có cái này nước tạo một cái truyền thuyết ra tới vương gia ngươi đi tìm khối dị thạch tạo hình càng kỳ quái càng tốt sau đó ở phía trên khắc lên mấy dòng chữ nhàn như ngọc một chỉ mép nước bụi cỏ ta ngay tại kia làm điểm cái khác chuẩn bị ngươi tìm được tới tìm ta được nhàn như ngọc tiến vào bụi cỏ mép nước bụi cỏ dáng dấp cao lại mật người đi đến một tòa, căn bản nhìn không thấy. Nàng ý thức tiến vào không gian, tìm kiếm ra một. Chút thiết yếu chi vật, trừ một chút công cụ, còn có thiết yếu đồ lặng, chuẩn bị kỹ càng những cái này, cũng nghe đến chân bước âm thanh, lui ra ngoài, liền thấy hoác trường hạt cùng mấy tên thủ hạ mang theo một khối đá trở về Ngọc Nhi, ngươi nhìn khối này, tảng đá kia có điểm giống mặt quỷ, nhất là hiện tại tia sáng yếu ớt, tàn quan chiếu xuống, thật sâu nhàn nhạt bóng đen, lộ ra phá lệ âm trầm tốt, chính là nó nhan như ngọc tại hoắc trường hạt bên tai nói nhỏ vài câu liền khắc vào chỗ này hoắc trường hạt tay cầm kiếm theo nàng nói vù vù khắc xong nhan như ngọc ở một bên nhìn nhìn không được khen ngợi vương gia hảo thư pháp hảo kiếm pháp hoắc trường hạt mặt mày mang cười ghét bỏ chữ quá ít áo đen thủ hạ hai mặt nhìn nhau lúc này mới bao lâu không gặp vương gia làm sao như thế tao bao tảng đá xử lý tốt Nhan như ngọc tiếng bụi cỏ đem chuẩn bị đồ tốt đều lấy ra vương gia biết bơi sao sẽ Hắc Trường hạt không chút do dự, ta đi cùng một chỗ, Nhan Như Ngọc đem đồ lặn đưa cho hắn một bộ, mặc cái này đi, đi bụi cỏ đổi. Hắc Trường hạt mặt ửng đỏ, sợ lấy đồ lặn, lại cảm thấy mới lạ vô cùng, cái này đồ lặn tốt đặc biệt, đó là đương nhiên, đây là ta đặc thù, Nhan Như Ngọc kéo hắn đến bụi cỏ, ta tới cấp cho ngươi đổi, Hắc Trường hạt con mắt hơi mở, không, không cần, chính ta, chính ta là được, Nhan Như Ngọc nhịn cười, có thể làm y phục này cùng trước ngươi xuyên qua đều không giống, có thể, có thể làm. hoắc trường hạt lại sợ một hồi đánh mặt, không được ta sẽ gọi ngươi. tốt a, à, nhàn như ngọc cũng không còn đùa. hắn, thời gian cấp bách, phải nắm chặt quần áo thay xong, không chỉ hai người bọn hắn, còn có hai gã khác áo đen thủ hạ, cũng đổi quần áo, mang theo tảng đá, cùng một chỗ vào nước, vừa vào nước, Nhà như ngọc biết hoắc trường hạt nói đến quả nhiên không có sai, nước sâu lại có ám lưu, xem ra trời đều muốn giúp nàng. lúc đầu nàng làm chính là hai tay chuẩn bị nước cùng thực địa bên trên có một chỗ thành công là được thực địa hẳn không có vấn đề nhưng trong nước không có trăm phần trăm nắm chắc hiện tại xem ra thành công tỷ lệ cũng rất lớn dưới nước hắc ám nhang như ngọc trên đầu cũng mang đèn hóa trường hạt vừa vào nước liền mở đèn hai đạo ánh sáng trụ cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ bên bờ lưu thủ lòng người nâng lên cuốn họng nắm chặt dây thừng để phòng vạn nhất con mắt không nháy mắt mà nhìn xe mặt nước thời gian từng giờ trôi qua cuối cùng có động tĩnh soạt, mấy người không thiếu một cái lần lượt xuất thủy. Áo đen thủ hạ kinh hỉ nói, y phục này thật sự là tốt. Tại dưới nước hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua loại này thần kỳ quần áo, hoắc trường hạ cười yếu ớt giải thích, hắn là thủy tính tốt nhất, ám vệ từng cho hắn làm qua mấy bộ nước áo, nhưng chưa bao giờ có cao như thế đánh giá, nhan như ngọc nói, đã như vậy, vậy cái này y phục liền tặng cho ngươi cái này, thủ hạ vừa mừng vừa sợ, cái này quá quý giá, thuộc hạ bảo kiếm tặng anh hùng ngươi thủy tính tốt, dùng mới là đối tôn trọng của nó, nhàn như ngọc ánh mắt lướt. Qua bọn hắn, đưa ngươi nhóm, hoắc trường hạt khóe miệng kéo ra kiêu ngạo cười, đã là vương phi ban tặng, liền hảo hảo thu đi, tạ vương phi, tạ vương gia, nhàn như ngọc đổi quá y phục, hoắc trường hạt trong mong nhìn xem nàng, vương gia như thích, cũng có thể giữ lại đương nhiên thích. Lâm thành bên trong, hoắc trường tiễn dục ngựa đi tới trước phủ, vừa mới xuống ngựa, trên cửa gia đình mau tới trước kéo ngựa làm lễ, công tử, ngài trở về, hoắc trường tiễn gật đầu, đem roi ngựa ném cho gia đình ngân núi trở về rồi sao ngân thị vệ còn chưa hồi kim thị vệ về trước nói là đi trường học võ trường bên kia hoặc trường tiễn không có lên tiếng âm thanh nhành chân đi vào trong đi trường học võ trường xuyên qua vườn hoa tử đi ngang qua một mảnh bụi hoa lúc bước chân hơi ngừng lại bụi hoa có chút rung động một tia không che giấu được mảnh tiếng trên sông vào màn nhĩ hoặc trường tiễn không nhúc nhích không nói chuyện đứng tại chỗ lẳng lặng chờ chốc lát một người từ bụi hoa sau đứng lên chậm rãi buộc lên đai lưng, hắn đưa lưng về phía hoác trường tiễn bên này, không chút hoang mang ấy, thưởng ngươi, hắn lấy ra khối mảnh vàng vụng, ném ra ngoài một đầu sáng lạng đường vòng cung. Tức tức vỡ nát thanh âm sen lẫn một đạo nhu nhu thanh âm, tạ ơn kim thị vệ đầu kia nhu nhu cái bóng cũng đứng lên, ánh mắt vừa nhất, liền nhìn thấy bên này hoác trường tiễn, vốn là trắng bệch mặt nhất thời càng không huyết sắc công tử Kim Sơn quay đầu, mau đem dây lưng buộc lại, vội vàng ra bụi hoa, thuộc hạ bái kiến công tử, hoắc trường tiễn không mang ý cười cười cười, lúc nào trở về, Kim Sơn trả lời, nửa canh giờ trước đó. Nữ tử kia cẩn thận từng ly từng tí, cúi đầu tiến lên đây làm lễ. Nô tỳ ra mắt công tử, váy áo của nàng còn có chút loạn, ngực nửa đậy, cái cổ ở giữa có thể thấy được bị cắn chảy máu dấu vết dấu răng, hoắc trường tiễn một chữ chưa nói, ngón cái một đỉnh, bên eo kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng đi qua, một kiếm xuyên tim, Kim Sơn chấn kinh, nhìn một chút ngã vào trong vũng máu nữ tử, lại nhìn hoác trường tiễn, hoác trường tiễn kiếm trở vào bao, cầm khăn lau sạch trên tay vết máu, giơ tay lên, khăn gắn vào nữ tử sau khi chết vẫn mở to trên hai mắt, Kim Sơn cuốn họng lăng. Lăng, lui lại hai bước, công tử, thuộc hạ biết sai, sai ở nơi nào, hoác trường tiễn thanh âm bình tĩnh, thuộc hạ ứng lấy đại sự làm trọng, không nên tham luyến nữ sắc, đều là nàng cho nên, ta thay ngươi giết nàng, hoác trường tiễn đánh gãy, máu chưa lau sạch tay vỗ vỗ Kim Sơn bả vai, Kim Sơn, ngươi là ta coi trọng nhất người, cánh vác trách nhiệm, đừng để ta thất vọng vâng. Thục hạ ổn thỏa thật tốt làm việc, công tử, lần này thuộc hạ liền mang về tin tức tốt, những cái kia ngựa nuôi phải. Vô cùng tốt, đã toàn bộ tiến vào chúng ta chùa ngựa, Kim Sơn từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, mời công tử xem qua, hoác trường tiễn tiếp nhận, đi thư phòng hai người một trước một sau đi thư phòng, trên đường gặp phải hoác trường tiễn gã sai vặt, kinh hỉ nói, công tử, ngài trở về, ừm, hoác trường tiễn cởi xuống bên eo lệnh bài ném cho hắn, ngươi tự mình đi kéo quân lâu, đem thanh vánh mua được tặng cho Kim Sơn, Kim Sơn con mắt hơi mở, lộ ra dâm quan cùng vui mừng, đa tạ công tử. Kéo quân lâu, Lâm Thành tốt nhất thanh lâu, thanh oánh là làm hồng đầu bài, muốn nàng bồi một đêm đều phải thiên kim, khoác trường tiễn cười với hắn cười, tiền đồ, một nữ tử, liền cao hứng đến dạng này, nhớ kỹ, thật tốt ban sai, muốn cái gì có cái đó, Kim Sơn đi cái đại lễ, thuộc hạ ghi nhớ, khoác trường tiễn nhìn qua khoảng, rất là hài lòng, lần này việc phải làm làm được tốt, nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng dưỡng tinh thần Kim Sơn cười yếu ớt, thuộc hạ có là tinh thần, không cần nuôi công tử, ngài. Một mực nói, cần thuộc hạ làm cái gì, hoác trường tiễn triển khai địa đồ, ngón tay chỉ tại nơi nào đó, tiếp vào tin tức, hắn tại đến lâm thành trên đường, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng Kim Sơn nhíu mày lại, hơi vàng con mắt hiển thị rõ ngoan lệ, công tử chỉ cần một câu, thuộc hạ sẽ làm cho hắn đe mệnh lưu tại lâm thành, hoác trường tiễn khoát tay. Không thể khinh địch hắn hiện tại dù không giống ngày xưa, nhưng vẫn cũ là Trấn Nam Vương. Danh vọng còn tại Trong quân đội cùng bách Tính trong lòng như cũ có không thể rung chuyển địa vị Kim Sơn nhẹ giọng cười nhạo Bách tính biết cái gì Một đám ngu dân thôi Công tử mới là vương phủ chính thống Là tôn quý nhất công tử Hoác trường tiễn sắc mặt trầm xuống Chính thống, tôn quý ta đã bị những cái này Danh hiệu trói buộc quá lâu Cho nên công tử, ngài hạ lệnh đi Thuộc hạ có nắm chắc, đóng cửa đánh chó Hoác trường tiễn giữa lông mày nhiễm lên ý cười giết hắn một cái mạng dễ dàng nhưng ta muốn không chỉ là mệnh của hắn, còn muốn tru tâm, để thế nhân tất cả xem một chút, đến cùng ai so với ai khác cao quý. Ngân núi còn chưa hồi, chờ hắn trở về. Nếu là hết thể thuận lợi, kia kế hoạch lần này nhưng gì không ngại Kim Sơn hừ nhẹ, hắn, hừ, hắn không chừng lại chạy đến chỗ nào đi uống rượu, vừa dứt lời, ngoài cửa có người lớn tiếng nói, công tử, ngân núi cầu kiến, tiến đến, một cái hơi mập thân ảnh khôi ngô tiến đến, mặt đen, lông mày chổi, mắt to, củ tỏi mũi đỏ bừng, quệt miệng nhìn Kim Sơn, ai nói ta đi uống rượu rồi, Kim Sơn, người thiếu ở trước mặt công tử cho ta làm khó dễ, Kim Sơn gượng cười hai tiếng, cúi đầu nhìn hắn chân. To, sao có thể chứ, Hoắc trường tiễn hỏi, ngân núi, người bên kia tình huống như thế nào, công tử yên tâm, hết thể thuận lợi, thuộc hạ trở về thời điểm làng dưới đáy ám đạo đã đào thông, thuốc bột cũng đã vẫy lên, chỉ chờ công tử ra lệnh, liền có thể nhóm lửa, Hoắc trường tiễn trong mắt tuôn ra vui mừng, như thế rất tốt, ngần núi, ngươi lập xuống một cái công lớn, ngần núi đắc ý xong Kim Sơn vẫy một cái lông mày, đa tạ công tử Tán Dương. Ngươi đi về nghỉ trước, sau đó để người cho ngươi. Từ tửu trang đưa mười vò rượu đi qua, chờ đến thời cơ thích hợp, ngươi đi một chuyến nữa, tự mình đi châm lửa, vâng, hai người các ngươi lui ra đi, núi vàng núi bạc hai người lui ra ngoài, hoác trường tiễn khóe miệng hơi vĩnh, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, thu hồi địa đồ, đứng dậy ra thư phòng, về phía sau trạch, vĩnh xương huyện thành bên ngoài rừng cây nhỏ, nhan như ngọc mở to mắt hoắc trường hạt tiến đến thấp giọng nói xe ngựa đến nhan như ngọc quay đầu nhìn ra phía ngoài nơi xa xe ngựa càng ngày càng gần chính là xe ngựa của bọn hắn lôi kéo lâm nam hoắc trường hạt đỡ dậy nhan như ngọc nhịn nhiều như vậy thời gian cũng là thời điểm nhan như ngọc nhìn hắn vương gia đến hỏi vẫn là ta đến hỏi hoắc trường hạt cầm căng cứng trầm mặt một cái chớp mắt nói cùng một chỗ đi tốt nhan như ngọc nắm hắn tay vương gia không cần loại người này lo lắng sinh khí càng không đáng, hoắc trường hà không lưu loát cười cười, ta biết, người có chí riêng, người có chí riêng. Nhưng cái này chí không nên đạp trên người khác máu tươi tính mạng, đang khi nói chuyện, xe ngựa dừng lại, hoắc trường hà cùng nhan như ngọc ra rừng cây, ánh trăng như trong trảo lạnh lùng nước, răng nanh đã ẩn lui, Ba cái kia nông phu cầm sẻn đứng tại cách đó không xa, ám vệ nhảy xuống xe ngựa, vương gia, vương phi nhan như ngọc đến sau xe, vẽ màn xe nhìn xem, lâm nam vẫn còn đang hôn mê bên trong xuất ra giải dược tại hắn chóp mũi một chút dừng lại chốc lát lâm nam mí mắt run rẩy hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy trước mắt cái bóng mơ hồ tranh thủ thời gian dùng sức nháy mắt mấy cái thấy rõ là nhang như ngọc cùng hoắt trường hạt về sau chậm rãi thở ngụm khí lại nhìn bên ngoài là màn đêm rủ xuống mặt trăng bên trong hắn có chút kinh ngạc đã muộn như vậy sao vương gia vương phi có phải là vĩnh bình đến rồi hoắt trường hạt ánh mắt cách hát xa nhìn xem lâm nam không bỏ qua trên mặt hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ lâm nam không hiểu có chút kinh hãi trong lòng có cái buồn cười suy nghĩ hoắc trường hạt đôi mắt này tự như có thể nhìn thấu hắn tâm thật sự là buồn cười hoắc trường hạt rõ ràng mù vương gia hoắc trường hạt không nói chuyện nhan như ngọc phân phó ám vệ đèm hắn kéo xuống tới không phải mời không phải đỡ là kéo ở trong đó khác biệt lâm nam vừa nghe được ám vệ liền đã tiến lên đây một tay nắm chặt hắn cổ áo trực tiếp hướng xuống khẽ kéo, hai chân đụng phải trên mặt đất, Lâm Nam đau đến mặt tái đi, nhưng không được kêu lên một tiếng đau đớn, Hoắc Trường hạt thờ ơ, lạnh lùng nhìn xem hắn, Lâm Nam phát giác dị dạng, trong lòng phanh phanh nhảy, trên mặt cố tự trấn định, vương gia, vương phi, đây là ý gì, xảy ra? Chuyện gì rồi? Hoắc Trường hạt lạnh giọng hỏi, Lâm Nam, ngươi cùng bản vương bao nhiêu năm? Lâm Nam khẽ giật mình, nhưng vẫn là bật thốt lên, thuộc hạ tiếng quân bên trong không bao lâu liền theo vương gia, năm nay là năm thứ tám Hoắc Trường hạt gật đầu, đúng, năm thứ tám, ngươi, còn có chết đi những huynh đệ kia, theo thứ tự là tám năm, chín năm, mười một năm, chỉ có tiểu lục là bảy năm, bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, tới trẻ nhất, lâm nam khóe miệng giật nhẹ, không sai, vương gia nhớ kỹ rất rõ. rằng bọn hắn đều là bản vương vào sinh ra tử huynh đệ, cứu bản vương, bản vương bị bọn hắn cứu, đã đếm không hết bao nhiêu lần mà bọn hắn, cuối cùng không có chết ở trên chiến trường, là chết tại âm mưu quỷ kế. Chết được quá thảm, Lâm Nam ửng đỏ mắt, hai tay nắm chặt, Vương gia, thuộc hạ tương lai muốn quay về chiến trường, vì bọn họ báo thù, nhất định phải." Hoắc Trường Hạc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cực chậm cười cười, "Quay về chiến trường, Lâm Nam, ngươi xứng sao, vì bọn họ báo?" "Thù, chẳng lẽ ngươi nửa đêm tỉnh mộng lúc không có mơ tới quá bọn hắn hướng ngươi lấy mạng?" Lâm Nam sững sờ, trong mắt hiện hiện to lớn hoảng sợ, "Vương gia, ngài lời này ý gì?" Thuộc hạ nghe không hiểu, nghe không hiểu. Hoắc Trường Hạc ngắn ngủi đau nhức cười, "Bản vương cũng không hiểu." ngươi vì sao phải làm như vậy, Lâm Nam, nếu ngươi sợ bị bản vương liên lụy, đều có thể phủi sạch quan hệ, bản vương tuyệt sẽ không trách ngươi nhưng ngươi không nên liên lụy những người khác, tiểu lục năm. Nay còn chưa đầy 20 tuổi, ngươi nở lòng nào, hoác trường hạt một chân đá vào Lâm Nam bả vai, ngươi nở lòng nào, bọn hắn trước khi chết nhận hết tra tấn, mỗi một đau, mỗi một cái vết thương, đều giống như tại bản vương trên thân, ngươi làm sao liền có thể làm được mắt thấy thờ ơ, Lâm Nam, tâm của ngươi là cái gì làm? Vì vinh hoa phú quý, người cái gì đều không để ý sao, Lâm Nam bị đá lật, hai tay chống chạm đất, phun ra một ngụm máu, vương gia, thuộc hạ đừng nói thuộc hạ. Hai chữ, bản vương không có ngươi dạng này thuộc hạ, Lâm Nam hai tay nắm thật chặt địa, nước mắt từng viên lớn lăn xuống, vương gia, ta. Nha như ngọc tiến lên, nhẹ nắm ở hoác trường hạt nắm chắc thành quyền tay, trầm giọng nói, Lâm Nam, ngươi nhìn đây là nơi nào, lúc này sắc trời đã tối thấu. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống đến, không mang một tia nhiệt độ, cách đó không xa phòng xá cùng cây cối đều ẩn tại minh minh ám ám quang ảnh bên trong, phát họa ra thô thiển không đồng nhất hình dáng, nơi xa mơ hồ truyền đến các loại thanh âm, mơ hồ có sáu trúc âm thanh, tiếng rao hàng. Lâm Nam con mắt hơi mở, chống lên nữa. Người trên, nhìn kỹ trước đó không có chú ý, hiện tại liếc mắt liền nhìn ra đây không phải Vĩnh Bình Thôn, mặt của hắn một chút xíu Nam Kinh đi, ở trong ánh trăng gần như trong suốt đây không phải Vĩnh Bình Thôn, đây là Vĩnh Sương huyện, Lâm Nam thanh âm phát rung, bối rối mà nhìn xem bốn phía, lại nhìn về phía hoắc trường hạt cùng nha như ngọc vương gia, vương phi, tại sao lại muốn tới nơi này, chúng ta không phải hẳn là đi vĩnh bình huyện sao, nha như ngọc trồng mắt nhìn xem hắn, hẹp. Dài con ngươi, lạnh lùng tận hiện, vĩnh bình, lâm nam, đêm trăng tròn, ngươi làm bộ tâm ma tái phát, cố ý nói ra đại địa động loại hình, chỉ chính là vĩnh bình huyện A, ngươi là nghĩ đến đem vương gia dẫn đi vĩnh bình, chờ vương gia vừa đến, liền nhóm lửa phía dưới thuốc nổ. Vĩnh Bình liền trời đất sụp đổ, toàn bộ làng hủy hoại chỉ trong chốc lát lâm nam, Vĩnh Bình huyện sự tình, người biết nhưng chưa từng nghĩ quá thẳng thắn, cũng cố nhiều như vậy vô tội tính mạng, còn hãm vương gia vào bất. Nghĩa, việc này dù không phải vương gia gây nên, nhưng ta nghĩ, người vạch ra định còn có hậu chiêu, hoặc là nói vương gia không rõ, hoặc là nói mạng hắn bên trong mang sát các ngươi muốn cũng không phải là vương gia mệnh, là so mệnh của hắn thứ quan trọng hơn, là phá hủy hắn trong quân tại trong dân chúng danh vọng nha như ngọc chữ chữ âm vang, giống bọc lấy lốc xoáy, mang theo lực sát thương xung kích Lâm Nam, Lâm Nam chạm đất móng tay đổ máu, mắt đáy tràn ngập tơ máu, không thể tin nhìn xem. Nha Như Ngọc nói như vậy, ta là đoán đúng, Nha Như Ngọc môi đỏ hé mở, từng chữ đều mang tức giận, hoắc trường tiễn, vĩnh xương huyện chủ, là bọn hắn để ngươi làm, Lâm Nam gục đầu xuống, dùng sức nện một chút mặt đất, âm thanh rung rẩy, vương gia, ta cũng không nghĩ ta thật không nghĩ. Bọn hắn, bọn hắn dùng thanh vánh tướng y hiếp, ta không cách nào không cách nào nhìn xem nàng bởi vì ta mà chết, cho nên, ngươi liền nhìn xem những cái kia cùng ngươi đồng sinh cộng tử huynh đệ, đi chết. Cho nên, bọn hắn liền nên bị ngươi bỏ qua, hoặc trường hạt không lưu tình chút nào thanh vánh là ai, nha như ngọc hỏi, nàng là là kéo quân lâu cô nương, lâm nam vội vã nói, nàng dù thân là phong bụi, nhưng cũng là không có cách nào khác sự tình, nàng cũng là người cơ khổ, thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được. Nha Như Ngọc không lời nào để nói, nàng chủ trương người người bình đẳng, sẽ không bởi vì là cái thanh lâu nữ tử liền xem thường, nhưng là, một cái thanh lâu nữ tử mệnh. Là mệnh, khi mười mấy đầu chết thảm mệnh cũng là mệnh. Hoắc trường hạt ngắn mũi cười ra tiếng, tức giận lên đầu giống bị tưới dầu hỏa, tần tần tại lòng ngực nổ tung, ngọn lửa vạn trượng như muốn thôn phệ lý trí của hắn. Cho nên, ngươi chính là vì nàng, phản bội bản vương, hại những cái kia vào sinh ra tử huynh đệ, lâm nam, cái này chính là của ngươi lựa chọn, dạng này ngươi liền có thể thản nhiên nói, ngươi cũng không phải là vì cái gì vinh hoa, ngươi cũng không phải là tham đồ phú quý, ngươi là có nỗi khổ tâm, ngươi là trong lòng còn có trung. Nghĩa ta lâm nam á khẩu không trả lời được, hoắc trường hạt nhịn không được cười vài tiếng, khóe mắt có nhỏ vụn tia sáng chớp lên, sao mà buồn cười, sao mà đáng buồn, sao mà oan ủng, lâm nam tại trong gió đêm, có chút đánh cái rùng mình, trong rừng cây gió quá, đảo qua cây cành lá, vang xào sạc. Lại như tại nhẹ nhàng nghẹn ngào, những cái kia thảm thiết chết đi quan hồn, giống như tại thời khắc này chạy đến, tiếng khóc, tổ oan âm thanh, không dứt bên tai. Lâm Nam mồ hôi lạnh đầm đìa, kéo. Lấy chân về sau dãy dụa, muốn rời khỏi rừng cây, nha như ngọc cùng hoắc trường hà không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem hướng khác phương hướng bò ta không được mình, ta không được chọn, ta là ta cũng không có cách nào, ta không thể nhìn thanh oánh chết, thật xin lỗi, đừng đến tìm ta nha như ngọc chậm rãi bước đi qua lâm nam con mắt trừng lớn, tiếp cận nàng, tại sao lại muốn tới nơi này? Vì cái gì không đi Vĩnh Bình, hẳn là đi Vĩnh Bình, không đi Vĩnh Bình, thành oánh sống. Thế nào, Nha Như Ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Lâm Nam, người biết chân của ngươi vì cái gì còn không có được không? Lâm Nam ngơ ngẩn, hắn bình tĩnh nhìn xem Nha Như Ngọc, Nha Như Ngọc dung mạo tuyệt mỹ, nhưng Lâm Nam rất ít dám nhìn thẳng, hắn luôn cảm thấy Nha Như Ngọc con mắt đẹp thì đẹp, nhưng cũng đầy đủ sắc bén, xuyên thấu xương cốt, nhìn thấu lòng người, một điểm không quá đáng, Lâm Nam, người có phải hay không cảm thấy chân của ngươi sớm nên tốt, nhưng chậm chạp. Chưa tốt, ngươi cũng rất buồn bực, thật sao? Lâm Nam gật đầu, hoàn toàn chính xác, sự nghi ngờ này thật lâu, nhưng hắn lại không có cách nào hỏi nhiều, ngươi cũng coi là kẻ hung hãn, một chiêu này khổ nhục kế dùng đến phi thường hung ác, lúc ấy vương gia từ loại địa phương kia đem ngươi cứu ra, vô luận từ chỗ nào phương diện, vương gia đều hẳn là tin tưởng không nghi ngờ ngươi thảm trạng, lòng trung thành của ngươi đều để người lộ vẻ xúc động, tự như ai muốn hoài nghi ngươi, người đó là cái ý chí sắt đá, huống chi, người đoán ra đối tượng vẫn là vương gia đã từng cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử người, hắn trọng tình nghĩa, ngươi là sợ chuẩn hắn sẽ không đối ngươi có nửa điểm lòng nghi ngờ nhang như ngọc thanh âm nhiễm lên một tia đùa cợt cười, đáng tiếc, ngươi tính sai một điểm, vương gia bên người có ta cái này hơi thông y thuộc vương phi khi nhìn đến ngươi hai chân tổn thương, sợ đến ngươi xương cốt một khắc này, ta liền biết, thương thế của ngươi, ngươi thảm, đều là... Cố ý mà vì, Lâm Nam bỗng nhiên mở to hai mắt nhưng là, ta dù không phải cỡ nào thông minh, nhưng cũng tuyệt không xuẩn, ngươi ăn như thế đại khổ, bày cái này bao lớn cục, ta cũng không thể lập tức liền vạch trần ngươi, dù sao cũng phải để ngươi thật tốt hướng xuống diễn, nhìn ngươi muốn làm gì nha như ngọc nụ cười thu liễm, mặt mày đều là ý lạnh, nhưng không nghĩ tới, đằng sau vậy mà dính dáng đến nhiều như vậy cái mạng, lâm nam, ngươi chạm đến vương gia vẫy ngược, cũng có lỗi với những cái kia huynh đệ đã chết. Nếu không phải bọn hắn tin, tưởng ngươi, ngươi lại há có thể đạt được. Lâm Nam cúi đầu nắm chặt nắm đấm, nhang như ngọc chữ chữ như đau, nói thật cho ngươi biết, chân của ngươi tổn thương, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tính toán chữa cho ngươi tốt, ngươi đã bỏ được ra, vậy sẽ phải chịu được, nhang như ngọc mỉa mai, dù sao, vì ngươi kỳ chí cao vô thượng yêu, mất đi một đôi chân lại đáng là gì, Lâm Nam, được không rồi, Lâm Nam sững sờ một cái chớp mắt, ta vậy mà được không sao, vì cái gì, tại sao phải dạng? Này, Lâm Nam trồng mắt đỏ hoe, ngươi vì sao muốn dạng này? rõ ràng chân của ta chí ít hai tháng liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, hoắc trường hạt tiến lên đá ngã lăn hắn, nổi giận nói, vì sao, những cái kia huynh đệ đã chết, tiểu lục bọn họ có phải hay không cũng hẳn là hỏi ngươi vì sao, ngươi vì sao muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, liền vì chính ngươi cái gọi là yêu, vì một cái thanh lâu nữ tử, ngươi muốn chết, ngươi một mực mình đi chết, đi kính dân, tại sao phải kéo lên người? Khác, hoắc trường hạt lại đá hắn một chân, lâm nam liền nhả mấy ngụm máu, nhiễm trên mặt đất, chỉ tiếc sắc trời đã tối, đã nhìn không ra là đen là đỏ nhang như ngọc giữ chặt hoác trường hạt, hỏi lâm nam, vĩnh bình sự tình, là hoác trường tiễn phân phó ngươi sao, ngươi nói dùng nữ tử kia uy hiếp ngươi người, là ai, hoác trường tiễn vẫn là người khác, lâm nam phun ra một ngụm máu, co quắp trên mặt đất, không phải hắn tự mình làm, là một người bên cạnh hắn, cũng coi là hắn đi, ngươi cùng nữ. Tử kia là tại sao biết, nàng trên đường, bị người khi dễ, ta trượng nhĩ giúp đỡ, chính là như thế, lâm nam ngưỡng vọng trời đại khái đó chính là duyên phận, đó chính là vừa thấy đã yêu ta gặp một lần nàng, liền rốt cuộc quên không được, thăm dò được tình huống của nàng, đi kéo quân lâu tìm nàng, bạc của ta đều ném ở nơi đó, còn hỏi tiểu lục mượn một chút, lâm nam cười cười, người khác cũng không chịu mượn, nói là ta đây là đem bạc hướng trong nước ném, liền tiểu lục cho mượn, hắn nói hắn. Không có chỗ tiêu tiền, tồn bạc đều là vương gia trước kia thưởng, hoắc trường hạt cắn chặt răng hàm, nắm chặt nắm đấm mở ra cái khác mặt, lâm nam dài thở dài, ta ở nơi đó ngốc hai ngày, bạc liền xài hết, lại đi thời điểm, liền bị người kia dẫn người ngăn lại, nói mang ta đi một nơi, ta không muốn đi. nhưng cầm trong tay hắn thanh oánh cái trăm cài đầu ta đi, nhưng cũng không thấy thanh oánh. người kia nói, chỉ cần ta đáp ứng mấy món sự tình, liền có thể để thanh oánh trả ta, còn có thể cho chỗ tòa nhà về sau ta liền có thể mai danh ẩn tích, cùng thanh oánh thật tốt sinh hoạt. nha như ngọc tức giận đến bật cười, thật tốt sinh hoạt, những người kia vì ngươi mà chết thảm, ngươi còn có thể hảo hảo sinh hoạt ta lúc ấy cũng không biết, bọn hắn hội ta thật không biết, chờ ta biết đến thời điểm, đã muộn, nha như ngọc ép hỏi, bọn hắn chết ngươi không biết, mãi mãi bình huyện, muốn cho vương gia dội nước bẩn, một thông bách tính tính mạng đều muốn đưa tại vương gia trên đầu, cái này ngươi cũng biết a à, lâm nam trầm mặt. Nha như ngọc tức sùi bọt mép, đáy mắt lửa. Giận như sóng, ta hỏi ngươi, có phải là, lâm nam cuốn họng lăng lăng, vâng, khoác trường hạt nặng nề nhắm mắt, vậy ngươi không quan, nha như ngọc nhất chân, dẫm tại lâm nam chân gãy bên trên, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi đã là phế nhân, muốn mạng của ngươi đều bẩn ta tay, ta muốn để ngươi còn sống, nhìn xem, trừng to mắt nhìn xem, các ngươi kế hoạch từng cái thất bại, nhìn hoắc trường tiễn mẹ con, xem ngươi thanh vánh cô nương, đến tột cùng rơi xuống như thế nào hoàn cảnh, lâm. Nam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, nha như ngọc mặt không đổi sắc, sắc trời dần sáng. Vĩnh Sương huyện thành bên ngoài bao phủ tại ánh mặt trời ấm áp bên trong, hết thảy dường như cùng thường ngày không có gì khác nhau nha như ngọc trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần không gian có chút rung động nàng ý thức tiến vào không gian phương trưởng đại sư thanh âm truyền đến như ngọc người bên kia thế nào a à, còn tốt các ngươi tình huống như thế nào chúng ta bên này hết thảy bình thường không có gì tình huống đặc biệt sách cũng tiến triển được không sai trường hút phái tới mấy người này cũng không tệ bối bối tiểu tử này cũng rất thông minh thuyết thư nói đến sinh động như thật ta đều muốn cùng hắn cùng đi thuyết thư nha như ngọc nghe hắn nói dông dài đừng nói tách ra vẫn chưa tới hai ngày còn thật muốn niệm mọi người mã đại nhân cũng rất tốt có điều bọn hắn kia nấu cơm tay nghề thực sự chẳng ra sao cả ta vẫn là thích ngân đỉnh làm các ngươi không tại bác ta cũng không tại ngân đỉnh suốt ngày liền cho ăn con kia gà rừng con kia gà rừng đều phiền hắn ai ngươi đừng nói con kia gà rừng đổ cùng ta rất hợp ý ta món rau nó rất thích nha như ngọc cười khẽ phu nhân các nàng đâu những cái kia nương tử quân cũng rất lợi hại ta nghe đại phu nhân nói lại làm cái mới kiểu dáng y phục đúng có chuyện ta muốn cùng ngươi nói nha như ngọc nói các ngươi hẳn là cũng rất nhanh thu được vương gia dùng bồ câu đưa tin nhưng ta vẫn còn muốn căng Dặn ngươi một chút ngươi nói vĩnh bình thôn không muốn đi chung quanh đường cũng không muốn bỏ nói cho bối bối chờ tiếng lâm thành về sau nghe ngóng một cái đỏ vũ nha như ngọc hơi ngừng lại còn có một cái gọi là thanh oánh kéo quân lô thanh oánh phương trượng từng cái ghi lại cảm giác sâu sắc trên bờ vai trách nhiệm trọng đại được ta ghi lại ai chúng ta muốn khởi hành, bọn hắn đang gọi ta, ta quay đầu cho ngươi thêm đánh, cúp máy, thanh âm biến mất. Nhan như ngọc trong không gian. Xuất ra mấy bộ y phục cùng một chút vật ứng dụng, vương gia, chúng ta tiên tiến vĩnh xương huyện, đi xem một chút tình huống. Hoắc trường hạt nhìn xem những vật kia, chúng ta lấy thân phận gì đi, nhan như ngọc cười yếu ớt, giả công tử, như thế nào, muối thương, có tiền, còn có bệnh, người tự giác đồng tình kẻ yếu, không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Hoắc Trường Hạc, nhàn như ngọc trao lên lông mày, là vương gia mình đóng vai, vẫn là ta tới giúp ngươi đóng vai. Hoắc Trường Hạc dứt khoát không thèm đếm xỉa, người giúp ta đóng vai. Trước đó ám vệ không có đi theo, chính ta sẽ không. Nhàn như ngọc đẩy hắn, hắn thuận thế đổ xuống. Vương Phi để ta như thế nào? Ta giống như gì? Lâm Nam một thân chật vật, ngồi liệt tại trong rừng cây nhỏ, đờ đẫn nhìn xem xe ngựa, không biết đây hết thảy làm sao liền cùng dự đoán không giống, huynh đệ chết rồi, Âu Yếm nữ tự cứu không ra chính hắn cũng thay đổi thành tàn phế, vẫn là cái bội bạc người không biết nha như ngọc cho hắn cho ăn thuốc gì, toàn thân cực kỳ yếu đuối, muốn chết đều làm không được. Cái này để người đáng sợ lại đáng hận nữ nhân, không bao lâu. Xe ngựa màn xe bị một con bàn tay trắng nõn sốc lên, nha như ngọc thấp giọng phân phó ám vệ vài câu, ám vệ đến rừng cây nhỏ, đem lâm nam kéo lên, ném vào xe ngựa vừa nhìn thấy trong xe ngựa hai người, lâm nam liền khiếp sợ trừng to mắt, hoắc trường hạt một thân màu lam nhạt cẩm bào, bả vai cùng thẳng tắp eo hơi sập, cả người giống cuốn quanh lấy bệnh khí, gương mặt kia sắc mặt trắng bệch, hốc mắt có chút sâu, con mắt dài nhỏ nửa mở, cùng hoác trường hạt tưởng như hai người hắn bên cạnh thân. Nha như ngọc cũng đổi thân cách ăn mặc, màu xanh đậm váy áo, tóc đơn giản chải cái tỳ nữ kiểu dáng, tại hoác trường hạt sau lưng nhàn nhạt uống trà một vị bệnh công tử cùng hắn tiểu tỳ nữ, lâm nam cuốn họng lăng lăng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy, nói cái gì cũng là dư thừa hắn hiện tại còn có cái gì tư cách nói chuyện nhan như ngọc mặt mày mang theo mỉa mai, người rất biết điều, lại không có hỏi lung tung này kia, có điều, vì lý do an toàn, vẫn là phải làm cho ngươi ăn một chút. Vì Lâm Nam bờ môi nhất, nhang như ngọc đem một viên thuốc ném cho hắn, Lâm Nam không nghĩ tiếp, nhưng thuốc chuẩn xác không sai rơi vào trong ngực hắn, có ăn hay không, cho tới bây giờ không phải do hắn, hắn về lên đến chậm rãi nuốt vào, sắc mặt tùy theo tái đi, đau đớn một hồi giống như là lưỡi dao cắt quá cuốn họng. Đầu đến hai tay của hắn gấp phủ ở ít hầu nhưng căn bản là chuyện vô bổ, thẳng đến tái xuất một thân mồ hôi, trước mắt có chút biến đen, loại kia đau mới chậm rãi biến mất, lâm nam. Há hốc mồm, không có âm thanh, hắn cầm, không ngạc nhiên chút nào, nhưng khi xác nhận lúc, vẫn là hận ý đầy ngực, hắn ngẩng đầu nhìn nhan như ngọc, hô hấp thô trọng, ánh mắt quán độc, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì rõ ràng dáng dấp cô gái xinh đẹp, vậy mà như thế ác độc, đầu tiên là để chân của hắn không cách nào đi lại, lại là để hắn toàn thân bất lực, hiện tại lại câm. Nhàn Như Ngọc không sợ ánh mắt của hắn, cái này chịu không được rồi, lúc này mới cái kia đến đó, những cái kia cùng ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử huynh đệ, bọn hắn trước khi chết nhận đau khổ, nhưng so sánh ngươi nhiều hơn, có điều, ngươi yên tâm, cái này thuốc cũng chính là để ngươi đau nhất đau sót, thanh âm biến khàn khàn, sẽ không thật câm, Nhàn Như Ngọc chậm rãi hớp một cái trà, dù sao, nếu như có cơ hội, còn phải để ngươi cùng ngươi tâm tâm niệm niệm thanh oánh cô nương trò chuyện. Không phải, Lâm Nam ánh mắt nháy mắt tràn ngập chờ mong hắn bộ dáng này, để nhang như ngọc trên nét mặt mỉa mai càng đậm. hoắc trường hạt gõ gõ xe vách tường, xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước. xe ngựa lái vào vĩnh sương huyện, nơi này mặc dù không lớn, nhưng đường đi sạch sẽ, ven đường cửa hàng sang sát, cũng là náo nhiệt. hoắc trường hạt chọn mà nhìn ra phía ngoài, nơi này cùng trước đó không có gì thay đổi. chúng ta đi trước huyện nha, gặp một lần ngô huyện lệnh. tốt, nhang như ngọc gật đầu. đáp ứng lâm nam nhìn về phía hoắc trường hạt, ánh mắt như là địa chấn. hoắc trường hạt thản nhiên nói bản vương hoàn toàn chính xác mù, nhưng không bao lâu liền tốt, cho nên, ngươi những tiểu động tác kia, bản vương vẫn luôn biết, lầm nam cũng họng nhấp nhô, có chút dùng sức liền kịch liệt đau nhất, hoác trường hạt cũng lười nhìn hắn loại kia thần sắc, mở ra cái khác ánh mắt, ngô huyện lệnh năm nay vừa đầy năm mươi, làm cả một đời huyện lệnh, quan không lớn, lại so những huyện khác huyện lệnh. Trách nhiệm lớn hơn, bởi vì, cũng bởi vì có cái vĩnh xương huyện chủ, sư gia bước nhẹ tiến đến, trong tay bưng canh sâm, nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài uống chút canh sâm bồi bổ thân những ngày này đều chịu gầy ngô huyện lệnh thở dài tay đè lấy thái dương kia có biện pháp nào ai bảo ta trên đầu có cái vĩnh xương huyện chủ nơi này tuy nói ta là huyện lệnh nhưng trên thực tế sống đều là ta làm chỗ tốt đều là người ta hiện tại lại đến thu thuế thời gian không thể ra nửa điểm sai lầm nhưng chúng ta cái này một cái huyện thành nho nhỏ muốn góp nhiều như vậy thuế ngân không dễ dàng nha sư gia gật đầu đúng là có điều đại nhân ngài lại để cho những cái kia thương hộ thêm chút đi thuế chẳng phải được rồi cái kia dễ dàng như vậy lần trước thêm lúc sau đã có người có hơi từ nếu là lại thêm náo đi lên gặp trang dậy còn phải là ta sư gia căm giận nói vị kia thật đúng là quen sẽ hai mặt rõ ràng bạc đều thuộc về nàng huyện chủ phủ không duyên cớ để ngài làm cái này ác nhân liên lụy hắn người sư gia này bình thường một điểm chất béo đều không vớt được đổ đi theo thụ không ít mắng ngô huyện lệnh nhấp một hơi canh sâm thở dài một tiếng ta cũng không cầu cái gì công tích tranh thủ thời gian sống qua mấy năm này an an ổn ổn cáo lão ai đời này cũng liền dạng này sư gia còn muốn khuyên vài câu ngoài cửa nha dịch đến báo đại nhân bên ngoài có người cầu kiến sư gia nhíu mày người nào cũng không nhìn lúc nào đại nhân là muốn gặp liền có thể gặp sao nha dịch tiến lên đưa lên danh thiếp đại nhân tiểu nhân cũng là nói như vậy nhưng bọn hắn nói có chuyện quan trọng cầu kiến đây là danh thiếp ngô huyện lệnh tiếp nhận quét mắt một vòng con mắt bỗng nhiên trợn to người ở đâu ngay tại ngoài cửa, nha dịch trung cơ linh, đại nhân, muốn hay không phơi bọn hắn một hồi, thủ hạ đi thu xếp, liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài, hỗn trướng, ngô huyện lệnh chửi một câu, tranh thủ thời gian mời người đi phòng trước, dân trà, thượng hạng trà, bản quan muốn sống tốt chiêu đãi nhanh đi nha, nha dịch không rõ ràng cho lắm, tranh thủ thời gian lui ra ngoài thu xếp. Sư gia buồn bực nói, đại nhân, là ai, vậy mà để ngài coi trọng như vậy, ngô huyện lệnh cầm lấy mũ đeo lên, vui mừng nhớ mày, nhân vật trọng yếu, lần này thật sự là ông trời phù hộ, để ta độ qua cửa ải này sư gia nghi hoặc cầm lấy danh thiếp, nhìn kỹ cũng lấy làm kinh hải, muối thương, giả công tử, cũng không phải, quốc gia có luật pháp, tư nhân không được phiến muối, trừ phi là ký tên quá bán muối lệnh, có quan phủ phát thông hành ký, nhưng đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cho nên, cái này, thương nhân buôn muối đa số không chỉ có tiền, mà lại thân phận tất nhiên không giống bình thường, cùng bình thường thương hộ cũng không đồng dạng ngô huyện lệnh vừa nói vừa đi ra ngoài lần này thu thuế bạc liền đủ số chẳng những đủ còn có thể có dư sư gia cũng đuổi theo sát chúc mừng đại nhân ngô huyện lệnh nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói đừng nói cho tỷ tỷ ngươi dư thừa tiền ta phân cho ngươi chút hai ta đều có thể có tiểu kim khố sư gia liên tục gật đầu anh rể ngươi yên tâm ta tâm lý nắm chắc hai người mừng khấp khởi hướng phía trước sảnh phương hướng đi xa xa liền nhìn thấy một vị quý công tử ngồi tại phòng bên trên hắn xuyên màu lam nhạt cẩm bào thanh nhã nhan sắc để người hai mắt tỏa sáng trên đầu ánh vàng rực rỡ phát quan gần như muốn chói mù người mắt ngô huyện lệnh nhìn thấy hoắc trường hạt tựa như nhìn thấy một tôn vàng ống ánh thần tài hắn đi mau mấy bước chắp tay nói giả công tử hạnh ngộ hoắc trường hạt ho khan hai tiếng chậm rãi đứng dậy nha như ngọc tiến lên đỡ lấy hắn thật có lỗi đại nhân công tử nhà ta thân thể không tốt lắm ngài nhiều đảm đương ngô huyện lệnh làm sao so đo cái này tranh thủ thời gian thay đổi vẻ mặt ân cần không cần giữ lễ tiết nhanh nhanh ngồi xuống khoác trường hạt lại ngồi trở lại đi ho khang vài tiếng ngô huyện lệnh dò xét khoác trường hạt sắc mặt tái nhật có vẻ bệnh còn thỉnh thoảng khục nha ho khang nghe đều nghĩ tắt thở không được phải mau đem hắn mời chào ở thật vất vả đến cái nhiều tiền giả công tử đến chúng ta vĩnh xương là đi ngang qua du ngoạn vẫn là nghĩ đến này làm ăn ngô huyện lệnh nụ cười như hoa chúng ta vĩnh xương thế nhưng là chỗ tốt đừng nhìn địa phương không lớn nhưng địa linh nhân kiệt trong thành cửa hàng cũng nhiều làm ăn còn là rất không tệ khoác trường hạt lại khục mấy lần lúc này mới chậm rãi nói tại hạ cũng không phải là du ngoạn làm ăn ngược lại là cố ý có điều muốn trước giải quyết chút vấn đề có chuyện còn muốn mời đại nhân giúp một chút ngô huyện lệnh sững sờ đáp án này ngược lại là có chút ngoài ý muốn để hắn hỗ trợ nghĩ lại có việc để hắn hỗ trợ liền tốt hắn hết sức chính là tại vĩnh xương nơi này trừ vị kia huyện chủ cùng đại công tử, vẫn là từ hắn định đoạt, giúp một chút, yếu điểm thu thuế, liền không thể lại cự tuyệt đi, ngô huyện lệnh không chút do dự, gật đầu nói, giả công tử có chuyện gì, một mực nói thẳng, bản quan có thể làm, nhất định làm, giả công tử ở xa tới là khách, bản quan cũng nên tận địa chủ chi nghi. hắc trường hạt lại hơi nheo mắt lại không nói lời nào, nhỏ. Giọng ho khang, chính là không mở miệng, ngô huyện lệnh có chút không nghĩ ra, nhan như ngọc hợp thời thấp giọng hỏi, đại nhân, có thể hay không bài trừ gạt bỏ lui trái phải, ngô huyện lệnh khoát tay, tất cả lui ra, sư gia đứng không nhúc nhích, nha như ngọc ánh mắt lướt qua hắn, ngô huyện lệnh nói, người cũng đi xuống trước, tỷ đại nhân, có chuyện gì ta cũng có thể chân chạy, sư gia không muốn đi, đối hoắc trường hạt nói, công tử, tại hạ là đại nhân tâm phúc, có chuyện gì cũng có thể giúp. Đỡ một hai, hoắc trường hạt chậm rãi nói, nếu như thế, liền lưu lại đi, nha như ngọc lúc này mới nói tiếp, đại nhân, công tử chúng ta thân thể không tốt, Lần này đi ra ngoài, công tử thân thể chuyển biến tốt đẹp là vị thứ nhất, dù sao thân thể so sinh ý trọng yếu, đúng đúng, cái này đích xác là, ngô huyện lệnh phụ họa, trong đầu tràn đầy sương mù, cái này cùng hắn có quan hệ gì, đại nhân, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta xuất hành, mang theo một vị thế ngoại cao nhân, là vị thần bí. Dị tộc Sa Mang, hắn lời nói, Vĩnh Sương là công tử nhà ta phúc địa, công tử ở đây, rất có thể sẽ khôi phục ngô huyện lệnh trong lòng vui mừng, không tệ, không tệ thực không dám giấu dếm, chúng ta vĩnh xương đích thật là phúc địa, công tử liền lưu lại, nhất định sẽ tốt, nhà như ngọc không để ý tới hắn gốc rạ, nói tiếp, sa mang sư nói, căn cứ công tử bác tự suy tính, ngày tốt giờ lành ngay tại gần đây mấy ngày nay, cho nên, công tử nhà ta muốn là một trận phúc khí biểu diễn tại nhà, đến lúc đó. Càng nhiều người tham gia càng tốt, còn mời đại nhân hỗ trợ tán một chút tin tức, chỉ ít bạc phương diện, đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi. ngô huyện lệnh liền thích nghe lời này, lúc này mặt mày hớn hở nói, bạc sự tình dễ nói, mấu chốt là công tử thân thể, có thể vì công tử tích phúc khí, bản quan vui lòng cực kỳ, hoắc trường hạt ho khang chắp tay một cái, vậy liền đa tạ đại nhân, ngô huyện lệnh nhìn hắn cái này bệnh dạng, sợ hắn kiên trì không được mấy ngày, tranh thủ thời gian. Quay đầu phân phó sư gia, lập tức phải, sư gia vừa định muốn đi, nha như ngọc lại nói, chậm đã, ngô huyện lệnh nghi ngờ nói, còn có gì phân phó, nha như ngọc nói, đại nhân, tin tức này phải từ từ tán, lặng lẽ tán, tại biểu diễn tại nhà không có trước khi bắt đầu, công tử nhà ta còn cần tỉnh dưỡng, không biết có cái gì tốt một chút an tĩnh chút khách sạn, ta đi cấp công tử nhà ta thu xếp, ngô huyện lệnh con mắt hơi sáng, công tử nếu là không chê, không bằng đi nhà ta ở, bản quan có ở một cái. Tòa nhà, ngay tại cách đó không xa, cũng là yên tĩnh cái này. Phải chăng quá mức phiền toái đại nhân rồi, nha như ngọc do dự không phiền phức, không phiền phức, ta gia quyến đều tại phủ nha trung hậu trạch, tòa nhà trống không không người ở lại, chỉ có hai cái lão bột bình thường quét dọn, công tử vào ở đi phù hợp, hoắc trường hạt gật đầu, vậy liền quấy rầy ngô huyện lệnh thật cao hứng, để sư gia đi trước thu xếp chỗ ở sư gia chính phiền muộn, tản tin tức còn muốn chậm rãi tán, lặng lẽ tán, loài yêu cầu này quả thực chưa từng nghe thấy, thu xếp chỗ ở. Ngược lại là đơn giản bớt việc, sư gia khách khí đi theo nhang như ngọc cùng hoắc trường hạt đi ngoài cửa lớn, nhìn thấy xe ngựa của bọn hắn, vi kinh một chút, đây chính là thượng hạng ô mộc, một tấm ô một cái bàn liền quý giá có phải hay không, mà chiếc xe ngựa này toàn bộ dùng ô một chế thành, hắn nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút, tranh thủ thời gian đụng lên đi, đứng tại cửa xe bên cạnh cung kính nói, công tử mời lên xe. nhan như ngọc viện hoắc trường hạt đi lên, đối sư gia mỉm cười gật. Đầu, sư gia cũng cùng nhau lên tới đi, làm phiền ngươi sư gia cầu còn không được, nhất chân đang muốn bên trên, một chút nhìn thấy trong xe còn có một người người kia ngồi, cũng không tính lạnh thời tiết bên trong còn che kính chăn mỏng, tóc rối tung, im hơi lặng tiếng bất động hoàn toàn không hề tức giận mấu chốt là trên mặt còn mang theo một tấm quỷ dị mặt nạ trên mặt nạ phải lấy phức tạp rườm ra đồ án để người xem không hiểu chỉ cảm thấy giật mình không giống trung nguyên đồ án sư gia tâm thình thịt nhảy mồ hôi lạnh lập tức chảy ra lên xe bước chân cũng dừng lại ta ta liền không đi lên quấy rầy công tử ta ngồi phía trước ở phía trước thuận tiện dẫn đường thuận tiện dẫn đường hắn nhanh như chớp chạy đến phía trước đi cùng ám vệ ngồi cùng một chỗ đánh xe hắn không dám quay đầu nhìn trong lòng lạnh thấm thấm, nghĩ đến mới người kia bộ dáng, suy đoán hẳn là kia chính là cái gì sa man sư, thật đúng là quỷ dị, khó trách có thể căn cứ ngày sinh tháng đẻ đo cái gì phúc khí. Loại hình không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, có ánh mắt từ phía sau nhìn chầm chầm vào hắn, hắn đầu óc hỗn loạn, trong lòng dám loạn, cường lấy thân thể không dám quay đầu thật vất vả đến tòa nhà bên ngoài, nơi này xác thực trời huyện nha không xa, cũng liền cách một cái đầu phố, đi tới cũng dùng không được một khắc đồng hồ sư gia tiến lên muốn cửa, căn dặn hai vị lão gia đinh hai câu, vừa quay đầu lại, nhìn thấy ám vệ đem vị kia sa mang sư ông ra tới, sư gia lông tơ dựng lên, không còn dám. Nhìn, tranh thủ thời gian cúi đầu ở phía trước dẫn đường, nha như Ngọc táng Tháng nói, nơi này thực là không tồi, công tử, dù sao chúng ta trước đó mua tòa nhà đầu mấy lần, nhưng hoàn cảnh thanh u sư gia, còn số nhỏ lần, liền cái này, còn nhỏ mấy lần, vị này quả nhiên là nhân vật có tiền, nha như Ngọc để ám vệ thu xếp chuyện khác nghi, nàng đối sư gia nói, ta đưa ngài, không dám không dám, nha như ngọc không dung hắn cự tuyệt, một bên đi ra ngoài, một bên đưa cho hắn một viên vàng lá vàng lá. Thật mỏng, nhẹ nhàng linh hoạt tinh xảo, không có ép tay phân lượng, nhưng cũng đầy đủ để sư gia tâm hoa nộ phóng. Nhìn một cái, đây chính là đại hộ nhân gia khí phái, loại vật này, rõ ràng liền dùng để khen người, được chỗ tốt, sư gia càng thêm nhiệt tình, nha như ngọc đứng tại tổng, thấp giọng lại nghiêm túc, có chuyện, ta còn muốn cùng ngài một chút còn mời ngài bỏ qua cho sư gia hiện tại tâm so mật đường làm sao để ý ngươi nói nha như ngọc nhìn trái phải một cái không người thanh âm ép tới thấp hơn khi hai vị lão bộc từ phiền phước ngài mang đi đi nơi khác an trí công tử nhà ta tình huống đặc thù không nghĩ lưu người ngoài cùng ở mặt khác ngài nhìn sa mang sư sự tình tuyệt đối không được ngoại truyện tốt sư gia một lời đáp ứng không có vấn đề mời công tử yên tâm ta cam đoan sẽ không nói lung tung nha như ngọc cười yếu ớt hành lễ làm phiền sư gia như một làn khói đi, thẳng đến phủ nha, vừa về đến liền cùng Ngô Huyện lệnh đem chứng kiến hết thảy nói, đương nhiên trừ viên kia vàng lá đại nhân, cái kia sa mang sư, khá lắm, nhưng quá dọa người, ta như thế lớn cho tới. Bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy người, im hơi lặng tiếng, cùng chết đồng dạng, mà lại, hai chân của hắn đều không thể bước đi, còn muốn bị người ôm vào đi, Ngô Huyện lệnh suy tư một lát, gật đầu nói, vậy xem ra, chuyện này là thật sư gia không hiểu, làm sao mà biết ta nghe nói sa mang sư so chúng ta trung nguyên thầy bói lợi hại hơn nhiều, có thể thăm dò thiên cơ, nhưng thiên cơ tiết lộ được nhiều, cũng ác gặp thụ phản phệ, cho nên hắn mới có thể biến thành như thế. tám thành chính là bị phản phệ sư gia sắc mặt trắng nhật, a, à, vậy ta, ngươi sợ cái gì? ngươi lại không có tiết lộ thiên cơ. ngô huyện lệnh khoát tay, trời sẽ không thu loại người như ngươi. sư gia nháy mắt mấy cái, cảm thấy lời này có chút đúng, lại không quá đúng, đúng. giả công tử giao làm chuyện của ngươi ngươi phải thật tốt lo liệu sư gia lại nhíu mày lại, cái gì gọi là lặng lẽ tản, tản còn phải lặng lẽ, lặng lẽ lời nói có thể tán phải mở sao, ngô huyện lệnh sờ lấy râu ri suy tư hồi lâu, có, ngươi đi đem. Việc này lặng lẽ nói cho tỷ tỷ ngươi, đồng thời nói cho nàng, đừng để người bên ngoài biết, sư gia hơi ngạc nhiên, ý của ngươi là tỷ tỷ ngươi biết, tự nhiên là sẽ giúp ngươi tản, sẽ còn cấp tốc lại lặng lẽ, sư gia nha như ngọc cùng hoắc trường hạt tại trong nhà đi một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó nói là kiên nhẫn các loại, chờ bối bối tiến vào lâm thành, tiến triển không sai biệt lắm, chúng ta bên này liền có thể bắt đầu, lợi dụng mấy ngày nay thật tốt tìm hiểu một chút. Tình huống nơi này, hoắc trường hạt thẳng tắp lưng eo, không một chút yếu đuối khí tức, ban đêm đi ngao du, được buổi tối vĩnh xương huyện thành càng náo nhiệt chút, hai người đổi sáu trang buộc, cùng ba ngày lại không giống nhau, đến quán cơm nhỏ, nhỏ trà lâu ngồi một chút, nghe một chút tin tức ngầm cùng dân sinh, nghe tới nghe qua, nha như ngọc ánh mắt ra bên ngoài nhất chuyển nhìn thấy trên đường phố có hai chiếc xe ngựa quẹo góc trên xe ngựa treo hai ngọn khí tử phong đăng đèn ngán, một cái liền không gặp nhưng nàng thấy rõ hẳn là viết huyện nha hai chữ sắc trời đã tối cửa thành đều nhanh đóng lại huyện nha xe ngựa muốn đi đâu hoắc trường hạt phát giác ánh mắt của nàng hỏi làm sao rồi nha như ngọc một chỉ bên kia đi đi xe một chút hai người cấp tốc tính tiền xuống lầu ra trà lâu đến giao lộ Kỳ hai chiếc xe ngựa đã đi ra một khoảng cách, nhưng phía trước đèn xe lắc lư, phía trên chữ rõ ràng, nhà như ngọc không nhìn lầm, đuổi theo xe ngựa, cuốn đi đến, xe ngựa không có ra khỏi thành, mà là tại thành tây bên cạnh một chỗ đại. Trạch viện trước dừng lại, trên xe ngựa tràn đầy, nhà như ngọc nhặt lên tảng mát mấy cây, có một cổ nhàn nhạt hương cỏ, hoặc trường hạt vân vê cỏ cán, đây là ngựa đồ ăn, mà lại là thượng đẳng, kỳ quái, hắn nghi hoặc nói, Vĩnh Sương huyện cũng không có chăm ngựa nhiệm vụ, càng không dùng được loài ngựa này liệu. Viện nha làm chuyện này để làm gì nha như ngọc chỉ chỉ tường viện vào xem hoắc trường hạt mang theo nàng đến khía cạnh ngoài tường mượn lực thả người nhảy vào tòa nhà này rất lớn xe ngựa sau khi tiến vào còn tại đi lên phía trước tiếng vó ngựa ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng hai người đuổi theo đi theo xe ngựa quá hai đạo viện tử xe ngựa mới dừng lại cách đó không xa có người tuần tra canh gác dừng lại làm gì trời quá khô ngựa quá gầy cỏ chín đẹp ngựa không ăn đêm cỏ không mập Nhàn Như Ngọc nhỏ giọng thầm thì, lại còn có ám hiệu, Hoắc Trường hạt cũng cảm thấy không giống bình thường, xem ra hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhan Như Ngọc tràn đầy phấn khởi, quản hắn một loại không tầm thường, bình thường còn tốt, càng là không tầm thường, càng có khả năng cho người trang đi ám hiệu thông qua, xe ngựa lại đi đi về trước một đoạn, đến phủ binh trước dừng lại, phủ binh tra xét trên xe cỏ khô, sai người đem cỏ khô gỡ đến bên trong đi hai xe cỏ khô, thời gian cũng không tính quá ngắn, Nhàn Như Ngọc không muốn làm các loại để hoác trường hạ canh chừng, nàng lặng lẽ từ sau cửa sổ đi vào. Nơi này có mấy đống lớn đống cỏ khô, cao lớn. gian phòng gần như lấp đầy đến nóc nhà, có thể thấy được cũng không phải là một ngày tồn đầy cỏ khô bị gỡ xong, phủ binh đem đánh xe đuổi đi, còn cho một chút bạc vụn, nhìn hắn trước đó quen thuộc trình độ, cái này hẳn không phải là lần đầu bọn hắn vừa đi, khố phòng bên này liền an tĩnh lại, nhưng không có khóa cửa, dường như còn đang chờ người nào nha như ngọc thừa cơ ở bên trong xem xét, mấy cái lớn đóng cỏ khô, đều là loại này chất lượng ngựa đồ ăn, mà lại căn phòng này còn làm cải tạo. Thông gió thông khí, nếu là ba ngày, ánh nắng sẽ còn chiếu lên thấy, có thể thấy được những cái này đồ ăn không phải một đống chi, mà là tỉ mỉ đảm bảo nhan như ngọc ngay tại suy đoán, bên ngoài truyền đến một tiếng keo nhỏ, nàng không có lại dừng lại, lại thuận đường cũ xoay người ra ngoài, chân vừa xuống đất, liền nghe được bên trong có gào to âm thanh, không ít người tới, hoặc trường hạt tranh thủ thời gian chào đón, không có sao chứ, có không có thương tổn, không có việc gì, bên trong tất cả đều là loại kia cỏ khô, nhang như ngọc chỉ chỉ bên trong, nhẹ nói, là ai đến rồi, nghe người còn không ít. Tạm thời không biết, không chỉ đến người, còn có xe ngựa, nhưng lần trở lại này là xe trống, nhang như ngọc hơi suy tư, cùng hoắt trường hạt trăm miệng một lời, theo sau lần này là chứa lên xe, hết thảy có gần 10 chiếc xe ngựa, đều chứa đầy ấp đương đương, cầm đầu chiếc xe ngựa kia không có đi lúc đến đường, mà là thay đổi phương hướng, từ bên cạnh ra ngoài thành tây bên cạnh người vốn là không nhiều, lúc này lại là trời tối đêm dài xe ngựa một đường thông suốt, trực tiếp đạt đến cửa. Thành hoắc trường hạt con ngươi đen nhánh lóe sáng, thấp giọng nói, bọn hắn đưa ra thứ gì, cửa thành mở, không có ngăn cản làm khó hắn nhóm, nha như ngọc gật đầu, suy tư một chút nói, vương gia, ngươi cảm thấy, bọn hắn giống như là huyện nha nha diệt sao, nha diệt bọn hắn đều gặp, tuy nói cũng là công môn bên trong người, nhưng cũng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, bởi vậy cũng không có cái gì lực uy hiếp, sở cầu cũng chính là cái ấm no. Không giống những người này, dáng người cường tráng. Trong tay roi ngựa vung vẫy phải có lực, không phải bình thường nha sai, hoắc trường hạt lắc đầu, không vội, cùng đi lên xe một chút, ra khỏi cửa thành chạy một đường đường nhỏ, đường hẹp, chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa thông qua, nhưng đường tu được bằng phẳng chỉnh tề, nhìn ra được, là trường kỳ có người đi đường này nó che giấu tại rừng cây cùng bụi cỏ về sau, nếu không phải như thế cùng đi theo tới, nhất thời thật đúng là phát hiện không được, đội ngũ không đi quá xa, ước chừng hai khắc. Đồng hồ công phu, phía trước nhất xe ngựa dừng lại, xa phu hất lên roi ngựa, thanh âm thanh thúy ở trong màn đêm còn vì vang dội lúc đầu có người còn đang thì thầm nói chuyện, nghe được cái này vài tiếng, đều an tĩnh lại đều nghe, xem trọng xe ngựa của mình, gỡ một cổ, đi một cổ, không thể dừng lại ngăn ở cùng một chỗ, không thể tự mình nghe ngóng lắm miệng, đều nghe rõ sao, vâng, nhà như ngọc cùng hoác trường hạt liếc nhau, nhịp tim chậm rãi gia tốc. Xe ngựa từng chiếc đi theo đi lên. Phía trước, xuyên qua đường nhỏ cùng rừng cây nhỏ, đi gần 20 dặm, hoắc trường hạt cúi đầu nhìn dưới chân cỏ, nơi này không sai nha như ngọc quan sát bốn phía, đây coi như là cái chậu nhỏ địa, khí hậu tốt, không khí tốt, liền bãi cỏ đều lớn lên so nơi khác tốt, hai người liếc nhau, lại đủ nhìn về phía nơi xa, xe ngựa đã dừng lại, ngọn ngọn đèn lồng tại trong gió đêm lắc nhẹ, ung dung lay động, chiếu sáng tòa kia đại trang viên, kỳ thật cũng không tính trang viên, trang viên địa phương dù lớn, nhưng phòng ở cũng không ít, nhưng nơi này rõ ràng phòng ở ít, chu vi tường đứng vững trừ mấy gian phòng xá cùng chỗ cao trong chừng đài, cũng không thấy quá nhiều phòng hình dáng, hoặc trường hạt trong lòng có cái mơ hồ suy đoán, lại cảm thấy cái suy đoán này quá mức lớn mật, đi, đi qua nhìn một chút, nhan như ngọc lôi kéo hắn, bước nhẹ tiến lên, xe ngựa đều tại phép tắt xếp hàng, ai cũng không có phát ra quá nhiều tiếng vang, hai người không đi chính diện, vây quanh khía cạnh ngoài tường, nhang. Như ngọc chỉ chỉ tường, hoặc trường hạt gật đầu, đưa tay nắm ở eo của nàng, thả người phóng qua. Vừa xuống đất, liền có một trận ác phong đánh tới, nha như ngọc quay đầu, giật nảy mình, một đầu màu trắng lớn khuyển, giống một đạo ti chớp màu trắng thẳng đến nàng nhào tới, nha như ngọc sợ chó, vẫn luôn sợ mặc dù cái này chó dáng dấp y phong, màu trắng trắng hơn tuyết, yêu mèo chó người nhìn thấy đều muốn thét lên cái chủng loại kia, nhưng nha như ngọc lại không được, nàng dọa đến nghĩ thét lên thật vất vả gắt cao cắn chặt răng qua nhện xuống, tay nắm thật chặt hoắt trường hạt, không tự. Giác nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, Hoắc trường hạt phát giác sự khác thường của nàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng nhìn thẳng chó trắng tay phải đánh cái thủ thế nguyên bản hung ác rõ ràng khuyển dừng lại thế công tại nguyên chỗ ngồi xuống còn lè lưỡi thần sách dây biến ngốc manh nhu thuận nha như ngọc tình huống như thế nào Hoắc trường hạt dò xét chó trắng vài lần lông đen đây chó trắng rất dáng vẻ cao hứng đứng lên muốn tới đây Hoắc trường hạt ra hiệu nó không nên động nó liền thật không có động chỉ ở tại chỗ điên cuồng vẫy đuôi nha như ngọc nhịn không được nhã rảnh Ngươi nói cái này chó trắng gọi lông đen đây, đây là cái gì thổ danh tự làm sao không phải gọi cái tuyết trắng, đạp tuyết cái gì đây là ngân đỉnh lên, hắn yêu nuôi một ít động vật, nhưng lại sẽ không đặt tên, gọi bậy một trận. Hoắc trường hạt nói đến chỗ này nhẹ giọng cười nha như ngọc mặt ửng đỏ, ngươi cười cái gì, vương phi lấy tên bản lĩnh giống như cũng không có gì đặc biệt nha. Như ngọc hừ, nàng cứng nhắc đổi chủ đề, cái này chó vì sao lại ở chỗ này, ta đây cũng không rõ ràng, Hoắc trường hạt cũng rất nghi hoặc nguyên lai like cũng không có như thế lớn, là chỉ chó con, ta lờ mờ có thể phân biệt ra được là nó, nó lại còn nhớ rõ ta, nha như ngọc miếm môi nhìn xem lông đen, vẫn là không dám tới gần, hoắc trường hạt hỏi, ngươi sợ chó, ta để nó rời đi trước, nha như ngọc trốn ở hoắc trường hạt sau lưng, vẫn là được rồi, ngươi che chở ta là được, như thế lớn địa phương. Có nó dẫn đường có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn, ngươi có thể, hoắc trường hạt có chút lo lắng, đối với nó dẫn đường cũng được, ta trước hết để cho bọn nó chúng ta không có việc gì. Nha như ngọc thở dài ra một hơi, lông đen nhi thật cao hứng, giật nảy mình, hoác trường hạt đánh cái thủ thế, nó lập tức thoát ra ngoài, lại tại phía trước các loại, dường như đang chờ hoác trường hạt đuổi theo vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua một đạo mặt trăng cửa, hoác trường hạt con mắt chậm rãi trợn to trước mặt. Là một tòa chù ngựa, đủ tại mấy trăm con ngựa, màu lông xinh đẹp, cường tráng cao lớn, cơ bắp đường cong, không một không tại hiển lộ rõ ràng danh câu mị lực đây là thượng đẳng quân mã. Hoắc Trường hạt con mắt đều sáng, Ngọc Nhi, ta vẫn nghĩ tại Tây Bắc xây một tòa dạng này chuồng ngựa, chỉ tiếc, xây chuồng ngựa chẳng những cần tài lực, sân bãi, còn muốn trả giá to lớn tâm huyết, đưa vào ngựa loại, hắn bận rộn quân vụ, thực sự không dứt ra được, còn nữa, biên quan nghèo nàng, cũng nghèo. Hắn cũng không có lớn như vậy tài lực. Nhan như Ngọc cũng bị tình cảnh trước mắt rung động, trước kia cũng đi quá một chút chuồng ngựa, nhưng người hiện đại biết cưỡi ngựa không nhiều, địa phương cũng quý giá, nuôi ngựa cũng không nhiều, thiếu vạn mã lao nhanh khí thế. Chớ nói chi là giống những cái này quý báu chủng loại, khó trách muốn dùng những cái kia thượng hạng ngựa liệu, khó trách dùng nhiều như vậy hảo thủ đêm khuy đưa cỏ khô, hoắc trường hạt cầm kéo căng, nuôi nhiều như vậy quân mã, đây là muốn làm gì, nhan như ngọc nắm. Chặt hắn tay, hòa hoãn tâm tình của hắn, bất kể là ai, mặc kệ đây là muốn làm gì, chúng ta nhìn thấy, cái này sự tình liền không xong, nhan như ngọc nhìn một chút chuồng ngựa, thấp giọng nói, vương gia, ngươi mang lồng đèn nhi đi ra bên ngoài chờ một chút ta một hồi tới hoắc trường hạt một chút do dự bất luận như thế nào ngựa là vô tội nhang như ngọc khẽ giật mình mới hiểu được hắn là hiểu lầm bất đắc dĩ cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không hạ độc chết mịa như lời ngươi nói về sau chúng ta còn muốn mở chuồng ngựa ta cũng ái mã sẽ không để cho bất luận cái gì một thất thù thương hoắc trường hạt không biết nàng muốn làm cái gì nhưng tín nhiệm vô điều kiện nàng mà lại cũng mơ hồ cảm giác được nhà như ngọc có chút đặc thù bản lĩnh lông đen đi hắn đem lông đen nhi keo lên căn dặn nhà như ngọc cẩn thận chút ta ngay tại bên ngoài được nhìn xem hắn ra ngoài nhà như ngọc một lát không ngừng hít sâu một hơi nếu như là cỏ khô tiền bạc lại nhiều nàng cũng không sợ nhưng những này là vật sống trước kia cũng chứa qua nhưng dù sao cũng là số ít số lượng nhiều như vậy còn là lần đầu tiên chứa vào hao tâm tốn sức trang sau khi đi vào không gian sẽ như thế nào cũng chưa biết chừng nhưng lúc này dung không được nàng suy nghĩ nhiều cấp tốc hành động một chứa vào mới phát hiện cảm thấy có ba bốn trăm thớt đều đoán ít những cái này mã tổng tổng cộng có gần bảy trăm thớt mã tiến nhập không gian nhang như ngọc vốn cho rằng sẽ đặc biệt chen chúc đột nhiên lại là một trận lay động nhang như ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút không phải là giả bộ quá nhiều muốn sụp đổ rồi lay động qua đi nơi xa một đoàn sương mù tán đi ánh mặt trời chiếu tiến đến vậy mà lại thêm ra một mảnh đồng cỏ nhang như ngọc mừng rỡ kém chút cười ra tiếng ngựa không dừng vó tiếng vào không gian nhìn thấy ngựa toàn bộ chứa vào tại đồng cỏ bên trên khoang thai ăn cỏ không gian hết thảy bình thường nhàn như ngọc cuối cùng thở phào rời khỏi không gian vừa muốn đi tìm hoắc trường hạt bỗng nhiên cảm giác ngực một trận nhói nhói nàng tức khắc trợn nhìn mặt đỡ lấy vách tường cố gắng hít sâu hòa hoãn thật lâu đau đớn mới chậm rãi thối lui nàng vuốt ngực khó tránh khỏi lo lắng từ lần trước thi châm tổn thương tâm mạch vẫn không có tốt lưu loát thầy thuốc không từ y nàng cũng nói không rõ đây là tình huống như thế nào, bất luận như thế nào, tạm thời còn phải che giấu hoắc trường hạt. có lẽ đợi khi tìm được gia gia, hắn sẽ biết, sẽ có biện pháp. nhan như ngọc xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, vỗ vỗ mặt, khôi phục một điểm khí sắc, ra ngoài tìm hoắc trường hạt. làm sao rồi? hoắc trường hạt đánh giá nàng, mệt mỏi rồi. nhan như ngọc cười yếu ớt lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. chúng ta rời đi nơi này. hoắc trường hạt nhìn một chút chùa ngựa, kia yên tâm, ta đều an bài tốt ngựa bọn hắn một thớt cũng không chiếm được, nhà như ngọc lôi kéo đi, đi, đi xem một chút cỏ khô bên kia, mặc dù không gian bên trong có đồng cỏ, nhưng về sau ngựa cũng là muốn lấy ra dùng, cỏ khô vẫn là chuẩn bị bên trên một chút. Bọn hắn những cái này cỏ khô phẩm chất. Thượng giai không dùng thì phí, cũng là ngựa ăn quen, nơi khác muốn tìm loại này phẩm chất, cũng không quá dễ dàng, phía trước xe ngựa đã đi được không sai biệt lắm. Còn thừa lại số lượng không nhiều mấy chiếc, nhà như Ngọc thừa cơ nghỉ ngơi một hồi, chờ xe ngựa đi đến, liền bắt đầu hành động, cỏ khô cũng hết thảy trang đi, nhàn như ngọc cũng không tiếp tục xuất hiện khó chịu, tâm tình cũng khoan khoái không ít, lông đen nhi vây quanh hoắc trường hạt, đổi tới đổi lui, hoắc trường hạt cũng không. Tốt bỏ đi nó, nhàn như ngọc trốn ở hoắc trường hạt sau lưng, gật đầu đáp ứng, trở lại chỗ ở, nhàn như ngọc mệt mỏi cực, nhìn xem ghé vào dưới hiên lông đen, xuất ra một điểm thịt khô cho hoắc trường hạt, người đi đút nó, ta ngủ một lát, hoắc trường hạt vui vẻ đồng ý, nhàn như ngọc ngã đầu nằm xuống, ngủ một giấc đến bình minh không gian chấn động lúc mới bị đánh thức phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là không gian lại lắc lư muốn sập kịp phản ứng mới ý thức tới là phương trượng điện báo thế nào nhan như ngọc hỏi như ngọc chúng ta hôm nay liền phải quá vĩnh bình thôn đêm qua ta nhìn thấy ngân đỉnh tiểu tử kia cầm tới một con bồ câu đưa tin sau đó cũng đi tìm quá mã đại nhân là các ngươi gửi tới đi hẳn là vương gia thả ra bồ câu đưa tin đến nhan như ngọc hoàn toàn tỉnh táo lại vĩnh bình thôn sự tình là ngươi là thế nào nói mã đại nhân lúc đầu cũng không có ý định đi về sau ta thăm dò một chút, sau đó lại nói cho hắn nói, thụ Phật tổ chỉ dẫn điểm hóa, muốn tránh đi vĩnh. Bình, hắn tin tưởng không nghi ngờ, phương trượng cười ha ha, thế nào, ta có phải là rất cơ trí, nhàn như ngọc cũng không nhịn được cười, hoàn toàn chính xác cơ trí, một chiêu này trăm phát trăm trúng, xem ra đại sư thân phận vẫn là lợi nhiều hơn hại như thế, dù sao có chỗ tốt, phương trượng ngưng cười, còn nói, người bên kia thế nào, thuận lợi sao, có không có thu hoạch gì, thu hoạch tương đối khá nhà như ngọc tính toán thời gian hai ngày nữa các ngươi liền có thể đến vĩnh sương lân cận ta nhìn xem tình huống bên này không chừng có thể gặp mặt không phải nói để chúng ta đi trước lâm thành sao phương trượng buồn bực cho nên nói nhìn tình huống nhà như ngọc nhất thời cũng không nắm chắc được tùy thời liên hệ đi tốt phương trượng sảng khoái đáp ứng đúng bối bối bọn hắn đang ăn điểm tâm hôm nay liền lên đường nhanh như vậy nhà như ngọc nghĩ lại lại nghĩ một chút cũng kém không nhiều nàng chỉ bận biểu chuyện bên này đều quên thời gian chúng ta viết nhanh phương trượng thanh âm đều lộ ra đắc ý bối bối tiểu tử kia cũng là thật thông minh ra dáng hắn cùng tuyền đao một đội tuyền đao ăn nói vụng về nhưng tâm tư mãnh hai người hợp tác không sai ngân đỉnh không thể cùng bọn hắn đi còn có chút buồn bực phương trượng nói đến chỗ này tốc độ tăng tốc có biến tùy thời tìm ngươi a à. ta rút lui trước bái bai, lại treo nha như ngọc lại không buồn ngủ vừa vặn nhìn xem ngựa con ngựa cũng thật cao hứng tại đồng cỏ tự tại được nhiều không gian cây rong cũng tốt tươi nha như ngọc rất hài lòng đang nghĩ đi tâm thần nhán một cái cảnh tượng trước mắt giống như có chút biến giống như là bay quan lược ảnh cấp tốc ở trước mắt hiện lên vạn mã lao nhanh khí thế bàn bạc mà lại những cái kia ngựa cũng hất lên giáp cùng bình thường khác biệt cao vút hành khúc vang tiếng trống chấn thiên nơi chân trời xa bay tới một điểm đen từ nhỏ cùng lớn nha như ngọc còn không thấy rõ ràng tim đau đớn một hồi cảnh tượng trước mắt lại biến mất nàng ngồi tại quả hồng tử dưới cây, nhắm mắt dưỡng thần, chờ kia cổ đau đớn biến mất, suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì, nàng không có trải qua chiến trường như thế kia, bình thường cũng không thích xem loại chiến tranh phim, lẽ ra không có loại này đoạn ngắn ký ức nhưng luôn cảm thấy mới không phải ảo giác trái lo phải nghĩ, đầu đều có chút đau nhức, lại tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, lấy xuống hai viên quả hồng tử ăn, cảm giác tốt lên rất nhiều rồi. khỏi không gian, gian phòng bên trong không người, Hoắc trường hạt đã thức dậy trong sân cùng lông đen nhi chơi nha như ngọc đẩy ra cửa sổ lông đen nhi vui chơi chạy đến dưới cửa xong nàng vẫy đuôi le lưỡi nha như ngọc tâm kéo căng cầm hai khối thịt làm cho nó lông đen nhi ngậm lấy thịt xong nàng lắc đầu vẫy đuôi nha như ngọc cũng không nhịn được cười hoắc trường hạt cười nói gia hỏa này cũng biết người đó định đoạt biết nên lấy lòng ai một hồi để ám vệ dẫn nó đi ngươi chừng nào thì không sợ lại nói nha như ngọc có chút ấy nấy nhìn xem lông đen hoắc trường hạt tới nhẹ nắm tay nàng không duyên cớ là ngươi, nó ở chỗ này cũng hoàn toàn chính xác không tiện, nó tại chùa ngựa, không biết có bao nhiêu có nhận biết nó, không thể phức tạp tốt a. À. Nha như ngọc xuất ra một cái túi thịt khô, cái này cho nó ăn, ta nhìn còn thật thích, hoắc trường hạt bóp ra một khối, còn gì nữa không, đừng nói nó, ta đều thích còn có, đây vốn chính là cho chính chúng ta làm, cũng không có thả. Cái gì muối, cho nó ăn cũng phù hợp nha như ngọc cười nói, vương gia chớ cùng nó tranh, lông đen nghi lưu luyến không rời, vừa vặn xa phu ám vệ muốn đi ra ngoài đem nó thả trong xe xuất phủ đi vừa đi không bao lâu sư gia liền đến cầu kiến hoắc trường hạt ho khang vài tiếng eo vai hơi sập khí tràn nháy mắt biến nha như ngọc viện hắn tại dưới hi ngồi xuống sư gia mang theo cái hộp đựng thức ăn tiến đến khách khí đưa lên công tử đây là chúng ta vĩnh xương đặc sắc không tính là gì quý báu là đại nhân nhà ta một điểm tâm ý mời công tử nếm thử hoắc trường hạt ho khang nha như ngọc hỏi đại nhân làm sao không đến công tử nhà ta còn nói thương lượng với hắn một chút biểu diễn tại nhà sự tình sư gia con ngươi đảo một vòng đây là thiêu lý rồi hắn tranh thủ thời gian chắp tay giải thích công tử có chỗ không biết đại nhân không phải không đến là có chuyện ngăn trở những cái này ăn uống là đại nhân tự mình đi đang muốn đưa tới cửa nhà môn khách tới này mới khiến tại hạ đưa tới hắc trường hạt khí tức yếu ớt nói đại nhân một ngày trăm công ngàn việc còn muốn lấy ta vô cùng cảm kích sư gia cấp tốc liếc hắn một cái cũng chia không ra đến tột cùng là lời hữu ích vẫn là nói mát, nhất thời không biết nên nói cái gì a à, đúng, hắn lập tức nghĩ ra, tản tin tức sự tình, đã bắt đầu lo liệu, mời công tử yên tâm, làm phiền sư gia, hoắc trường hạt nhìn một chút nhan như ngọc, nhan như ngọc cười yếu ớt, xuất ra phiến vàng lá đưa tới, sư gia tâm hoa nộ phóng, hai tay tiếp nhận, cái này làm sao có ý tứ, nhan như ngọc cười tủm tỉm. Sư gia, không biết nha môn đến người nào, không có ý tứ gì khác, nếu là việc nhỏ, kia công tử nhà ta liền đi nhìn một chút đại nhân nếu như là quý khách vậy chúng ta liền ngày khác sư gia được vàng lá cái kia còn có cái gì không thể nói không phải quý không đắt nhưng là cái nhân vật hung ác sư gia nhỏ giọng nói công tử mới tới vĩnh xương khả năng không biết chúng ta nhi lớn nhất không phải huyện thái gia mà là vĩnh xương huyện chủ hắc trường hạt ho khan vài tiếng nhàn như ngọc sắc mặc như thường chính là tiên hoàng hậu bà con xa cháu gái bị hoàng thượng phong làm vĩnh xương huyện chủ vị kia giọng nói của nàng thông dong bình tĩnh, trong ngôn ngữ mặc dù không có cái gì khinh bị ý tứ, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh sợ sư gia trong lòng hơi ngạc nhiên, đầu óc xoay nhanh, khó trách anh để nói, cái này có thể làm thương nhân buôn muối người đều không đơn giản, khẳng định có bối cảnh, mà cái này giả công tử, vẫn là cái muối thương, nghe nói sinh ý lược cả nước, kia. Bối cảnh phải hùng hậu đến mức nào, nghe một chút, liền vĩnh xương huyện chủ sự tình đều có thể thuận miệng nói đến, hơn nữa, còn là từ một cái tỳ nữ miệng bên trong nói ra, sư gia gật đầu nói, không sai, chính là Vĩnh Sương huyện chủ dù không ngừng đây, nhưng chúng ta chuyện nơi đây cũng là muốn hướng nàng bẩm báo, trong thành cũng có huyện chủ phủ, có không không ít người quản sự quản lý ruộng đồng trang tử cái gì, hôm nay đến chính là phụ trách trang tử đại tổng quản, Hoắc Trường Hạc hư. Nhẹ, không hề nói gì, nhưng thần sắc cho thấy hết thảy nha như ngọc cười nói, đại tổng quản lớn bao nhiêu, sư gia sững sờ không biết lời này làm sao tiếp Nhà Như Ngọc giống như cười mà không phải cười, đừng nói nơi này một cái trang tử bên trên tổng quản, chính là các lão trong phủ đại tổng quản, nhìn thấy công tử nhà ta xe kiệu cũng phải sang bên xuống ngựa sư gia trong lòng rung lên, là, là, công tử thân phận quý giá, tất nhiên là bọn hắn không thể bằng. Nhàn Như Ngọc còn nói, sư gia, lời này ra ngoài cũng không thể nói lung tung nha, tại hạ không dám, sư gia tranh thủ thời gian cuối đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi nói vị kia đại tổng quản, không hảo hảo loại hắn địa, tới làm cái gì? Hoắc Trường Hạc hỏi người ta không phải trồng trọt sư gia thầm suy nghĩ, tại hạ thấp cổ bé họng, còn không biết tường tình, có điều, nhìn hắn sắc mặt cực kém, còn nói muốn mượn nha nội tất cả bổ khoái nha dịch, không biết là đã xảy ra chuyện gì muốn mượn hết thảy mọi người, tám thành là vì lấy chuồng ngựa sự tình nha, nha như ngọc âm thầm suy đoán. Hoắc Trường Hạc cũng mơ hồ đoán được, nhưng hắn không. Biết ngựa đã toàn bộ bị nha như ngọc lấy đi, ngược lại là hoành thật nhiều, trong nha môn công sai, cũng là hắn muốn mượn liền có thể mượn, hoắt trường hạt trong mắt thần sắc đạm mạc xem ra huyện lệnh đại nhân bình thường không ít bị khinh bỉ sư gia thở dài cũng không phải lời ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng muốn đi trở về tìm bổ ý của ta là nhang như ngọc khóe miệng kéo ra cái ý cười đến sư gia không cần khẩn trương chúng ta cũng không nghe thấy cái gì sư gia xấu hổ cười cười nhang như ngọc lại hỏi hiện giá trị mùa thu huyện lệnh đại nhân sẽ đi đi sang sao chúng ta tới lúc nhìn thấy bên ngoài có không ít ruộng đồng không biết có hay không bãi săn không có huyện lệnh cũng không biết cưỡi ngựa, không đi săn, sư gia nói, không sợ công tử trò cười, chúng ta trong nhà môn quan sai kỳ thuật tốt đều không có mấy cái, càng không biết đi săn, ngược lại là người ta huyện chủ nhà người, hơi có chút bản lĩnh, lâm thành bên kia có bãi săn, bọn hắn hẳn là đều biết lại. Rảnh rỗi phím vài câu, sư gia thích thời cáo từ vẫn như cũ là nhan như ngọc đưa hắn ra ngoài, hắn đối nhan như ngọc khách khí lại không dám coi thường, nhan như ngọc giống như vô ý nói, ta cùng công tử là đi đầu, đằng sau còn có thương đội, không biết nơi nào có thể mua được thượng đẳng cỏ khô, sư gia suy tư hồi lâu, mỗi khi gặp ba, đều sẽ mở phiên chợ, phiên chợ bên trên liền có, ngày mai chính là 23, cô nương nếu là muốn, ta đi chạy cái chân. Loài chuyện nhỏ nhặt này, nào dám làm? Phiền sư gia, nhang như ngọc khách khí, bình thường trong nha môn ngựa dùng cái gì cỏ khô, trong nha môn tổng cộng cũng không có mấy thất ngựa, cỏ khô cũng là từ phiên chợ bên trên mua, bằng không dạng này, ta để bình thường đi mua nha dịch nhiều mua chút, tốt, phiền phức, không phiền phức không phiền phức, sư gia khách khí vài câu, cao hứng rời đi hai lần đến, hai viên vàng lá, cao hứng xấu, nha như ngọc trở lại đến trong viện, hoắc trường hạt ngay tại cửa sân đợi nàng. Ta hỏi qua, hắn. Căn bản không biết có khô sự tình, nói là nha môn chỉ có mấy thất ngựa, có khô đều là nha dịch đi phiên chợ mua, hoắc trường hạt gật đầu, xem ra, ngô huyện lệnh căn bản không biết chù ngựa sự tình, những cái kia nhân mã xe tra huyện nha đèn lồng. Một là vì thuận tiện hai chỉ sợ cũng là muốn đem huyện nha lôi xuống nước, nha như ngọc nụ cười chìm lạnh, bọn hắn thật là năng lực, không cho người ta biết, còn muốn lợi dụng người ta, nếu là xảy ra chuyện còn có thể tìm thế tội ngô huyện lệnh có. Thể tới hôm nay cũng coi là mạng lớn, hoắc trường hạt suy nghĩ một chút, nếu như lần này hắn làm việc đắc lực. Vậy liền cho hắn cái thái bình, nha như ngọc minh bạch hắn ý tứ, chúng ta đến đó, cái kia liền sinh ra sự cố, sớm muộn cũng sẽ cho triều đình bên kia lấy cớ, nha như ngọc đột nhiên đình trệ, hai người đối mặt, đều nghĩ đến một cái khả năng. Hoắc Trường Hạc Trường Mi hơi vặn, ngươi là cảm thấy là có người tại lộ tuyến của chúng ta bên trên, từng bước thiết hãm, chúng ta như rơi vào hố bẫy, đó chính là chết được đáng đời, nếu như chúng ta không vào hố bẫy, nhân thể cần phải phản kháng, phản. Kháng được nhiều, hoàng đế cũng sẽ nhận được tin tức, cho là chúng ta không an phận, lưu vong con đường, đi ra bình sơn diệt trại khí thế, nha như ngọc dò xét nhà mình phu quân, hoàng đế lão như sợ là càng không yên lòng, hoắc trường hạt nhịn không được cười lên, lại hơi có chút lòng chua xót. Nha như ngọc nhẹ nhàng ôm một cái hắn, không cần để ý những cái này, chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cái kia cũng trách không được. Chúng ta, hoắc trường hạt cái cầm nhẹ đặt ở nàng hõm vai, được bọn hắn trong sân yên tĩnh ngồi đối diện, trong tay lại quấy làm vô hình vô sắc phong vân, vĩnh xương thế cục, đã bắt đầu lặng yên chuyển biến lâm thành bên trong, hai người hai ngựa, vừa đi vừa nhìn ven đường cửa hàng, tìm nhà náo nhiệt tiệm cơm, vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức, ăn xong bữa cơm. Liền hỏi thăm ra cái này Lâm Thành có mấy nhà sách trận, bao nhiêu vị người kể chuyện, bình thường nói cái gì sách ăn cơm xong, hai người. Tới lớn nhất sách bên ngoài sân đang nghĩ đi vào tìm sách trận lão bản thương lượng một chút, chợt thấy sưu sưu từ bên trong ném ra hai dạng đồ vật tới, một là túi sách tử, một là một cái phá cây quạt ngay sau đó, một cái lão già cũng bị hai cái tiểu tử đẩy ra ai, ta nói, quân tử mây, động khẩu không động thủ, đừng đẩy ta, đừng đẩy mang lấy ta cũng không được, vung ra, cút xa một chút, đừng có lại đến rồi, tiểu tử chỉ vào lão đầu nhi mắng chúng ta cái này sách trận không muốn ngươi trồng. rau bao, lại đến liền đánh gãy chân của ngươi, lão đầu trở mình một cái đứng lên, chống nạnh mắng, ai là bánh bao nhân rau, ai là bánh bao nhân rau, ta liền hỏi ngươi, ai, là, đồ ăn, bao, quân tử mây, nói chuyện liền hảo hảo nói, không muốn nhục mạ người khác, đi, đừng để ý đến hắn, cùng hắn so sánh cái gì lực, hai cái tiểu tử quay người đi vào, phân phó cổng tiểu nhị, coi chừng, đừng để hắn tiến đến, lão đầu nhi nhặt lên túi sách tử cùng cây quạt đang nghĩ lại đau khiển trách vài câu ngẩng đầu nhìn đến hai cái cách ăn mặc quý khí người trẻ tuổi đứng tại trước mặt lão nhân gia ngài là thuyết thư lão hữu chính là lão đầu nhi gật đầu công tử là điểm ấy bạc vụng cho ngài ngài có thể hay không cho chúng ta nói một đoạn có thể có thể a à, ở đâu nói lão đầu tranh thủ thời gian tiếp nhận bạc quay đầu nhìn chung quanh chỗ ấy kia có cái quán trà nhỏ tại kia nói hắn đi ở phía trước phải nhanh chóng đằng sau hai người đuổi theo lão đầu nhi muốn ấm trà, hai bàn. Hoa quả khô, từ túi sách tử bên trong xuất ra gia hỏa thập, ba vỗ liền mở nói, nói nói, liền quán trà người đều ít. Tiểu hỏa kế đi tới, không thể nhịn được nữa nói, ta nói, có thể đừng nói sao, người khác nói sách là kiếm khách ngươi, ngươi này cũng tốt, càng nói người càng ít, ngươi lại nói, liền đem ngươi đuổi đi, tiếng nói rơi, người trẻ tuổi xuất ra thỏi bạc, đặt lên bàn, ta bao tiểu nhị ánh mắt sáng lên, ôi, này làm sao lời nói nhi nói. Đa tạ công tử, kia tiên sinh ngài từ từ nói, người trẻ tuổi đưa qua chén trà nhỏ cho lão đầu nhi, ngài uống một ngụm trà, làm trơn giết hầu. Lão đầu nhi chép miệng hấp trà. Tiểu tử, nhìn hai người các ngươi có tiền đồ, xưng hô như thế nào, tại hạ ngọa long nhan bối, vị này là huynh đệ của ta, phượng sồ tuyền đao, ngươi gọi chúng ta ngọa long phượng sô là được, tên rất hay. Lão đầu nhi tán nói, không biết hai vị công tử đến lâm thành tới là thực không dám giấu giếm, ngọa long nhan bối nói hai huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã thích nghe sách, mơ ước lớn nhất chính là muốn trở thành một người kể chuyện, sau trưởng thành, liền bốn phí du lịch, mới thấy ngài đứng. Thẳng ở trên đường, khí vũ hiên ngang, cùng những người kia dằn co mà không sợ chút nào, nửa bước không lùi, quả thật trong lòng ta anh hùng vậy, vừa rồi lại nghe ngài thuyết thư, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, thực sự bội phục gấp, tuyền đau yên lặng uống nhất phẩm trà, trong mắt cũng không nhìn bối bối, chính là chính là đến bên miệng, lần này làm sao cũng nói không nên lời thật không biết như thế trái lương tâm bối bối cái miệng đó là thế nào nói ra liền lão đầu nhi này nói gọi là một cái khó nghe nghe được hắn trăm trảo cào tâm như ngồi bàn chông hận không thể giác đi qua cái này thuyết thư trình độ không bị người bóp chết đều tính nhẹ mặc kệ tuyền đau nghĩ như thế nào lão đầu nhi là vạn phần cao hứng một bộ rốt cục gặp được tri âm gặp nhau hận muộn dáng vẻ nghĩ một phát bắt được bối bối tay lại rẽ ngoặt bắt đem quả hạch kích động nói ta liền biết, sách trong tràn những tên kia, chính là đố kỵ ta, không nghĩ để ta đi thuyết thư, hừ, sợ ta đoạt việc. Buôn bán của bọn hắn, tuyền đao nhìn trái phải một cái, người ta quán trà sinh ý đều sắp bị ngươi quấy nhiễu bối bối chấp tay một cái, xin hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh, lão hữu họ kép tư mã, tên một chữ một cái nho chữ, các ngươi gọi ta đại nho là được, tuyền đao bối bối ánh mắt kinh hỉ hóa ra là đại nho tiên sinh, danh tự này quá phù hợp ngài khí chất phong độ, ngài phụ mẫu thật sự là sẽ lấy tên, bội phục bối bối quay đầu lại gọi tiểu nhị lại đến hai đĩa điểm tâm lão giả mặt mày hớn hở râu ria đều nhếch lên tới bối bối còn nói ngài nhìn có thể hay không dạy một chút ta kể chuyện nếu là ngài có thể thu ta làm đồ đệ ta chắc chắn thật tốt hiếu kính ngài ta tại lâm thành khoảng thời gian này ngài ăn uống ta toàn bao thế nào lão giả sững sờ trên dưới dò xét bối bối người nói thật bối bối lập tức đứng lên xong lão giả hành lễ lão nhân gia thù ta cúi đầu Bối Bối nhìn một chút Tuyền Đao, Tuyền Đao cũng tranh thủ thời gian đứng lên, tại Bối Bối đi. Theo phía sau hành lễ. Tư Mã Nho vẫy gọi phân phó tiểu họa kế, đến chén trà ngon, nói xong, lại đối Bối Bối nói, coi như người bái sư trà, Bối Bối tự tay đem trà bưng tới đưa lên, "Lão sư, mời uống trà." Tư Mã Nho cười ha ha, tiếp nhận trà đến uống một ngụm, "Trà này hết sức dễ uống nha, tốt, tốt." Hai người các ngươi ta nhận lấy, Bối Bối vô cùng cao hứng, đa tạ lão sư. Tư mã nho thỏa mãn sờ lấy râu ria, các ngươi dự định ở đây dừng lại bao lâu, bền ta mới nghĩ tới, ta phải giúp đỡ lão sư chấn thần uy, dạng. Này, bọn hắn những cái kia sách trận không phải không nguyện ý để ngài đi sao, chúng ta còn không hiếm phải đi, nhưng là, bối bối lời nói xoay chuyển, chúng ta còn không thể để bọn hắn thống khoái bối bối vỗ bàn một cái, tiểu nhị, đem trưởng quỷ gọi tới, cái này tiểu điếm, trưởng quỷ cũng chính là đông gia, khách quan, có dạng dò gì, bối bối lấy ra một thỏi bạc, hướng trên bàn vừa để xuống ta thay ta lão sư bao ngươi quán trà mười ngày cái này thỏi bạc về ngươi nhưng ta có một cái điều kiện trưởng quỷ con mắt tỏa ánh sáng cái này thỏi bạc phải có mười mấy lượng đừng nói mười ngày chính là một trăm ngày hắn cũng kiếm không đến chúng ta muốn tại ngươi cái này mở lâm thời nhỏ kết thúc đến khách nhân ngươi phải phụ trách nước trà nước trà miễn phí uống nếu như có người muốn quả đĩa kia bán tiền liền về ngươi như thế nào trưởng quỷ nụ cười hơi cương cấp tốc nhìn một chút tư mã nho trong lòng tự nhủ liền cái này còn đặt bao hết liền khách nhân đều không có dù sao cũng không quan trọng có cái này thỏi bạc hắn kiếm bộn không lỗ được không có vấn đề sự tình bàn bạc ổn thỏa bối bối cho tuyền đao đưa cái ánh mắt tuyền đao xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thanh la cái gì đến ngoài cửa đương vừa gõ bối bối đối tư mã nho nói lão sư ta mấy năm nay vào nam ra bắc cũng nói qua một chút không bằng để cho ta tới thử xem ngài ở một bên cho ta kiểm định một chút cũng kiểm tra một chút ta kiến thức cơ bản tư mã nho sợ lấy râu ri gật gật đầu không có vấn đề ngươi buông ra nói ta cho ngươi lật tẩy bối bối cảm kích không thôi tốt đa tạ lão sư thanh la vừa gõ nước trà miễn phí bản hiệu vừa để xuống liền hấp dẫn không ít qua đường gặp lại bối bối mặt mày mang cười là cái lấy vui người trẻ tuổi đều vui lòng nhìn xem xảy ra chuyện gì cũng có nhận biết tư mã nho nhỏ giọng nói nha là hắn nói sách nhưng khó nghe vậy ta phải nghe một chút có bao nhiêu khó nghe dù sao còn trắng uống trà đâu như thế đi đi nghe một người tới không sai biệt lắm có 10 cái thời điểm, bối bối nhỏ thước gõ vỗ, các vị, hôm nay ta muốn nói là, vô sĩ quý nữ xảo dùng kế, trọng nghĩa tướng quân bị hãm hại, hiện trường người sững sờ, đây là sách gì, trước kia chưa từng nghe qua bối bối ăn nói rõ ràng, căn trùng có độ, cố sự lại mới lạ, không nhiều lắm công phu, không chỉ có qua đường đều bị hấp dẫn lấy, liền quán trà trưởng quỷ cùng tiểu nhị đều nghe được nhập mê. Tư mã nho nhìn xem trên lấn tràn đầy người, lại nhìn một cái ngoài cửa đều là người, lại liếc mắt nhìn xem đối diện kia sách trận, khóe miệng cũng liếc lên, đây là hắn đồ đệ, thân đồ đệ trời sắp giữa trưa, Ngô huyện lệnh cuối cùng có thể đằng mở thân, vội vàng tới gặp Hoắc Trường Hạc vừa đi, một bên nghe sư gia nói với hắn sớm tới tìm lúc tình huống, nghe nói Hoắc Trường Hạc tiểu tỷ nữ căn bản không có đem Vĩnh Sương huyện chủ để vào mắt, đừng nói gì đến đại tổng quản, mà lại người ta còn nói. Liền xem như các lão nhà quản gia cũng phải xuống ngựa xuống kiệu, Ngô huyện lệnh cảm thán, thật sự là người so với người phải chết a, à, lão thiên có mắt đưa tới cho ta như thế một tôn lớn tài thần không sai. Lần này là ta vận khí đến, anh rể, người quan chức ổn, nói không chừng còn có thể mở mày mở mặt, lại tăng quan đâu. Nha như ngọc chính cho ăn bác ca. Ngô huyện lệnh đến, bác ca bay đến bả vai nàng bên trên, tiểu hắc con mắt nhanh như chớp giò xét nha. Tốt cơ linh chim chóc, Ngô huyện lệnh khen ngợi nha như ngọc vỗ vỗ bác ca cái đầu nhỏ, bác ca bay đi đại nhân làm xong rồi. Nha như ngọc hỏi nàng không gặp lễ, ngữ khí cũng bình thường. Ngô huyện lệnh lại không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ngược lại cảm thấy, nàng liền nên như thế vâng, lúc đầu nghĩ đến sớm một chút tới gặp công tử, kết quả sự tình ngăn trở, ngô huyện lệnh trưởng quản một cái huyện sự vụ, tự nhiên bận rộn, nha như ngọc một chỉ trong viện băng ghế đá, ngồi. Ngô huyện lệnh ngồi xuống, hắn giọng, công tử đâu? Công tử nếm qua thuốc, phải ngủ một hồi, nha như ngọc rót trà, không biết đại nhân tại bận rộn cái gì, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay, ngô huyện lệnh trong lòng tự nhủ đương nhiên cần các ngươi cần bạc của các ngươi ai ngô huyện lệnh bưng chén trà thở dài sự vụ đích thật là nhiều cô nương hảo ý bản quan cảm kích chỉ là hắn suy nghĩ không thể nói rõ còn cái gì cũng không làm đi lên liền nói muốn để người ta nộp thế ngân vạn nhất đem người dọa đi liền hỏng bét nghe sư gia nói cô nương muốn mua chút cỏ khô hắn nói sang chuyện khác cái này bản quan ngược lại là có thể giúp một tay nha như ngọc cười yếu ớt chúng ta chính là cái đội buôn nhỏ mười mấy thất ngựa bổ sung một chút mà thôi, cũng không cần đặc biệt nhiều nàng hơi suy nghĩ một chút, không biết phiên chợ có bán hay không ngựa, nếu là công tử ở đây mở cửa hàng, cần mở rộng thương đội, ngựa là thiếu không được, có điều, chúng ta phải thượng đẳng ngựa, sư gia thở dài, đại nhân nhà ta đang vì ngựa. Chuyện xảy ra sầu ô, nha như ngọc nghi hoặc, đây là vì sao, ngô huyện lệnh hạ giọng, vĩnh xương huyện chủ trong phủ đại tổng quản nói, thất lạc một chút ngựa, chính để bản quan hiệp trợ tìm kiếm. Buổi sáng bận bịu liền là chuyện này, tất cả nha dịch cùng bổ khoái đều phái đi ra, đến bây giờ một chút tin tức không có, cô nương, không ngại cùng công tử nói, trước tiên đem cửa hàng mở, thương đội sự tình, chậm rãi bàn lại, quá cái này đầu gió, lại mua ngựa không muộn, nhan như ngọc hơi ngạc. Nhiên, còn có loại sự tình này, ngựa cũng là có thể thất lạc sao, chưa từng nghe nói. Ngô huyện lệnh cắn răng hàm, ai nói không phải, bản quan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, còn nói ném không ít thất, đều là thượng đẳng ngựa, nhiều như vậy thất, thành quần kết đội làm sao lại một điểm vết tích cũng không nhang như ngọc rất tán thành sắc mặt nghiêm túc nói ngô đại nhân nghe ngài lời này ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện chuyện gì ngô huyện lệnh cùng sư gia đều hiếu kỳ không tự chủ được hướng phía trước nghiêng nhang như ngọc nghiêm trang nói sớm mấy năm công tử mời một nhà tiêu cục áp vận bạc đi tiêu cục lúc chính gặp nơi đó một cái phú hộ đang cùng tiêu cục tranh chấp kia phú hộ lời nói hắn để tiêu cục áp vận không phải phổ thông đồ sứ kết quả bị đụng xấu một chút liền phải bồi thường tiêu cục lại nói phú hộ để vận chuyển thời điểm ra chính là hàng bình thường vật vận chuyển bạc nếu là vật quý giá nhất định tăng giá sư gia gật đầu đây là đương nhiên hàng bình thường vật cùng quý giá hàng hóa áp giải bạc khác biệt chúng ta bên này cũng là như thế không sai nhan như ngọc gật đầu nhưng phú hộ không nhận liền ấn định là tiêu cục khuyết điểm ta lúc ấy không hiểu được chỉ cảm thấy cái này phú hộ có chút vô lý về sau công tử nhà ta một phen mới điểm phá gì lời nói Sư gia lại hỏi nha như ngọc cười thầm, đây là cái tốt vai phụ đời kia phú hộ sau khi đi, tiêu cục nhân khí thật nhiều, công tử nhà ta nói, cái này phú hộ nhất định là gặp phải việc khó gì, muốn mượn này đe dọa một bút, về sau, tiêu cục người đi âm thầm nghe. Ngóng, quả nhiên biết được, phú hộ tại tiền trang thu bạc, tham ô nhà lúc công bên trong tiền, vì chắn lỗ thủng, không để trong nhà lão thái gia biết, liền nghĩ đe dọa tiêu cục sư gia mắng, thật sự là đáng hận, mình làm chuyện thất đức, còn muốn để người khác xuất tiền thật sự là không muốn mặt, nhang như ngọc nhấp hớp trà khóe mắt liếc qua ngắm thấy ngô huyện lệnh lông mày nhíu lại như có điều suy nghĩ nàng nhàng nhạt cười đại nhân công tử nhà ta phải ngủ bên trên một hồi ngài thời gian quý giá không bằng dạng này chờ công tử tỉnh ta đi bẩm báo ngài ngô huyện lệnh hoàng hồn đứng lên nói không cần làm phiền cô nương chậm chút thời điểm ta để sư gia lại đến một chuyến cũng tốt vậy làm phiền sư gia hai người đi ra bên ngoài sư gia thấy ngô huyện lệnh sắc mặt khó coi hỏi vội anh rể, làm sao rồi, ngô huyện lệnh cắn răng, ngươi đi, tìm mấy cái cơ linh, đi âm thầm nghe ngóng, nhìn xem cái kia đại tổng quản, gần đây đều làm những gì. Sư gia hút khẩu khí, nhỏ giọng hỏi, ý. Của ngài là, hừ, cái gì ngựa mất đi, ta nhìn hắn nói không chừng liền cùng cái kia phú hộ đồng dạng, đã làm gì không mặc mũi sự tình, sợ tại hắn gia chủ tử nơi đó chọc ra đến, nghĩ để chúng ta làm cái này quan đại đầu, sư gia trừng to mắt, ngài là nói, hắn căn bản là không có ném cái gì ngựa, là muốn cố ý lừa bịp ta, không sai, ngô huyện lệnh hận không thể dậm chân mắng, nếu không phải cô nương kia nhắc nhở, ta cũng không nghĩ đến cái này gốc rạ, còn căn dặn bọn bổ khoái phải thật. Tốt tim, cẩn thận tim. Đúng, đúng, là như thế cái lý nhi, sư gia liên tục gật đầu, ngài nói đến quá có đạo lý, kia là ngựa, từng thất lớn ngựa, đi đường ken két, nhiều như vậy thất cùng một chỗ ném, sao có thể không có tiếng vang đây, bọn hắn người đều biết mù rồi, nghe nói bọn hắn kia còn nuôi chó, ngô huyện lệnh càng nghĩ càng giận, đi nói cho người của chúng ta, không cần cẩn thận tìm, làm dán một chút là được, về sớm một chút, sư gia con mắt đi dạo, cũng không cần sớm đi trở về, liền để bọn hắn đi thăm. Do những ngày này đại tổng quản phát sinh chuyện gì, ngay tại trên đường ra, cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối, không sai, người nói đúng, nhanh đi làm, ngươi tự mình đi, được, sư gia quay người muốn đi, ngô huyện lệnh còn nói, giả công tử phân phó sự tình thế nào rồi, nhưng phải lo liệu cẩn thận, mặt khác liên hệ hai nhà tốt gánh hát dự sẵn nếu là giả công tử mở biểu diễn tại nhà muốn dùng liền để bọn hắn bên trên tin tức tràn ra đi hoàn toàn phù hợp yêu cầu lại lặng lẽ lại tán phải nhanh anh rể vẫn là ngươi hiểu tỷ ta vừa dứt lời một đạo hắc ảnh tử từ đỉnh đầu ngọn cây bay qua âm thanh lanh lảnh nói tốt cơ linh đại nhân tốt cơ linh đại nhân ngô huyện lệnh giật mình sư gia ngạc nhiên nói anh rể là cô nương kia cho ăn chỉ hát điểu coi như không tệ a à, ngô huyện lệnh tán thưởng nhìn một cái, người ta một con chim nhỏ đều đặc biệt như vậy, hai người nói, dần dần từng bước đi đến. Nhàn như ngọc thân ảnh tại cách đó không xa lóe lên, cười về viện, hoắc trường hạt căng. Bạn không có ở, ra ngoài ở ngoài thành nhìn một chút ám vệ, thuận tiện nhìn một chút ngày đó bọn hắn ở ngoài thành bố trí, có hay không sai lầm, lòng đen nhi cũng ở chỗ này, thấy hoắc trường hạt đến, vây quanh hắn lại nhảy lại nhảy, vương gia, lòng đen nhi linh thật nhiều, ám vệ khen ngợi, ngân đỉnh thì về thực sẽ nuôi như thế, hoắc trường hạt sờ sờ lông đen nhi đầu ngân đỉnh không nói những cái khác nuôi tiểu động vật rất tốt tình huống như thế nào hồi vương gia hết thảy bình thường nghi mật chú ý quá hai ngày chờ tin tức vừa đến bên này liền bắt đầu có động tác giới thời vụ tất cam đoan phải quá cục trên mặt đất không thể có bách tính nhất định không thể thương tới vô tội vân thuộc hạ minh bạch trời sắp chạm vạn tối hoắc trường hạt chuẩn bị trở về thành ngồi lên xe ngựa ám vệ lái xe không nhanh không chậm hướng hướng cửa thành chạy cửa thành sắp đóng lại xuất nhập cửa thành người rõ ràng so khác canh giờ phải nhiều không vội. Hắc Trường Hạc nói chú ý cổ xe, đừng đụng đến người đi đường vâng nhanh đến cửa thành lúc. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa vang, từng tiếng gấp rút, không có chút nào muốn tới cửa thành giảm tốc ý tứ tránh ra, tránh ra. Có người lớn tiếng quát hô người đi đường dọa đến mau nhường mở. Binh lính thủ thành quát người đến người nào, dám can đảm, lời còn chưa dứt một roi quốc tới làm càng, mù mắt chó của ngươi. Hắc Trường Hạc nhíu mày chọn mà nhìn ra phía ngoài vừa hay nhìn thấy xẹt qua bóng người, gầy gò, mặt gấm vóc. Thị vệ phục, áo choàng bay múa, lộ ra bên eo đao trong tay hắn chấp nhất roi ngựa, vừa mới rút quá binh sĩ, chính chỉ vào mắng, dám can đảm cản bản thị vệ, ngươi mù, hắn thủ hạ đạo sau lưng nói, nhìn không thấy sao, đây là chúng ta đại công tử bên người thứ nhất thị vệ, lăn đi binh sĩ bụng mặt, lui xa một bên, vài con khoái mã nghênh ngang rời đi, hoắc trường hạt sắc mặt âm trầm, là hắn. Hoắc Trường Hạc cố ý để ám vệ đường vòng huyện nha, ở ngoài cửa cũng không có nhìn thấy ngựa, nghĩ. Đến mấy cái kia cũng không có đến huyện nha tới, chính ta trở về, ngươi đi huyện chủ phủ bên kia nhìn một chút, bọn họ có phải hay không về bên kia vâng, Hoắc Trường Hạc trở lại chỗ ở, bác ca vỗ vỗ cánh bay đến ngoài viện nên đón, thất Lang, thất lan, công tử trở về rồi, nha như ngọc từ trong nhà ra tới, thế nào, hết thể thuận lợi, Hoắc Trường Hạc nắm chặt nàng tay, bên kia tình huống như thường, mới về thành thời điểm ở cửa thành nhìn thấy một người ai, hoắc trường tiễn thị. Vệ bên người, Kim Sơn, hoắc trường hạt lôi kéo nha như ngọc vào nhà, ta để ám vệ đi tìm hiểu, hắn đi nơi nào hắn lúc này đến, chẳng lẽ biết chùa ngựa sự tình rồi, nha như ngọc suy nghĩ, nhưng cũng quá nhanh chút hẳn không phải là, có lẽ chính là từ hắn phụ trách chuyện bên này, đến thông lệ kiểm tra, hoắc trường hạt đem ở ngoài thành nhạc trong bụi cỏ dại nhặt trứng vịt cho nàng, không cần phải lo lắng, người này hữu dũng vô mưu vẫn là cái đồ háo sắc, không đáng để lo, nhan như ngọc sờ lấy, mang theo dư ôn trứng vịt ban đêm làm cho ngươi ăn nàng cũng đem mua huyện lệnh cùng sư gia tới qua sự tình nói Hoắc trường hạt nhẹ biết ngọc nhi thông minh để bọn hắn đấu tranh nội bộ kim sơn đến rất đúng lúc hắn lòng dạ hẹp hòi để hắn đi hiểu lầm để chính hắn đi đoán càng có tác dụng hai người đang nói ám vệ trở về Hoắc trường hạt hỏi nhưng tra rõ ràng rồi kim sơn đi đâu ám vệ sắc mặt một lời khó nói hết hồi vương gia thuộc hạ tra rõ ràng hắn đi theo mây cát hoắc trường hạt khẽ giật mình lập tức ngắn mũi cười ra tiếng, tràn đầy mỉa mai. Nha như ngọc hỏi, theo mây cát, kia là địa phương nào, ám vệ không dám nói, hoắc trường hạc hỏi, còn có tin tức khác sao, hồi vương gia, huyện chủ phủ đại tổng quản, mới tiến huyện nha, khí thế hùng hổ, hoắc trường hạc gật đầu, tốt, ngươi đi nhìn chầm chầm kim sơn, hắn có động tỉnh tới báo, vân, ám vệ rút đi, hoắc trường hạc đối nhang như ngọc nói, theo mây cát chính là thanh lâu, so kỹ quán muốn tốt một chút, bên trong nữ tử phần lớn là phạm quan gia nữ tử, nhàn như ngọc hơi ngạc nhiên. Cái này Kim Sơn, vào thành không đi huyện chủ phủ, không ban sai sự tình, đi trước loại địa phương kia, hắn cái này sắc tâm, thật đúng là đủ lớn, cho nên nói, hắn không đáng để lo, hoắc trường hạt nhìn một chút ngoài cửa sổ, chúng ta đi giải giải huyện lệnh đại nhân vây, tốt, vậy hắn nhất định sẽ hết sức cảm kích, ngô huyện lệnh quả là nhanh phiền tự khí chết, nhưng lại không thể nói, không thể biểu lộ, chỉ có thể phụng phiệu đại tổng quản sắc mặt âm trầm, nhìn qua sao hắn còn tức giận, ngô đại nhân. Cái này chuyện phát sinh tại ngươi trị hạ, nhất định phải từ ngươi đến quản, từ ngươi đến phụ trách, hắn hùng hổ dọa ngươi, nếu như không tìm về được, vậy ngươi liền đi Lâm Thành, chính ngươi cùng huyện chủ cùng đại công tử bàn giao, ta là không quan tâm những chuyện này, Ngô huyện lệnh tay tại trong tay áo bóp mình, nhắc nhở mình nhất định phải trấn định, đại tổng quản, đừng vội, bớt giận, huyện lệnh miễn cưỡng cười cười, chuyện này thực sự chuyện đột nhiên xảy ra, bản quan cũng là lần. Đầu tiên nghe nói, đại tổng quản nuôi nhiều như vậy ngựa Trước đó là một tia phong thanh cũng không có lộ ra, hắn thở dài, bản quan không phải là không muốn hỗ trợ, thực sự lực bất tòng tâm, bỗng nhiên lập tức biết, còn không có tiêu hóa xong tin tức, còn nói mất đi, cái này đại tổng quản hư cười nói, làm sao cái ý tứ, nghe huyện lệnh đại nhân ý tứ này, là nghĩ đến từ chối, vẫn là nghĩ đến đem sự tình quái đến trên đầu ta, ngô huyện lệnh trong lòng đã mắng một vạn câu nói, mẹ nó, không. Trách ngươi trách ai, rõ ràng chính là ngươi, chu ngựa sự tình ta hoàn toàn không biết. Tầng gốc ngựa lông đều không có nhìn thấy ngươi đột nhiên đến nói với ta ngựa mất đi để ta phái người đi tìm tìm không thấy liền phải chịu trách nhiệm ta đường đường huyện lệnh bị ngươi một cái tổng quản áp chế ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này tất tất đại tổng quản bản quan có ý tứ là muốn phá án dù sao cũng phải biết chân tướng đại tổng quản phụ trách nuôi ngựa bản quan thật là không biết nhưng bản quan đồng ý giúp đỡ có điều vẫn là muốn mời đại tổng quản nhiều lời một chút chi tiết mới là đại tổng quản âm thầm cắn răng Hắn có thể nói cho Ngô huyện lệnh chi tiết sao? Nói rõ không thể, nếu không phải lần này gây ra rủi ro, hắn căn bản sẽ không để cho Ngô huyện lệnh biết bất cứ tin tức gì, nhưng hắn sốt ruột, lại một bụng tức giận, nhất định phải có cái ra hỏa khẩu đang muốn nổi giận, bên ngoài có tiếng bước chân vang, sư gia tới cửa nói: "Đại nhân, bên ngoài." Nói còn chưa dứt lời, đại tổng quản mắng: "Không có phép tắt đồ vật, không thấy được ta đang cùng người lớn nói chuyện sao, ngươi vậy mà cũng dám chạy tới quấy rầy, ngươi có mấy cái mạng?" sư gia tức giận đến con mắt bốc hỏa, vừa há mồm, lại nhắm lại mẹ nó, vậy ta không nói, dẹp đi, hắn lại hành lễ, quay người rời đi, đi ra bên ngoài nói, đại tổng quản nói, không có việc gì chớ quấy rầy, không rảnh, huyện chủ phủ nhị đảng quản gia sững sờ, cái gì, đại tổng quản là nói như vậy, không? Sai, sư gia lớn tiếng nói. Đại tổng quản có nguyên thoại là, không có phép tắt đồ vật, không thấy được ta đang cùng người lớn nói chuyện sao, ngươi vậy mà cũng dám chạy tới quấy rầy, ngươi có mấy cái mạng?" Nhị đẳng quản gia nhíu mày, đang nghĩ hỏi đại tổng quản đây là nói ai, sư gia đã quay người đi vào vừa tiến viện tử, trên cửa nhà dịch lại tới báo, "Sư gia, lại có khách nhân đến, không gặp không gặp, còn để ta đi bị mắng." Nha dịch nghĩ nghĩ, "Vậy ta đi nói." Ta nhìn kia công tử khục. Nhà Ho khang, cũng là khó chịu, "Ngươi nói có bệnh không hảo hảo ở nhà trị, chạy ra ngoài làm gì?" Sư gia lại dừng chân lại, "Ngươi nói cái gì? Ngươi tới là giả công tử, họ không họ giả không biết." dù sao là cái bệnh tật sư gia tranh thủ thời gian lại đi ra ngoài nên nhanh nhanh mở đại môn nha như ngọc cùng hoắc trường hạt trong xe ngựa chọn màn ra bên ngoài nhìn không bao lâu liền gặp sư gia chạy đến không nghĩ tới là giả công tử không có từ xa tiếp đón nhanh mời vào bên trong sư gia đến phụ cận khách khí phải hành lễ nha như ngọc viện hoắc trường hạt xuống xe vừa đi vừa nói sư gia không cần phải khách khí là ta đột nhiên tới chơi không biết đại nhân có đó không tại tại sau đó ta liền đi bẩm báo, sư gia tranh thủ thời gian phân phó, dân trà, thượng hạng trà, trà mang lên, sư gia đi mời ngô huyện lệnh vừa tới cổng, liền tức cao thanh âm, đại nhân, giả công tử đến, phía trước sảnh, cầu kiến đại nhân. Ngô huyện lệnh chính phiền phải không được, không? Nghĩ lại nghe đại tổng quản cái này vênh váo tự đắc, lần này giống như là cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian bắt lấy đại tổng quản, bản quan còn có chút sự tình, liền không bồi ngươi, ngươi yên tâm, ngươi nói sự tình, bản quan sẽ dùng tâm lo liệu đại tổng quản nghe lời này, trên mặt toàn bộ tràn ngập không vui vẻ, làm sao, đại nhân đây là muốn oanh ta đi, đi gặp cái gì giả công tử, ngô huyện lệnh cười nói, đại nhân lời này nói quá lời, chỉ vì vị này giả công tử thân phận đặc thù, bản quan. Muốn đích thân đi chiếu ứng một hai đặc thù, có bao nhiêu đặc thù, thực không dám giấu giếm, hắn là muối thương, phú khả địch quốc, ta nghĩ mời hắn tại Vĩnh Sương đến mấy nhà cửa hàng, đến lúc đó cũng là có lợi cho Vĩnh Sương, đại tổng quản con mắt hơi sáng, trong lòng cũng hiện lên mấy cái ý nghĩ ngựa mất đi, đây là sự thật, nếu là bị đại công tử biết, nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ hắn, nhưng trước lúc này, hắn muốn hết sức đem việc này ngăn chặn, hết sức đền bù tổn thất cho thỏa. Đáng, nếu quả thật như ngô huyện lệnh lời nói, có thể để cho cái này cái gì công tử, tại Vĩnh Sương mở cửa hàng, vậy sau này? Nghĩ đến đây, dạng này dê báo cũng không thể chỉ bị ngô huyện lệnh kiếm tiện nghi hắn cũng phải tính một phần nếu là dạng này vậy ta cũng đi cùng nhìn một chút liền đại biểu huyện chủ phủ ngô huyện lệnh một nghẹn, trong lòng thầm mắng đi cùng nhìn một chút sợ là có ý đồ xấu gì a à. có điều giả công tử tiện nghi cũng không phải tốt chiếm hắn tinh tế quan sát cảm thấy kia tiểu tỳ nữ không đơn giản hết thảy đều là nàng định đoạt giả công tử thậm chí sẽ không phản bác mà cái kia tiểu tỳ nữ tuổi không lớn lắm lại không phải cái hiếu chiến hạng người ngô huyện lệnh đứng dậy dẫn đường trong lòng tự nhủ liền để ngươi đụng mũi cho cùng một chỗ đến phòng trước, nhà như ngọc đối đại tổng quản đến một điểm không ngoài ý muốn, không chút hoang mang cho hoắc trường hạt rót trà, lại nhẹ nhàng vào vai, hoắc trường hạt trong lòng đắc ý, lại sợ nàng mệt mỏi, không có mấy lần liền nắm chặt nàng tay, đại tổng quản lên bậc cấp, vừa vặn nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm xem thường. Những cái này quý gia công tử đều một cái đức hạnh, liền thích tiểu cô nương tiểu tỳ nữ, bận biểu lúc hầu hạ, nhàn rỗi là một loại khác hầu hạ hư ngô huyện lệnh tiến lên gặp qua lễ, giả công tử, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là huyện chủ phủ đại tổng quản, hoắc trường hạt ho khan một cái, hóa ra là đại tổng quản, hữu lễ, hắn ngữ khí nhàn nhạt, gần chết cung kính cũng không, đại tổng quản nhanh chóng nhíu mày, giả công tử, kính đã lâu, hoắc trường hạt ho khan hai tiếng, nhíu. Mày nhìn xem đại tổng quản, ồ, ta dường như chưa bao giờ thấy qua đại tổng quản, Vĩnh Sương cũng là lần đầu tiên đến, đại tổng quản từ nơi đó ngửa quá ta, đại tổng quản một ngàn, ngô huyện lệnh trong lòng âm thầm cao hứng, nhìn xem đại tổng quản kinh ngạc, thực sự quá tốt, thở một hơi thật dài, dễ chịu, đại tổng quản cười khẽ, giả công tử thật sự là thích nói dẫn nha như ngọc nhàn nhạt tiếp lời, công tử nhà ta chưa từng thích nói dẫn đại tổng quản nhíu mày, đối mặt hoắc trường hạt. Hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng đối mặt nha như ngọc, nhưng liền không có kia sắc mặt tốt, cũng là nghĩ dết gà cho hầu tử nhìn, hắn lạnh xuống mặt, giả công tử gia đại nghiệp đại, tại hạ coi là sẽ giới hạ xâm nghiêm, không nghĩ tới vậy mà là không hiểu quy củ như thế, một cái tiểu tỳ nữ, cũng dám ở chủ tử trước mặt lung tung chen vào nói, hoắc trường hạt vén mí mắt xem hắn, đại tổng quản là huyện chủ phủ cái gì, đại tổng quản nhất khiên xuống ba, vậy dĩ nhiên là không phải cũng là nô. Tại sao, hoắc trường hạt không hề nể mặt mũi, đại tổng quản chính mình cũng là nô tài, còn xem thường nhà khác, lại nói Ngọc Nhi có thể làm ta chủ, ngươi có thể làm ngươi gia chủ tử chủ sao, đại tổng quản giận dữ đứng lên, ngươi, nhà như Ngọc cho hoắc trường hạt vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng, công tử chớ tức. Cẩn thận thân thể, bác ca đứng tại dưới hiên, giọng the thế nói, nô tài lớn mật, nô tài lớn mật, mang xuống, đại tổng quản, nha như ngọc cười yếu ớt, vỗ vỗ tay cánh tay, nhà. Chúng ta bác ca đều không vui lòng, tới bác ca bay tới, rơi vào cánh tay nàng bên trên, mắt nhỏ nhanh như chớp nhìn xem đại tổng quản. Sư gia ở một bên nín cười nhịn được đau bụng, nhịn không được bật thốt lên, cái này chim chóc thật thông minh, thông minh, thật thông minh, bác ca nhìn xem sư gia, lại nhìn xem huyện lệnh, làm gì đâu, làm gì đâu, đánh hắn nha, nha như ngọc kém chút cười ra tiếng, cái này bác ca khẩu âm càng ngày càng tạp, lúc trước là thích nói lời cửa miệng, từ khi biết phương trượng, tân thành lời nói cũng biết, cái khác phương ngôn cũng sẽ một chút, sư gia nuốt ngụm nước bọt, con mắt tỏa ánh sáng. Cái này chim chóc thật sự là quá tốt, cũng dám nói hắn không dám nói lời dũng sĩ, không, dũng chim, ngô huyện lệnh hắn giọng, liều mạng ngăn chặn nhếch lên khóe miệng, đại tổng quản, kia cái gì? Nếu không đại tổng quản nhìn chầm chầm bác ca, không nhìn ngô huyện lệnh, giả công tử, tại hạ khách khí, người chính là như thế đối xử mọi người sao, hoác trường hạc ho khan hai tiếng, ta người này yêu thích yên tĩnh, bình thường không đãi khách, trừ phi là đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Ta mới có thể thấy điều kiện gì, ngô huyện lệnh cùng sư gia cũng vẫn tai, vạn phần hiếu kỳ Ngọc Nhi đáp ứng để ta gặp, hoác trường hạc mặt mày mang cười, ta bác ca thích, đại tổng quản hỏa khí xông lên đỉnh đầu, hoác trường hạc cười cùng ngữ khí. Hắn thấy chính là khiêu khích, đại tổng quản tiến lên một bước, Ngữ khí có không che giấu được uy hiếp, giả công tử, xem ra Ngô Huyện Lệnh không có cùng ngươi nói đến quá vĩnh xương tình huống, ở đây là người đều phải xem huyện chủ phủ sắc mặt. Mà ta là trong phủ đại tổng quản, ngươi nói, nếu như ai bảo ta không vui vẻ, hắn còn có ngày sống dễ chịu sao? Ngô Huyện Lệnh giật mình, sợ vị này thần tài lại cho nói chạy, vội vàng nói, "Đại tổng quản, đại tổng quản trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, ngậm miệng, Ngô Huyện Lệnh mặt lập tức đỏ bừng lên, hóa trường hạt ý cười biến mất xem ra cái này vĩnh xương hoàn toàn chính xác khác biệt trước kia ở kinh thành lúc cũng coi như nhận biết mấy cái cao môn đại hộ cũng không có thấy nhà ai cái nào nô tài dám quát lớn mệnh quan triều đình ước chừng là trời cao hoàng đế xa nhà như ngọc tiếp lời có người muốn làm thổ hoàng đế a đại tổng quản sắc mặt trắng nhợt các ngươi đừng muốn nói bậy làm đều làm còn sợ người khác nói hoắc trường hạt nhìn một chút ngô huyện lệnh đại nhân tại hạ còn có chuyện trọng yếu làm phiền ngươi để không cho phép ai có thể ra ngoài đại tổng quản nhìn chằm chằm hắn ngắn ngủi cười một tiếng, tốt, tốt cực kỳ, đại tổng quản phất ống tay áo. Một cái rời đi, ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian muốn đuổi theo, quét thấy hoắc trường hạt ánh mắt lúc, lại nhìn xuống, cho sư gia đưa cái ánh mắt, sư gia kiên trì đi đưa ngô huyện lệnh cười khổ, để công tử chê cười, vĩnh xương dù tại ta trị hạ, nhưng ai, không đề cập tới cũng được, hoắc trường hạt nhấp một miệng trà, đại nhân không cần gấp, chỉ cần tuân thủ bản triều luật pháp, nói không chừng sẽ có phúc khí, sai người không phải ngươi thiên đạo tự nhiên có chủ trương. Ngô huyện lệnh chỉ. Coi hắn là an ủi, không có suy nghĩ nhiều. Công tử lần này đến, có chuyện gì muốn cùng bản quan thảo luận sao, biểu diễn tại nhà sự tình, nha như Ngọc trả lời, công tử nhà ta muốn đem biểu diễn tại nhà địa điểm định ở cửa thành cửa chính, ngô huyện lệnh sững sờ, cửa thành, ở bên ngoài, chính là, lần này biểu diễn tại nhà cùng bình thường khác biệt, phải ở bên ngoài, tới càng nhiều người càng tốt, ngô huyện lệnh cũng không biết bọn hắn hồ lô muốn làm cái gì, dù sao gật đầu đáp ứng chính là tốt, công tử yên tâm, tin tức đã truyền. Ra, chỉ chờ công tử định ra cụ thể ngày không vội, sa mang sư ngay tại suy tính, chính là hai ngày này, hoác trường hạt buông xuống chén trà, ngô huyện lệnh, đối theo mây các có ít nhiều hiểu rõ, theo mây các, ngô huyện lệnh ánh mắt hơi đổi, loại địa phương kia, bản quan không hiểu rõ lắm, nha như ngọc nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, ngô huyện lệnh có chút lúng túng, hắn giọng nói. Bản quan chỉ nghe nói bên trong có mấy cái không sai cô nương, A à, đúng năm nay có cái mới nhập quan gia nữ phạm nghe nói là không sai tài nghệ song tuyệt có điều không có đối ngoại lộ mặt qua nghe nói là đã có kim chủ nha như ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích đã có kim chủ kia có phải hay không chính là người thị vệ kia kim sơn Ngô đại nhân huyện chủ nhà công tử ngươi gặp qua sao Ngô huyện lệnh gật đầu gặp qua có điều hắn không thường đến gần đây một lần cũng đã là hơn một năm trước kia nghe nói vị công tử này bên người có hai cái đại thị vệ so đại tổng quản còn muốn uy phong không biết có phải hay không là cô nương nói là núi vàng núi bạc a đúng là như thế hai người bọn họ hoàn toàn chính xác rất thụ đại công tử coi trọng nghe nói thân thủ không tồi đi săn lúc có thể cầm hổ báo có điều bọn hắn thường xuyên tại đại công tử trái phải cũng rất ít tới có thể cầm hổ báo nha như ngọc trong lòng âm thầm xem thường thật đúng là có thể khoác lác ngân đỉnh cũng sẽ không khen loại này cửa biển lại rảnh rỗi phím vài câu, hoắc trường hạt cùng. Nha Như Ngọc đứng dậy cáo từ sư gia một đường đưa tiễn, tại Nha Như Ngọc sắp lên xe lúc, hắn do do dự dự, dường như có lời muốn nói, Nha Như Ngọc nhìn mặt mà nói chuyện, sư gia có việc, không ngại nói thẳng, sư gia dùng sức biểu một cái môi, lấy hết dũng khí nói, cô nương, ta muốn hỏi sự kiện, ngươi nói, hoắc trường hạt ở bên trong nghe, không biết gia hỏa này muốn làm cái quỷ gì, tùy ý bóp mấy hạt hạt thóc tại lòng bàn tay, bác ca từng cái nhẹ mổ. Sư gia hắn giọng, kia cái gì, ta muốn hỏi hỏi. Ngài, ngài có trứng sao, nha như ngọc sững sờ, không hiểu thấu, cái gì, sư gia trên mặt phím hồng, ngài đừng hiểu lầm, ý của ta là, ngài có trứng chim sao, nha như ngọc trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, bên trong hoác trường hạt cùng bác ca một người một chim đều ngẩn người nha như ngọc không hiểu thấu, có ý tứ gì, trứng chim, sư gia cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đến xỉa, liền, ta nhìn ngài con kia chim rất tốt cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có ý tứ chim. Chóc, không biết nó có hay không trứng, ta nghĩ ấp trứng một con nuôi. Nhan như ngọc không biết nên khóc hay cười, khen bác ca người nàng gặp qua không ít, nhưng nói ra muốn trứng vẫn là đầu một cái, bác ca cái đầu nhỏ từ màn cửa bên trong chui ra ngoài. Nhưng đầu nhìn xem sư gia, sư gia con mắt lập tức tỏa ánh sáng, giống nhìn thấy minh tinh phan hâm mộ. Hai, đồ đần sư gia, đồ đần sư gia, sư gia nhan như ngọc nhịn cười, xin lỗi, sư gia, ta cái này chim là chỉ công, không có trứng ý của ta là, nó sẽ không đẻ trứng. Sư gia một mặt thất vọng, vậy thì có. Cái gì huynh đệ tỷ muội sao, nhan như ngọc, thẳng đến lên xe, xe vượt qua giao lộ, nhan như ngọc cười đều không có dừng lại người sư gia này cũng rất có ý tứ, nhan như ngọc điểm điểm bát ca đầu, như thế yêu thích chúng ta tiểu lan, nhìn hắn kia biểu tình thất vọng, ta đều không đành, hoắc trường hạt hư nhẹ, coi như hắn biết hàng, đại tổng quản thở phi phi xuất phủ liền thấy nhị quản gia ngay tại cửa nha môn lân cận vừa đi vừa về đi dạo ngươi làm sao ở chỗ này nhị quản gia mau nói tổng quản tiểu nhân có chuyện trọng yếu tìm ngài chuyện gì nhị quản gia tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói kim thị về đến đại tổng quản sắc mặt đột biến cổng đèn lồng bên trong quan chiếu đến mặt của hắn giống như ma quỷ cái này ngươi làm sao không nói sớm tiểu nhân tại chỗ này đợi nửa ngày nói là ngài không gặp a à. đại tổng quản cắn răng hỗn trướng trong huyện nha đám này đồ vật càng ngày càng ngông cuồng quay đầu lại thu thập bọn họ. Kim thị về ở đâu, đi theo mây. Các, nhị quản gia hạ giọng, cho nên tiểu nhân mới không đến bẩm báo ngài đại tổng quản vạn lông mày. hắn không có về huyện chủ phủ, không có đi chùa ngựa, còn không có, sau khi đến đi trước theo mây các, đại tổng quản, chuyện này nên làm cái gì, ngài tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý, nếu là cho hắn biết chùa ngựa sự tình, kia vậy chúng ta đều phải chết, đại tổng quản quả thực đau đầu, hôm nay tìm một ngày, một điểm manh mối đều không có ta có thể có biện pháp nào nhị quản gia nhìn một chút huyện nha phương hướng đại tổng quản ngài nói chúng ta đem hết thảy đẩy lên huyện lệnh trên đầu được hay không đại tổng quản vặn lông mày trầm tư sắc mặt từng tấc từng tấc lạnh xuống nếu như thực sự không có biện pháp khác cũng chỉ có thể dạng này chẳng qua hắn hơi dừng lại có người cổng nồi còn phải có người ra bạc có bạc nơi tay, lại mua ngựa cũng không phải không được chúng ta đi đâu làm bạc bạc đều đưa trước đi nhị quản gia nhỏ giọng nói trong huyện nha bọn hắn cũng không có, đại tổng quản mắt sắc ngoan lệ, có điều, ta biết ai có, nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt ngay tại trong xe nói đùa, xe ngựa đột nhiên dừng lại, hoắc trường hạt hỏi, làm sao rồi, ám vệ ở bên ngoài trả lời, công tử, có người ngăn lại đường đi, ngài chờ một lát, nhan như ngọc hiếu kỳ, chọn mà nhìn ra phía ngoài, cũng không phải, phía trước giao lộ, hơn 10 cái người bịt mặt ngăn trở đường đi, sắc trời đã tối, ánh trăng u ám, trên xe ngựa đèn lồng lắc lư, trong tay bọn họ cương đau sáng loáng lóe hàng quang, còn rất đáng sợ. Ám vệ vung lấy roi ngựa xuống xe, hỏi, các ngươi là ai, cản xe của ta lại, muốn làm cái gì, cầm đầu người biệt mặt nhoáng một cái trong tay đao, để người trong xe xuống tới, chúng ta không nói với ngươi, ám vệ cười lạnh, muốn để ta chủ tử xuống tới, phải xem các ngươi có bản lãnh hay không quá ta cửa này một cái thối xa phu, khẩu khí cũng không nhỏ, thức thời mau mau cút đi, nếu không, muốn ngươi mệnh, cũng không ai dám nói cái gì ám vệ gật đầu, được, vậy liền đến muốn muốn chết người bịt mặt hét lớn một tiếng nâng đau chặt lên tới ám vệ không chút nào hoảng trong tay roi ngựa hất lên trực tiếp đem đau cuốn đi tiếp theo roi đem người quyển đổ lại hất lên đem đằng sau hai rút lật trong nháy mắt người bịt mặt đều bị đổ nhào ám vệ liền đau đều không có ra đi qua đạp lên cầm đầu người các ngươi là ai người bịt mặt cắn chặt răng không nói lời nào ám vệ cũng không nói nhảm roi vung mấy lần lập tức da tróc thịt bông người bịt mặt ngao ngao gọi vốn cũng không. Là cái gì ngạnh hán, ăn một lần đau nhất liền sợ nói, ta nói, chúng ta là huyện chủ phủ, một câu kêu đi ra, lại tự hồ có một chút lực lượng, huyện chủ phủ không phải là các ngươi có thể chọc được, tốt nhất tranh thủ thời gian thả chúng ta, bằng không mà nói, quản gọi các ngươi ba, hai roi đem hắn phía sau lại rút về đi, hoắc trường hạt nghỉ xuống xe, nhan như ngọc đè xuống ở, ta đi nhan như ngọc mang tiểu lan xuống xe, đi đến những người kia trước mặt. Ai bảo các ngươi đến, nhan như ngọc, hỏi người biệt mặt mím môi ám vệ rút một roi nói chuyện là đại tổng quản người biệt mặt nhịn đau trả lời nha như ngọc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa còn ngươi nhắm lại hắn gọi các ngươi làm gì ý muốn như thế nào người biệt mặt có tâm không nói lại sợ hãi ám vệ roi nha như ngọc xuất ra trụy thủ không nói liền dứt khoát chết ta không nghĩ lãng phí thời gian người biệt mặt làm sao cô nương này so xa phu còn hung ác ta nói đại tổng quản nói để chúng ta bắt lấy cát ngươi muốn để các ngươi ra bạc ra cái gì bạc này chúng ta không biết, chỉ biết là muốn bạc của các ngươi nha như ngọc ngữ khí lạnh lạnh, nếu như chúng ta không cho đâu, người biệt mặt ánh mắt buông xuống, thanh âm cũng bàn nhỏ phân, đại tổng quả nói, đây là vĩnh xương, không có khả năng để kẻ ngoại lai chiếm danh tiếng, nếu như các ngươi không thích thời, vậy liền liền trực tiếp giết chết nha như ngọc gật đầu, cho nên, các ngươi chính là chạy giết chúng ta đến, thật sao, người? Biệt mặt không nói chuyện, đã coi như là ngầm thừa nhận, nha như ngọc cười yếu ớt, ý cười không đạt đáy mắt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cũng không cần phải khách khí giết đi, xem như cho đại tổng quản đáp lễ vâng, nhà như ngọc trở lại đi hướng xe ngựa, không quay đầu nhìn một chút, đại tổng quản đang ngồi ở trong phủ phòng trước, nhắm mắt nghĩ đến phía sau xử lý như thế nào, may mắn kim thị vệ đi theo mây cát, nếu là trực tiếp đi chù ngựa hoặc là đến trong phủ, hắn còn không thật không? Biết như thế nào giao nộp, may mắn, có cái này thời gian chênh lệch, hắn có thể làm chút đền bù. Đến lúc đó liền nói là huyện lệnh phái người theo dõi đưa ngựa liệu xe ngựa, biết chuồng ngựa vị trí, lại để lộ biến mất, đến mức ngựa mất đi, dạng này là có thể đem trách nhiệm đẩy lên một nửa, lấy thêm về đại bút ngân phiếu, đưa trước đi, chắc hẳn kim thị vệ cũng sẽ thay hắn đảm đưa một chút, chỉ cần kim thị vệ nơi này lọt qua cửa, đại công tử nơi đó liền dễ nói, lớn không được hắn đi một chuyến, tự mình lại đi mua một nhóm ngựa, lấy công chuộc tội. Chủ ý quyết định, liền chờ kết quả đúng vào. Lúc này, bên ngoài gấp rút tiếng bước chân vang, thủ hạ gia đình lão đảo, thanh âm đều có chút bổ đại đại tổng quản việc lớn không tốt đại tổng quản trong lòng hung hăng nhảy một cái bỗng nhiên đứng lên phát sinh chuyện gì gia đình sắc mặt trắng bệch bờ môi run rẩy chân đều mềm đến bò không dậy nổi ngã xuống đất rung giọng nói đại tổng quản ngài ngài mau đi xem một chút ngoài cửa ngoài cửa đại tổng quản đá hắn một chân mắng một tiếng vô dụng nhanh chân đi ra ngoài còn chưa tới cửa phủ liền gặp đèn lồng chiếu rọi phía dưới mấy cổ thi thể treo ở trước cửa phủ nhẹ nhàng lắc lư vết máu tích táp rơi cả nhà miệng đại tổng quảng chân cũng mềm nhũng tâm kém chút từ lồng ngực bên trong nhảy ra hắn tại huyện chủ phủ tại vĩnh sương là mưa làm gió nhiều năm trên tay cũng có mười mấy cái nhân mạng nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế này còn đứng ngay đó làm gì mau đem thi thể lấy xuống bọn gia đình không dám lên trước bị hắn một trận cùng mắng đều kiên trì ba năm kết bạn đi qua cuối cùng đem thi thể lấy xuống đại tổng quảng dẫn theo đèn lồng cẩn thận nhìn lên đây không phải hắn phái đi ra cướp giết giả công tử người sao, sao lại thế, trong lòng hắn cuồng loạn, một cái thương nhân mà thôi, vậy mà như thế lớn mật, như thế khó chơi, đến tột cùng là lai lịch thế nào, cùng lúc đó, âm thầm điều tra đại tổng quản, nhìn chầm chầm huyện chủ phủ nha dịch bổ khoái vội vàng trở về bẩm báo. Ngô huyện lệnh chính mừng khắp. Khởi cùng sư gia nói chuyện, hai người nhiều năm tim phì muộn bị đánh quét hơn phân nữa, đều thoải mái thật nhiều, còn bỗng ấm ít rượu, chính uống đến vui vẻ, nha dịch cấp tốc đến báo đại nhân xảy ra chuyện ngô huyện lệnh một mụn rượu kém chút sặc ở xảy ra chuyện xảy ra chuyện ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt lão gia ta vừa cao hứng điểm đã xảy ra chuyện gì mau nói lão gia ngài không phải để chúng ta âm thầm điều tra đại tổng quản sao còn dành thời gian chầm chầm một chút huyện chủ phủ vừa rồi huyện chủ trước cửa phủ bị người dập rất nhiều thi thể phốc ngô huyện lệnh phun ra ngoài chết người rồi đúng vậy đại nhân còn không chỉ một đầu Ngô huyện lệnh mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu, sư gia tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, làm sao, chuyện gì xảy ra, Nha dịch đem tình huống nói chuyện, ngô huyện lệnh quả thực muốn chết, Nha dịch còn nói, đại nhân, chúng ta còn tra được, đại tổng quản quả nhiên có mờ ám, ngô huyện lệnh ráng chống. Đỡ ở một hơi, sắp khóc, ta còn quản hắn có cái gì mờ ám, ta cái này, bao nhiêu cái nhân mạng ta đều. Đại nhân, đại tổng quản nếu là đổ, ai còn sẽ truy cứu người nào mệnh sự tình, những người kia thi thể không treo tại nơi khác, lật treo ở huyện chủ cửa phủ, điều này nói rõ cái gì, đây là cùng hắn có thù, là chính hắn sự tình, cùng chúng ta có liên can gì, ngô huyện lệnh con mắt chớp chớp, sư gia mau nói, hắn nói đúng nha, chúng ta hiện tại liền phải đem đại tổng quản vạn ngã, chúng ta hiện tại có giả công tử làm trợ lực, chính là thời cơ tốt nha. Ngô huyện lệnh dần dần ổn định lại. Đúng, đúng, không sai, mau nói, bắt đến hắn nhược điểm gì, nha dịch tiến lên trước nhỏ giọng nói nhỏ vài câu nha như ngọc đang cùng hoắc trường hạc thương lượng muốn hay không đi theo mây các một chuyến ám vệ đến báo nói là ngô huyện lệnh cầu kiến để hắn tiến đến ngô huyện lệnh cùng sư gia cùng đi sư gia vừa vào nhà còn mắt trước rơi vào tiểu lan trên thân còn vẫn vẫn lên miệng vừa đồ treo chọc một chút bị ngô huyện lệnh lặng lẽ trừng một chút lại đem vẫn lên miệng thu hồi đi ngô huyện lệnh muộn như vậy đến là có chuyện trọng yếu gì sao hoắc trường hạc hỏi kỳ thật hắn cùng nha như ngọc lòng dạ biết rõ đơn giản chính là nghe nói huyện chủ phủ sự tình là có chuyện, muốn cùng công tử thảo luận, hoắc trường hạt cười khẽ, đại nhân nói quá lời, tại hạ chính là một cái thương hộ, có tự mình hiểu lấy, cũng không giống như có người, có thể lấy bình dân chi thân, hiệu lệnh đại nhân, ngô huyện lệnh chặn lại nói, công tử nói quá lời, là bản quan cầu trợ ở công tử đại nhân. Nói nghe một chút, sư gia tiến lên một bước, công tử, ngài còn không biết a à, huyện chủ trước cửa phủ treo mấy cổ thi thể, đây là đại tổng quản treo chọc cừu địch, Người ta đến báo thù, hoắc trường hà không chút biến sắc, chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống, sư gia cùng Ngô huyện lệnh liếc nhau, trong lòng tự nhủ người ta thấy qua việc đời chính là không giống, nhìn xem, nhiều trấn định, nghe nói xảy ra nhân mạng đều không mang sợ đại tổng quản dáng vẻ đó, công tử cũng nhìn thấy, bản quan vô năng. Bị hắn ức hiếp nhiều năm, thật sự là cho triều đình mất mặt, Ngô huyện lệnh thở dài, lần này xảy ra nhân mạng, nói không chừng hắn sẽ còn mượn cơ hội cho bản quan tạo áp lực, bản quan cũng không phải sợ hắn làm khó dễ thực sự là nếu như bản quan bị hắn vu cáo đến huyện chủ nơi đó không chừng huyện chủ thượng tấu triều đình bản quan cái này ô sa khó giữ được đổi lại huyện lệnh cũng chỉ có thể là huyện chủ mình người đến lúc đó công tử muốn ở chỗ này mở cửa hàng cũng liền không dễ giang hoắc trường hạt trong mắt liễm cười chậm rãi uống miếng nước đại nhân ý tứ là muốn để ta liên thủ với ngươi ngô huyện lệnh liên tục gật đầu là cực là cực bản quan chính là ý tứ này đối chúng ta đều tốt hoắc trường hạt không nói lời nào ngô huyện lệnh cũng không chắc hắn ý tứ ánh mắt chuyển hướng nha như ngọc trên mặt khẩn cầu nha như ngọc cười yếu ớt đại nhân ngài định làm gì tục ngữ nói dân không đấu với quan chúng ta kỳ thật không cần thiết chọc phiền toái như vậy nơi này không tốt mở vậy liền đi nơi khác mở công tử chúng ta có tiền còn sợ không có sinh ý làm sao ngô huyện lệnh mặc lộ vẻ xấu hổ là là như thế cái lý nhi thế nhưng là nếu như là công tử mình không làm vậy ngược lại tốt nói nếu là bị những người khác cho ép buộc cái kia cũng có hại công tử uy danh nha, nhàn như ngọc trong lòng buồn. Cười, đối hoắc trường hạt nói, công tử, đại nhân nói đến cũng có chút đạo lý, sư gia mau nói, chúng ta có đại tổng quản tay cầm, công tử hợp tác với chúng ta, nắm chắc rất lớn, nói nghe một chút, hoắc trường hạt nói, ngô huyện lệnh trong lòng đại hỷ, để nói, chính là có hy vọng, hắn mau đem đạt được tin tức một năm một mười nói, nhang như ngọc nghe, âm thầm suy nghĩ, ngô huyện lệnh nói xong, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhan như ngọc rót chén trà cho hắn đại nhân lời nói, có chứng cứ rõ ràng. Sao, có, có a à. ngô huyện lệnh nuốt một ngụm trà, người của ta đem sổ sách chép một phần, tuyệt không hư giả, hắn dứt lời, sư gia đem sổ sách đưa tới, nhang như ngọc lật xem vài lần, bạc số lượng cũng không phải ít, nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì, sư gia thần thần bí bí, cô nương có chỗ không biết, hắn hoa giá tiền rất lớn nữ tử này, cũng không phải bình thường người. Nàng là một phạm quan chi nữ, nhan như ngọc tâm tư khẽ nhúc nhích cùng hoắc trường hạt liếc nhau, phạm quan chi nữ. Đúng vậy, nghe nói nữ tử này không thể nào gặp khách, trừ phi là hoa giá tiền rất lớn, đây chính là cái động tiêu tiền, hắn coi như có tiền nữa, cũng nuôi không nổi loại này, cho nên, hắn nhất định là nuốt riêng tiền, ngô huyện lệnh cắn răng, tự như trước đó cô nương nói cái kia cố sự, hắn thua thiệt tiền, muốn tìm người khác cổng nồi, ta nhìn, cái gọi là cái gì ngựa mất đi, cũng là chính hắn dở trò quỷ, nhàn như ngọc nhìn xem hai người bọn hắn hai người này lực chú ý đều tại ngựa cùng. Tiền bên trên, nhưng nha như ngọc cùng hoắc trường hạt tâm tư, đã đến nơi khác, đêm đã khuya, theo mây các vẫn như cũ thông lửa tươi sáng, còn có uống rượu hành lệnh cùng sáu trúc thanh âm, Kim Sơn cùng phồn cho lại một lần tắm rửa về sau, bên cạnh nằm ở trên giường con mắt nhắm lại, ngón tay từng cái khẽ vuốt phồn cho lưng, phồn cho cùng hắn nói một lát lời nói, thực sự buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ, Kim Sơn lại không muốn ngủ sớm như vậy, hắn còn tinh thần thật nhiều, còn muốn uống chút rượu vài thứ một hồi lại đem phồn cho làm tỉnh lại hắn vừa đi mấy ngày trong lòng một mực nghĩ tới phồn cho nhẹ giọng xuống giường ngồi tại trước bàn sợ một cái thịt rượu đã lạnh đứng dậy đi ra bên ngoài gọi phòng thủ quy công để bọn hắn một lần nữa đổi một bàn thịt rượu tự uống uống một mình mặc dù không thú vị nhưng nghĩ đến một hồi phồn cho đẹp tư vị vẫn là tâm tình không tệ đúng vào lúc này chợt nghe ngoài viện có người nhỏ giọng đàm luận phồn cho cô nương buổi tối hôm nay lại có khách rồi nghe nói là nàng trước kia kim chủ trở về may mắn hai ngày này đại tổng quản không đến nếu không cái này nếu là đụng vào vậy nhưng làm sao tốt ngươi còn lo lắng cái này người ta đại tổng quản sợ ai náo lên liền náo thôi đại tổng quản không phải nói phồn cho cô nương sớm tối muốn bị hắn chuột thân chuột thân nàng thế nhưng là phạm quan chi nữ sao có thể tùy tiện chuột thân ngươi đây liền không hiểu đi đại tổng quản là người bình thường sao kia là huyện chủ tâm phúc không phải cái này lớn như vậy huyện chủ phủ có thể giao cho hắn có huyện chủ mở miệng còn có thể không được sao là cái này lý nghi vậy trước khi kim chủ thật sự là quan đại đầu ta nghe nói cũng không phải cái người bình thường nha cái gì một loại không tầm thường hắn không thường tại cái kia so ra mà vượt đại tổng quản cái này gọi huyền quan bất như hiện quản chật chật vẫn là có tiền tốt đại tổng quản cũng tốt kim chủ cũng được đều là không thiếu tiền nếu không cũng không thể gần phồn cho cô nương thân nha hai người dần nói xa dần thanh âm là từ ngoài viện truyền đến nếu không phải Kim Sơn nghĩ lực qua người, cũng không nghe thấy, hiện tại cũng chỉ là nghe được Đức Quảng, không rõ ràng lắm, Kim Sơn trong lòng nháy mắt bốc hỏa, trên tay dùng sức ba đem cái chén bóp nát, đại tổng quản, cái gì đại tổng quản, kia tên cẩu nô tài cũng xứng, hắn quay đầu nhìn chầm chầm trên giường phồn cho, đứng dậy nhanh chân đến bên giường, một cái kéo lên phồn cho đứng lên, phồn cho chính buồn ngủ, toàn thân xương cốt đều muốn. Tan ra thành từng mảnh, miễn vừa mở mắt, liền thấy Kim Sơn hung thần ác sát mặt trong nội tâm nàng giật mình, tranh thủ thời gian hỏi, Kim Lan, làm sao rồi, Kim Sơn tay bấm ở nàng cầm, ta hỏi ngươi, lúc ta không có ở đây, có ai tới qua, phồn cho sắc mặt hiện lên một nháy mắt kinh hoảng, nghĩ lắc đầu lại không động đậy, bị Kim Sơn nắm bắt thanh âm đều có chút mập mờ, không có, không có ai Kim Sơn ánh mắt âm tàn, tay đi xuống, bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ, phồn cho, ngươi là cảm thấy ta. Cưng chiều ngươi, cho nên liền có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, trò cười, lão tử nói cho ngươi, cưng chiều ngươi, là muốn ngươi vì lão tử trông coi, dám can đảm cùng nam nhân khác, bất trinh không khiết, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi, phồn cho hoảng sợ trừng to mắt, cảm giác kim Sơn ngón tay cùng cái kỳ một chút, cắt cao kèm ở nàng, từng tất từng tất nắm chặt hô hấp của nàng, nàng muốn nói chuyện, lại nói không ra, trước mắt sự vật bắt đầu mơ hồ, lỗ tai một. Mảnh vù vù, chưa hề gần gũi như vậy tử vong, bỗng nhiên trong viện truyền đến một trận tiếng vang, còn có sáng lên bó đuốc, Kim Sơn buông tay ra, đem phồn cho để ngã tại giường, nhanh chân đi ra đi phồn cho tê liệt ngã xuống tại giường, dùng sức phút cổ ho khang không ngừng, nước mắt ào ào lưu, ngực một trận nhói nhói trong viện ánh lửa chớp động, nàng bất lực không muốn động, nhưng lại hoảng sợ, không biết lại phát sinh chuyện gì, ráng chống đỡ lấy đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phía nhìn ra phía. Ngoài đến chính là theo mây các mấy cái tay chân, một tay dơ bó đuốc, một tay cầm da hỏa, ồn ào. Kim Sơn đứng tại trên bậc thang, mặt giận dữ, các ngươi làm cái gì, cầm đầu tay chân nói, chúng ta là tới lời còn chưa dứt, Kim Sơn trong tay lãnh quang lóe lên, một viên tiêu đánh đi ra, chính giữa tay chân giết hầu bịch một tiếng, tay chân té ngã trên đất, máu cấp tốc tuôn ra, thân thể có chút run rẩy mấy lần, bất động bó đuốc rơi tại một bên, lột bột lột bột vài tiếng, trừ cái đó ra, trong viện không có cái khác tiếng vang. Cái khác tay chân đều kinh ngạc đến ngay người, ai cũng không dám. Ngôn ngữ, Kim Sơn ánh mắt hung ác chết cái mạng này trong mắt hắn không đáng kể chút nào tới làm gì lần này không ai dám nói cũng không dám động kim qua ngón tay nắm bắt tiêu đừng để ta hỏi lần thứ ba mấy người dọa đến hai chân run rẩy không nói không được nói lại sợ bị đánh chết nói có người nhát gan dọa đến quỳ trên mặt đất run rẩy nói quý khách tha mạng tiểu nhân không phải cố ý quấy rầy là mới nhìn thấy nhìn bóng đen lách vào sợ va chạm ngài lúc này mới tiến đến tìm kiếm kẻ xấu tìm kiếm kẻ xấu kim sơn dò xét mấy người bọn hắn bọn hắn đều liên tục gật đầu tiểu nhân chờ không dám nói láo, Kim Sơn bước xuống thang, bọn hắn dọa đến thẳng hướng lui lại, Kim Sơn liền như là sát thần, mục tiêu liền có thể để người chết, bọn hắn loại này tiện mệnh, hoàn toàn không cách nào chống cự, chết đều chết vô ích thật chứ, đương xoẹt, Kim Sơn nắm bắt ngân tiêu cắm thẳng vào người này bên cạnh cái cổ, người kia hai tay che vết thương, ngã xuống đất mà chết, những người khác dọa khóc. Quy nằm xuống cầu xin tha thứ, giết hai cái choáng váng những người này, Kim Sơn mới nói, muốn sống có thể ta hỏi cái gì các ngươi liền đáp cái đó là là bình thường phồn cho trong viện tử này nhưng có khách nhân nồng đậm mùi máu tươi ngay tại chóp mũi thi thể còn chưa lạnh song trọng kích động để bọn hắn cái nào cũng không dám nói láo ngẫu nhiên có không phải mỗi ngày có hai ngày này không có là ai là huyện chủ phủ đại tổng quản kim sơn sắc mặt âm trầm giống như nước ánh mắt hung ác như rắn hắn thường tại lâm thành mỗi lần tới cũng cố ý giấu giếm thân phận cho nên người khác không biết thân phận của hắn, nhưng huyện chủ phủ đại tổng quản khác biệt, đại tổng quản lâu tại Vĩnh Sương, gần như người người đều biết, Kim Sơn cuối người, đem tiêu từ tử thi lấy xuống, trong tay nhẹ nhàng chuyển động, mấy người thấy run như cầy sấy, cút, là, là, mấy người lộn nhào, tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy chậm rãi, Kim Sơn lại nói, đem tú bà gọi. Tới vân, Kim Sơn không nhìn thi thể, nhanh chân trở về phòng, chuẩn bị một thanh bóp chết phồn cho, nào biết, đợi về đến phòng, lại phát hiện phồn cho đã không biết tung tích, vừa mới bởi vì giết hai người mà hơi tiếc hạ lửa lại nháy mắt luồn lên, tiện nhân, ra tới, không ai trả lời, trong phòng đồ vật vốn cũng không nhiều, có thể chỗ giấu người càng ít, trong tủ treo quần áo không có, trong rương không có, kim sơn trong mắt đốt lên lửa giận, tiện nhân kia còn có thể mọc cánh bay hay sao? Quay đầu nhìn thấy gian phòng cửa sau, vọt lên xem xét, quả nhiên thấy có quần áo phất qua vết tích cửa sau dưới, còn có hai cặp dấu chân, một lớn một nhỏ, lớn, rõ ràng là cái nam nhân. Kim Sơn cười lạnh một tiếng, liếm liếm bờ môi, tốt, đây là muốn hổ bên miệng nhổ Long A, à. trong viện truyền đến tiếng vang, mụ tú bà đến, Kim Sơn lại trở lại trong phòng, nơi xa bóng cây bên trong, phồn cho rung thành một đoàn, vừa rồi Kim Sơn giết người dáng vẻ nàng đều xem thấy, nhảy ra cửa sau tìm bộ dáng của nàng cũng nhìn thấy, cặp mắt kia bên trong rõ ràng liền có sát ý, nha như ngọc nhỏ giọng hỏi, có thể đi sao, phồn cho rung rẩy gật gật đầu, vừa cất bước liền rung chân phải đứng không? Vững nha như ngọc nàng nhìn một chút hoắc trường hạt hoắc trường hạt che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mặc dù như thế cái này trong hai mắt đều có thể thấy rõ cự tuyệt hai chữ nhang như ngọc bất đắc dĩ đành phải nói ta đến cổng ngươi hoắc trường hạt hoắc trường hạt sao có thể để nhang như ngọc lưng phồn cho nhưng làm sao ám vệ lại không có theo tới đành phải cắn răng mình tới cảm giác được phồn cho úp sấp trên lưng hắn một nháy mắt kia hoắc trường hạt toàn thân đều kéo căng cắn chặt quai hàm mới khống chế lại đem nàng ném ra xúc động đều là nữ tử làm sao khác biệt như thế lớn, hoắc trường hạt âm thầm khẳng định, quả nhiên, hắn trời sinh chính là cho nhan như ngọc chuẩn bị, cái khác nữ tử đều không được, hoắc trường hạt dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất khinh công, nhanh như chớp quay về chỗ ở nhan như ngọc đều kém chút không có đuổi theo, tới nơi đều thở nặng khí, cơ hồ là tiếng viện tử, hoắc trường hạt liền đem phồn cho ném. Ta đi thu thập một chút, dứt lời liền vội. Vàng vào nhà nhan như ngọc dở khóc dở cười, không nể mặt bên trên miếng vải đen cũng thấu khẩu khí phồn cho gặp nàng là cái dung mạo thanh tú nữ tử nhìn cách ăn mặc hẳn là một cái tỳ nữ nhẹ nhàng phúc thân xin hỏi cô nương phương danh nhàng như ngọc không cần nghĩ ngợi ta gọi tiểu lan tiểu lan cô nương phồn cho gật đầu lúc này nhìn qua trấn định không ít nơi này ra sao chỗ ta cùng công tử tạm cư chỗ người có thể ở đây tạm lánh nhang như ngọc gặp nàng cảm xúc ổn định lại cũng không có vòng vo phồn cho cô nương có chuyện ta muốn hỏi ngươi chuyện gì người biết mới nam nhân kia thân phận sao phồn cho sững sờ trong mắt nói tiểu lan cô nương lời này ý gì là cảm thấy ta lưu lạc phong trần liền mất khí khái ai cũng có thể làm chồng sao nha như ngọc ta không có ý tứ này nha như ngọc có chút không vui vẻ nhưng cũng quá để ý cảm thấy cô nương này đại khái từ quan gia tiểu thư lập tức trở thành trong phong trần người đại khái liền sẽ mẫn cảm lại yếu ớt lại thêm vừa mới còn trải qua sinh tử đã không ăn ý nha như ngọc cũng không nghĩ lại nhiều đàm quay người liền phải vào nhà phồn cho gặp nàng không nói nhiều xoay người rời đi có chút buồn bực vậy ngươi là có ý gì đừng tưởng rằng đã cứu ta liền có thể tùy ý vũ nhục ta nha như ngọc dừng bước ta vũ nhục ngươi cái gì rồi liền hỏi ngươi có biết hay không vừa rồi nam nhân kia thân phận chính ngươi não bổ nhiều như vậy ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng sao không ai muốn hại ngươi nha như ngọc lãnh đạm trừ mới kim sơn xác thực muốn giết ngươi ngươi muốn trở về cứ việc hồi không có người sẽ cản ngươi nha như ngọc mới không quen nàng tật xấu này, phồn cho sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xuyên được cũng đơn bạc, cũng không biết là tức giận đến vẫn là đông, toàn thân nhẹ nhàng phát rung nàng có thể đi sao, nàng không dám đúng vào lúc này, hoắc trường hạt từ trong nhà ra tới, tẩy tay, còn đổi bộ quần áo vẫn như cũ là giả công tử gương mặt kia, hoắc trường hạt hướng nha như ngọc bên này đi, ánh mắt hỏi thăm nàng làm sao nha như ngọc khẽ lắc đầu, phồn cho nhìn chầm chầm hoắc trường hạt, chờ hắn đi. Gần, bỗng nhiên tiến lên, muốn ôm chặt hoắc trường hạt quá sợ hãi, lui lại hai bước, nghiêm tiếng nói, làm gì, công tử, công tử phồn cho vậy mà khóc, ta liền biết, một ngày kia, ngươi sẽ đến cứu ta hoắc trường hạt. Nha như ngọc cũng một mặt mờ mịt phồn cho khóc đến lê hoa đái vũ, đối hoắc trường hạt tội nghiệp, công tử, ta là Dung Nhi A, năm đó ngươi đi nhà ta, ta còn khiêu vũ cho ngươi xem, năm đó ta 16 tuổi, ta năm nay đã đủ 20 nàng hai tay dân mặt, ta có phải là... Biến dạng rồi, công tử ta mỗi ngày tại tưởng niệm ngươi nhà ta xảy ra chuyện cha ta bị bắt về sau ta cũng vẫn cảm thấy ngươi sẽ đến cứu ta trời xanh có mắt rốt cục để ta đợi đến ngươi Hoắc trường hạt cảm thấy thương thiên mù bác ca bay tới rơi vào nha như ngọc trên bờ vai a à, con mắt của ta mù con mắt mù nha như ngọc phồn cho sững sờ lại nhìn xem bác ca đứng tại nha như ngọc trên bờ vai coi là nó là nha như ngọc giáo dưỡng chim thật xấu cái này lông đen như vậy một chút đều không sáng rõ thanh âm cũng khó nghe không kịp khổng tước chi vạn nhất nha như ngọc giống như cười mà không phải cười đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu a à. khoác trường hạt nghe lời này từ trong kinh ngạc hoàng hồn ngươi thích khổng tước liền đi nhìn khổng tước ta chim ta tự hỉ hoang không phải khổng tước có thể bằng phồn cho cắn môi công tử ta không phải ý tứ kia khoác trường hạt đứng ở nha như ngọc bên người ta mặc kệ ngươi có ý tứ gì phồn cho cứu ngươi trở về không phải là bởi vì bản công tử rảnh đến không chuyện làm là có chuyện muốn hỏi ngươi, công tử ngươi nói, chuyện giống vậy, phùng cho đối đãi nha như ngọc cùng hoắc trường hạt thái độ hoàn toàn khác biệt, hoắc trường hạt hỏi, mới nam nhân kia, có phải là gọi Kim Sơn, mặt khác, huyện chủ phủ đại tổng quản, có phải là cũng thường xuyên đi tìm ngươi, phùng cho sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy nhau, trong mắt lăn ra từng viên lớn nước mắt, công tử, ngươi cũng đang trách ta không tự ái, cũng trách rơi. Vào phong trần, trách ta không có vì ngươi thủ thân như ngọc sao, hoắc trường hạt, hoắc trường hạt cấp tốc nhìn nha như ngọc một chút, tâm phanh phanh nhảy, nghĩa chính ngôn từ nói, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, đừng kéo khác, ngươi rơi vào phong trần, cùng bản công tử không quan hệ, hai chữ còn không có nói ra, phồn cho đột nhiên kêu khóc một tiếng, tốt, đã công tử đều xem thường ta, vậy liền để ta chết đi, nàng dứt lời, co cẳng hướng một bên cây chạy đụng tới, nha như ngọc con mắt hơi mở, bỗng nhiên treo lên tâm lại buông xuống, loại này khoảng cách cùng tốc độ, nhiều nhất chính là phá chút da, làm cái bao đừng nói chết, choán cũng không thể, hoắc trường hạt cũng không có đi cứu, phồn cho chạy vội tới bên cây, cũng không dừng lại, coi là thật liền đụng vào, phanh một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, sau đó nàng liền ngồi sập xuống đất, bá ca thanh âm lanh lảnh, ai ô nha, xấu xấu khuôn mặt, mù mù hai mắt, cắn răng dậm chân đụng đại thụ, đại. Thụ đại thụ ngươi có đau hay không, đại thụ đại thụ ngươi vì cái gì khóc, đại thụ nói, mặt của nàng xấu giống khổng tước cái mông, nhà như ngọc thực sự nhịn không được, phốc một tiếng bật cười cái này nhỏ bác ca cũng quá mang thù, bác ca càng chưa hết giận, vỗ cánh bay qua, tài phồn cho trên đầu bay lên bay xuống, xấu xấu khuôn mặt, mù mù hai mắt, cắn răng dậm chân đụng đại thụ, đại thụ đại thụ ngươi có đau hay không, đại thụ đại thụ ngươi vì cái gì khóc, đại thụ nói, mặt của nàng. Xấu giống khổng tước cái mông, liền gọi ba lần, phồn cho tức giận đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều đang run rẩy ngươi phồn cho nhìn hầm hầm nhan như ngọc, coi trọng ngươi chim, phồn cho viện cây đứng lên, bác ca lại gọi, đại thụ đại thụ ngươi lại vì cái gì khóc, đại thụ nói, ta không nghĩ để nàng đỡ, chớ chịu lão tử, phồn cho ngón tay cứng đờ nha như ngọc tay vỗ cái trán hoắc trường hạt cũng không nhịn được cười, cái này miệng chim cũng quá tổn hại. Phồn cho nhìn thấy hắn muốn cười. Càng thấy xấu hổ, lại khóc phải rung giọng công tử, công tử, ngài liền mặt cho nàng cùng chim khi dễ ta sao, hoắc trường hạt dừng cười, trầm giọng nói, phồn cho, ta không nghĩ phức tạp, cũng không muốn nói chút khác, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề vấn đề gì, phồn cho trên mặt mang nước mắt, điềm đạm đáng yêu, công tử yêu cầu, ta nhất định sẽ nói, vừa rồi người nam kia, có phải là Kim Sơn, hắn nhưng từng cùng ngươi đã nói cái gì, mặt khác, bình thường nam nhân là không phải đại tổng quản. Phồn cho rơi lệ phải càng hung, công tử cũng cảm thấy, dung nhi là không biết liêm sĩ nữ tử sao, hoắc trường hạt, rất muốn mắng chửi người, cô gái này đầu óc có hố, nhà như ngọc tiến lên. Một tay cán đau nàng chặt choáng, hoắc trường hạt cuối cùng là thở phào phồn cho ngã xuống đất, nha như ngọc nói, vương gia, đem nàng lưng vào nhà bên trong đi, hoắc trường hạt dứt khoát cự tuyệt, không lưng, yêu làm sao liền làm sao, phiền chết rồi, ta liền không nên đem nàng cầm trở về, nhan như. Ngọc đè xuống nhếch lên khóe miệng, được, vậy ta đem nàng kéo phòng bên trong đi, hoắc trường hạt nhíu mày, đi xương phòng, được, nhan như ngọc như thế thuận theo hắn, hắn đổ có chút ngượng ngùng, nhìn nhan như ngọc phí sức, hắn bất đắc dĩ lại tiến lên đến giúp đỡ, dùng ba ngón tay nắm phồn cho cánh tay cũng không có hướng trên giường thả, trực tiếp kéo tới thấp trên giường coi xong, nhìn hoắc trường hạt một mặt không vui vẻ. nhà như ngọc cuối cùng vẫn là nhịn không được, vương gia nền sinh khí chính là ta đi. nàng tốt xấu còn đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, đối ta cũng không phải. ngay từ đầu liền rất hung. nữ nhân này đầu óc có bệnh, phương trưởng nói qua, có một loại người, bên trái đầu óc là nước, bên phải đầu óc là bột mì, lại yêu lắc lư, nhoáng một cái liền tất cả đều là bột nhão. nhà như ngọc trầm mặt một cái chớp mắt, phương trưởng còn nói cho ngươi chút thật sự là nhàn, Ngọc Nhi, dù sao hiện tại Kim Sơn đến, cùng đại tổng quản mâu thuẫn cũng không có khả năng điều hòa, đợi bọn hắn tàn sát lẫn nhau về sau, mặc kệ ai giết chết ai, chúng ta đều tranh thủ thời gian bắt đầu kế hoạch. Sông nữ nhân này yêu đi đi đâu đâu, nhàn như Ngọc nhìn xem phồn cho, như có điều suy nghĩ, người không biết nàng, nàng lại nhận được ngươi, ta thật sự không biết nàng, ý của ta là, nhàn như Ngọc chỉ chỉ hoắc trường hạt mặt, nàng có phải là đem ngươi trở thành giả công tử rồi, hoắc trường hạt sững sợ đem cái này gốc rạ quên, Hoắc Trường Hạc thở dài, cái này đáng chết trùng hợp, thật là muốn chết, mặc kệ nàng, nàng yêu có nhận hay không, dù sao chúng ta đem nàng trở về, chính là vì để Kim Sơn. Tưởng rằng đại tổng quản cứu nàng, để bọn hắn nội đấu, nhan như ngọc chỉ chỉ bên ngoài, hai người cùng đi ra khỏi đi, vương gia, người có muốn hay không nói cho ta một chút, ngươi là tại sao biết cái này giả công tử, hắn biết ngươi giả trang hắn sao, thân phận của hắn đích thật là thật, không phải ta tạo ra, Hoắc Trường Hạc như nói thật, thật sự là hắn đã từng bệnh lâu cuốn thân, có điều, về sau tại biên quan lúc bị tàu quân trị liệu tốt, hắn bệnh nhiều năm, kỳ thật một mực là bị người ám. Hại, đại gia tộc tranh đấu cũng không so hoàng quyền chi tranh kém bao nhiêu, lần kia tàu quân trị liệu tốt hắn, ta cũng thay hắn truy hồi mất đi muối, tài sản tổn thất ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là đám kia muối liên quan trọng đại, cho nên, xem như đối với hắn có song trọng ân cứu mạng, nha như ngọc gật đầu, thì ra là thế hắn vì báo đáp ta, liền cho ta một khối cá phù bài, cùng tiền gia đưa cho người khối kia cùng loại có thể hiệu lệnh giả da muối bày người cùng thương đội nhưng ta cũng không hề dùng quá chính là ngẫu nhiên đóng vai hắn một chút thuận tiện làm việc hoắc trường hạt vừa nói vừa sờ sờ mặt bộ này mặt nạ cũng là hắn lưu tại biên quan tỉnh dưỡng lúc ám vệ vì ta chế tạo cho nên rất tương tự cơ bản sẽ không bị người nhìn thấu là như thế này nhà như ngọc nhìn một chút phòng bên trong vậy cái này phòng cho hẳn là nhận biết thật giả công tử có lẽ còn có quá cam kết gì cho nên mới sẽ như thế hoắc trường hạt mặt lại đổ xuống tới ta quan tâm nàng là bởi vì cái. Gì, cũng mặc kệ có cái gì hứa hẹn, nha như ngọc nhẹ nắm hắn tay, tạm thời vẫn là muốn xen vào, ngươi phải làm giả công tử, đừng để nàng nhìn ra, hoác trường hạt hừ nhẹ một tiếng bọn hắn đem phồn cho mang đi, tại trong tiểu viện yên tĩnh nói chuyện, theo mây các kia lại là lật trời kim sơn tình cảm xúc kích động, mù tú bà dẫn người vừa đến, hắn trước hết chém giấc hai cái quy công, người khác không biết thân phận của hắn, mù tú bà là biết đến, gặp một lần hắn phát uy, liền dọa đến rung chân quỳ xuống. Kim Sơn hỏi, lúc ta không có ở đây, ngươi có phải hay không để phồn cho tiếp khách rồi, mụ tú bà hối hận phát điên, nhưng cũng cảm thấy oan uổng cực kỳ, tranh thủ thời gian dập đầu thỉnh tội, Kim Đại Nhân, ta không dám, ta thực sự không dám, thế nhưng là người tới ta không thể trêu vào A, à? Kim Sơn mũi đau đâm vào tay nàng trên lưng, đem nàng đau đến ngao ngao gọi không thể trêu vào, vậy ngươi liền chọc nổi ta, thật sao, Đại Nhân Minh Xét, ta thật oan uổng, ta lúc đầu cũng là gắt gao chống đỡ hai ngày, nhưng người ta trực tiếp sai người đem phồn cho viện tử cùng chung quanh viện tử đều vây, ta căn bản làm không được sinh ý, sợ làm lớn chuyện thực sự là đại nhân minh xét A, Kim Sơn trong mắt đều phím hồng, đây không phải một nữ tử sự tình, đây là đánh hắn mặt, Kim Sơn hỏi, phồn cho giá tiền cũng không tiện nghi, hắn có thể cho nổi, chẳng lẽ còn muốn dùng sức mạnh, này cũng không có, đúng là cho vàng rồng bạc trắng, mụ tú bà không dám giấu giếm, người tới, cầm. Sổ sách đến, sổ sách đưa lên, Kim Sơn thô thô vút qua, lại có mấy vạn nhiều một cái tổng quản mà thôi, nói trắng ra chính là cái quản gia, phụ trách quản quản nhà, món ăn sự vụ, không có khả năng có nhiều bạc như vậy hắn đem sổ sách quyển quyển thăm dò trong ngực, hắn nhưng từng mang phồn cho từng đi ra ngoài, này cũng không có, bình thường đều là hắn tới, Kim Sơn thản nhiên nói, quỳ gối nơi này, quỳ đến hừng đông, dám động một chút, ta đem các ngươi đều giết sạch, là, là, Kim. Sơn mặc quần áo tử tế, đeo rút đao kiếm, thẳng ra theo mây cát, chạy về phía huyện chủ phủ hắn mới ra theo mây cát nha như ngọc cùng hoắc trường hạt liền theo ở phía sau loại tràn diện này làm sao cũng phải nhìn xem huyện chủ trước phủ máu mới lau sạch sẽ không lâu thi thể cũng làm đến bên trong đi nhưng mùi máu tươi còn tại kim sơn đến trước cửa dậy cảm ngửi được hương vị đao ra nửa vỏ bốn phía nhìn quanh phát giác không có gì dị thường ra lệnh cho thủ hạ đi gọi cửa nhìn đại môn gia đình vừa nằm xuống thở phào lại nghe được có người kêu cửa một kích lăng đứng lên đến phía sau cửa tức giận hỏi, ai vậy, cửa tiếp tục bị nện, gia đình túc túc thì thầm mở cửa, còn không có thấy rõ, cửa liền bị người đá văng ra, lập tức đụng vào hắn tráng, kém chút giác đi qua, che lấy đầu đang nghỉ mắng, thấy đến chính là Kim Sơn, dọa đến gáy bốc lên khí lạnh, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu Kim Sơn một lời chưa phát, xuống ngựa nhanh chân vào phủ đại tổng quản căn bản ngủ không. Được, thi thể bị mang tới viện bên trong. Hắn hồn đều không có định trụ nha như ngọc cùng hoắc trường hạt nút trong bóng tối, ở trên cao nhìn xuống nhìn không bao lâu tiếng bước chân vang đại tổng quản không kiên nhẫn quay đầu người nào làm sao không bẩm báo tiếng nói thấy rõ từ trong bóng tối đi ra kim sơn mi tâm hung hăng nhảy một cái thật sự là gặp vận rủi lớn không phải nói kim sơn tại theo mây cát sao lẽ ra hẳn là ngày mai buổi sáng mới có thể trở về kim sơn đi theo mây cát hắn cũng không lo lắng bởi vì hắn biết từ tú bà đến phồn cho không ai dám nhắc tới hắn đi tìm phồn cho sự tình trừ phi bọn hắn đều không muốn sống, nghĩ đến Kim Sơn bị mơ mơ màng màng, đại tổng quản trong lòng vẫn là có chút ít mừng thầm Kim Thị Vệ, đại tổng quản tiến lên, miễn cưỡng cười cười, ngươi chừng nào thì đến, làm sao không nói sớm một chút, ta chuẩn bị cẩn thận, vì ngươi bày tiệc mời khách Kim Sơn đầy người hỏa khí sát ý, một cái cười bộ dáng cũng không có, trong mắt nhìn xem thi thể trên đất, lại dương mắt nhìn hắn, nói sớm, Kim Sơn lạnh lùng cười một tiếng, ta nếu sớm nói, có một số việc. Chẳng phải không có cách nào biết sao, đại tổng quản, người cái này giữ nhà chó nên được thế nhưng là thật uy phong a à. đại tổng quản sững sờ kim sơn há mồm liền mắng người còn mắng khó nghe như vậy để hắn có chút ngoài ý muốn bình thường cũng là hiệu lệnh hạ nhân người hiện tại ngay trước nhiều như vậy người bị mắng trên mặt cũng có chút không nhịn được kim thị vệ lời này ý gì kim sơn thấy đại tổng quản còn ở lại chỗ này nhi giả ngu khí càng không đánh một chỗ tới nhan như ngọc trong bóng tối nhìn gia hỏa này vốn là dáng dấp gầy gò hai má không gầy nhìn xem không phải hiền lành gì hiện tại sắc mặt tái xanh, càng lộ ra hung ác hung ác nham hiểm, nàng cùng hoắc trường hạt, nhiều hứng thú chờ lấy nhìn Kim Sơn cười lạnh nói, có ý tứ gì, người nói ta có ý tứ gì, đại tổng quản, huyện chủ đem chuyện nơi đây vụ giao cho ngươi lo liệu, là để ngươi ban sai, không phải để ngươi làm chủ tử, thôn tính gia sản, đại tổng quản giật mình, mặt cũng trầm xuống, Kim thị vệ. Ngươi nói lời này nhưng phải chịu trách nhiệm, có chứng cứ, thôn tính gia sản loại này đại tội, ta nhưng không dám nhận, ngươi nếu là không có chứng cứ, ta nhưng là muốn đi lâm thành tìm huyện chủ tố cáo kim sơn tiến lên hai bước ánh mắt nhìn thẳng tố cáo cáo ta sao bằng ngươi cũng xứng ta là đại công tử bên người thứ nhất thị vệ ngươi tính là cái gì đại tổng quản vẫn chưa trả lời kim sơn đột nhiên ra tay một đấm đánh tại trên mặt hắn đem hắn kém chút đổ nhào lại hướng phía trước một cùng bước nắm chặt hắn cổ áo kim sơn nghiến răng nghiến lợi đè thấp tiếng nói ngươi kẻ dám động ta ai cho ngươi lá gan ta hỏi ngươi phồn cho ở nơi nào, đại tổng quản vừa đau vừa giận, nghe được hắn nhấc lên phồn cho còn có chút chấn kinh, cái gì, cái gì phồn cho, Kim Sơn lại cho hắn một đấm, trực tiếp đánh rụng hai viên răng, còn dám giả ngu, không phải ngươi thừa dịp lão tử không có ở đây thời điểm động nàng, còn đem nàng từ theo mây cát lấy đi, bây giờ còn đang. Chỗ này giả vờ ngây ngốc, thật làm lão tử không dám giết ngươi, đại tổng quản thấy rõ Kim Sơn trong mắt sát ý, trong lòng cuồng loạn, ta không có, không có lấy đi nàng, không liên quan gì đến ta, Kim Sơn mắt lộ ra hung quang, dám làm không dám chịu, thật mẹ nó sợ hàng, tay hắn vung mạnh, đem đại tổng quản trực tiếp vải ra, đụng vào trên cành cây, lại ngã rơi xuống mặt đất, hồi lâu không có đứng lên, nhang như ngọc nhẹ nhàng rút khẩu khí, nhìn một cái cái này hung ác, nhìn xem liền. Đau hoắc trường hạ gật đầu, không sai, đại tổng quản lần này nhưng bị tội hai người kẻ sướng người họa, xem náo nhiệt có thể nghĩ lực. Kim Sơn giận không kèm được, đi qua lại đem hắn cầm lên đến, nói, phồn cho ở đâu, đại tổng quản miệng phun máu tươi, ta không biết, ta không có lấy đi nàng Kim Sơn, ta là huyện chủ người, người dám đối với ta như vậy, ta muốn Kim Sơn trong mắt lửa giận chớp động, còn dám cầm huyện chủ tới dọa ta, liền ngươi làm những việc này, huyện chủ cũng sẽ không tha ngươi, Kim Sơn đem sổ sách đập vào trên mặt hắn, người có bao nhiêu bạc, dám như thế hoa, tiền của ngươi đều là từ đâu đến. Lời còn chưa dứt, bên ngoài có người chạy vào, bối rối nói, đại nhân, chuồng ngựa bên kia xảy ra chuyện, cái gì? Kim Sơn sắc mặt đột biến, phát sinh chuyện gì, chù ngựa bên trong tất cả ngựa cũng không thấy, một thớt cũng không có, Kim Sơn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, giống bị thiên cân trụy dưới, những cái kia ngựa là tại công tử coi trọng nhất, tự mình giao đến trong tay hắn, hắn mấy lần đến Vĩnh Sương, cũng là vì những cái này ngựa, hiện tại, ngựa thế mà không có rồi, Kim. Sơn sắc mặt chìm phải có thể chảy ra nước, trong mắt giống như ngậm lưỡi đau, trên tay lực đạo tăng lớn, chất vấn đại tổng quản, nói, đây là có chuyện gì, ngựa đâu, đại tổng quản thấy sự tình bại lộ, đã vô pháp giấu giếm, đành phải nói, đêm hôm đó, kéo xong cỏ khô về sau, hôm sau trời vừa sáng liền phát hiện, ngựa cũng không thấy, không biết tung tích, ngươi mẹ nó đánh rắm, làm lão tử ngốc sao, Kim Sơn vung hắn một bạc tay, nhiều như vậy ngựa, nói không có liền không có rồi, một điểm động. Tỉnh không có, ném vài thớt còn có khả năng, kia là bao nhiêu, có thể một điểm động tỉnh đều không có sao, nói, ngươi đi dạo kỹ viện những số tiền kia, có phải là tự mình bán ngựa được đến, Kim Sơn cũng có chút hoảng, chuyện này quá lớn, hắn nhất định phải tìm cổng nồi, cho dù có người lưng, hắn cũng là muốn bị phạt, thu mới hận cũ, hắn đối đại tổng quản hận ý là đạt đến đỉnh điểm, đại tổng quản con mắt phút chốc trận to, hắn đương nhiên biết chuyện này can hệ trọng đại, kia thật là muốn. Mất mạng, ta không có, đây không có khả năng, ta không có bán ngựa, kia ngựa ném không có quan hệ gì với ta, không quan hệ, Kim Sơn cười nhạo, người nói không quan hệ liền không quan hệ, vì quan hệ cơ mật, biết đến hết thảy liền không có mấy người hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất những cái kia thi thể, ta minh bạch, bọn hắn vì cái gì chết, là bị ngươi diệt khẩu đi, không, không phải, đại tổng quản thật sự là hết đường chối cãi, bọn hắn là bị người khác giết, không. Phải ta, người khác, ai sẽ giết bọn hắn, mấy cái nô tài hộ viện, tại Vĩnh xương, ai lại dám chọc huyền chủ phủ người, liền huyện Thái Gia đều phải để ngươi ba phần đi, Kim Sơn căn bản không nghe, một lòng muốn đem ném ngựa trách nhiệm cắm đến đại tổng quản trên thân, người tới, đem hắn mang xuống, dùng hình, lúc nào chiêu, đồng ý, lúc nào lại dừng tay, đại tổng quản đều muốn dọa điên, tranh thủ thời gian lớn tiếng gầm rú, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, cứu ta, cứu ta, dưới tay hắn những. Người kia, chính là phổ thông gia đình, mà kim sơn người đều là đeo đao thị vệ, bọn hắn không phải đối thủ, căn bản không dám động đậy. Trơ mắt nhìn xem đại tổng quản bị người mang đi, kim sơn ngực chập trùng, một lát không ngừng, phân phó thủ hạ, "Đi, đi chuồng ngựa nhìn xem." Hắn dẫn người ra ngoài, trong viện lại khôi phục như thường, quát trường hạt trong lòng cũng chìm ở trong lúc kinh ngạc, những cái kia ngựa cũng không thấy rồi, đi đâu rồi? Đêm hôm đó, hắn ở bên ngoài trông coi, coi là nha Như Ngọc chỉ là động cái gì tay chân, cũng không biết tình huống cụ thể, chính suy nghĩ, nha Như Ngọc nắm chặt hắn tay, "Vương gia, chuyện này trở về rồi hãy nói, hiện tại ngươi giúp ta nhìn xem cửa sân." đừng để những người khác tiến đến, được, hoắc trường hạt đi xem lấy cửa sân, nha như ngọc đến trong viện, nhìn xem những cái kia thi thể thấp giọng nói, đã Kim Sơn nhận định các ngươi là bị đại tổng quản diệt khẩu, vậy liền vì ta là một chuyện cuối cùng đi, nàng đem thi thể thu nhập không gian, đơn độc cất đặt, sau đó cùng hoắc trường hạt cùng nhau đi tìm đại tổng quản. Đằng sau một cái tiểu viện tử, cùng loại hình. Phòng, đại tổng quản bọn hắn không ít ở đây là mát, khẳng định không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ bị vây ở chỗ này chịu tội kim sơn mấy tên thủ hạ cũng sẽ không nương tay xuống tay vô cùng ác độc không bao lâu đại tổng quản liền nhịn không được tại cung cấp trên sách đồng ý suy nghĩ chỉ cần có thể sống chờ nhìn thấy huyện chủ đại công tử cũng có thể vì chính mình biện bạch vài câu nhưng hắn vạn không nghĩ tới chờ hắn vẽ xong áp kim sơn thủ hạ liền một đao kết liễu hắn cho đến chết đều bị vây ở trên giá gỗ đi trước hết để cho hắn ở đây chờ nhìn thấy đại nhân hỏi một chút đại nhân ý tứ nói không chừng còn muốn mang thi thể của hắn về Lâm Thành, mấy người thỏa thuận tốt, ném thi thể, đi bẩm báo Kim Sơn, Nha Như Ngọc thừa cơ lại trộn đi đại tổng quản thi thể, bóng đêm sâu, chính là thời cơ tốt, Nha Như Ngọc cùng Hoắc Trường Hạc đến ngoài thành, gọi đến ám vệ, thay đổi đồ lặn, đem mấy cổ thi thể đều buộc chặt bên trên, cùng một chỗ kéo vào trong nước, Hoắc Trường Hạc nhìn. Xem trống rỗng xuất hiện tại trong bụi cỏ thi thể, trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn nhịn xuống, cái gì cũng không có hỏi, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Nha Như Ngọc cùng Hoắc Trường Hạc xuất thủy quay về chỗ ở Vương gia, ngày mai là có thể tìm huyện lệnh, chuẩn bị biểu diễn tại nhà Nha Như Ngọc giải khai tóc, nằm ở bên trong, vỗ vỗ bên cạnh thân, tới Hoắc Trường Hạc sắc mặt đỏ lên, cũng nằm xuống, Nha Như Ngọc nhà nhạc cười, nắm chặt hắn tay, là mộng đẹp. Chỉ mong mộng cảnh có thể lần nữa tương. Thông, có thể giải ngươi nghi ngờ trong lòng, Hoắc Trường Hạc hoàn toàn chính xác là mộng trong mộng, hắn lần nữa đi vào cái kia đã từng mơ tới qua thế ngoại đào nguyên còn nhìn thấy kia mấy trăm con ngựa đây là có chuyện gì, hắn âm thầm kinh ngạc vương gia, hoắc trường hạt quay đầu, như ngọc, nha như ngọc nên đón, ta biết ngươi tại kỳ quái, hiện tại biết, ngựa ở đây, là ta từ chùa ngựa đem bọn nó đưa đến nơi này. hoắc trường hạt ngắm nhìn bốn phía, đây không phải mộng cảnh, đây là giấc mơ của ngươi, nhà như ngọc lôi kéo hắn ngồi dưới tàn cây, nhưng đây không phải giấc mơ của ta, ta cũng là về sau mới phát hiện, cầm ngươi tay đi ngủ, có thể để ngươi tiến đến, ngươi là lần đầu tiên, có thể tự mình tiến vào ta không gian, không gian, hoắc trường hạt nghi hoặc, đúng, ngươi còn nhớ rõ sao, trước khi ngươi đã cứu một vị lão nhân, hắn kém chút bị người làm thành quái vật thiêu chết. hoắc trường hạt không? Cần nghĩ ngợi, nhớ kỹ, lão nhân gia nói, hắn không giống với thường nhân, nói là người mang dị thuật, nhưng thường nhân không hiểu, cho là hắn là yêu quái, cho nên muốn hại chết hắn, ta lúc ấy đi ngang qua, cứu hắn, đúng. Hắn chính là nhan như Ngọc muốn nói là nàng tiên tổ, lại cảm thấy nói như vậy quá mức trung động, lập tức lại là không gian, lại là tiên tổ, lại là xuyên qua mà đến cái gì, sợ hoắc trường hạt không thể nào tiếp thu được. Hắn chính là đã từng đối ta có ân một người khác, trừ. Phương trượng bên ngoài, truyền thụ quá ta bản lãnh, nha như Ngọc tận lực nói đến hợp lý chút, hắn nói ta có chút thiên phú, liền truyền thụ cho ta một chút kỳ dị chi năng, ta có thể tùy thân mang theo đồ vật, để ở trong này, trước kia cho tới bây giờ không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể cất giữ vật sống, là về sau mới chậm rãi có thể, lần trước ngươi nói mơ tới, ta còn không thể xác định, cho nên cũng không nói, hiện tại có thể xác định, cũng có thể mang ngươi bốn phía nhìn xem, nha như. Ngọc mang theo hoắc trường hạt bốn phía nhìn, đây là cây kia quả hồng tử cây, lão hạnh lâm vẫn nghĩ tìm đồ vật, chính là nó, hồ nước bên trong có tôm cá, bên kia là mới dục miêu, không biết là cái gì bên này, bên này là nhà kho, thả chính là chút, từ nơi khác lấy ra đồ vật, hoắc trường hạt ở vào kinh hỷ, kinh ngạc, trong lúc khiếp sợ, tâm chợt cao chợt thấp, khi thấy một chút quen thuộc vật lúc, nhưng không được nói, đây là ương, đây là vương phủ xét nhà thời điểm, ta sớm cất vào, nói thật, nhan. Tùng xét nhà, một chút đồ vật không có vớ lấy, hoác trường hạt nhớ tới trước đó ngân đỉnh luôn luôn nói, nhìn xem cái này nhìn quen mắt, cái kia cũng nhìn quen mắt, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là nói hưu nói vượng, hiện tại xem ra, người ta ngân đỉnh là nhãn lực tốt, thận trọng, ai cũng không có nhìn ra, liền hắn nhìn ra, hoác trường hạt tán thưởng, thì ra là thế, quả nhiên là thần kỳ vương gia không đem ta cũng làm thành yêu quái liền tốt. Nhan Như Ngọc cười nói, làm sao lại như vậy? Hoắc Trường, hạt nắm chặt nàng tay, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ngọc Nhi, có ngươi là ta lớn nhất phúc phận, ta sao mà may mắn? Dùng Trường Hành cùng Thấm Hương nói, ngươi là tiên nữ, thế nào lại là yêu quái? Nhan Như Ngọc nhẹ ôm hắn, đa tạ vương gia lý giải, không trách ta giấu dí mươi lâu như vậy liền tốt. Hoắc Trường hạt sinh lòng gần sóng, khẽ vuốt nàng phát, ta nói qua, ngươi nói, ngươi làm, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Vô luận lúc nào, Nhan Như Ngọc ngửa đầu nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt. Doanh doanh, nhón chân lên, nhàn như ngọc đụng lên đi, hồn hắn. Hoác trường hạt khẽ giật mình, lỗ tai nháy mắt bạo đỏ, tay chụp ở nàng cái ót, không ngừng làm sâu sắc, ngọc nhi. Hoác trường hạt thanh âm ngầm câm, cái trán chống đỡ nàng, ta muốn cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, đợi đến tay bắt về sau nhan như ngọc khóe miệng hơi câu, lần nữa hôn, ngăn chặn hắn, hoác trường hạt hầu kết nhấp nhô, ôm thật chặt ở nàng, ngón tay gạt mở bên hông dây lưng, hôn sau trời vừa sáng hoắc trường hạt tỉnh lại lúc nhan như ngọc không ở bên người nhớ tới tối hôm qua khóe miệng của hắn đều chống lại không chỗ ở bay vẩn, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế tìm kiếm nhan như ngọc gặp nàng ngay tại mép nước nước thanh dập dần, nàng không có vấn tóc sợi tóc bay lên trên mặt không thi phấn trang điểm một mạc nhất vẻ đẹp nhưng cũng nhất động nhân tâm hồn hoắc trường hạt đi qua nhẹ ôm nàng làm sao lên được sớm như vậy ngủ không nhiều một lát nhan như ngọc tại trong ngực hắn cười cũng không còn sớm lấy chút đồ vật ra ngoài, ăn chút đồ ăn sáng, hôn. Nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không chi phí tâm chuẩn bị, hoắc trường hạt hôn hôn nàng cái tráng, sư gia sẽ đưa tới, hắn tặng nào có ta làm tốt, nha như ngọc nhìn xem dưới cây cái rổ nhỏ, ta cho người nấu cháo trứng luộc, đi thôi nha như ngọc trước ra không gian, sau đó đánh thức hoắc trường hạt, hoắc trường hạt tỉnh lại, tự nhiên cũng liền lui ra ngoài ngọc nhi, hoắc trường hạt trong lòng một mảnh mềm mại, ôm lấy nàng nói, ta định không phụ ngươi nhàn như ngọc điểm trụ môi của hắn. Không cần phải nói cam kết gì, làm là được rồi, hoắc trường hạt nghiêm túc suy tư, trịnh trọng gật đầu, được cửa sổ khe hở bên trong chen và một cái đen nhánh tròn trị mau đầu, bác ca quái thanh quái khí, thất lang, thất lang, viên phòng á, hoắc trường hạt, nhàn như ngọc cũng có chút kinh ngạc, cái này chim chóc, rất thông minh a, à. giống như không có gì có thể tránh thoát mắt của nó, cái này cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì, hai người vừa rời giường, làm tốt trang dung, lại nghe được bác ca tại dưới hiên gọi, ai ôi nha, khổng tước cái mông lại tới rồi phồn cho khó thở thanh âm vang lên. người nói ai, người cái này sủng chim, ai ô nha, người nói nàng sủng, nàng nói ngươi sủng, đến cùng ai sủng, ta nhưng biết, bác ca nhào mở cánh, bay lên bay xuống, cố ý khiêu khích, đại thụ đại thụ ngươi vì cái gì khóc? đại thụ nói, ta không nghĩ để nàng đỡ, tức điên a, à? không mặc mũi a, à? đụng cây tự sát á, lại sống nga, à? đầu được rồi, một điểm vết thương không có rồi, phồn cho, ngươi, hoắc trường hạt trong phòng nhịn không được cười, cái này chim chóc miệng quá tổn hại, cùng ai học một bộ một bộ, ngân đỉnh đều đối với nó như thế có thể nói, nhan như ngọc cho hắn lý một chút ống tay áo, mau đi ra nhìn một cái, phùng cho lại tìm đến ngươi, ngươi dự định làm sao an trí nàng, hoắc trường hạt tại chỗ liền gấp, ta an trí nàng, ta vì sao muốn an trí nàng, nàng là ai đến phiên ta đến an trí nàng, ta không. Nhan như ngọc nhịn cười. Ngươi bây giờ không phải là người ta giả công tử sao, và nhất giả công tử đối nàng hứa hẹn quá cái gì đâu, người ta đem thân phận đều cho ngươi mượn, ngươi liền không thể thay người nhà chiếu cố một hai, lại nói, phồn cho còn hữu dụng, nàng có lẽ sẽ biết kim sơn một số việc, chúng ta tại Vĩnh xương chẳng qua chỉ là khai hỏa thứ nhất pháo, trọng điểm vẫn là tại Lâm Thành, hoặc trường hạt lại há có thể không biết, chỉ là phồn cho, thực sự để tâm tình của hắn vui vẻ. Không được, được thôi, hoặc trường hạt bất đắc dĩ, nha như ngọc cười yếu ớt lấy hôn hắn má bên cạnh, vương gia vất vả, Phùng cho trong sân cùng bác ca mắng nhau, đang tức giận, hoác trường hạt từ trong nhà ra tới, nà một chút trông thấy nha như ngọc, thấy nha như ngọc trên mặt còn mang theo cười, trong lòng càng thêm tức giận, cái này một người một chim, đều như thế chán ghét, phùng cho bước nhanh về phía trước, đẩy ra nha như ngọc, mình đứng ở hoác trường hạt bên người. Công tử, đêm qua là... Người chiếu cố ta sao, hoác trường hạt nhíu mày, lui lại hai bước tránh đi nàng, xong nha như ngọc vương tay, nha như ngọc đang muốn đỡ, lại bị nàng vượt lên trước, ta đến đỡ ngài, công tử, ta nghĩ tới, về sau ta liền lưu tại ngài bên người. Lần này ngài đã cứu ta, chính là thượng thiên ban cho duyên phận. Hoắc Trường Hạc nghe xong phùng cho, lúc này mặt đen, ta chưa bao giờ tin cái gì thượng thiên. Phùng cho khẽ giật mình, ngài trước đó còn nói mọi thứ hỏi trời, trời không biết, lại tương theo lòng của mình. Hiện tại ngài lại không tin thượng thiên sao? Hoắc Trường Hạc họ giả tại sao phải nói loại này kỳ kỳ quái quái, loại kia đầu óc là thế nào đem sinh ý làm được lớn như vậy? sợ là sớm tối muốn bại trong tay hắn, nha như ngọc đi qua, ngữ khí nhà nhạt, thế sự khó lường, người cũng sẽ biến, trước kia công tử trẻ tuổi, tin cậy thượng thiên, bây giờ muốn chính là, nhân định thắng thiên, phồn cho trừng nàng một chút, ngươi cái tỳ nữ, biết cái gì thượng thiên thế? Sự ta biết hay không thượng thiên không sao, biết hay không thế sự cũng không cần gấp, hiểu được lòng người giỏi thay đổi liền tốt, nha như ngọc không khách khí chút nào mỉa mai, phồn cho tiểu thư hôm qua được cứu thời điểm, còn rất là khách khí hiện tại một khi được cứu, giống như này xem thường người, mở miệng một tiếng tỳ nữ, thế nhưng là đại gia khuê tú gây nên, ngươi muốn cho người khác coi trọng ngươi, cũng nên xuất ra đại gia khuê tú dáng vẻ tới. Phồn cho sắc mặt nháy mắt đỏ bừng. Ngươi ngươi quả nhiên vẫn là xem thường ta từng lưu lạc tại theo mây cát, là chính ngươi cho rằng như thế, ta không có đề cập qua theo mây cát nửa chữ, nha như ngọc thanh âm lạnh xuống, ngươi cố nhiên bất hạnh, nhưng bất hạnh của ngươi không liên quan gì đến chúng ta, nếu không phải chúng ta cứu ngươi, Ngươi bây giờ sớm đã là vong hồn, ngươi như luôn cảm thấy người khác xem thường ngươi, vậy liền làm chút để người khác coi trọng ngươi sự tình, mà không phải ở chỗ này oán trách. Không ngừng. Phùng cho bị nàng nói khóc, buồn bã nói, đúng, cái bất hạnh của ta cùng các ngươi không quan hệ, vậy ta làm sao vô tội, Trấn Nam Vương làm sự tình, có quan hệ gì với ta, vì cái gì để nhà chúng ta thụ liên lụy, ta thật tốt làm tiểu thư của ta, lại đột nhiên lưu lạc thành kỹ nữ, chẳng lẽ ta không nên oán trách sao? nhà như ngọc cùng hoắc trường hạt liếc nhau nhà nàng hoạch tội vậy mà là bởi vì trấn nam vương phủ hoắc trường hạt hỏi phụ thân ngươi hiện tại nơi nào nhà các ngươi là như thế nào bị liên lụy phồn cho khóc trọng nói công tử cần gì phải hỏi những cái này là muốn nhìn một chút ta có phải là thật hay không vô tội sao cũng không phải là như thế là muốn biết chi tiết cái gì chi tiết phồn cho thê lương cười một tiếng tình huống lúc đó có bao nhiêu thảm công tử biết những cái kia lại có thể vãn hồi cái gì đâu nhà như ngọc nhíu mày nữ nhân này thật sự là trong đầu mạch chính khác hẳn với thường nhân, đơn giản, không phải lặp đi lặp lại tạp bên. Trong nghĩ, không phải hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói chút công công quấn, ta nàng còn muốn nói, nhang như ngọc quát, đủ, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là không biết nói chuyện, hỏi ngươi cái gì, liền nói cái gì, đừng kéo có không có, vọng thêm phỏng đoán người khác ý nghĩ, ngươi là người khác sao, không biết người khác nghĩ như thế nào, lại một mà tiếp vọng hạ bình luận, nếu ngươi phụ thân cũng là như thế, vậy hắn cũng không ngoan ủng, phồn cho khiếp sợ nhìn xem nàng, sắc. Mặt đỏ bừng, ngươi ngươi một cái nô tỳ vậy mà như thế nói chuyện, công tử, thật sự như thế dung túng nàng sao, hoác trường hạc gật đầu, không sai, chính là dung túng nàng, nàng mắng đúng, người có thể nói hay không, phồn cho lại muốn ủy khuất rơi lệ, bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân, bá ca bay qua, lập tức kêu lên, sư gia, sư gia, nhà như ngọc cùng hoác trường hạc đưa cái ánh mắt, để hắn đem phồn cho làm phòng bên trong đi phồn cho lại không rõ ràng cho lắm, ngay tại nổi. Nóng, nơi nào chịu đi, thậm chí còn nghĩ lớn tiếng phản bác nha như ngọc, nha như ngọc lại không quen nàng mau bệnh, trực tiếp chế trụ bả vai nàng, từng thanh từng thanh nàng kéo tới sương phòng, đóng cửa phòng, phồn cho đau đến nhíu mày, dùng sức giải dụa, người buông ra, làm gì nha, ngươi làm đau ta, nha như ngọc nghĩ đến một hồi còn muốn ra ngoài làm việc, phồn cho hiện tại nhất định phải ở đây, không thể đi ra ngoài lộ diện, dứt khóa xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt thuốc phồn cho gặp một lần, quá sợ hãi, đây là cái gì, người muốn làm gì, nàng muốn chạy, nhưng căn bản ôm không được, nhà như ngọc nắm nàng hạ băng ghế, cưỡng ép để nàng nuốt vào hai hạt, phồn cho dọa đến muốn thét lên, thanh âm đều không ra khỏi miệng, nuốt vào thuốc liền bị nhan như ngọc đánh ngất xỉu, trong viện đã vang lên sư gia tiếng nói chuyện, chính hướng hoắc trường hạt vấn an. nha như ngọc mặt không đổi sắc đi ra ngoài, hỏi, sư gia, mời ngài làm được sự tình như thế nào rồi, sư gia mặt mày hớn hở, bất mãn công tử, cô nương, ta đã muốn nói chuyện này, tin tức đều đã tràn ra đi, mặt khác, chúng ta còn tìm hai nhà tốt nhất gánh hát, không biết công tử biểu diễn tại nhà có thể không có thể cần dùng đến, hoặc trường hạt gật đầu, có thể, sư gia làm việc lưu loát, vất vả, nơi nào nơi nào, công tử hài lòng liền tốt. Sư gia tiến lên hai bước, thấp giọng nói, công tử có. Chỗ không biết, ta cái này còn có cái tin tức tốt, ồ, tin tức tốt gì, ta nghe nói. Đêm qua huyện chủ phủ đại công tử thì vậy giống như về huyện chủ phủ, còn có một trận đại náo, cái này đại tổng quản nha, sợ là muốn chịu không nổi, nói không chừng, đều không cần chúng ta ra tay, liền có thể vặn ngã hắn, sư gia thật sự là từ đáy lòng cao hứng, buổi sáng hôm nay cùng huyện lệnh cùng một chỗ, nghe theo dõi huyện chủ phủ nha dịch đến báo cáo, một mực liền cười đến không ngậm miệng được hắn. Lúc này gặp hoác trường hạt cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, lại nhìn liền nhan như ngọc đều ý cười nhàn nhạt, dường như tính trước kỹ càng sư gia nháy mắt mấy cái, hẳn là, công tử đã sớm biết rồi, sư gia, thỉnh cầu chuyển cáo huyện lệnh, huyện chủ phủ sự tình không cần lại nhọc lòng, hiện nay mời toàn lực hiệp trợ tại hạ, làm tốt cái này biểu diễn tại nhà là, là, sư gia mừng rỡ lại kinh hải, liền thanh đáp ứng, ta cái này trở về nói, đây là lấy ra một điểm đồ ăn sáng, công tử cùng cô. Nương chậm dùng, hắn quay người đi, nhàn như ngọc chào hỏi bác ca, đưa đưa sư gia, hoắc trường hạt đang muốn nói chuyện, ám vệ từ bên ngoài tiến đến, vương gia. Tiếp vào dùng bồ câu đưa tin, truyền thư là Mã Lập Vũ viết, trời sắp lúc tờ mờ sáng phát ra, nhanh như vậy liền đến, có thể thấy được bọn hắn khoảng cách nơi đây cũng không xa triển khai nhìn. Hoắc Trường Hạc vui vẻ nói, mẫu thân bọn hắn buổi trưa hôm nay cũng có thể đến Vĩnh Sương, hỏi chúng ta muốn hay không tiến Vĩnh Sương, nhan như ngọc. Hơi suy nghĩ một chút, có thể tiến, nhưng không cần cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta liền chia binh hai đường, như bây giờ rất tốt, được. Hoắc Trường Hạc một lời đáp ứng, ta lập tức viết thư, Kim Sơn đêm qua liền ở tại chuồng ngựa, nói là túc, kỳ thật căn bản không có ngủ, vốn là sinh khí, lại bởi vì ném ngựa sự tình mà bối rối, sốt ruột, ở đâu ra tâm tư đi ngủ, hắn cẩn thận xem quá, trên mặt đất không có cái gì loạn tiếng chói tai giấu vó ngựa nhớ, nếu là ngựa thành tốt mất đi, hẳn là có đi ra. Giấu vó ngựa mới đúng, thế nhưng là, cũng không có cái này quái thủ hạ đến bẩm báo, nói đại tổng quản đã chiêu, mà lại bị sự tử, kim sơn trong lòng buồn nôn ra một nửa, trong giữ hắn thi thể, đến lúc đó mang về, để đại công tử xử trí vâng đại nhân ngài vừa rồi nói không có dấu vó ngựa này sẽ không phải là đại tổng quản âm mưu mánh khóe nghĩ đến chế tạo ra ngựa mất tích bí ẩn giả tượng để người coi là chính là lặng yên không một tiếng động rớt cũng tốt thoát khỏi hiềm nghi kim sơn gật đầu rất có khả năng này lời khai bên trên lại thêm những nội dung này vâng sáng sớm hắn đang nghĩ về huyện chủ phủ vừa muốn xuất mã trận chợt nhớ tới cái gì con kia lông trắng chó đâu bọn thủ hạ một trận tìm kiếm đều không có phát hiện chó tung tích kim sơn cũng không phải rất để ý khoác tay nói thôi tìm không thấy thì thôi quả nhiên là nuôi không quen bạch nhãn lan hắn quay người về huyện chủ phủ vừa tới cổng liền thấy hộ viện vội vàng từ bên trong ra tới phát sinh chuyện gì hồi đại nhân mới chúng ta huệ đang muốn đem thi thể thu đi nhập liệm lại phát hiện những cái kia thi thể cũng không thấy cái gì kim sơn cảm thấy không thể tưởng tượng những cái kia thi thể bị đại tổng quản diệt khẩu những cái kia hộ viện hơi trễ nghi Ea nói, kỳ thật những người kia cũng không phải đại tổng quản diệt khẩu, mà là bị người giết chết, treo ở cửa chính, Kim Sơn thể giật mình, thật chứ, tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân, hộ viện đầu. Đủ xuống phải thấp hơn, việc này trong phủ thật nhiều người đều biết, Kim Sơn con ngươi nhắm lại, cho nên, các ngươi cảm thấy, là tao an ủng đại tổng quản, không, không, tiểu nhân không dám, lăn xuống đi, đại tổng quản tham ô trong phủ ngân lượng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư bán ngựa, trừng phạt đúng tội. Kim Sơn tiến lên một bước, ai còn dám nhiều lời nữa cái những chữ khác, để ta biết tiểu nhân tuyệt không dám lại nói, cút, hộ viện lăn đi, Kim Sơn vào phủ đến. Phòng trước, vạn lông mày suy tư một lát, phân phó thủ hạ, đi thăm dò rõ ràng, có phải là có chuyện như vậy, ta có thể để đại tổng quản chết, cũng có thể đem tội danh cắm đến trên đầu của hắn, nhưng không thể bị người làm vũ khí sử dụng, vâng, thuộc hạ cái này đi mặt khác, Kim Sơn tay vỗ thái dương, ra một chút đại tổng quản nơi ở phàm là có thể chỗ giấu người đều tra, nhìn có hay không phồn cho hành tung vân thủ hạ vừa rút đi, hai vị khác thủ hạ lại tiến đến, đại nhân, đại tổng quản thi thể. Không gặp, Kim Sơn kinh ngạc, cái gì, thi thể cũng không thấy rồi, chính là, trước đó là tại trên cây cột buộc, bây giờ lại không biết tung tích, Kim Sơn ánh mắt hung ác nham hiểm, suy tư hồi lâu, việc này tuyệt không phải bình thường, đi thăm dò, hỏi trong phủ hạ nhân, có hay không ai nhìn thấy, thật tốt, ai sẽ trộn sát thủ, nhất thiết phải tìm ra vâng kim sơn phía trước sảnh đi qua đi lại càng nghĩ càng thấy phải chuyện này không giống bình thường đại tổng quản cố nhiên đáng hận đáng chết nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nhiều như vậy con ngựa chính hắn tư bán sợ cũng không có bản lãnh lớn như vậy nhất định có người hợp tác hỗ trợ sẽ là ai chẳng lẽ tâm hắn nghĩ khẽ động ngô huyện lệnh thật cao hứng đại tổng quản vừa chết hắn chợt cảm thấy trên thân trong lòng đều khoan khoái hận không thể uống vài chén chúc mừng nhưng bây giờ trong tay sự tình còn thật nhiều dưới mắt khẩn yếu nhất là đem giả công tử biểu diễn tại nhà làm tốt sư gia trở về nói với hắn giả công tử đối đại tổng quản chết một chút cũng không ngoài ý liệu rất có thể liền cùng giả công tử có quan hệ vị này không chỉ là thần tài vẫn là hộ thân phù a nhưng phải thật sinh hầu hạ để hai cái gánh hát đều chuẩn bị cẩn thận sai người đi cửa thành dựng đại tử kéo tiểu kỳ chuẩn bị chiên trống gia hỏa thật thật tốt náo nhiệt, đây cũng là chúc mừng đại tổng quản chết, ngay tại phong phú bận rộn, sư gia vội vàng tiến đến, anh rể, anh rể, nói bao nhiêu hồi, trong nhà môn muốn gọi đại nhân, ai nha, đừng so đo cái này, càng lớn sát thần đến, sư gia sắc mặt trắng bệch, kim thị vệ. Đến, cái gì, ngô huyện lệnh một kích lăng, ở đâu, nhanh đi, liền nói ta không tại người cũng đã đi phòng trước, hắn nói ngươi không tại liền chờ ngươi trở về, ngươi nhanh đi đi, ngô huyện lệnh chân có chút mềm, ngươi theo giúp ta đi, không được sư gia quả quyết cự tuyệt, người đi trước, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì, đây là tại huyện nha, ngươi yên tâm, hắn không dám đối với ngươi như vậy, ta đi mời giả công tử, để hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Ngô huyện lệnh muốn mắng hắn không có. Vì nghĩa khí, nhưng nhất chuyện hắn nói đến cũng có đạo lý, đều vây ở chỗ này, còn không bằng đi mời cái lợi hại hỗ trợ, đành phải cắn răng đáp ứng, tiếng phòng trước, ngô huyện lệnh tâm liền nhất đến cổ họng, Kim Sơn ngồi tại ngồi quỳ bên trên, đang uống trà, gặp hắn tiến đến, liền mí mắt đều không có vén, Kim thị vệ, đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì, Kim Sơn lúc này mới buông xuống chén trà, một chỉ bên người chỗ ngồi, đại nhân, ngồi xuống nói chuyện. Ngô huyện lệnh trong lòng thầm. Mắng, cũng không biết đây là đến ai phủ thượng thấp thỏm ngồi xuống, Kim Sơn nói thẳng, đại nhân, trong phủ đại tổng quản tới qua A, à, ném ngựa, không biết đại nhân có cái gì thuyết pháp, việc này, việc này bản quan hoàn toàn chính xác nghe đại tổng quản nói qua, cũng phái người bốn phía tra tìm, tạm thời còn không có manh mối, Kim Sơn hừ cười, đại tổng quản đã chiêu, ngựa là hắn tư bán đổi bạc, có điều, hắn còn có đồng bọn, đại nhân biết sao, ngô huyện lệnh sững sờ, kết quả này quá ngoài. Ý muốn, cái này, bản quan không biết, có lá gan cùng hắn tự mình thông đồng, còn có thể lặng yên không một tiếng động đem ngựa chở đi, về sau lại giả vờ giả việc điều tra, đại nhân coi là, ai có bản sự này, ngô huyện lệnh, ngươi trực tiếp điểm tên của ta không tốt sao, Kim Thị Vệ, việc này cùng bản quan không quan hệ, vậy thì tìm đến cái kia có liên quan, Kim Sơn lập tức nói tiếp, khí thế đè người, ta không muốn nghe nói nhảm, chắc hẳn đại công tử cũng không muốn nghe, ngô huyện lệnh. Để lòng tức giận đến phát run, Kim thị vệ, người mới nói được đây, sư gia chạy chậm đến tới cửa, đại nhân, giả công tử mang theo sa mang sư đến, nhanh, mau mời, ngô huyện lệnh thở phào, cái này nhưng tới quá kịp thời cái gì sa mang sư. Kim Sơn hỏi là mối thương nhân công tử bên người Sa Man Sư, có thể thông quỷ thần, biết đi qua, hiểu tương lai, rất lợi hại, sư gia giới thiệu nói, Kim Sơn khịt mũi coi thường, nhưng hắn nghe được mũi thương ba chữ, vẫn là hơi tâm động, còn nữa hắn cũng muốn. Nghe một chút, cái này cái gì cái gọi là sa mang sư có cái gì đặc biệt bản lĩnh? Thông quỷ thần, Kim Sơn hừ cười, vậy ta cũng muốn hỏi một chút hắn, có biết hay không, có thể hay không hỏi một chút đại tổng quản quỷ hồn, hắn là cùng ai một đám, từ bán ngựa ngô huyện lệnh, nha như ngọc đẩy xe lăn trên xe lăn sẽ mang theo mặt nạ lâm nam. Hoác trường hạt đi tại nàng bên cạnh thân, vừa đi vừa ho khang, ba người bọn họ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn kim sơn lực chú ý, một cái bệnh, một cái kiều, còn có một cái quái. Ngô huyện lệnh đã sớm ngồi không yên, tranh thủ thời gian. Ngền đón vấn an, giả công tử, cô nương, mời vào bên trong, ngô huyện lệnh ánh mắt hướng lâm nam trên mặt vút qua, trong lòng một kích lăng, tóc tai bù xù, một tấm thanh đồng mặt nạ ác quỷ, trên người y phục cũng là màu đen, khoan vào đại tụ, hoàn toàn nhìn không ra thân hình ngồi tại trên xe lăn im hơi lặng tiếng chẳng biết tại sao ngô huyện lệnh luôn cảm thấy có cổ tử u ám khí tức hắn vùng đi ý nghĩ thế này thầm mắng mình nghĩ xóa sa mang sứ thế nào lại là u ám khí tức Hoắc trường hạt gật gật đầu đại nhân khách khí ánh mắt của hắn đi đến vút qua nhìn thấy ngồi tại ngồi quỳ bên trên kim sơn trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia khinh miệt khinh thường thứ gì khinh cuồng tự đại sớm tối liền chết như thế nào cũng không biết liền loại này đức hạnh cũng xứng nhằm vào kim đỉnh, nha như ngọc cũng dò xét kim sơn, trước đó đều là ban đêm, nhìn đến không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy tia sáng mơ hồ lúc nhìn xem rất xấu, hiện tại xem xét, càng xấu, liền cái này, không nói khác, chỉ. Bằng vào dung mạo khí chất, cũng không bằng kim đỉnh, kim đỉnh mặc dù không thích nói chuyện, nhưng bộ dáng không có chọn, khí chất càng là không tầm thường, nha như ngọc trong mắt, bỗng nhiên cảm giác, trên xe lăn lâm nam có chút kích động, lâm nam hoàn toàn chính xác có chút kích động, nhưng hắn hiện tại không động đậy cũng nói không được lời nói, lại có mặt nạ, khoan bào mang theo, cho nên, để mấy kích động cũng chỉ có nhang như ngọc có thể cảm giác được. Liền hoắc trường hạt đều không có phát. Giác nhang như ngọc ngước mắt nhìn Kim Sơn, vì cái gì Lâm Nam nhìn thấy hắn sẽ kích động, nhận biết, Kim Sơn cũng xoay đầu lại nhìn nàng cái này tỳ nữ, mặc mặc dù là tỳ nữ phục sức, trên đầu cũng không có mấy món đồ trang sức, dung mạo là thanh tú chết lên, nhưng có một phen đặc biệt vận vị nhất là cặp mắt kia, đen kiệt tỏa sáng, không giống khác nữ tử, hoặc là vũ mị câu người, hoặc là sợ hãi sợ hãi, thú vị. Hoắc trường hạt phát giác được kim sơn ánh mắt, trong lòng bắn ra sát ý, lại cực. Lực nhìn xuống đại nhân, vị này là ngô huyện lệnh thực tình giới thiệu, a à, vị này chính là huyện chủ phủ kim sơn quyết đoán mà ngồi xuống, mở miệng nói, ta là huyện chủ phủ đại công tử bên người thứ nhất thị vệ, hoắc trường hạt hơi ngạc nhiên, kim sơn thấy rõ ánh mắt của hắn, càng phát ra ý, nhưng không được liếc lên miệng, hóa ra là cái thị vệ, hoắc trường hạt ho khan vài tiếng, tha thứ ta chưa từng gặp qua cái gì việc đời, lần đầu nghe nói, một người thị vệ, lại sao huyện lệnh đại nhân con. Có phái đoàn, còn có thể huyện nha phòng trước ngồi tại chủ vị. Ngô huyện lệnh con mắt hơi mở, đáy mắt lóe ra vui mừng, bờ môi nhấp lấy, liều mạng kéo căng mới không có cười ra tiếng, sư gia ở một bên xoa xoa mũi, hắn giọng, kim sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cục lập tức đứng lên, ngươi là người phương nào, cũng dám vô lý như thế, không dám, hóa trường hạt không chút hoang mang, không chút nào bị hắn chấn nhiếp, không bằng thứ nhất thị vệ vô lý, tại hạ tốt xấu còn biết tôn kính đại nhân, kim sơn ba vỗ bàn một cái, chén trà đều nhảy dựng lên rơi xuống. Đất, bị ngã nát, hóa trường hạt mặt không đổi sắc, căn bản không để ý tới kim sơn lửa giận, đại nhân, tại hạ có việc muốn cùng đại nhân thảo luận, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ngô huyện lệnh liền vội vàng gật đầu, được, được A à, mời tới bên này bọn hắn quay người vừa muốn đi. Kim Sơn chặn lại nói, dừng lại, ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian cười làm lành, Kim thị vệ, vị này giả công tử là muối thương, cố ý tại chúng ta vĩnh xương mở cửa hàng, cho nên hóa ra là. Thương nhân buôn muối, khó trách như thế khí thịnh, Kim Sơn tức bước tới, thong gầy trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bản thị vệ đi theo đại công tử, luôn luôn làm việc không câu nệ tiểu tiết. Để giả công tử chê cười nha như ngọc trong lòng hơi ngạc nhiên, nguyên lai tưởng rằng cái này Kim Sơn chính là cái mãn phu, hiện tại xem ra, cũng là coi được giảng được, có mấy phần lòng già, hoắc trường hạt khóe miệng khẽ nhếch xem như cười quá, không sao. Dù sao đây cũng không phải là tại hạ trong. Phủ Kim Sơn nụ cười làm sâu sắc, trọng mắt nhìn Lâm Nam, Vĩnh Sương huyện là huyện chủ đất phong, huyện chủ không tại, đại công tử mệnh ta thường xuyên trở lại thăm một chút, nói đến, cùng huyện lệnh cùng một chỗ trưởng quản Vĩnh Sương, cũng coi là ra một phần lực hắn nói thật nhẹ nhàng, quay đầu hỏi ngô huyện lệnh, đại nhân nói, đúng hay không, ngô huyện tinh cười lớn, là, là Kim Sơn tự lo lại nói, nghe nói công tử thủ hạ có người tài ba, có thể thông quỷ thần, cho nên, tại hạ muốn để hổ. Trợ hỏi một chút, có thể hay không hỏi thăm quỷ sự tình, hắn giọng mang khiêu khích, hoác trường hạt tức giận lên đầu dần lên, nha như ngọc nhẹ đỡ lấy hoác trường hạt, công tử mệt mỏi, không bằng ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát, hoác trường hạt phát giác trên tay nàng cường độ, lại đem hỏa khí đè xuống, Kim Sơn ánh mắt lại chuyển hướng nha như ngọc, đáy mắt chỗ sâu dần lên dục vọng. Cô nương thanh âm dễ nghe, giống như nước suối như họa mi, không biết có thể sẽ ca múa, hoắc trường hạt ánh. Mắt nháy mắt sắc bén, nha như ngọc nghi người ngăn trở, nhưng đầu đối Kim Sơn nói, sẽ không, có chút tiếc núi, Kim Sơn không biết sống chết, không bằng cô nương nói cho ta một chút, cái này thông quỷ thần, hỏi quỷ sự tình, coi là thật sao, nha như ngọc cười yếu ớt, như tin, chính là thật, Kim Sơn gặp nàng cười, trong lòng nhanh chóng nhảy hai lần, chỉ cảm thấy cặp mắt kia hình như có ma lực, câu phải tâm hắn ngứa, kia, xem ở cô nương trên mặt, ta nguyện ý tin tưởng cho ta thử xem lời nói này e rằng lễ đến cực điểm. Hoắc Trường Hà khẽ nói, đại thị vệ khẩu khí cũng lớn, người bình thường kính thỉnh sa man sư, tiền bạc từ không cần phải nói, thái độ cũng cần cung kính, liền cái này còn phải nhìn sa man sư phải chăng cao hứng, đại thị vệ loại này lý do thoái thác, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Kim Sơn sắc mặt trầm xuống, cảm thấy cái này bệnh quỷ nói chuyện thật là khiến người ta không thích nghe, mắt thấy bầu không khí lại không tốt ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian lại hòa giải công tử trong huyện phát sinh chút sự tình kim thị vệ cũng là sốt ruột cũng không phải là cố ý bất kính còn mời công tử nói với ta vô dụng muốn cùng sa man sư nói hoắt trường hạt ngữ khí lãnh đạm ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian nhìn lâm nam nhưng nhìn cũng không thấy gì bầu không khí có chút xấu hổ kim sơn kiên nhẫn cũng phải tới cực điểm sa man sư không yêu cùng người nói chuyện nha như ngọc mở miệng ta để thay thế nha như ngọc vừa nói kim sơn hỏa khí liền nhỏ chút gật đầu nói có thể ta tin tưởng cô nương nhan như ngọc cúi người cúi đầu tại lâm nam bên miệng nhan như ngọc hỏi kim thị vệ muốn hỏi cái gì huyền chủ phủ chết vị đại tổng quản vừa mới chết không lâu để sa mang sư hỏi một chút đại tổng quản là cùng ai cùng một chỗ tư bán ngựa nhan như ngọc gật đầu tại lâm nam trước mặt bảo trì xoay người một lát đứng thẳng lưng lên nói kim thị vệ đại tổng quản nói hắn oan uổng kim thị vệ khẽ giật mình sắc mặt lập tức trầm xuống oan uổng hắn chính miệng nhận tội bản cung liền trong tay ta, sao lại quan ủng, sa mang sư nói, đại tổng quản là vu quan giá họa, nha như ngọc chữ chữ rõ ràng, không che giấu chút nào, ngô huyện lệnh con mắt trợn to, tại hai người trước đó vừa đi vừa về chuyển động, kim thị về quát, hỗn trướng, dám càng đảm nói bản thì về vu quan giá họa hắn, thuần túy là lời nói vô căn cứ, hoắc trường hạt lạnh lùng, không tin thì không tin, vốn cũng không nghĩ lấy cho ngươi xem, là chính ngươi cưỡng cầu, hiện tại còn nói cái gì lời nói vô căn cứ, kim thị vệ sự tình cũng không phải làm như vậy kim thị vệ ánh mắt lạnh lão bản thị vệ cứ như vậy làm các ngươi có thể làm gì được ta bầu không khí bỗng nhiên cháy bỏng ngô huyện lệnh như bị kẹp ở giữa nướng cá vừa đi vừa về nhảy lên hai vị hai vị bớt giận đều là vì đem sự tình ra rõ ràng có chuyện thật tốt nói chính là chính là sư gia cũng tranh thủ thời gian ở một bên thêm trà uống trà uống trà giảm nhiệt nhang như ngọc thản nhiên nói kim thị vệ sa mang ý tứ chính là như thế ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao, sẽ không lại sửa đổi nếu là tin, liền giao năm mười lượng bạc, nếu không tin Kim Sơn quả thực khí cười, không tin lại như thế nào, không tin, coi như chúng ta không nói, có điều, ta có một lời, phải nhắc nhở Kim Thị Vệ, lừa gạt bất kính Sa Man Sư, là sẽ phải gánh chịu thiên khiển, nhang như ngọc chữ chữ nặng nề, giống ngưng băng hạt châu, rời xuống đất có âm thanh, ngô huyện lệnh trong lòng không hiểu siết chặt, cảm giác nhang như ngọc tuyệt đối. Không phải nói ngoa. Kim Sơn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, bạc là có, nhưng bản thị vệ còn muốn giữ lại uống hoa tửu, đoạn không phải vì cho loại này thần côn, ngược lại là ngươi, nếu là không có bạc hoa, đừng nói 50 lượng, chính là 100 lượng, bản thị vệ cũng vui vẻ cho, Kim Sơn cười một tiếng, thế nào, muốn, vẫn là không muốn, hoắc trường hạt muốn Kim Sơn mệnh, chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ cường liệt như vậy nha như ngọc không chút nào không buồn, ta liền miễn, công tử nha. Ta không thiếu bạc của ta, Kim Thị Vệ, xác định như thế, Kim Sơn hừ một tiếng, không nói hai lời, tiến lên một bước, đột nhiên sốc hết lên lâm nam mặt nạ, mặt nạ bị bóc, ngô huyện lệnh giật mình, con mắt đều dùng sức nháy một cái, lại đi nhìn lâm nam mặt, lại giật mình, lâm nam trên mặt vẻ đầy thuốc màu, câu chính là một tấm quái dị mặt, đỏ thẩm bạch ba loại nhang sắc bôi lên, giống như quỷ như ma, căn bản là thấy không rõ diện mục thật sự, nhang như ngọc sắc mặt trầm xuống, kim thị vệ, đây là ý gì? không có gì, chính là hiếu kỳ, hắn dáng dấp cái dạng gì, hiện tại biết. Kim Sơn lười nhắc lại dây dưa tiếp, bản thị vệ còn có việc, phải đi tra đại tổng quản đồng mưu, cáo từ hắn nhanh chân rời đi, cuồng ngạo đến cực điểm, ngô huyện lệnh xấu hổ cười cười, công tử, cô nương, hắn chính là như vậy, chớ để ý bản công tử ngại hay không muốn cái gì gấp, hoặc trường hạt thanh âm trầm thấp, liền sợ sa man sư sẽ để ý, huyện lệnh đại nhân, chưa hề có người dám ở sa man sư trước mặt, vô lễ như thế ngô. Huyện lệnh cuốn hồng lăng lăng, kia vậy nên làm như thế nào, nha như ngọc nụ cười trên mặt thu lại, sợ là phải bị thiên khiển, trong tiền thính nhiên tỉnh, ngô huyện lệnh cùng sư gia liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, đúng vào lúc này, có nha dịch đến báo, nói là gánh hát đã vào chỗ, cửa thành bên kia cái bàn, cũng nhanh dựng tốt, ngô huyện lệnh khẽ buông lỏng khẩu khí, kia, công tử, cô nương, có hay không muốn đi qua nhìn xem, công tử, đi nhìn một cái đi, đây cũng là huyện lệnh đại nhân hảo ý. Nhà như Ngọc khuyên nhũ, hoác trường hạ gật gật đầu, thôi được liền xem ở huyện lệnh đại nhân toàn tâm hỗ trợ phần bên trên ngô huyện lệnh thở phào công tử nói quá lời người tới nhanh chuẩn bị xe dẫn đường bản quan cũng phải cùng nhau đi đi ra phủ nha nha như ngọc đối hoắc trường hạt nói công tử người trước tạm đi ta đem sa mang sư đưa về chỗ ở hoắc trường hạt nhíu mày chính muốn nói cái gì nhang như ngọc nhẹ nắm ở hắn tay công tử đừng lo lắng ta trôi qua rất nhanh tìm ngươi lời dừng tại đây hoắc trường hạt đành phải đáp ứng vậy ta cùng đại nhân một chiếc xe ngựa người để xa phu đưa ngươi vẫn là để ám vệ đi theo nhan như ngọc hắn khả năng yên tâm nhan như ngọc cười yếu ớt đáp ứng hai chiếc xe ngựa đường ai nấy đi xe ngựa đi tới chỗ ở cổng ám vệ đem xe lăn cùng lâm nam khiêng xuống đi nhan như ngọc nói ngươi lại ở chỗ này chờ ta vâng nhan như ngọc đẩy lâm nam đi vào vừa đi vừa nhẹ giọng ngươi biết kim sơn nếu không kích động cái gì a à? lâm nam nghe nàng không cách nào biểu đạt chính mình ý tứ nha như ngọc tự lo nói tiếp, nhận biết có thể có làm được cái gì, kích động làm cái gì đây, hắn nhận không ra ngươi, thật cho là hắn vén mặt nạ của ngươi, liền có thể nhận ra ngươi, mang đi ngươi, lâm nam, tội của ngươi còn không có chuột xong, muốn chết, không có dễ dàng như vậy, chết có cái gì đáng sợ, sợ chính là sinh không được, không chết được, kia mười cái huynh đệ, đều từng từng chịu đựng, ta nói qua, bọn hắn gặp, ngươi muốn dùng gấp mười đến trả. Lâm Nam trong cổ họng phát ra cổ quái. Tiếng vang, Nha như ngọc cười nhạo, đừng uổng phí sức lực, bất luận ngươi là muốn mắng ta, vẫn là nghĩ sám hối, đều vô dụng, không có giải dược của ta, không ai có thể nghe rõ ngươi nói là cái gì, ngã sắp xuống lấy lâm nam tiến viện, lại phát hiện ở trong viện dưới cây, đứng một người lâm nam con mắt trợn to, nhưng hắn lại bị cài lên mặt nạ, bị mấy biến hóa vi diệu, người tới căn bản phát hiện không được huống chi, người tới lực chú ý căn bản cũng không ở trên người hắn, nha như ngọc cũng không. Có bao nhiêu ngoài ý muốn, tự tiếu phi tiếu nói, kim thị vệ đột nhiên đến thăm có gì muốn làm kim sơn đánh giá nàng gặp nàng trầm ổn tỉnh táo không ngạc nhiên chút nào càng không có e ngại đối hứng thú của nàng càng đậm ngươi rất có ý tứ kim sơn thẳng thắn có hay không đã nói với ngươi đương nhiên nha như ngọc gật đầu lần trước nói với ta người đã tại diêm vương điện chịu khổ chỉ sợ tam thế cũng ném không được thai kim sơn khẽ giật mình lập tức cười ha ha thú vị thú vị hắn tiến lên một bước đưa tay muốn sờ nha như ngọc mặt như thế người thú vị ta chưa bao giờ thấy qua thực sự để ta yêu thích cực kỳ không bằng dạng này ngươi đi theo ta như thế nào không thế nào nha như ngọc bên mặt tránh đi hắn tay ta không cùng bất luận kẻ nào cái kia bệnh quỷ hắn không phải bệnh quỷ chúng ta là nâng đỡ mà đi không phải ai với ai nha như ngọc chữ chữ trong trẻo lạnh lùng không kiêu ngạo không tự ti loại sự tình này ngươi không hiểu kim thị vệ trên mặt ý cười không giảm trong mắt lại hiển hiện ngoan ý ta nhìn ngươi thú vị thừa dịp mới mẻ cảm giác ngươi ngược lại là có thể sách chút yêu cầu, ta còn có thể hảo hảo sủng ngươi thương ngươi, nhưng nếu là ngươi không biết tốt xấu, chỉ vào cưng chiều tùy ý làm bậy, ta cũng dung không được ngươi, nha như ngọc mặt mày hơi gấp, đến cột cùng là ai dung không được ai, cái này còn chưa nhất định, Kim Sơn, không biết tốt xấu người là ngươi, nha như ngọc thanh âm nhiễm lên lãnh ý, không, ngươi, không phải không biết tốt xấu, là không biết sống chết, Kim Sơn nụ cười cứng đờ, làm càng, làm càng liền làm càng, ngươi tính là cái gì, chỉ là một người thị vệ, cũng dám ở sa mang sư trước mặt diễu võ dương oai ngươi cho rằng là ngươi thứ gì nói thật cho ngươi biết đối ngươi trừng phạt đã trên đường nha như ngọc thanh âm chưa dứt kim sơn đã trở mặt rồi đưa tay qua đến bắt nàng năm ngón tay như trảo như chế trụ bờ vai của nàng không phải xương cốt đứt gãy không thể nha như ngọc chân một đá xe lăn xe lăn hướng về phía trước hoạt động vừa vặn ngăn cản được kim sơn hắn nghi người lại đến bắt nha như ngọc chợt phát hiện người đã không gặp kim sơn sinh lòng cảnh giác Chậm rãi thanh kiếm rút ra, đúng vào lúc này, chợt nghe hai tiếng tiếng vang kỳ quái, giống như là cái gì đang gọi, nhưng lại không phải bình thường tiếng chim hót, để người nghe trong lỗ tai có chút khó chịu giác, lại một tiếng, Kim Sơn quay đầu tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích ra. "Tới, đừng giả thần giả quỷ." tiếng nói rơi, đột nhiên dưới lòng bàn chân dâng lên bao quanh sương trắng, tốc độ nhanh chóng, để Kim Sơn trở tay không kịp, liên tục vượt mấy lần đều không có tránh đi, trong lòng hắn kinh hãi, không biết đây là vật gì, nghĩ nhảy lên ngọn cây lại mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh hơn có chút lực bất tòng tâm hỏng bét chẳng lẽ có độc hắn tranh thủ thời gian biệt lại miệng mũi nhưng đã vô dụng sương mù từ bốn phương tám hướng vọt tới như là sương mù đem hắn vây ở chính giữa hắn vừa nghiêng đầu thấy ngồi tại trên xe lăn lăm năm chính nhìn xem hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút nhớ tới gia hỏa này có thể thông quỷ thần chẳng lẽ lại cảm thấy rất không có khả năng nào có cái gì quỷ thần nhưng trước mắt này chút lại là cái gì trong lòng hắn kinh ngạc lầm nàm cũng giống như vậy lầm nàm không động đậy nói không được nếu có thể động đã sớm co cẳng chạy hắn cũng không biết là đây là cái quái gì làm sao lại đột nhiên dâng lên sương mù tới mây sương mù gió những vật này không đều là thiên địa chi vật sao làm sao lại đột nhiên trong lòng của hắn sợ hãi chẳng lẽ đây cũng là nhang như ngọc thủ đoạn nàng đến tột cùng là người hay quỷ nhang như ngọc liền trong sương phòng chậm rãi tại cửa sổ vừa nhìn tiểu lan liền ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên thỉnh thoảng giác kêu một tiếng, cái này nhưng rất có ý tứ á, giác, lại một tiếng. Bá ca gọi vào xong thứ năm âm thanh, kim. Sơn cũng xoay người ngã quỵ, mất đi ý thức, chẳng qua một lát, trong viện sương mù cũng lui tán, cái này kỳ thật không phải cái gì sương mù, là nàng là một điểm băng khô, trước đó cùng kim sơn khoảng cách gần tới gần thời điểm, ở trên người bôi một chút mê hương, vừa vặn phát tác, lâm nam nhìn xem sương mù tán, nhà như ngọc một lần nữa hiện thân, lại lưu loát đem kim sơn trói lại cho ăn thuốc, khiếp sợ không thôi nha như ngọc không chút nào tránh đi hắn, làm xong những cái này lại đẩy hắn xuất. Viện tử, Lâm Nam không rõ ràng cho lắm, không biết nha như ngọc muốn dẫn hắn đi đâu dường như phát giác hắn suy nghĩ trong lòng, nha như ngọc thản nhiên nói, hôm nay Vĩnh Sương ngoài thành có náo nhiệt lớn, ngày đó bố cục lâu như vậy, cuối cùng là muốn tại Vĩnh Sương bách tính trước mặt hiện ra, ngươi làm trong kế hoạch này một viên, dù sao cũng phải để ngươi xem một chút, Lâm Nam trong lòng trầm xuống, hắn đương nhiên biết. Nhà như Ngọc không phải ra ngoài hảo tâm, nhưng hắn nửa điểm phản kháng không được ám vệ thấy nhang như ngọc lại dẫn lâm nam ra tới cũng không dám hỏi nhiều giúp đỡ đem xe lăng mang lên xe quay đầu đi cửa thành lúc này ngoài cửa thành đã người đông nghiền nghịch đại phu nhân chọn màn xe nhìn ra phía ngoài nhìn thấy vĩnh xương huyện thành nguyên bản không sai tâm tình nháy mắt trở nên ngột ngạt hoắc trường hút cố ý bồi tiếp nàng trước kia khi xuất phát liền đến trên xe ngựa của nàng bưng trà đổ nước đưa điểm tâm cẩn thận ân cần hoắc trường hành ở sau lưng nàng cho nàng đấm lưng vào vai giảng chút trò cười đùa nàng vui vẻ Hoàng Nhi nhất ngoan, đi tìm thấm hương chơi đi, hoác trường hành đi, áp lực nháy mắt đi vào hoác trường hút bên này, hắn lập tức. Kéo căng thần kinh, mẫu thân, ngài uống chút trà sao, ngươi đều để ta uống hai chén, coi ta là trâu nước sao, đại phu nhân lườm hắn một cái, có thể hay không nói điểm khác, kia nếu không, ngài ăn chút điểm tâm, đây là đại tẩu lưu lại, ngài thích nhất, lại thích cũng không thể coi như cơm ăn, một hồi giữa trưa, ta còn muốn nếm thử vĩnh xương đặc sắc, đại phu nhân cười lạnh, cũng không biết cái này thâm sơn cùng cốc có cái gì đặc sắc, hoắc trường hút ta vẫn là giữ yên lặng tốt, đại phu nhân ngắm hắn một chút, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? như cái đầu gỗ đồng dạng mẫu thân, ngài muốn thực sự không vui vẻ, ta đi cùng mã đại nhân nói một chút, ta không tiếng vĩnh xương, được không? hoắc trường hút nhẹ nắm nàng tay, nhi tử không hy vọng ngài không vui, đại phu nhân khẽ giật mình, trong lòng nháy mắt ấy nấy là ta không tốt, không nên xông ngươi phá cáo, không có chuyện gì, mẫu thân. Nhi tử đều hiểu, đại phu nhân trầm mặt một cái chớp mắt, ngươi minh bạch cái gì, khi đó còn. Không có người, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta quá ghen tị, phụ thân ngươi một thế anh dũng, là anh hùng, có mấy phòng thê thiếp, cũng không có gì lớn không được, đừng nói kinh thành những cái kia cao môn đại hộ, chính là bình thường thương hộ nhà, nạp thiếp không phải số ít, hoắc trường hút lắc đầu, cũng không có, đại tẩu nói qua, một đời một thế một đôi người, mới là tốt nhất tình cảm trạng thái, đại tẩu còn nói, người người chỉ có một trái tim còn sống cũng đã là không dễ, còn muốn chia. Rất nhiều phần, đặt vào rất nhiều người, không có tinh lực đi ứng phó quá nhiều hậu trạch tranh đấu nàng còn nói, hoắc trường hút nói đến đây dừng lại đại phu nhân buồn bực, còn nói cái gì, nói nha, bán cái gì cái nút, nàng còn nói, nữ tử cũng làm có mình nên làm sự tình, mà không phải chỉ giới hạn tại hậu trạch bên trong, cả một đời giống vây ở lòng giam, giống như bẻ gãy cánh, đại phu nhân sửng sốt, như ngọc là nói như vậy, đúng vậy, mẫu thân ta lúc ấy nghe cũng cảm thấy không thể. Tưởng tượng nổi, hoác trường hút trịnh trọng nói, nhưng ta về sau cùng phương trượng cùng một chỗ viết sách, phương trượng luôn có chút tư tưởng kỳ diệu, hắn có khi nói lời, cùng đại tẩu nhiều giống nhau, ta lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý, nam tử, nữ tử, chỉ là giới tính khác biệt, nếu như nữ tử cũng có thể giống nam tử đồng dạng đọc sách, vào triều đường, làm công tích không nhất định so nam tử nhỏ. Đại tẩu không phải liền là một cái rất tốt ví dụ sao ta cảm thấy cũng chỉ có đại ca người như vậy mới xứng với nàng dạng này nữ tử đại phu nhân trên mặt rốt cục lộ ra ý cười vỗ vỗ hắn tay ngươi lời nói này đúng không phải chỉ có như ngọc như thế kia xứng với đại ca ngươi là đại ca ngươi như thế mới xứng với như ngọc đúng vậy a à, nàng là cái kỳ nữ đại phu nhân vén màn xe nhìn về phía vĩnh xương nàng nói đúng hiện tại phụ thân ngươi tung tích không rõ ta cần gì phải vì như thế một nữ nhân cùng mình không qua được mục đích của chúng ta là Tây Bắc, về sau còn có rộng lớn thiên địa, bất tất câu nệ tại mẹ con cát. Nàng trên thân, hoắc trường hút khẽ thở vào một cái, đại phu nhân quay đầu lại hỏi hắn, ngươi cùng phương trưởng viết cái gì sách, hoắc trường hút vừa lỏng khí lại đề lên, còn chưa lên tiếng, bên ngoài mã lập vũ truyền hạ lệnh tới, tất cả mọi người nghe, xe ngựa xếp thành hàng, người trước mặt bày chen chúc, đem xe bài lấy ra treo tốt, nhìn xem phía trước xe, chớ cùng ném, vâng, các xe xa phu đều tạm dừng ở, lấy ra biển số xe đến lắp đặt nhập đuôi xe lỗ khảm bên trong đây là phương. Trượng cho ra chủ ý, hiện tại mọi nhà đều có xe ngựa, dựa theo trình tự biên tốt hào, các một tấm bản hiệu, gặp được nhiều người, nhiều xe thời điểm, liền đem xe bài lắp đặt lên, để tránh mất dấu. Mã Lập Vũ cảm thấy phương pháp này thực sự là tốt, trong đêm sai người chuẩn bị đầy đủ, lại tại sao xe làm nhỏ rảnh, kính kẻ cảnh tự nhiệt náo hấp dẫn mọi người. Đều nhao nhao nghe ngóng có cái gì náo nhiệt nhìn, Mã Lập Vũ vừa xuống ngựa, phía trước có người đi tới, chắp tay một cái hướng hắn biểu hiện ra một viên lệnh bài là trấn nam vương lệnh bài đại nhân bên này quá nhiều người ngài đi theo ta vương gia nói nhất thiết phải vào thành không thể dừng lại ở ngoài thành mã lập vũ lập tức mang theo mọi người đuổi theo ám vệ vì sao náo nhiệt như vậy mã lập vũ hỏi sau đó đại nhân liền biết ám vệ dẫn bọn hắn đến trong thành một chỉ cách đó không xa một tòa cái bàn đại nhân nhưng mang mọi người qua bên kia sau đó sẽ có biểu diễn tại nhà biểu diễn tại nhà mã lập vũ không nghĩ ra, lúc này, nhìn cái gì biểu diễn tại nhà, đại nhân, vương gia nói, chuyện này đối phu nhân đến nói rất trọng yếu, ngài một mực thu xếp, đến lúc đó xem xét liền biết, mã lập vũ gật đầu, đã như vậy, vậy liền nghe theo thu xếp hắn không có sách khác, chỉ làm cho mọi người ngừng ngựa tốt xe, lên đài tử chờ lấy biểu diễn tại nhà diễn xuất đám người không rõ chỗ, nhưng đều thích xem biểu diễn tại nhà, ngồi lâu như vậy xe ngựa, giãn ra một chút cũng tốt. Phương trượng đại sư cũng ở trong đó, tìm vị trí ngồi lên con mắt hợp lại liền tiến vào không gian như ngọc như ngọc ngươi ở đâu đâu chúng ta đến vĩnh xương nha như ngọc vừa tới cửa thành chính ngồi ở trong xe ngựa chuẩn bị xuống xe cảm giác được một trận chấn động ý thức tiến vào không gian tốt vậy liền nghỉ ngơi một hồi chờ trò hay mở màn nha như ngọc căng dặn đừng đi loạn một hồi vô luận phát sinh cái gì đều không nên kinh hoảng được phương trượng một lời đáp ứng ta cũng là thấy qua việc đời người yên tâm Đúng, ngươi không cùng ta nhóm gặp mặt sao? Tạm thời không gặp, đến tiếp sau xem hết náo nhiệt, các ngươi nhưng tạm tìm khách sạn ở lại, ta cùng vương gia còn có những chuyện khác, vì lý do an toàn, chúng ta trước bất động, nếu đang có chuyện, ngươi liền liên hệ ta, nếu chúng ta có việc, sẽ để cho ám vệ đi liên hệ tốt a. À. Phương trưởng khá là đáng tiếc, ta căn này dài không ít đồ ăn, ta còn muốn cho ngươi điểm nếm thử tươi sẽ có cơ hội. Nhàn Như Ngọc biết được đại phu nhân cùng Phương trưởng. Bọn hắn đến thành bên trong, ngồi lên an bài tốt cái bàn trong lòng khoan khoái không ít ra không gian xuống xe ngựa đem lâm nam cũng đẩy đi cùng hoắc trường hạt tụ hợp hoắc trường hạt từ ngô huyện lệnh cùng sư gia bồi tiếp không quan tâm thấy nhan như ngọc đến lúc này mới tâm kết thúc tại sao lại đem hắn mang đến rồi lúc trước hắn an bài kế hoạch thất bại hiện tại không được để hắn nhìn xem kế hoạch của chúng ta nhan như ngọc đem lâm nam giao cho ám vệ phải làm cho hắn tận mắt nhìn khả năng cảm nhận được tuyệt vọng hoắc trường hạt đang nghĩ nói chuyện ngô huyện lệnh tới nói giả công tử đội thứ hai tuần tra đã trở về, ngoài thành chung quanh ba dặm, đều không có người tốt, đại nhân vất vả, ngô huyện lệnh không rõ hoắc trường hạt để người tra cái này là có ý gì, nhưng hắn cảm thấy, nhất định có đạo lý, làm theo tùy không sai giả công tử khách khí, vậy bây giờ có thể bắt đầu sao, hoắc trường hạt quét mắt một vòng lâm nam, có thể, sa mang sư chỗ dự đoán giờ lành. Đã đến, bắt đầu đi, ngô huyện lệnh ra lệnh một tiếng, thanh la vang. Chờ lấy bách tính đều an tĩnh lại hai cái gánh hát dốc hết sức, chủ gánh cũng bắt đầu phân cao thấp lớn tiếng hô chuẩn bị bắt đầu chiên trống gia hỏa một vang hậu trường giác nhi nhóm cũng chuẩn bị kỹ càng lên sàn vén rèm tử từ phía sau đài đến trên đài hiện thân đại phu nhân tầm mắt tốt nhất cao hứng khen ngợi cái này hóa trang nhi không tệ a à. nhất định là cái nổi danh gánh hát tư thái cũng tốt đây là hát cái gì hí đáng tiếc quá ồn không có nghe rõ đại phu nhân còn tại tiếc hận bên kia trên đài người đã mở miệng hát vừa hát một câu biến cố phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn đại phu nhân khẽ giật mình làm sao rồi trống bị gõ để lọt rồi phương trượng cũng đi theo vừa lắc lư con mắt trợn to thanh âm này giống như là suy nghĩ còn không có xuất hiện liền nghe được tiếng vang một tiếng tiếp theo một tiếng oanh oanh phương trượng bỗng nhiên đứng lên trừng to mắt nhìn xem ngoài cửa thành mấy trăm mét có hơn cùng nhau sụp đổ sinh sôi lâm vào một đầu câu tới bụi đất sương mù còn có thuốc nổ hương vị cùng nhau bắn ra xông thẳng lên trời đây là Phương trượng đột nhiên nhớ tới nhan như ngọc mới vừa nói qua, vô luận phát sinh cái gì lớn biến cố, đều không cần đi loạn, cũng không nên kinh hoảng, đây là nhan như ngọc làm, đây là thuốc nổ A, à. nàng vậy mà sao mà to gan như vậy, đây là muốn làm cái gì, phương trượng sợ hãi, lại có chút ít hưng phấn, từ trong. Lúc khiếp sợ hoàng hồn, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân cũng sớm sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, cảnh tượng như thế này, thật sự là còn chưa bao giờ thấy qua, Hoắc trường hút chăm chú viện ở, nửa thân thể cản trở nàng mã lập vũ cũng dọa đến quá sức đầy mắt đều đầy trời bụi đất trong lỗ tai còn tràn ngập tiếng vang bên cạnh người thét lên sợ hãi để hắn hoàng hồn phương trưởng lớn tiếng nói đại nhân một tiếng gọi mã lập vũ một kích lăng lập tức nhìn về phía người chung quanh mọi người không cần loạn không cần loạn đi trên đài đừng sợ thời khắc mấu chốt mệnh lệnh của hắn đã có uy hiếp tác dụng cũng có thể trấn an lòng người mọi người lại miễn cưỡng trấn định lại đại phu nhân thở dài ra một hơi đúng đấy, khoảng cách chúng ta còn xa, sợ cái gì, ngô huyện lệnh bên kia, trực tiếp dọa đến từ trên ghế rơi xuống, mồ hôi lạnh đầm đìa cái này là là làm sao, đại địa động sao, ngô huyện lệnh quay đầu nhìn sư gia, sư gia cũng có chút run rẩy, tới dìu hắn, tranh thủ thời gian, để người đi xem một chút. Không thể, hoắc trường hạt mở miệng, đại nhân, phía dưới nguy hiểm, vẫn là trước đừng để người đi, để tránh thương tới nhân mạng, ngô huyện lệnh nhìn về phía hắn, gặp hắn trầm ổn trấn định, tâm cũng khôi phục chút, nhìn thấy một bên sa man sư tâm tư đột nhiên nhất chuyển hẳn là giả công tử sớm đã có đoán trước là sa man sư tính ra đến hắn tranh thủ thời gian đứng lên thấp giọng hỏi hoắc trường hạt giả công tử cái này mới kia là hoắc trường hạt ho khan vài tiếng nhàn như ngọc tiếp lời nói đại nhân lòng người khả vi thiên ý không thể nghịch cũng không thể nhiều lời nếu là thượng thiên có chỗ cảnh cáo vẫn là muốn cẩn thận thêm tỉnh lại tự thân cho thỏa đáng ngô huyện lệnh nghe xong trong lòng lập tức coi lại thành một đoàn đây là ý gì, đây là nói hắn cái này huyện lệnh, bình thường làm được không tốt, trời cao cũng đến bổ hắn rồi, muốn không có đường sống rồi, nháy mắt mặt xám như tro, dân chúng cũng là nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ về sau phát sinh cũng không tiếp. Tục tiếp tục nổ, cũng không có thương tổn vừa đến người, trong lòng hoảng sợ đều chuyển thành hiếu kỳ, nhau nhau hướng bên kia nhìn, bụi đất dần dần hạ xuống, thanh âm cũng biến mất, trừ mùi cùng nổ ra đến câu vẫn còn, phản phất vừa rồi hết thảy đều đã kết thúc, mọi người ở đây muốn thở phào gàn lớn thậm chí muốn đi xem xét một chút thời điểm, đột nhiên không biết ai quát to một tiếng, nhìn, nhìn mặt nước, mặt nước có chút trung động, nguyên lai bình tĩnh mặt nước chậm rãi nổi lên gần sóng. Gần sóng khuếch tán phải nhanh lại lớn, giống như thời gian một cái nháy mắt, mặt nước khẽ rung đã biến thành gần sóng, ở giữa giống như có đồ vật gì tại từ dưới nước hiện lên, tầng tầng sóng nước, vây quanh, còn cuốn, ao ao sóng nước âm thanh kém xa mới tiếng nổ lớn, nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người hô hấp đều tại đây khắc đình chỉ hất trường hạt đều không ngoại lệ, hắn lúc ấy cũng không biết, nha như ngọc là muốn làm cái gì, tại dưới nước bố trí những cái kia là phát huy cái tác dụng gì hiện tại, hoàng minh bạch cho dù biết là giả, trong lòng hắn như của một mảnh rung động, hai tay không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi soạt, như thế đồ vật rốt cục nổi lên mặt nước, sư gia lớn tiếng hô, là một khối dị thạch, tảng đá tạo hình rất quái lạ, có thể nói là rất xấu, còn không trôi chảy, như cái biến. Chủng con cóc cái này cũng chưa tính phía trên còn khắc lấy vài cái chữ to vô đức huyện chủ không phù hộ vĩnh xương cái này tự nhiên không có cái gì cao thâm phàm là biết chữ đều nhìn hiểu không biết chữ nghe người khác nói một câu cũng có thể nghe hiểu có thể nhớ được không biết ai trước niệm đi ra thanh âm lanh lảnh mà cao vút soạt lập tức trong đám người truyền đi từng mảnh tiếng gầm kinh ngạc bất an sợ hãi phẫn nộ đều hội tụ tại một chỗ bởi vì huyện chủ vô đức trời đều không phù hộ vĩnh xương huyện khó trách sẽ phát sinh dạng này đại địa đồng, khó trách trong nước sẽ toát ra dạng này quái thạch xấu thạch, đây là thượng thiên cảnh báo, đám người ngay tại nghị luận thời điểm, sóng nước dần dần thối lui nhờ nâng lực lượng cũng biến mất, mặt nước không chịu nổi quái thạch trọng lượng, bịch một tiếng, lại trở xuống trong nước, biến mất không thấy gì nữa, đám người lại là yên tĩnh, hoắc trường hạt nắm chắc tay bỗng nhiên buông ra, nhìn về phía nha như. Ngọc nha như ngọc hướng hắn nhà nhà cười một tiếng là tính trước kỹ càng là hiểu rõ trong lòng, hoắc trường hạt khẩn trương cùng chấn kinh cũng thối lui, nhịn không được cười khẽ nha như ngọc đứng ở lâm nam sau lưng, cuối người thấp giọng nói, nhìn thấy sao, vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, tin tưởng đơn giản như vậy, rất nhanh liền sẽ truyền đến lâm thành, đây chính là các ngươi nghĩ tại vĩnh bình làm sự tình, đáng tiếc, không làm thành. Ta tại vĩnh xương hoàng mỹ phục khắc, cũng không thể gọi các ngươi thất vọng không phải, lâm nam không thể không động đậy có thể nói, nhưng hắn mở to hai mắt nhìn, cách cao nhìn chầm chầm mặt nước, khối kia quái thạch, kia tám chữ, như là dùng đao búa khắc vào đầu óc hắn, trong lòng hắn kết quả như vậy, há lại lúc trước kế hoạch của bọn hắn có thể so sánh, cho dù là bọn họ nguyên trong kế hoạch, không có đem một thôn là nhân mạng là mệnh, trước mắt, không một người mất mạng, nhưng nữ nhân này, lại lợi dụng đại địa cùng nước. Dùng thiên ý, để hiện trường tất cả vĩnh xương bách tính, đều khắc sâu nhớ kỹ, vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, lâm nam cảm giác cổ họng một trận ngai ngái, một mùa máu chậm rãi từ khóe môi tràn ra tới chỉ tiết, hắn mang theo mặt nạ, không có ai biết nha như ngọc cười khẽ từ đỉnh đầu hắn hậu truyện đến hắn toàn thân bốc lên hàng ý vô cùng hối hận lúc trước không nên phản bội hoắc trường hạt không nên đi sai một bước kia nhưng hết thảy đều muộn nha như ngọc trở lại đến hoắc trường hạt bên người hoắc trường hạt mượn rộng lớn tay áo che lấp cầm chặt nàng tay ngô huyện lệnh từ trong lúc khiếp sợ hoàng hồn còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác trời có mắt rồi nguyên lai thượng thiên chỉ người không phải hắn là vĩnh xương huyện chủ hắn liền nói hắn đều bị chèn ép thành dạng này, cũng nhanh thành một con chó, thượng thiên làm sao còn không biết xấu hổ chỉ trích hắn, đã ủy khuất, lại kích động rất muốn khóc, sư gia viện hắn, ở một bên lau nước mắt, anh rể hai người đối mặt, thật sâu đều hiểu lẫn nhau khó xử, ngô huyện lệnh đi đến lâm nam trước mặt, không người thi lễ, đa tạ sa mang sư. Lâm nam khóe miệng máu tư im ắn nhỏ vào. Cổ áo bên trong, hắn nhìn chầm chầm ngô huyện lệnh, cảm ơn ngươi cái quỷ. Ngô huyện lệnh lại đi đến hóa trường hạt trước mặt, đa tạ giả công tử, cảm ơn cái gì, ngô huyện lệnh hiện tại mới tỉnh táo lại, hoắc trường hạt lần này khổ tâm, tại sao phải tổ chức cái gì biểu diễn tại nhà, tại sao phải để nha dịch bổ khoái, mấy lần tra tuần, bảo đảm chung quanh không có bách tính nếu như xảy ra nhân mạng, vậy hắn cũng khó từ tội lỗi, hoắc trường hạt hư dìu hắn một cái, đại nhân không cần đa lễ, trị cho. Ngươi hạ bách tính đều nhìn, ngươi phải làm cho tốt quan phụ mẫu, thật tốt trấn an lòng người, ổn định giá hàng, duy trì trật tự, mặt khác, phải nắm chặt thời gian phái người đi sửa ngoài thành câu không thể từ chối đến trễ thời gian ngô huyện lệnh làm sao cũng là ở quan trường nhiều năm như vậy tự nhiên minh bạch thắng nói những cái này trọng yếu bao nhiêu nhưng lúc này nghe được khoác trường hạt tỉnh táo nhẹ nhàng nói đến không rõ chi tiết mà lại câu câu đều có lý vẫn là khó nén cảm kích cùng kinh ngạc đa tại giả công tử nhắc nhở bản quan nhất định sẽ làm theo giả công tử đại tài bản quan cảm giác sâu sắc kính nể tốt ngô huyện lệnh Người ta ở giữa từ nên có trận này duyên phận, không cần khách khí như thế, thật tốt làm quan, bảo vệ trị cho ngươi hạ Bách Tính, bọn hắn tự nhiên cũng kính yêu ngươi, trong lòng bọn họ có ngươi, đây mới là làm quan ý nghĩa vị trí là là, bản quan thủ giáo, Ngô huyện lệnh liên tục cực đầu, lần nữa hành lễ, hắn vội vàng cáo từ, mang theo sư gia cùng. Thủ hạ bọn nha dịch đi duy trì trật tự, để Bách Tính an toàn rút lui, lại sắp xếp người, tìm công tượng, đi sửa ngoài thành đường cùng câu cũng cấp tốc hẹn đàm thương hộ, nhắc nhở bọn hắn không muốn thừa dịp loạn sinh sự, cũng biểu thị nếu là vào lúc này phối hợp quan phủ, thật tốt làm ăn, tháng sau lên, thu thuế khôi phục như thường hiện tại ngô huyện lệnh đầy cõi lòng chí khí, cảm giác lại tìm đến sớm nhất khảo công tên lúc sơ tâm, làm quan, vì bách tính, làm hiện thực về phần vĩnh xương. Huyện chủ, trời đều không phù hộ nàng, hắn cũng không nghĩ vào nữa, về phần cái khác, đi mẹ nó, thích thế nào địa loay hoay đất trời tối tăm, lại mệt nhọc mà phong phú, còn không có rảnh rỗi đồng dạng bận bịu không ngừng sư gia từ bên ngoài chạy vào đại nhân anh rể giả công tử sai người đưa tới hai vạn lượng bạc muốn giúp đỡ chúng ta tu ngoài thành đường cùng câu ngô huyện lệnh sững sờ thật kia còn có giả ngân xa đều tới cửa ta vẫn là lần đầu thấy nhiều như vậy hiện ngân đi a à, nhanh đi kiểm kê ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian đi theo hắn đi ra ngoài tới cửa thật nhiều bách tính cũng được biết tin tức đi theo sang đây xem mấy cái rương mở ra tất cả đều là trắng bóng thỏi bạc người tới chính là ám vệ Sa Phu Nhan như Ngọc cùng Hoắc Trường Hạt liền mặt đều không có lộ Ngô Huyện lệnh mời người tiếp thu ám vệ mặt không biểu tình công tử nhà ta nói những bạc này xem như một điểm tâm ý giúp ngài cùng bách tính vượt qua nan quan mong ước con đường sớm ngày thông suốt Ngô Huyện lệnh kích động đến sắp khóc người ta chủ tử không lộ diện đây là cho thấy người ta không muốn cướp hắn danh tiếng hết thảy đều từ hắn cái này Huyện lệnh đi làm đi thu xếp để dân chúng niệm tình hắn tốt, ngô huyện lệnh không? Người thi lễ, xin chuyển cáo công tử, bản quan nhất định sẽ thật tốt dùng khoản này bạc, một văn cũng sẽ không lãng phí, ha 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 ha, ha 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 ha, vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, đại phu nhân từ hiện trường cười đáp khách sạn, các ngươi nhìn thấy sao, kia tám chữ, chữ chữ rõ ràng, hoắc trường hút đưa cho chén cho nàng, bất đắc dĩ nói, vâng, chúng ta đều trông thấy, mẫu thân, ngài uống nhanh hấp trà đi, cuốn họng đều câm đại phu nhân một hơi uống cạn nửa ngọn, lại tiếp. Lấy cười quá sảng khoái, nữ nhân kia được nhiều vô đức, vậy mà để lão thiên đều nhìn không được, ta nhìn, lần này nàng làm thế nào nàng huyện chủ, gương mặt kia, còn hướng cái kia phóng, hoắc trường hút nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, mẫu thân, ngài thật sự cho rằng, kia là thiên ý, là lão thiên làm sao, đại phu nhân ngưng cười, lại hấp một cái trà, người có ý tứ gì, hoài nghi lão thiên, ta không phải hoài nghi lão thiên, hoắc trường hút thở dài, ta là, cái này cùng lão. Thiên liền không quan hệ, lão thiên bận rộn như vậy, nào có rảnh rỗi để ý chuyện này, ngài suy nghĩ thật kỹ, kia tám chữ vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, đại phu nhân lặp lại đúng, là cái này tám chữ, hoác trường hút đa muốn nói tiếp, đại phu nhân ngăn lại, người nói lại lần nữa, hoác trường hút bất đắc dĩ, vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, cái này tám chữ chữ viết, người không cảm thấy nhìn quen mắt sao, đại phu nhân sững sờ, nhìn quen mắt cảnh tượng lúc đó quá mức rung động lại khoảng cách không tính gần toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm đều sợ thấy không rõ cái kia còn có tâm tư suy nghĩ chữ gì giấu với có quen hay không mà lại quái thạch lưu ở trên mặt nước thời gian kỳ thật không hề dài lại không người chú ý cái này hiện tại nghe hoắc trường hút nhất lên đại phu nhân cẩn thận hồi tưởng đột nhiên rút một hơi cái đó là không sai là đại ca bút tích mặc dù là khắc vào trên tảng đá cùng dùng bút viết không giống nhau lắm nhưng ta thuở nhỏ đi theo đại ca luyện chữ chữ của hắn ta quá quen thuộc hoặc trường hút ngữ khí chắc chắn ta có thể khẳng định đó chính là đại ca chữ viết đại phu nhân khiếp sợ đứng lên suy nghĩ kỹ một chút lại lắc đầu phủ định không không đúng có lẽ chỉ là chữ viết tương tự đây chính là nước trong nước hiển hiện tảng đá loại sự tình này há lại đại ca ngươi có thể làm đến còn có đại địa động ta biết ngươi cảm thấy đại ca ngươi thiên hạ đệ nhất ta cũng cảm thấy mình nhi tự ưu tú có phải hay không nhưng là những việc này không phải người vì đó sự tình nha, hoắc trường hút trầm mặt một cái chớp mắt, ngài đừng quên, cùng với hắn một chỗ. Còn có đại tẩu, đại phu nhân ngạc nhiên, cùng như Ngọc cùng một chỗ cái kia cũng nàng trẻ thất thần, mẹ con hai người đưa mắt nhìn nhau, như Ngọc, có thể làm được sao, hoắc trường hút chậm rãi gật đầu, ta cảm thấy có thể, cùng lúc đó, phương trượng trong phòng khóa ngược lại cửa, ý thức cấp tốc tiến vào không gian, kêu gọi nha như Ngọc, như Ngọc, đó có phải hay không ngươi làm, đại địa động liền không cần phải nói, khẳng định là dùng thuốc nổ phương trượng nói chuyện như pháo liên. Châu, cái kia quái thạch, có phải là bắt chước năm đó võ chiếu cách làm, đúng hay không, nhan như ngọc thanh âm mang cười, tính ngươi thông minh, không sai, là ta, phương trượng kinh ngạc lại kích động, ngươi là làm sao làm được, đây cũng không phải là việc nhỏ, không phải ta một người, ta có một cái cường đại hậu viện đội, mọi người cùng nhau đồng thủ, tự nhiên có thể, nhà như ngọc không có giải thích cặn kẽ, ta bên này còn có chuyện muốn làm, ngươi chú ý đại phu nhân tình huống, nàng đối vĩnh xương có tâm tình mâu thuẫn minh bạch phương trượng một lời đáp ứng ngươi yên tâm đại phu nhân hiện tại thật nhiều cơn giận này ra quá sảng khoái lại nói ta trước đó cũng nói bóng nói gió nàng không gặp qua kích thích tốt kia hết thảy nhờ ngươi trò chuyện xong cúp máy phương trượng thở dài xem đi cái nhà này không có ta không được nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt cũng không có nhàn rỗi trên đường trở về nhan như ngọc liền cùng hoắc trường hạt thương lượng qua xuất ra hai vạn lượng bạc giúp đỡ Vĩnh Sương, bọn hắn cùng Vĩnh Sương huyện chủ không đối phó, không phải cùng nơi này bách tính không đối phó, còn nữa, nhan như ngọc tin tưởng, làm chuyện tốt, sớm tối có thể lưu danh, đến lúc đó liền lưu đại phu nhân tên, hai vạn lượng, đã giúp bách tính sinh hoạt yên ổn, lại có thể thay đại phu nhân hung hăng đánh Vĩnh Sương huyện chủ mặt, thực sự xài đáng giá, hiện tại nàng cũng không thiếu tiền, cũng đã cùng hoác trường hạt thẳng thắng quá, không cần lại che giấu hoác. Trường hạt cầm nàng tay, tình thâm ý dài, Ngọc Nhi làm ra hết thảy, đều là vì ta, ta hiểu được, đa tạ, đợi đến Tây Bắc, chắc chắn đền bù ngươi, gia tư cũng đều giao cho ngươi trưởng quản, làm sao vương gia còn có gia tư sao? nhan như Ngọc hỏi, có, hoắc trường hạt chỉnh chặt đàng hoàng, ta tại Tây Bắc cũng để giành được chút gia nghiệp, chính là chút cửa hàng trang viên cái gì, bình thường đều có người quản lý, ta không cùng người khác nói chuyện, biết được người cũng không nhiều, hẳn là có thể bảo. Trụ nhan như Ngọc cười thầm, hắn còn làm thật, ta là vì mẫu thân, để nàng vui vẻ, vương gia không nên nghĩ quá nhiều. Hoắc Trường Hạc đi theo nàng xuống xe ngựa, một đường đi vào, mẫu thân, cũng là bởi vì là mẫu thân của ta nha, ta minh bạch nha như ngọc cười thầm, hắn thấy vẫn là rất rõ ràng vương gia, ta muốn để ngươi thấy người, Hoắc Trường Hạc nghi hoặc, người nào, đi theo ta nha như ngọc dẫn hắn đến đông sương phòng, đẩy cửa ra, Hoắc Trường Hạc đi đến nhìn lên, trên mặt ý cười lập tức vô tung hắn làm sao ở chỗ này, Kim Sơn bị trói gô, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết ừm, từ nha môn. Ra tới, hắn liền đến, nha như ngọc xuất ra bình thuốc nhỏ đi qua định cho kim sơn giải độc hoắc trường hạt giữ chặt nàng đó chính là nói trước ngươi nói đưa lâm nam trở về thực tế là vì giải quyết kim sơn nha như ngọc trễ sững sờ một chút chi tiết gật đầu không sai ta cũng chỉ là suy đoán kết quả hắn thật đến đã đến vậy liền không thể để cho hắn nhẹ nhõm đi hoắc trường hạt sắc mặt cấp tốc âm trầm ánh mắt lạnh lùng cầm qua nha như ngọc trong tay giải dược ta tới giải dược nhỏ tại dưới mũi kim sơn hít sâu một hơi mí mắt run rẩy hắn cũng coi là tính cảnh giác mạnh người hơi vừa khôi phục thần trí lập tức ép buộc mình thanh tĩnh con mắt bá một chút mở ra liền nghĩ nổi lên làm sao toàn thân bị trói căn bản không thể động đậy còn chưa kịp mở miệng hoắc trường hạt một đấm đánh tới nháy mắt khóe miệng bốc lên máu kim sơn phun một mụn máu nước bọt nghiêng đầu phẫn hận nhìn hoắc trường hạt ánh mắt âm độc ngươi dám đánh ta tốt thật sự là tốt lão tử nói cho ngươi ngươi hôm nay tốt nhất đánh chết ta nếu là đánh không chết sớm muộn cũng có một ngày, Kim Sơn đáy mắt lăn lộn sóng dữ, cấp 10 hoàng trả, Hoắc Trường hạt không nói hai lời, phân phó một tiếng, đem hắn kéo tới trong viện, Sa Phu ám vệ đã sớm kìm nén không được, sẵn tay áo nhanh chân tiến đến, một cái nắm chặt Kim Sơn sợi dây trên người, hai ba lần kéo tới trong viện, kéo quá nấc thang thời điểm, đều có thể nghe được xương cốt đụng vào gạch bên trên tiếng trầm, Kim Sơn cắn răng. Không trên một tiếng, đến trong viện, lớn tiếng cười mắng, đến trong viện làm sao rồi? Lão tử sợ ngươi, nha như ngọc trong tay lãnh quan hiện một cây ngân châm đâm vào trên người hắn nơi nào đó huyệt vị ngô kim sơn rên, cảm giác toàn thân da thịt đều đang đau giống bị đau cắt dùng lửa đốt không cách nào nói rõ không sợ là đầu thật ngạnh hắn liền chịu đựng cái này là tầng thứ nhất nhìn ngươi có thể chịu đến mấy tầng nha như ngọc dứt lời lại thêm một cây châm a à. kim sơn kêu đau đớn lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người lần này liền xương cốt cũng giống như từng cây đứt gãy chúng ta dết hay không ngươi cùng có phải là anh hùng không quan hệ, nha như ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi tính là cái gì, cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi Kim Sơn có chút chịu không nổi, nghĩ cuộn tròn thân, lại bị trói lấy cuộn tròn không lên, tay miễn cưỡng ôm lấy đầu, lộ ra một con mắt các ngươi đến cùng muốn làm gì, ta chưa hề đắc tội quá các ngươi. Không có đắc tội quá ngươi, hoắc trường hạt mặt mày lạnh lùng như băng, dùng ngươi kia bẩn ánh mắt nhìn nàng thời điểm, đối nàng sinh ra không nên tâm tư lúc, chính là đắc tội, hoắc trường hạt tới lại đánh hắn mấy lần, đồ hỗn trướng, nhà như ngọc giữ chặt hắn, không cần vì loại người này tức giận, nhà như ngọc ánh mắt vút qua, nhìn thấy kim sơn trên người một viên túi thơm, đưa tay giật xuống, ngửi kỹ, trước đó không có chú ý, một là nàng trên người mình cũng có mê hương, chè khuất kim. Sơn mùi trên người, hay là trong này thả hương liệu hoàn toàn chính xác không nhiều, mà lại dường như có đoạn thời gian, hương vị rất nhạt, xích lại gần vừa nghe, vẫn có thể nghe được khác biệt. Đây không phải phồn dung thân bên trên hương liệu vị nha như Ngọc hỏi hắn, ai đưa cho ngươi, kim sơn cắn răng cái này cùng ngươi có quan hệ sao ba chữ còn không nói ra lại nhìn thấy nhang như ngọc ngân châm trong tay đành phải cắn răng nuốt vào là ta tại lâm thành một cái nhân tình tặng cho ta kim sơn trong giọng nói gặp nàng che đậy đắc ý lão tử chưa từng thiếu nữ nhân đã như vậy ngươi vì sao nhất định phải chỉnh lý phồn cho nhang như ngọc hỏi kim sơn hừ lạnh phồn cho tiện nhân kia nếu là nói sớm có cái gì giả nam nhân lão tử cũng chưa chắc không thể bỏ qua nàng nhưng nàng hết lần này tới lần khác không nói, lén lút, để lão tử chịu nhục, phi, nói được đây, Kim Sơn sững sờ, làm sao ngươi biết phồn cho, nha như ngọc nắm bắt túi thơm, còn chưa tới phi ngươi hỏi tới. Ta đây là ngươi cái nào thân mật tặng, là đại công tử mới thưởng ta, lâm thành tốt nhất thanh lâu kéo quân lâu đầu bài, thanh quánh cô nương, Kim Sơn đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, nàng bình thường cũng là không tiếp khách, đại công tử trực tiếp mua, thưởng cho ta hắn nhìn xem nha như ngọc, ánh mắt không có hảo ý, nói tiếp kia tư thái gọi một cái tốt làng da gọi một cái non cái gì da như mỡ đông cái gì là băng cơ ngọc cốt không ngoài như vậy nhất là kia trên giường nhiều kiểu càng là nhiều đến không được gọi là một cái tiêu hồn hoặc trường hạt lên cơn giận dữ há có thể nguyện ý để loại này thô tục ô nhang như ngọc lỗ tai tiến lên đang nghĩ đánh hắn bị nhang như ngọc giữ chặt nhang như ngọc hiểu kim sơn tâm tư đơn giản chính là nói chút xấu hổ để nàng cảm thấy bị vũ nhục nhưng tại nhang như ngọc mà nói những cái này thật không gọi sự tình, ngươi nói là, đưa ngươi túi thơm, là Lâm Thành kéo quân lâu đầu bài, gọi thanh quánh, ngươi xác định, Kim Sơn chắc chắn. Ta đương nhiên xác định, kia còn có thể là giả, đại công tử mệnh thiếp thân gã sai vặt đi làm, hoa vàng rồng bạc trắng, đem nàng chuột ra tới, đưa đến ta trong nhà nha như ngọc cười đến ý tứ sâu xa, ánh mắt lướt về phía cách đó không xa tại trên xe lăn ngồi Lâm Nam, Lâm Nam con mắt trợn to, không thể tin nhìn xem Kim Sơn, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang, giống như toàn thân đều tại dùng lực, nhưng hắn lại không thể động đậy. Đón nhan như ngọc ánh mắt, trong mắt của hắn tràn ngập khẩn. Cầu nhan như ngọc tiến lên, hướng trong miệng hắn nhét viên thuốc. Viên này thuốc lại chát vừa khổ, còn có nói không ra mùi khai, để lâm nam nhịn không được muốn ói nhưng đầy ngập hận, để hắn sinh sôi nhịn xuống, thuốc nuốt vào, cuốn họng lại là một trận đau cắt đau nhất, hắn không khỏi hai tay che cuốn họng. Kinh ngạc phát hiện mình có thể động, hắn một chỉ kim sơn, ngươi, thanh âm dù khàn giọng, nhưng cũng có thể nói chuyện kim sơn híp mắt nhìn hắn căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt lâm nam phí sức mình đẩy xe lăn đi qua đến kim sơn trước mặt ngươi nói là thật kim sơn không hiểu thấu cái gì thật giả cùng ngươi có quan hệ gì ta hỏi ngươi thanh quánh sự tình có phải là thật hay không lâm nam duỗi hai tay nhào về phía kim sơn người đang nói láo đúng hay không thanh quánh nàng còn tại kéo quân lâu thủ thân như ngọc có phải là hắn dù đoạn mất hai chân nhưng trên tay cũng có lực lại là chọc giận phía dưới, Kim Sơn bị hắn đánh cho còn rất đau ngươi mẹ hắn chính là không phải điên rồi, liền ngươi cũng tới đánh. Lão tử, Kim Sơn chửi ầm lên, đầu óc có bị bệnh không ngươi, để một cái kỹ nữ thủ thân như Ngọc, ngươi nghĩ như thế nào, nàng làm chính là bán mình nghề, thủ cái gì thân, nàng nếu là thủ thân, lão tử mua nàng làm gì, lăn đi, đầu óc có bệnh sủng đồ vật, đừng đụng ta, lâm nam gào thét, ngươi hỗn trướng, nói bậy, hắn vừa ăn xong giải dược, cuốn họng cũng không thích hợp dạng này rống nhưng nha như ngọc lười nhát nhắc nhở hắn, cũng không lâu lắm, hắn liền phun ra một ngụm máu. Tới, Kim Sơn giải dụ trốn tránh, Lâm Nam lăn bò gào thét đánh hắn, hai người trong sân cuốn thành một đoàn, vô đức huyện chủ, không phù hộ Vĩnh Sương, cái này tám chữ, như là chấp cánh, chẳng những bay khắp Vĩnh Sương huyện, còn bay về phía Lâm Thành, tại chưa tới trước đó, Lâm Thành liền đã sóng ngầm phun trào Vĩnh Sương huyện chủ tại hậu trạch, móng ngón tay từng cái bao lấy, ba cái nhà hoàng bà tử vây quanh nàng hầu hạ tóc, mặt và tay mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ bảo dưỡng, huyện chủ, công tử, đến vĩnh xương huyện chủ cười yếu ớt, nhanh đi chuẩn bị điểm tâm cùng hành sữa trà, vân vân vân. Bà tử cười nói, lão nô cái này đi. một mực theo huyện chủ nói, cho công tử dự sẵn. hoắc trường tiễn mang theo cái xinh đẹp hộp vào nhà, mẫu thân, vĩnh xương huyện chủ đánh giá hắn, làm sao? đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? có chút. hoắc trường tiễn cười cười, đè xuống trong lòng không nhanh, không có gì đáng ngại, mẫu thân không cần lo lắng đây là nhi tử sai người cho ngài mang đồ vật, ngài. Nhìn một cái, hắc trường tiễn đem hộp mở ra, bên trong là một cái xinh đẹp lọ thủy tinh, bình cảnh bên trên còn buộc lên dây lụa, không nói khác, chỉ nói cái bình này, liền ống ánh sáng long lanh, như thủy tinh một loại tinh xảo, lại phối hợp dây lụa cùng bên trong màu xanh nhạt đồ vật, càng lộ ra cao quý trang nhã, ngửi kỹ, còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm, vĩnh xương huyện chủ con mắt lập tức sáng, đây là vật gì, vật này tên là nước hoa, hắc trường tiễn đem cái bình đóng mở ra mùi thơm. Lập tức rõ ràng có thể nghe, mẫu thân, đem cổ tay đưa qua tới. Vĩnh Sương huyện chủ tranh thủ thời gian làm theo, hoắc trường tiễn tại cổ tay nàng bên trên nhỏ một giọt, hai con cổ tay ma sát một chút là đủ, Vĩnh Sương huyện chủ thử một chút, quả nhiên, hương khí không nồng không nhạt, yếu ớt tản ra, quanh quẩn ở trên người nàng, theo động tác của nàng nhẹ tán, nha hoàng sợ hải thang nói, một tí tẹo như thế, giống như này hương, mà lại tốt như vậy nghe, huyện chủ, cái này hương thật là thật sự là tuyệt diệu đâu vẫn là đại công tử ánh mắt tốt biết huyện chúng ta chủ phẩm vị cao bà tử ở một bên phụ họa vĩnh xương huyện chủ đưa tay nhanh nhanh đem trên móng tay vải giải bà tử cười khẽ phu nhân lại kiên nhẫn chờ chút còn chưa tới thời gian đâu phải một hồi sẽ qua cái này móng tay nhan sắc khả năng càng đẹp mắt vĩnh xương huyện chủ bất đắc dĩ đành phải trước nhìn xem nước hoa cái bình hỏi vật này kiếm không dễ a à, còn tốt lúc trước nhờ quá nhi tử làm việc một người đi ngang qua túc thành lúc mua được nghe nói bên kia hương liệu cửa hàng có bán những vật này túc thành vĩnh sương huyện chủ suy tư nơi đó là không sai nhưng bọn hắn có chúng ta lâm thành hẳn là cũng có a hoắc trường tiễn thuận thế nói mẫu thân nói cực phải nhi tử là muốn cùng ngài xin phép chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến một là mẫu thân tìm chút thượng hạng hương liệu cùng dưỡng nhan phương hai cũng muốn nhìn nhìn lại có hay không khác kiếm tiền biện pháp giống những vật này hoàn toàn có thể tại lâm thành bán Vĩnh Sương huyện chủ nhìn chầm. Trầm nước hoa cái bình, càng xem càng đẹp mắt, Hoắc Trường Tiễn nói tiếp, nghe nói nước hoa còn khác mùi thơm, không chỉ cái này một loại, nhi tử nếu có thể đến Túc Thành một chuyến, cũng có thể cho mẫu thân đem cái khác đều mua được. Vĩnh Sương huyện chủ thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn hắn, loại sự tình này, để hạ nhân đi làm liền có thể, làm gì tự mình đi một chuyến, thời tiết dần lạnh, người chuyến đi này một lần, còn không chừng bao nhiêu thời gian, trên đường sinh bệnh nhưng như thế nào. Cho phải mẫu thân, ngươi như muốn ra ngoài, đợi xa năm đầu xuân đi, hoác trường tiễn trong lòng thở dài, luôn luôn như thế, mẫu thân chưa từng tùy tiện cho phép hắn đi ra ngoài, tựa như hắn là cái gì dễ nát trân bảo, nhưng hắn chưa hề cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy mình giống con đáng thương cá chậu chim lồng, mẫu thân, ta muốn đi một chuyến vĩnh xương huyện, hoác trường tiễn lùi lại mà cầu việc khác, hồi trong phủ nhìn một chút vĩnh xương huyện chủ hừ nhẹ, cái kia địa phương. Nghèo, có gì có thể nhìn, ngươi chỉ cần đúng hạn thu huyện nha đưa tới bạc là được, hoắc trường tiễn trầm mặt không nói, cảm giác có chút đau đầu hắn không phải không ngủ ngon, hắn là căn bản không có ngủ, hôm qua bọn thủ hạ đến báo, không biết tại sao, chi đội ngủ kia, căn bản không có đi Vĩnh Bình Thôn, dựa theo hành trình sớm nên đến, lúc này Vĩnh Bình Thôn cũng đã thiên băng địa liệt, toàn thôn đều vùi sâu vào dưới mặt đất, lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, cũng nên chuyên đến lâm thành đến. Nhường lối mẫu thân vui vẻ, hai cũng có thể để cho hắn đi một chuyến nhưng hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không có, liên lộ tuyến đều xuất hiện sai lầm. Không chỉ có như thế, thủ hạ của hắn hoàn toàn không biết gì, giống không đầu con rùi đồng dạng, căn bản không biết trấn nam vương phủ lưu vong phạm đi nơi nào, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại có không hiểu bất an, một con lưu vong phạm đội ngũ mà thôi, làm sao lại êm đẹp không gặp rồi, âu ước đây, vĩnh xương huyện chủ gặp hắn thất thần, gọi hắn vài tiếng, đang suy nghĩ gì, không có gì, hoắc trường tiễn đứng dậy vậy ta đừng vội đi cho ngươi chuẩn bị trà bánh cùng hành sữa trà ăn lại đi là đồ vật bưng lên bà tử ở một bên cười nói công tử nếm thử lần này đều là hôm nay mới làm huyện chủ ngày ngày đều dự sẵn biết ngài thích mẫu thân yêu thương nhi tử ghi khắc hoắc trường tiễn cầm lấy một khối điểm tâm vô cùng thành kính ăn một miếng hoàn toàn chính xác mỹ vị đa tạ mẫu thân vĩnh xương huyện chủ cười yếu ớt ngươi thích liền tốt ăn nhiều mấy khối ít nhất bốn khối vâng Hoắc trường tiễn liên tiếp ăn bốn khối, lại uống xong một chén. Hành sử trà Vĩnh Sương huyện chủ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, trở về đi, đi học cho giỏi, trong phủ tiên sinh không được liền thay đổi, tìm thêm đến nổi danh chi sĩ, nhi tử ghi lại, Hoắc trường tiễn rời đi, Vĩnh Sương huyện chủ móng tay cũng nên hủy đi, cầm lấy nước hoa cái bình tinh tế nhìn, yêu thích không buông tay huyện chủ, thứ này thật là tốt nhìn, thật là thơm, nhà hoàng lấy lòng nói, nô tỳ còn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nghe xinh đẹp đồ vật. Vĩnh Sương huyện chủ cười khẽ, mới công. Tử nói, cái này là từ đâu mua được, hồi huyện chủ, nói là Túc Thành, một nhà bán hương liệu cửa hàng bên trong phái người đi một chuyến, không phải nói còn có cái khác hương vị, đều mua về, Vĩnh Sương huyện chủ nhẹ nhàng phân phó, vâng, nô tỳ cái này đi thu xếp, bà tử cười nói, huyện chủ vẫn là đau lòng công tử, không bỏ được công tử bôn ba, công tử muốn tự mình đi cho ngài mua đâu, những sự tình này giao cho hạ nhân đi làm là được, hắn là làm đại sự, còn nữa, vĩnh xương huyện chủ mở ra cái bình ngửi ngửi còn nửa cái gì nàng đằng sau không có lại nói bà tử cũng không dám lắm miệng hỏi ta nhìn ao ước nhi sắc mặt không tốt lắm vĩnh xương huyện chủ nói sang chuyện khác bên cạnh hắn gã sai vặt hầu hạ không chu toàn đánh cái ba mươi đánh gậy mặt khác đi trong kho đem ngọc thạch gối lấy ra cho công tử đưa đi để hắn tốt yên giấc bà tử xác nhận nhanh đi làm nha hoàng cho nàng xoa vai nô tỳ nghe nói lần trước ngọc thạch cửa hàng lại tới một nhóm tốt chất ngọc không biết có hay không tốt hơn, Vĩnh Sương huyện chủ cầm nước hoa cái bình, hơi suy nghĩ một chút, nếu như thế, đi cho Tô Phu Nhân đưa thiếp mời, liền nói ta hẹn nàng cùng đi ngao du, vâng, Tô Phu Nhân, chính là Lâm Thành Thứ Sử Phu Nhân, là cái này Lâm Thành đệ nhất Phu Nhân, nếu như không có Vĩnh Sương huyện chủ, Vĩnh Sương huyện chủ không tại Vĩnh Sương, lệch tại Lâm Thành ở, bình thường cũng ép Tô Phu Nhân một đầu, Tô Phu Nhân ẩn ẩn không phục, lúc đầu nha, hộ thành làm Phu Nhân ở quê quán, lẽ ra nên nàng. Nhất chi độc tú, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Vĩnh Sương huyện chủ liền đến tìm không thoải mái. Hai người bình thường không có việc gì liền cùng một chỗ dạo phố, riêng phần mình khoe khoang, tranh đến đấu đi, vừa tiếp xúc với đến Vĩnh Sương huyện chủ thiếp mời, Tô Phu Nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, chính là thời điểm, vốn còn nghĩ làm sao để nàng biết, lần này ngược lại là chính nàng đưa tới cửa, nhanh, cho ta trang điểm, ta hôm nay muốn mở mày mở mặt, Đại Phu Nhân tâm tình cũng không sai, trải qua hoắc trường hút phân tích, suy đoán trong sông cự thật sự tình cùng hoắc trường hạt cùng nhan như ngọc có quan hệ, càng là vui vẻ nhìn một cái con của mình cùng con dâu, nhiều tài giỏi, liền loại sự tình này cũng có thể làm đến, chỉ tiếc, không biết bọn hắn bây giờ tại nơi nào, tốt nhiều ngày không gặp, thật là quái nghĩ nàng muốn đi tìm cho thị cùng tống y y tâm sự, xuất viện cửa liền gặp phải phương trượng, ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nên đón, phương trượng, ta có một chuyện muốn nhờ, phương trượng phải nhan như ngọc căng dặn, phải thật tốt chiếu cố đại phu. Nhân, liền khách khí nói, phu nhân có gì phân phó, đại sư, ngươi có thể hay không niệm niệm kinh cho con ta cùng như ngọc cầu phúc sau đó nói cho bọn hắn ta rất nhớ bọn hắn để bọn hắn có rảnh tới gặp thấy ta phương trượng trong lòng nháy mắt thăng ra hai cái suy nghĩ thứ nhất ta sẽ không niệm kinh thứ hai làm sao ngươi biết ta có thể nói cho như ngọc vô luận cái nào đều để hắn bất an phu nhân đại sư nghe nói trước ngươi ngộ phật chính là ý niệm lực đặc biệt mạnh ta muốn gặp như ngọc ý niệm lực cũng rất mạnh ngươi có thể hay không giúp đỡ ta đem loại này ý niệm lực để như ngọc cảm thấy được thì ra là thế, phương trượng thở phào, phu nhân yên tâm, ta nhất định hết sức, ngài còn có lời gì, nhưng cùng nhau báo cho bần tăng, bần tăng cùng một chỗ chuyển đạt, đại phu nhân cao hứng, thật không hổ là cao tăng, tốt, vậy ngươi liền nói, nàng hơi suy nghĩ một chút, nói cho như ngọc, ta rất cảm tạ nàng, nàng vì ta làm, ta đều biết, chờ hắn trở lại, ta cho nàng. Làm mì sợi, làm bác bảo việc, còn có quần áo mới cùng giày, phương trượng từng cái ghi lại, được rồi, phu nhân vậy ngài có lời gì muốn đối vương gia nói sao không có a à, để hắn chiếu cố tốt như ngọc là được phương trượng tốt nhà như ngọc chính nhìn lâm nam cùng kim sơn đánh cho náo nhiệt cảm giác không ra một trận chấn động quay người vào nhà ý thức tiến vào làm sao rồi ngươi bà bà nói nghĩ ngươi còn nói cảm tạ ngươi vì nàng làm hết thảy lúc nào có rảnh tới gặp gặp một lần còn nói chờ ngươi trở về làm cho ngươi mì sợi cùng bác bảo việc còn có quần áo mới dày cái gì ngươi cái này bà bà thực là không tồi phương trượng tán thưởng thực tình thương ngươi ừm nha như ngọc trong lòng hơi ấm nàng biết rồi biết cái gì phương trượng khẽ giật mình lập tức lại hiểu được ta cũng không có nói a à. là chính nàng đoán được a à, có lẽ đi đoán được cũng không có việc gì nàng sẽ không bốn phía nói lung tung nha như ngọc hỏi có bối bối cùng tuyền đao tin tức sao ngươi không nói ta kém chút quên vừa mới nhận được nói là hiện tại cơ bản đã độc quyền toàn cái lâm thành thiết thư thị trường lúc đầu quán trà nhỏ chỉ là mua nước trà quả hạch liền kiếm lật người ta đem bọn hắn sư đồ cũng làm thần tài cúng bái một ngày ba bữa còn có chỗ ở đều thu xếp thỏa đáng sư đồ nha như ngọc nghi hoặc còn thu đồ đệ rồi không là là bối bối bái cái lão sư nghe nói là cái lão đầu thất bại cái chủng loại kia phương trượng ngữ khí cùng có vinh yên bối bối tiểu tử này đầu óc chân linh chơi một màn hiện thực sản văn hắn bái lão đầu này vừa lúc bị thứ nhất sách lớn trận đánh ra bối bối liền tại bọn hắn đối diện quán trà nhỏ lâm lo liệu một cái sách trận, không bao lâu, thứ nhất sách trận sinh ý liền bị quán trà nhỏ cướp sạch, lão đầu nhi kia lắc mình biến hóa, thành đầu người kể chuyện, ngươi nói một chút, đây có phải hay không là nghịch tập sản khoái vô cùng văn, nha như ngọc nhịn không được cười khẽ, xác thực, khó trách hắn nhanh chóng như vậy mở ra thị trường, cái này so với mình đi tìm sách trận, chậm rãi tích lũy nhân khí nhanh nhiều, ta thật là thích tiểu tử này, thông minh tài giỏi còn sẽ tới sự tình, còn. Đem thuyết thư kiếm tiền tờ đơn cho ta chết một phần, cùng nhau truyền thư trở về nha như ngọc nụ cười làm sâu sắc vậy ngươi liền thu quay đầu ngươi nhìn xem phân phối viết sách viết thư người người đều muốn có phần tiền càng kiếm càng nhiều cùng mưa gió khó chung phú quý không dễ không hoạn quả mà hoạn không đồng đều phải tất yếu chú ý là là ta biết sẽ chú ý cẩn thận phương trượng liên thanh đáp ứng ngươi yên tâm ta cũng không phải mê tiền người tất cả mọi người kiếm tiền khả năng một mực kiếm tiền đúng các ngươi ở đâu có thể trở về lội a, à, ta nhìn đại phu nhân xác thực thật, thật muốn ngươi, Nha Như Ngọc hơi suy nghĩ một chút, ta nhìn tình huống, ngươi trước không muốn cùng nàng nói, nếu như có thời gian, buổi tối hôm nay liền đi qua một chuyến, ngươi đem vị trí của các ngươi cho ta, Nha Như Ngọc tiếp thu địa chỉ, lại hỏi, nói hồi lâu, phu nhân nhưng có lời gì, để ngươi mang cho vương gia sao, ta đến chuyển cáo, Phương Trượng cười hắc hắc, không có, ta hỏi, phu nhân. Nói, để vương gia chiếu cố tốt ngươi là được khác không có lời nói nha như ngọc cúp máy nói chuyện phím nha như ngọc tại không gian chậm rãi bước đi đi uy uy ngựa hái mấy khỏa quả hồng tử lúc này mới lui ra ngoài vừa tới trong viện liền nghe được phồn cho đang nói chuyện nha như ngọc tính hạ thời gian cho phồn cho dùng chính là phổ thông thuốc mê đã đến thời gian nàng đem cái này gốc rạ đều cấp quên kim sơn cùng lâm nam đều đã ngất đi không biết là kiệt lực choáng vẫn là bị Phát trường hạt đánh ngất xỉu phồn cho thanh âm thanh thúy lại mảnh mai công tử ngài vừa rồi khả năng không thấy được, ta tại sương phòng chỗ ấy thấy rất rõ ràng, cầm trong tay của nàng dài như vậy châm, liền cuốn tới kim sơn trên thân, dài như vậy a, à. người sống sờ sờ, cứ như vậy đâm, cái này tâm cũng quá ác đi. Còn có, nàng còn cho ăn người này dược hoàng, nghĩ cũng biết không phải cái gì tốt. Tám thành là độc dược, phùng cho hoảng sợ. Thế gian làm sao lại có dạng này nữ tử a? À. Tâm ác độc như vậy, nhang như ngọc. Trong mắt im ắng cười, bước chân cũng dừng lại, hoắc trường hạt lạnh lùng. Ta cũng kỳ quái thế gian làm sao lại có dạng này tâm tư ngoan độc nữ tử phồn cho cuốn quyết duỗi tay nhỏ đi kéo hoắt trường hạt ống tay áo công tử ta hoắt trường hạt trong mắt nhìn xem nàng tay đừng đụng ta chữ chữ kiên định lạnh lẽo cứng rắn phồn cho ngượng tay sinh dừng lại công tử hoắt trường hạt ngước mắt đáy mắt đen chìm như mực trầm lạnh giống như nhiễm sương tuyết nàng cứu ngươi tại thanh lâu nếu không phải nàng hiện tại ngươi bị kim sơn bóp chết nhưng ngươi đây chẳng những không biết cảm ơn còn đang đọc sau nói nàng nói xấu, tâm tư của ngươi, vì cái gì dạng này ác độc, nàng cầm kim đâm kim sơn, ta xem sớm đến, nếu không phải nàng hạ châm, ta đã sớm rút kiếm, kim sơn loại người này, có gì có thể yêu, hoặc trường hạt mỉa mai, hay là bởi vì ngươi cùng hắn từng có duyên bèo nước, cho nên liền đáng thương hắn, không nở, phồn cho trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem hắn, công tử. Hoặc trường hạt cắn răng, ta cũng không muốn nói loại này buồn nôn thô tục, chính ta đều cảm thấy chán ghét, nhưng ngươi ba phen mấy bận là làm không rõ thân phận của mình sao vậy ta hiện tại liền minh xác nói cho ngươi bên cạnh ta chỉ có thể có nàng một nữ tử về phần ngươi chết sống ta đều không để ý lúc ấy cứu ngươi cũng là nàng ý tứ hiện tại giết ngươi cũng không phải không được ngươi như muốn chết ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường phồn cho sắc mặt tái nhợt sát lúc huyết sắc lui chỉ toàn lui lại một bước công tử ngươi nhang như ngọc bước nhẹ ra khỏi phòng thanh âm nhàn nhạt đây là đang làm cái gì phồn cho quay đầu nhìn về phía nàng trong thần sắc khó nén mấy phần đố kỵ oán hận, hoắc trường hạt đi đến bên người nàng, ta đem hai người họ đánh ngất xỉu, người muốn làm gì, nhà như ngọc không nhìn phồn cho, nhìn xem kim sơn nói, lâm nằm không cần để ý, còn để hắn mất âm thanh chính là, đợi đến lâm thành, tìm tới cái kia thanh oánh nhìn tinh. huống lại nói, kim sơn còn có chút tác dụng, dù sao cũng là hoắc trường tiễn người bên cạnh, biết đến sự tình không ít, chỉ là hiện tại vẫn có ngông nghênh, không chịu nói thôi nhan như ngọc hững hờ, chẳng qua không quan hệ, trước qua một quan, đánh gãy nông nghênh là được, được, hoắc trường hạ gật đầu đồng ý, phồn cho đáy lòng run rẩy, nàng làm sao có thể, làm sao như thế hời hợt, liền nói muốn đánh gãy người khác xương cốt, nhang như ngọc lúc này mới nghiêng đầu nhìn phồn cho, về phần. Ngươi. Phùng cho con ngươi hơi mở, trong lòng bàn tay nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, ngươi muốn làm gì, sợ cái gì, không phải mới vừa rất lợi hại rất có thể nói sao, nhang như ngọc cười khẽ, nụ cười lại đột nhiên vừa thu lại, có điều, ta không quá ưa thích ngươi nói chuyện ta như lại nói chúng ta không vui lòng nghe vậy cũng đừng trách ta không khách khí ta chỉ sợ nhang như ngọc ngón tay nhẹ khép làm cái bóp thủ thế để ngươi biến thành câm điếc phồn cho dọa đến hít một hơi bỗng nhiên che miệng lại nhang như ngọc buồn cười liền điểm ấy nhỏ gan còn tìm sự tình thật sự là có ý tứ hồi phòng đi ở lại không gọi ngươi đừng đi ra phồn cho lập tức quay người vào nhà đóng kỹ cửa lại nhang như ngọc để ám vệ đem kim sơn cùng lâm nam kéo đi lôi kéo hoắt trường hạt vào nhà buổi tối hôm nay nếu là có thời gian chúng ta đi xem một chút mẫu thân đi, tốt, nghe sắp xếp của ngươi, hoắc trường hạt đáp ứng, phồn cho, vẫn là muốn cùng nàng đàm một chút, nhàn như ngọc vỗ nhẹ tay hắn, vương gia. Trước bớt giận, bất kể nói thế nào, nhà các nàng cũng là thù vương phủ liên lụy, lên tiếng hỏi phụ thân nàng là ai, vì sao mà thu hoạch tội, còn có không cái khác người nhà nếu như còn có người nhà, không ngại đem nàng đưa đi tới đoàn tụ. Đây cũng là một câu trả lời nha như Ngọc Thanh âm hơi trầm xuống mà ấm, mờn trớn hoắc trường hạt trái tim có thể bị liên lụy, hẳn là cùng vương gia quan hệ mật thiết người, ta không muốn đem đến vương gia trong lòng tiếc núi. Hiện tại hoác trường hạt là đang. Giận trên đầu, nếu là tương lai biết được, phồn cho có phụ thân là ai, nếu là cái quan hệ chặt chẽ người, khó đảm bảo sẽ không bởi vì không thể thích đáng an trí phồn cho mà ấy nấy, ta cũng không muốn làm tuyệt, nhưng nàng thực sự đáng hận, hoác trường hạt nhíu mày, cầm ngược nhang như ngọc tây, ngọc nhi nhất biết ta tâm, vậy liền giao cho ta đến lo liệu, vương gia không cần ra mặt. Hoắc trường hạt nghĩ đến nhan như ngọc còn muốn cùng phồn cho cái này đầu óc chậm chạp đàm, liền có một chút bực. Bội không bằng để ám về hỏi nàng tốt, giật mình hù liền đều nói, nhan như ngọc nhìn không được cười lên, vẫn là tốt nhất đừng, liền để nàng cho là ngươi là giả công tử, thân phận vẫn là không muốn bại lộ, về sau an trí nàng, và nhất có người tìm tới nàng, cũng không sẽ hỏi ra cái gì. Hoắc trường hạt cảm thán, nhan như ngọc làm việc, luôn luôn như thế chu toàn tốt, Hoắc trường hạt gật đầu, vậy ta đi chuẩn bị điểm nhìn mẫu thân đồ vật, được chúng ta liền chia ra làm việc hoặc trường hạt đi ra cửa đặt mua ám vệ lưu lại nghe theo nhang như ngọc phân phó nhang như ngọc trên bàn tùy ý cầm cái khay xuất ra chủy thủ mang lên lại lấy ra viên đường đậu cùng nhau nâng đi gặp phồn cho phồn cho đang ngồi ở phòng bên trong phụng phiệu hồi tưởng mới cảm thấy mình lá gan quá nhỏ nhất thời bị nhang như ngọc cho hù sợ ngươi thật là không có tiền đồ nàng chính là cái tỳ nữ có thể đem ngươi thế nào nói cho cùng còn không phải muốn nghe công tử công tử sinh khí chính là dọa ngươi một chút, làm sao lại tùy ý một cái tiểu tỳ nữ đối ngươi như thế nào? Đừng, vừa mắng xong mình một trận, nha như ngọc để cửa tiến đến, phồn cho giật mình, thấy là nàng đang muốn nâng lên cái mông lại ngồi trở lại đi. Khẽ nói, sao cũng không gõ cửa liền tiến đến, thật sự là không có phép tắc. nha như ngọc không nói lời nào, đem khay để lên bàn, cười như không cười nhìn xem nàng thấy rõ khay bên trong đồ vật, phồn cho bá một chút đứng lên, ngươi ngươi muốn làm gì? nha như ngọc ngón tay khẽ chọc mặt bàn ta nói ngươi lời nói quá nhiều ta không phải rất thích ngươi chọn một dạng đi phồn cho hai tay viện cái bàn ngươi ngươi dám ta không dám ta tới làm gì nha như ngọc hỏi lại phồn cho quay đầu nhìn về phía cổng công tử đâu ta muốn gặp công tử ta không tin công tử sẽ như thế đối ta công tử không tại đi ra cửa ngươi chớ quấy rầy nha như ngọc nhíu mày không kiên nhẫn thúc giục chọn đồng dạng nhanh lên phồn cho sắc mặt đột biến ta liền biết ngươi là thừa dịp công tử không tại muốn ám hại ta ngươi làm sao dám nha như ngọc đem khay đẩy về phía trước nhanh lên chọn nha như ngọc đem khay trùng điệp hướng phồn cho trước mặt vừa để xuống phồn cho dọa đến giật mình vành mắt đều đỏ chuyện tới hiện tại nàng xem như biết nha như ngọc là thật có can đảm muốn mệnh của nàng vì cái gì vì cái gì ta như thế số khổ ta rõ ràng trải qua thật tốt thời gian vì sao lại biến thành dạng này phồn cho che mặt thúc thích nha như ngọc tâm tư khẽ nhúc nhích vừa vặn lời nói khách sáo trên mặt lại vẫn không có biểu lộ ngươi nguyên lai qua ngày gì phồn cho liếc nhìn nàng một cái lại rủ xuống mi mắt nói ta trước kia đi theo phụ mẫu tại phủ tướng quân ăn mặc không lo cũng bởi vì trấn nam vương ý đồ mưu phản phủ tướng quân bị liên lụy phu nhân nàng giường như đắm chìm trong đó nói đến chỗ này giống như là đột nhiên hoàng hồn lại tranh thủ thời gian dừng lại nhấp miệng môi trên nhưng nha như ngọc đã nhạy cảm bắt lấy trong đó mấu chốt phụ mẫu phủ tướng quân phu nhân những cái này lý do thoái thác cũng không giống như là nói nhà của mình, cha mẹ của mình, nha như ngọc cảm giác sâu sắc nghi hoặc tại sao không nói rồi, phồn cho cắn môi, nói cho ngươi cũng vô dụng, có thể hay không để ta nhìn một chút công tử, ta cam đoan sẽ không lại nói. Xấu về ngươi, về sau ta cũng đi theo công tử, cùng ngươi cùng một chỗ làm nô tỳ, còn không được sao, nha như ngọc cười nhạo, nghe ngươi giọng điệu này, còn ủy khuất ngươi, ta còn không có đáp ứng ngươi, ngươi đổ trước ủy khuất bên trên, vậy ngươi đến cùng có đáp ứng hay không, nha như ngọc kiên định, không đáp ứng, ngươi, phùng cho đều nhanh muốn chọc giận khóc, đặt mông lại ngồi trên ghế, ngươi tên thật là gì, phụ thân là ai, nha như ngọc lấy ra một tờ lá bùa, thật tốt nói, sau khi, ngươi chết, đốt tấm bùa này cho ngươi, có thể giúp ngươi đầu thai, chấm dứt đời này nhân quả. Phùng cho mặt tái đi, sững sờ nhìn xem lá bùa kia, còn chưa lên tiếng. Nhan như ngọc nắm ngón tay của nàng hướng phía trên này nhỏ lên một giọt máu liền thành, nếu là nói láo, lá bùa chẳng những mất đi hiệu lực chờ ngươi nhập âm ti về sau không cách nào luân hồi còn muốn thụ điện ngục cực hình lên núi đao xuống biển lửa ngày ngày xuống vạt dầu không ngừng không nghỉ nàng nói một câu phồn cho sắc mặt liền bạch một tấc thẳng đến cuối cùng nhang như ngọc đâm rách tay nàng chỉ một giọt máu nhỏ xuống ở trên lá bùa a phồn cho dọa đến hét lên một tiếng nhang như ngọc đạn đạn lá bùa tốt chọn đồng dạng sau đó nói xuất thân của ngươi bác tự phồn cho đứng dậy đã ngã cái ghế không ngừng lùi lại hoảng sợ nhìn xem nha như ngọc nha như ngọc đứng im như núi lẳng lặng nhìn xem nàng phồn cho giống một con bọ trốn không được chim cuối cùng viện cái ghế mềm mềm ngã xuống đất lên tiếng khóc rống tại sao phải dạng này ta rõ ràng đều trốn qua phủ tướng quân kiếp nạn thầy thế tiểu thư chạy trốn vì cái gì còn muốn chết ngươi là ai nha như ngọc lạnh giọng hỏi ta là ai ta là hai cho hai cho không có họ cha mẹ ta đều là phủ tướng quân nô bộc mẹ ta là phu nhân bên người quản sự bà tử ta là đại tiểu thư bên người nha hoàng dựa vào cái gì ta vừa ra đời chính là nô tỳ người khác vừa ra đời chính là tiểu thư trời sinh liền phải để ta đi hầu hạ nàng hầu hạ cũng liền thôi phủ tướng quân rơi khó còn muốn dính dáng đến chúng ta tiểu thư nói đến nhẹ nhàng linh hoạt cho ta văn tự bán mình để ta đi trốn nhưng ta có thể trốn nơi nào phu nhân mình thắt cổ chết rồi tiểu thư cũng theo đi ta không chỗ có thể đi không nghĩ định lấy tội nô thân phận lại không nguyện ý bị bán ra liền dứt khoát mặt vào tiểu thư quần áo cầm chút đồ trang sức muốn đi ngoài thành trang tử bên trên tránh một chút, kết quả, bị bắt lại, nói là muốn bị xông tới giáo phường ti, về sau làm qua nhà nữ tử, phồn cho nước mắt rì rào, ta tưởng tượng, dạng này cũng không tệ, dù sao đều. Là nô tỳ đi giáo phường ti còn có chỗ ở, có cơm ăn, nếu như lẫn vào tốt, ra đầu, còn có thể bị người khác hầu hạ, nha như ngọc cao lại lông mày, lẳng lặng nghe nàng nói, phủ tướng quân vốn chính là cao môn đại hộ, tiểu thư cũng là mọi người khuê tú, ta từ nhỏ đi theo nàng, mưa dầm thấm đất, so những người khác hiểu nhiều lắm một chút, rất nhanh liền trổ hết tài năng, không bao lâu liền thành đầu bài phồn cho trên mặt hiện lên mấy phần đắc ý, ta cũng có nha hoàng hầu hạ, có thể ăn ngon uống sướng. Còn có cái phồn họ, phồn cho, nghe liền êm tai về sau Kim Sơn đến, hắn một chút chọn chúng ta, hoa đại bút bạc bao ta, không để cho người khác đụng, phồn cho thở dài, nhưng hắn không thường tại, người khác mỗi ngày đều có thể tiếp khách, kiếm chút tiền cái gì, ta lại không thể khả xảo huyền chủ phủ đại tổng quản cũng tới, vì ta điên đảo, vung tiền như rác, cái loại cảm giác này thật là mỹ diệu, ta đã thành bị người ao ước đối tượng, đi đến đâu đều bị cái khác cô nương ao ước, nhàn như ngọc có. Chút im lặng, cũng không cho đánh giá. Người nói phủ tướng quân, là vị tướng quân nào, phồn cho bị đánh gãy, hứng thú có chút rã rời, chính là nguyên lai tại Tây Bắc, năm ngoái vừa trở lại nguyên quán gốm lệnh trạch, hắn bị tại chỗ ám sát, phu nhân thắt cổ tự sát. Đại tiểu thư gốm ấm ý là nữ nhi của hắn, cũng theo phu nhân đi, đại công tử lúc ấy không biết tung tích, nhà như ngọc đối với danh tự này có chút ấn tượng, vẫn là trên đường cùng đại phu nhân nói chuyện phím lúc, nghe nàng đề cập tới. Đào tướng quân anh dũng, làm người. Trung nghĩa, từ tuổi tác có lợi, xem như hoắc trường hạt trưởng bối, so tề Đức Long còn muốn lớn hơn vài tuổi, hắn bản lĩnh không thể so tề Đức Long nhỏ, tính cách càng trầm ổn chút, nhà như ngọc trong lòng một trận thương tiếc, việc này phát sinh lúc. Hoắc Trường hạt cũng đã tại hồi kinh trên đường, hẳn là căn bản không biết những thứ này nếu như hắn lúc này biết, kia sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sau lưng thanh âm trầm lãnh, người nói cái gì, đào tướng quân một nhà, gặp nạn rồi, phồn cho. Còn chưa trả lời, hoác trường hạt đã nhanh chân vào nhà, một cái bóp lấy nàng, nói, có phải là thật hay không, hắn lúc này vẫn là giả công tử mặt, nhưng ánh mắt khí độ đã hoàn toàn khác biệt. Toàn thân sát ý nổi lên bốn phía, so vừa rồi nhan như ngọc để nàng chọn kiểu chết thời điểm còn đáng sợ hơn, phồn cho dọa đến khuôn mặt thất sắc ta 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 nói chính là thật, không có nói láo ai, là ai dẫn người giết hắn, phồn cho nghĩ lắc đầu, nhưng không động đậy, ta cũng không biết, là mặt quân. Trang áo giáp người, cầm ý chỉ, nàng đầu óc cấp tốc xoay nhanh, sợ hoắc trường hạt trên tay dùng sức, trực tiếp đem cổ của nàng xương bóp nát, a à, đúng, còn có một cái xuyên đấu bồng đen người, nhưng lúc đó ta không có thấy rõ tướng mạo nha như ngọc tim hơi nhảy, đấu bồng đen, chẳng lẽ là mặt tiên sinh, nàng tiến lên một bước. Vỗ nhẹ hoắc trường hạt cánh tay, hỏi phùng cho, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi giả mạo đào tiểu thư bị bắt đi, tiến vào giáo phường ti, không bao lâu liền đỏ thành đâu. Bài, quá trình này là bao lâu, cũng liền hơn hai tháng, hoắc trường hạt chém đinh chặt sắt, không có khả năng, giáo phường ti nữ tử, phải đi qua chọn lựa, nhiệm minh chính bản thân, về sau lại từng nhóm, sau đó giáo huấn quá trình này được không chỉ hai tháng, ngươi làm sao có thể hai tháng liền đỏ rồi, là thật, ta không có nói láo, không tin, ngươi đi hỏi theo mây các tú bà, ta bị mang đến nơi này, cũng chỉ hơn một tháng, trước ngươi không ở chỗ này, nhàn như ngọc kinh ngạc, không tại. Ta nguyên lai tại Lâm Thành hoắc trường hạt lên cơn giận dữ, không chỉ tức giận phồn cho, còn có đối với mình tức giận, là bởi vì hắn, liên lụy đào gia đào thị một môn chết thảm, hắn khó từ tội lỗi, nhan như ngọc nhẹ nắm hắn tay, hắn chậm rãi buông ra phồn cho cổ, ta phải đi theo mây các hỏi một chút, hoắc trường hạt thấp giọng nói, không hỏi rõ ràng, ta không cách nào an tâm, tốt, ta cùng ngươi đi hai người vừa muốn đi, ám vệ từ bên ngoài nhanh chân tiến đến, sắc mặt khó coi chủ tử, theo mây cát. Mới bốc cháy, rất nhiều người đều bị thiêu chết, mù tú bà ngay tại trong đó, nghe nói lúc ấy là trong phòng tính sổ, liền sổ sách cái gì? Hoắc trường hạt con ngươi co rụt lại lần này không cần hỏi, đốt, chết rồi, liền đại biểu quả nhiên có ẩn tình hắn quay đầu tiếp cận phồn cho, phồn cho chính che lấy cổ ho khang, nghe nói như thế, giật nảy mình, không phải ta, không có quan hệ gì với ta, thật, nha như ngọc sắc mặt trầm xuống, cực lực giữ vững tỉnh táo, Kim Sơn cùng phồn cho có dính dấp, lại là từ Lâm Thành đến, cùng Hoắc Trường Tiễn cũng có liên quan, nói không chừng hắn sẽ biết thứ gì. Thẩm Kim Sơn, Hoắc Trường Hạc chữ lời. vé lấy mùi máu tanh ám vệ chần chờ một chút, Kim Đỉnh đã đi, vừa rồi Hoắc Trường Hạc ra ngoài cho đại phu nhân mua vài món đồ, vừa vặn cùng Kim Đỉnh cũng liên hệ với, dẫn hắn tới xe một chút cũng tốt, Hoắc Trường Hạc hai tay nắm chặt, ta cần tỉnh táo một chút nha như ngọc quay người, đi pha trà cho hắn, Kim Sơn cùng Lâm Nam lúc đầu đều hôn mê, Kim Đỉnh vừa đến, trực tiếp đi lên níu lấy cổ áo, ba ba vung mấy cái cái tác, đem người đánh tỉnh. Kim Sơn bị Lâm Nam đánh một trận, trên thân vốn là có. Tổn thương, nghĩ một chút lại bị một đánh, cảm giác đau càng thêm mạnh không ít hắn tê lấy khí mở mắt ra, ánh mắt hung ác, ngươi thấy rõ là Kim Đỉnh, chần chờ tràn đầy không thể tin, tại sao là ngươi, ngươi từ chỗ nào đến, ngươi hắn nhìn xem cửa phòng miệng, còn tưởng rằng là nằm mơ, Kim Đỉnh không nói lời nào, lại đánh hắn hai tay ánh sáng, Kim Sơn cãi giận nói, ta tỉnh, ngươi còn đánh ta làm gì, chiếu đánh, Kim Đỉnh lại phiến hắn một chút, hỗn đảng. Kim Sơn làm gì, Kim Đỉnh hỏi Kim Sơn. Không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì làm gì, không phải là ta hỏi ngươi làm gì sao, vừa thấy mặt một câu không nói, đánh ta mấy cái cái tác, nói Kim Đỉnh nói, cái gì nói, Kim Sơn đầu ong ong, Kim Đỉnh nói, ba câu, Kim Sơn quả thực phát điên, Lâm Nam cũng bị đánh thức, cầm lấy cuốn họng nói. Ngươi nói vừa thấy mặt một câu không nói liền đánh ngươi, hắn nói hắn nói ba câu kim sơn ta mẹ nó kim đỉnh lại hỏi làm gì kim sơn cái gì làm gì có ý tứ gì a à? lâm nam cười lạnh hắn hỏi ngươi đều đã làm gì kim sơn từ từ nhắm hai mắt thở mấy hơi thở hồng hộc ta làm sự tình nhiều mỗi ngày ăn cơm ngủ nữ nhân có tính không ba ba hai tay ánh sáng kim sơn cắn răng ta đi theo mây cát tìm phồn cho làm sao rồi nàng là ta dùng tiền bao không được sao ba ba hai tay ánh sáng Kim Sơn cảm giác mặt đều tê dại, ta giết đại tổng quản, nhưng hắn đáng chết, chẳng những đoạt nữ nhân của ta, còn làm việc bất lợi, hắn chết được không ngoan. Ba ba, hai tay ánh sáng Kim Sơn khó mà tin nổi nhìn xem Kim Đỉnh, ngươi có thể hay không nói câu tiếng người, vì cái gì tổng đánh ta? Ba ba, hai tay ánh sáng Kim Sơn trước mắt ứa ra sao kim, quay đầu nhìn hầm hầm Lâm Nam, Lâm Nam hừ lạnh, ngươi nhìn ta làm gì, cũng không phải ta đánh ngươi, Kim Sơn trong lòng có một vạn nỗi nghi hoặc, không phải ngươi vì sao lại ở chỗ này cái này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi không phải đi theo trấn nam vương sao lâm nam cười nhạo ngươi thực sự là nói còn chưa dứt lời kim đỉnh một đấm vung tới nện ở trên mặt hắn lâm nam liên thanh đều không có hừ trực tiếp ngoẹo đầu lại choáng kim sơn thấy kim đỉnh lại dựng thẳng lên bàn tay kim sơn lập tức cầu xin tha thứ tổ tông ngươi là ta tổ tông được rồi ngươi hỏi nhưng ngươi phải hỏi rõ ràng ba ba hai tay ánh sáng kim sơn Đánh chết ta được rồi, hủy diệt đi, nhà Như Ngọc đẩy cửa tiến đến, Hoắc Trường hạt cùng ở sau lưng nàng, Kim Sơn nhìn thấy hai người bọn hắn, như là nhìn thấy cứu tinh, cuối cùng là có có thể nói chuyện bình thường, ta ba ba, hai tai ánh sáng. Kim Sơn quả thực không còn cách nào khác, cảm giác miệng bên. Trong có đồ vật gì, mặt đau nhất tê dại phải đều nhanh không có tri giác, đầu lưỡi một đỉnh, hai viên răng phun ra, kim đỉnh cuối cùng buông ra hắn, lui sang một bên, nhìn tư thế kia lúc nào cũng có thể sẽ xông lại nha như ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn kim sơn có thể trả lời vấn đề sao kim sơn thở mấy hơi thở hồng hộc nhả mấy ngụm mang máu nước bọt không cam lòng nhưng lại không thể không nhận mệnh có thể rất tốt ta hỏi ngươi ngươi là làm sao biết phồn cho nàng kim sơn trong lòng phẫn hận hết thảy đều từ nữ nhân này mà lên sớm biết lúc trước liền không nên đụng nàng ta đến vĩnh xương làm việc nghe nói theo mây cát có cái không sai vẫn là cái đầu bài liền đi nhìn chính là nàng không có cái khác đặc thù nguyên nhân đặc thù nguyên nhân kim sơn ngẫm lại cũng không người biết thân phận của nàng sao kim sơn cười nhạo thân phận gì một cái kỹ nữ chính là quan kỹ cũng là kỹ ta quan tâm nàng thân phận gì nhang như ngọc quan sát thần sắc của hắn mặc dù bây giờ hắn sinh cha mẹ đều không nhận ra nhưng ánh mắt ngữ khí không giống làm giả nàng là gốm lệnh trạch chi nữ kim sơn sửng sốt ai tây bắc đại tướng gốm lệnh trạch hoắc trường hạt chậm rãi nói một năm trước bởi vì lão phụ chết mà quay về nguyên quán vội về chịu tang có đại tang kim sơn lập tức phủ nhận không có khả năng gốm lệnh trạch nữ nhi ta gặp qua con của hắn ta cũng nhận ra hắn cặp kia nhi nữ dáng dấp rất giống nói là song sinh tử đều có người tin tuyệt không phải phùng cho tiện nhân kia bộ dáng lại nói gốm lệnh trạch phu nhân nữ nhi không phải chết sao một câu như kinh lôi tại hoắc trường hạt trong lòng nổ vang hắn nhịn không được tiến lên bắt lấy kim sơn làm sao ngươi biết người không phải tại Lâm Thành chính là tại Vĩnh Sương, tại sao lại biết, Kim Sơn từ khi đi vào trong viện này đến, liền liên tiếp thụ đã kích, liền không có chiếm quá một chút thượng phong, đầu tiên là bị nhan như ngọc chế phục trói lại, lại bị Lâm Nam đánh. Tỉnh lại chính là Kim Sơn bạo kích, hắn cái gọi là ngạo khí, ở đây đã sớm không còn sóc lại chút gì, hiện tại trí thông minh bị kéo đến thấp nhất, gần như không có suy nghĩ liền bật thốt lên nói, ta, hắn bị trấn Nam Vương Phủ liên lụy, bị cả nhà sự quyết. Cái này sự tình ta biết, hoắc trường hạt bóp lấy hắn người cũng biết vẫn là tham dự rồi nhà như ngọc không chút do dự ra tay ngần châm đâm vào hắn huyệt vị bên trên kim sơn mồ hôi lạnh lập tức xuống tới đầu đến ngao ngao gọi ta không có tham dự ta lúc ấy không có ở nhưng ta nghe nói ta là nghe ngân núi nói hắn đi theo đại công tử đi đại công tử là phụng hoàng mệnh thánh thượng ý chỉ như thế đúng còn tại đông cung thái tử thân làm là hắn mang tới thánh chỉ cái gì thân làm hoắc trường hạt hỏi dáng dấp ra sao, nói, Kim Sơn cảm thấy, Kim Đỉnh không còn là Kim Đỉnh, giả công tử cũng không còn là giả công tử, liền cái này tiểu tỳ nữ đều chưa hẳn là tỳ nữ. Hắn cũng không còn là chính hắn, hắn chính là... Một cái chỉ có thể bị đánh thằng xui xẻo đau đến hoài nghi nhân sinh, mồ hôi lạnh đầm đì như mưa, nhà như ngọc mới dừng lại tay Kim Sơn thở hỗn hển bình thường đều là hắn tra tấn người khác, khi nào dạng này bị nhân ngư thiệt quá, trong lòng mang cường đại hận ý, nhưng ngoài miệng không còn dám cậy mạnh, người sứ giả kia, Mặt đấu bồng đen, dung mạo nhìn không rõ lắm, có điều, từ đào gia sau khi đi ra, hắn lên xe ngựa, đại công tử lại tại cửa sổ cùng hắn lúc nói chuyện, ta trong lúc vô. Tình nhìn thấy, nhang như ngọc xuất ra mặt tiên sinh chân dung, có phải là người này, kim sơn toàn thân là mồ hôi, mồ hôi chảy vào trong mắt, còn mắt vừa sưng lấy, gần như đều không mở ra được, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng nhìn hồi lâu, gật đầu một cái nói, nhìn xem có bảy tám phần giống. Ta không phải đặc biệt xác định hoặc trường hạt buông ra hắn, Kim Đỉnh lại đi qua Kim Sơn vô ý thức lui về sau, Hoắc Trường Hạt hỏi: đến vĩnh xương là làm cái gì? Kim Sơn con mắt nhìn xem. Kim Đỉnh đến xem chuồng ngựa, đại công tử nuôi rất nhiều ngựa, bên này là ta phụ trách, ngựa từ đâu tới đây? Mua. Kim Sơn nhanh chóng trả lời. Về phần đầu nguồn là nơi nào, ta không rõ ràng, ta chỉ phụ trách tiếp, sau đó đưa đến bên này chuồng ngựa, ta là từ Lâm Thành tiếp thu, không biết người bán là ai. Kim Sơn nhìn xem Kim Đỉnh chậm rãi kéo tay áo, tranh thủ thời gian biểu thị, không biết, ta thật không biết đại công tử đều làm tốt, mới gọi ta đi. Nhan như ngọc hỏi, cái kia đỏ vũ cô. Nương là chuyện gì xảy ra, đỏ vũ, nàng liền cùng cái bà cốt đồng dạng, lại nhảy, trên mặt còn tổng mang mạng che mặt, bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, kim sơn ngữ khí hơi biến, có điều, tư thái cũng không tệ nhan như ngọc hoài nghi cái này người chính là tinh trùng lên não, dưới tình huống nào vừa nhắc tới nữ nhân xinh đẹp, mãi mãi cũng là cái này tiện dạng, nàng đều tính ra quá cái gì, nhan như ngọc lại hỏi, lần kia huyện chủ muốn đi dân hương. Kim Sơn hồi tưởng nói, nàng vội. Vàng chạy đến, nói không để đi, nhưng huyện chủ đã định tốt ngày, tại Phật tiền hứa nguyện, không tốt sửa đổi, nhưng nàng rất kiên quyết, về sau, vẫn là đại công tử nói, liền từ huyện chủ bên người thiếp thân bà tử thay mặt đi, nhiều hơn chút dầu vừng tiền, huyện chủ mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng tóm lại vẫn là không quá cao hứng, ta nhớ được đại công tử hống thật lâu, có điều, mãi cho đến trời tối, khi bà tử đều về không có trở về, đại công tử phái người đi nghe ngóng, mới biết được nửa đường có sơn phỉ đem người cho cướp giật nha như ngọc mặt không đổi sắc sau đó thì sao sau đó huyện chủ cũng đối đỏ vũ rất tín nhiệm thường xuyên hỏi nàng cái này kia nhưng nàng trả lời không nhiều nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều kim sơn dừng một chút còn nói a à, đúng về sau đỏ vũ còn giúp lấy đại công tử bắt đến những cái kia sơn phỉ giúp thế nào cũng không thể là tính ra người tới giấu ở nơi nào a à, hoặc trường hạt mang theo mỉa mai đích thật là kim sơn gật đầu kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng nhưng đích thực là nàng tính ra đến cái kia sơn phỉ đầu lĩnh cũng là không may giết người cướp của về sau liền đi trong thành kỷ viện vui sướng còn uống rượu say mềm đại công tử phái người bắt đến hắn thời điểm hắn còn không có tỉnh rượu còn có đây này cái khác ví dụ cũng không thể bởi vì chút chuyện này a à. hoắc trường hạt vẫn là không tin kim sơn lại hồi tưởng một chút đại công tử nguyên lai nuôi nữ tử tại lâm thành bên ngoài tiểu trúc liền huyện chủ cũng không biết huyện chủ đối công tử yêu cầu cực nghiêm mà lại không có gì đều mạnh chiếu cố, liền mỗi lần ăn mấy khối điểm tâm đều muốn quản. Đừng nói cưới thiếu phu nhân loại đại sự này lẽ ra đại công tử niên kỷ cũng không nhỏ, sớm nên cưới vợ, nhưng đừng nói thê thiếp, chính là liền cái động phòng đều không có, nói như vậy, bên cạnh hắn liền cái nha hoàng đều không có, tất cả đều là gã sai vặt ta cũng buồn bực, lặng lẽ hỏi qua đại công tử, đại công tử nói, đại khái là huyện chủ muốn cho hắn đặt sắc một cái thiên hạ tốt nhất. Kim Sơn biểu môi, xem thường, muốn ta nói, cái gì tốt nhất, nhìn thấy thích trước hết chơi lại nói tiếng nói chưa hết, đã sớm vẫn sức chờ phát động kim đỉnh ba ba lại hai cái bạc tai kim sơn nói tiếp, nha như ngọc thúc giục kim sơn, còn nói, ta nói chuyện hắn liền đánh ta, ngươi không nhìn thấy, ba ba lại hai cái bạc tai kim đỉnh, nói, kim sơn muốn cắn răng, nhưng răng rơi hai viên, đụng một cái liền đau đến thật nhiều, đành phải lại nhịn xuống. Cho nên, đại công tử rất là chú ý. Cẩn thận, đem nữ tử kia giấu đặc biệt tốt, chính là như thế giấu, huyện chủ cũng không biết đỏ vũ sửng sốt biết kim sơn thanh âm hơi thấp nàng còn nói nữ tử kia động cơ không thuần là nữ thích khách đại công tử bắt đầu không tin về sau đỏ vũ nghĩ kế để hắn thăm dò kết quả thật đúng là thăm dò ra tới chính là thích khách đại công tử là thật tâm nghĩ đối nàng tốt nếu không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế địa tạng kết quả là cái thích khách có thể nghĩ đại công tử phải buồn bực thành cái dạng gì nữ tử kia cuối cùng chết như thế nào ta không biết dù sao rất thảm đây không phải trọng điểm Kim Sơn còn nói, trọng điểm là, đỏ vũ là tính ra đến, nha như ngọc cùng hoác trường hạt liếc nhau, còn gì nữa không, Kim Sơn nghĩ nghĩ, a, à, còn có một lần, đại công tử dẫn người kiếp một nhóm bạc, tổng cộng có cái hơn hai vạn hai mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng có thể, mua ngựa tiền liền có, nghe nói cũng là đỏ vũ tính ra đến, những người kia muốn áp lấy ngân xa đi. Con đường kia, mua ngựa cũng là chủ ý của nàng sao, hoác trường hạt hỏi. Đây cũng không phải, Kim Sơn nhìn một chút Kim Đỉnh, công tử nhà ta một mực cùng Trấn Nam Vương so, mua ngựa cũng là bởi vì Trấn Nam Vương tại biên quan có công tích, hắn giận, ba ba lại hai cái bạc tai Kim Sơn, muốn khóc, ta hỏi ngươi, nhà như Ngọc Thanh âm chìm lạnh, vĩnh bình thôn hạ những vật kia, là đỏ vũ chủ ý sao, Kim Sơn sưng lên con mắt cố gắng trận to, mặt hơi sưng, nhưng có thể nhìn ra kinh ngạc nhà như Ngọc trao lên lông mày, xem ra, ngươi thật sự biết vĩnh bình thôn. Tai họa, Kim Sơn nuốt ngụm nước bọt, vâng, ta là biết nhưng chuyện kia không phải ta phụ trách, là ngân núi, ngân sơn chủ quản, ba ba lại hai cái bạc tai, kim sơn quỷ khuất muốn chết, hắn làm sự tình đánh hắn cũng liền thôi, dựa vào cái gì ngân núi làm cũng đánh hắn, có phải là đỏ vũ chủ ý, nhà như ngọc thanh âm đột nhiên mãnh liệt, kim sơn gật gật đầu, ta không có nghe công tử nói qua, nhưng ta suy đoán hẳn là nha như ngọc nắm bắt ngân châm, suy nghĩ thật kỹ, đều đã làm gì, chờ lại về. Ngươi thời điểm, đừng lại không biết nói thế nào dứt lời, nàng đi đến lâm nam trước mặt, Lâm Nam còn choáng, cũng không có đánh thức, trực tiếp nặng ra cầm, nhét một hạt thuốc đi vào, Kim Sơn hiếp mắt nhìn, chờ trong chốc lát, cũng không thấy Lâm Nam chết, không biết đó là cái gì thuốc, Nhan như ngọc cùng hoắc trường hạt ra ngoài, Kim Đỉnh không nhúc nhích, Kim Sơn có chút gấp, nhưng không được nói, ai, có thể đem hắn cũng mang đi sao, ba ba lại hai cái bạc tai, Kim Sơn thanh âm mang giọng nghẹn. Ngào, có hắn ở chỗ này, ta cái gì cũng nghĩ không ra được, cái này nhưng không phải do ngươi. Nhan như ngọc cười lạnh, phải xem chúng ta kim đỉnh có cao hứng hay không quay người ra ngoài không lại để ý hắn một cái dâm côn ác ôn còn bắt chước kim đỉnh danh tự còn vọng tưởng đưa yêu cầu kim đỉnh không đồng nhất đem bóp chết hắn đều tính nhân từ đến phòng bên trong nhà như ngọc cho hoắc trường hạt rót chén trà đào gia sự tình khiến người đau lòng nhưng việc đã đến nước này vương gia vẫn là không nên quá tự trách vì bọn họ báo thù tìm xem có hay không người còn sống sót mới là dưới mắt nên làm hoắc trường hạt cúi đầu yêu ớt thở dài nha như ngọc khẽ vuốt hoắt trường hạt bả vai không phải nói đào gia đại công tử lúc ấy tung tích không rõ sao có lẽ hắn còn có hạnh sống trên đời hoắt trường hạt gật đầu ta để kim đỉnh mang một nửa ám vệ đi tìm tốt những cái này từ ngươi đến thu xếp nha như ngọc tại hắn cái tráng một hôn tất cả mọi người còn trông cậy vào ngươi ngươi là chủ tâm cốt đào tướng quân cũng sẽ không nhớ ngươi dạng này từ trách sụp đổ mất hoắt trường hạt nắm chặt nàng tay sẽ không yên tâm ta sẽ điều chỉnh tốt nha như ngọc gặp hắn thần sắc khôi phục chút để hắn uống nửa chén trà, nói sang chuyện khác, cái kia đỏ vũ, ngươi là thế nào nhìn? Hoắc Trường hạt ngắn ngủi cười một tiếng, ta không tin có người có thể tính thứ quỷ gì, nha như ngọc trầm mặt một cái chớp mắt, ta cũng không tin. Nhưng nếu quả thật như Kim Sơn lời nói, nàng lại hoàn toàn chính xác không giống người bình thường, nha như ngọc ngón tay khẽ chọc mép bàn, nàng tính ba lần, một lần cứu Vĩnh Sương huyện chủ, hai lần. Hoắc Trường Hạt tiếp lời, và trần cái kia nữ thích khách, như Kim Sơn lời nói, cái kia nữ thích khách hẳn là có chút bản lãnh, có thể để cho hoắc trường tiễn tại bị vĩnh xương huyền chủ nghiêm quản tình huống dưới, còn có thể trộn nuôi dưỡng ở ngoài thành, nếu như không phải đỏ vũ tính ra đến, hẳn là còn có thể lại ẩn nút mấy ngày này không sai, nha như ngọc gật đầu, cho nên, lần thứ hai, tương đương với cứu hoắc trường tiễn mệnh, lần thứ ba, vì tài, giúp đỡ hoắc trường tiễn kiếm được một. Bút mua ngựa tiền, nha như ngọc ngón tay chấm lướt nước, ở trên bàn viết xuống đỏ vũ hai chữ, nữ nhân này, có chút ý tứ, tuy không nhiều tính, nhưng nhiều lần tính đều có tác dụng trọng yếu, cũng làm cho địa vị của nàng càng vững chắc. Ưm, Kim Sơn mới vừa nói, Vĩnh Sương huyện chủ cùng Hoắc Trường Tiễn đều đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, Hoắc Trường hạt nhíu mày, Lâm Thành nhám vệ, trước mắt còn không có tin tức đến, hẳn là còn không có tra được. Hẳn là tra không được, nhàn như ngọc lắc đầu. Lâm Thành xem như mẹ con bọn hắn thiên hạ, bọn hắn tại tín nhiệm đỏ vũ trước đó, hẳn là đem nên tra đều tra, hoặc là chính là điều tra vô sự, hoặc là chính là cái gì cũng không có, nàng dừng lại, ta cảm thấy càng có khả năng chính là điều tra, nhưng cái gì cũng không có, như là một tấm giấy trắng. vì sao? hoắc trường hạt hỏi dạng này mới càng có thần bí tính. vương gia không có phát hiện sao? đỏ vũ chủ đánh một người thiết đặc tính, chính là thần bí nhân thiết. hoắc trường hạt nghi hoặc, ý gì? nhan như ngọc suy tư một chút, đúng đấy, một người cố ý dựng nên lên hình tượng, để người khác cảm thấy hắn là thế nào một người. kỳ thật bản thân hắn chân thực dáng vẻ cũng không phải là như thế. hoắc trường hạt bỗng nhiên tỉnh ngộ thuyết pháp này có ý tứ, kỳ hóa trường tiễn nhân thiết chính là ôn nhuận quý công tử, kỳ thực hung tàn tàn nhẫn, không ngừng, nhà như Ngọc giải thích nói, nghe Kim Sơn nói, Vĩnh Sương huyện chủ đối với hắn quản giáo cực nghiêm, nghiêm đến liền ăn mấy khối điểm. Tâm đều muốn quản, vậy cái này liền đã không phải là quản giáo, lại nói, hắn đều đã như thế lớn, còn cần gì quản giáo, Vĩnh Sương huyện chủ đối với hắn, cái này gọi khống chế, tại cường thế mà khống chế dục cực mạnh mẫu thân thủ hạ lớn lên hài tử. Tâm lý không vặn vẹo đều tính là mệnh lớn hoặc trường hạt như có điều suy nghĩ, cảm thấy nhan như Ngọc nói hay lắm có đạo lý, mà lại nói trúng tim đen, luôn có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy địa phương. Nếu như hắn tâm lý có thiếu hụt, nhan. Như Ngọc ánh mắt hiện lên lãnh ý, vậy hắn liền dễ đối phó nhiều đang nói, nghe được Kim Đỉnh từ sương phòng ra tới, vương gia không phải muốn phân phó Kim Đỉnh đi làm việc phải làm, nhan như Ngọc đem mấy cái quả hồng tử cho hắn, đi thôi, đem cái này cho hắn, để hắn chú ý an toàn, được hoắt trường hạt cầm ra đồ vật ra ngoài nhà như ngọc ngồi một mình ở trước bàn trước đó viết đỏ vũ hai chữ đã biến mất không gặp nàng tại vị trí cũ lại viết xuống hai chữ sống lại mới đầu nàng nghĩ tới đỏ vũ có thể hay không cũng là xuyên qua người lớn nhất hoài nghi chính là vĩnh bình thôn hạ những cái kia thuốc nổ có điều nàng về sau phân tích quá thành phần cùng hiện đại thuốc nổ còn là không giống nhau nhưng cái này cũng không thể nói rõ không phải chủ yếu là hôm nay kim sơn để nàng hiểu ra đỏ vũ bình thường không tính chỉ tính quá ba lần, cũng đều là thay đổi hoắc trường tiễn mẹ con vận mệnh đại sự, loại sự tình này, một khi tuôn ra đến, khẳng định có rất nhiều người biết, có lẽ, kiếp trước đỏ vũ chính là nghe nói cái này mấy món sự tình, khả năng tính được chuẩn. Về phần những chuyện khác vì cái gì không tính, nàng dù sống lại, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, nếu như chỉ là cái thân phận thấp người, khi biết liền càng có hạn hơn nàng vì cái gì tìm tới hoắc trường tiễn, đơn thuần bởi vì hoắc trường tiễn là lâm thành người cao quý nhất, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy nha như ngọc luôn luôn rất tin tưởng trực giác của mình đang suy nghĩ hoặc trường hạt trở về phòng vương gia nha như ngọc nói bên này còn có bao nhiêu người còn có bảy cái ám vệ lại phái ra ba cái nha như ngọc xuất ra địa đồ tại lâm thành lân cận vẽ ra một cái phạm vi tại cái phạm vi này bên trong ra tìm một chút có hay không gần đây phát sinh qua chuyện ngoài ý muốn người ta tỉ như nói có người rơi xuống nước kinh mã như là loại này nguy cấp đến sinh mệnh nhưng lại không chết nha như ngọc hơi dừng lại hoặc là có những chuyện khác chết cũng được hoặc trường hạt không rõ ràng cho lắm nhưng hắn tin tưởng nha như ngọc đem những này ghi lại lại vội vàng đi phân phó ám vệ nha như ngọc ánh mắt rơi vào lâm thành âm thầm suy nghĩ đỏ vũ ngươi đến tột cùng là cái gì người ta còn thực sự là muốn mau sớm nhìn thấy ngươi lâm thành bên trong vĩnh xương huyện chủ đi đường đều mang làn gió thơm đắc ý cực kỳ đến tôn phủ trước cửa vừa xuống xe ngựa liền thấy tôn phu nhân từ trong phủ ra tới vĩnh xương huyện chủ ngước mắt nhìn trong lòng cười thầm, dĩ vãn tôn phu nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hận không thể đem tất cả đồ trang sức đều. Mang trên thân, dù vậy, cũng không thể ngăn chặn nàng danh tiếng nhưng hôm nay, phổ thông kiểu tóc, phổ thông đồ trang sức, phổ thông váy áo, bây giờ không có cái gì sáng chói, vĩnh xương huyện chủ lại nhất khiên xuống ba, đứng tại chỗ chờ, tôn phu nhân cũng thấy rõ nàng, vẫn như cũ là quần áo hoa lệ, chói lọi đẹp là thật đẹp, không thể không thừa nhận, cái tuổi này, có thể bảo dưỡng như thế, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh nhưng, tôn phu nhân khóe miệng hơi câu cũng chỉ. Có thể là như thế này quá hôm nay, cái này đẹp, ngược lại là đem các vĩnh xương huyện chủ mình lưỡi dao, tôn phu nhân mặt mũi tràn đầy mang cười, đi mau mấy bước chào đón để huyện chủ đợi lâu, ngài đi xuống xe nên thực sự không dám nhận, không có gì, bản huyện chủ cũng là ngồi xe ngồi mệt mỏi, xuống tới đi vòng một chút, vĩnh xương huyện chủ vừa nói vừa giơ tay lên, đỡ đỡ má bên cạnh hồng bảo thạch tai ken, tai ken xinh đẹp, hào quang lập lòe. Tôn phu nhân sớm đã gặp, duy chỉ có nàng đưa. Tay ở giữa, kia cổ yếu ớt hương khí, hết sức đặc biệt không phải song phấn hương, cũng không phải trên quần áo hương hương, chưa hề ngửi qua, dễ ngửi đến cực điểm. Tôn phu nhân có một nháy mắt sững sờ, kìm lòng không được hít sâu một hơi, phản ứng của nàng đều tại Vĩnh Sương huyện chủ trong mắt tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, Vĩnh Sương huyện chủ lần nữa phất tay, hương khí càng đậm, Tôn phu nhân nhìn xem nàng lên xe ngựa mới lấy lại tinh thần vừa lên xe ngựa ngồi tại cửa xe ngựa miệng tiểu nha hoàng lập tức che miệng cười khẽ huyện chủ nô tỳ nhìn tôn phu nhân đều ngốc ai nàng như thế bình thường còn dám cùng ngài so thật sự là không biết lượng sức vĩnh xương huyện chủ ngồi đoan chính ngón tay khẽ vuốt cổ tay ở giữa cái này sâu kín hương khí dường như cùng vừa xoa thời điểm không giống hương vị giống như càng thuần hậu càng quý khí hơn quả nhiên là cái thứ tốt không biết cái khác là dạng gì huyện chủ vĩnh xương huyện chủ hoàng hồn cười khẽ được rồi, liền ngươi sẽ nói, người ta dù sao cũng là thứ sử phu nhân, thứ sử phu nhân lại như thế nào, nha hoàng hừ nhẹ, một cái không có tiếng vào kinh thổ bao tử, ở chết tại. Cái này Vĩnh Sương thật đúng là coi là vô địch, tầm mắt cực kỳ nhỏ, Vĩnh Sương huyện chủ thích nghe cái gì, trong lòng các nàng môn thanh, quả nhiên, một khối bạc vụn ném qua đến, tốt, một hồi đi trên đường mua chút ăn vặt nhi ăn, dính lên miệng của ngươi, nô tỳ tạ huyện chủ, Vĩnh Sương huyện chủ vén màn xe, xem đến phần sau tôn phu nhân xe ngựa, khóe miệng móc ra khinh miệt đường công nha hoàng nói đúng một cái thứ sử mà thôi chưởng quản một thành lại như thế nào ở kinh thành loại này phẩm cấp quan viên tùy tiện ném cục gạch đều có thể nện vào mấy cái tôn phu nhân phụ thân nguyên bản là cái ngũ phẩm tiểu quan nhi gả cho thứ sử về sau mới lấy bộc lộ tài năng nhưng loại người này cũng xứng ở trước mặt nàng diễu võ dương oai thứ gì cái này nếu là ở kinh thành liền nàng cửa phủ còn không thể nào vào được vĩnh xương huyện chủ trong lòng đè nén mãnh liệt cảm xúc những cái này người cho nên dám ở trước mặt nàng làm càng, còn không cũng là bởi vì hơn 20 năm trước trận. Khi chuyện sai, cảm thấy nàng không phải chính thê, trước đó lại tôn quý, hiện tại cũng chỉ là thiếp thất, sớm muộn cũng có một ngày, nhất định phải làm cho những người này mở to hai mắt thấy rõ ràng, ai mới là tôn quý nhất, bao quát, nữ nhân kia, đợi nàng đến lâm thành, nhất định phải thật tốt cho nàng một hạ mã uy, chính thê lại như thế nào, cũng cuối cùng cũng phải quỳ gối nàng dưới chân, đằng sau trên xe ngựa, tôn phu nhân bên người bà tự thấp giọng nói, phu nhân, huyện chủ giống như. Còn không biết, đây không phải là vừa vặn, tôn phu nhân cười yếu ớt, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến nàng chấn kinh tức giận bộ dạng, tôn phu nhân hai con mắt hiếp lại hút khẩu khí, vừa rồi ngươi nghe được không có, trên người nàng hương khí, rất là đặc biệt, bà tử gật đầu, tự như là có chút, không biết là cái gì, không giống song phấn, hừ, cả ngày mân mê những vật này, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không biết cho ai nhìn, tôn phu nhân căm giận, đừng nói quanh năm suốt tháng, mười năm nàng cái kia phu quân, đều chưa từng đến xem quá nàng một lần. Không ngừng, bà tử tranh thủ thời gian đưa lên một chén trà, nghe nói căn bản không hề thoáng qua một cái, vì kia cũng là hung ác, nghe nói có nhi tử đều chưa có tới người ta căn bản không muốn nàng, đứa con trai kia chính là sĩ nhục, đến xem cái gì, lại nói, người ta lại không thiếu nhi tử kế thừa hương hỏa, tôn phu nhân chết miệng hấp trà, người ta nghiêm chỉnh trưởng tử, mới là danh khắp thiên hạ, trấn Nam Vương, tên tuổi kia là nổi tiếng, chân chính quân công đổi lấy lệch nàng gọi cái kia. Con thứ cái gì đại công tử, thật không ngại, tôn phu nhân khăn ép một chút khóe miệng, hai mươi năm trước làm tiện sự tình, hai mươi sau còn phải bị đánh mặt, ta ngược lại muốn xem xem, nàng bình thường cao cao tại thượng dáng vẻ, còn có thể hay không duy trì được, đang khi nói chuyện, xe ngựa đi tới đến giao lộ, bà tử chọn mà nhìn phía trước xe ngựa phu nhân, phía trước liền đến giao lộ, nàng nếu không phải qua bên kia làm sao bây giờ, tôn phu nhân cười nhạo một tiếng, yên tâm, nàng sát. Định vững chắc đi, nhiều người địa phương khả năng khoe khoang, đi người ít địa phương còn không bằng ở nhà ở lại lúc này, Vĩnh Sương huyện chủ Sa Phu ở bên ngoài hỏi, huyện chủ, phía trước người bên phải quá nhiều, bên trái muốn cúng một chút, mời ngài định đoạt, Vĩnh Sương huyện chủ nói, không sao, liền rời đi nhiều, thực sự không được bản huyện chủ liền hạ xe, vừa vặn đi vòng một chút, vâng, quả nhiên đi không bao xa, xe ngựa dừng lại, lại đi không được. Nha hoàng viện nàng xuống xe, hít sâu một. Hơi cười nói, huyện chủ, ngài mùi trên người quá dễ ngửi, cái này nếu là đi trong đám người, phàm là có chút khứu giác, đều phải ao ước ngài, Vĩnh Sương huyện chủ cười khẽ, nào có khoa trương như vậy, ánh mắt về sau vút qua, nhìn thấy tôn phu nhân cũng xuống xe ngựa, tôn phu nhân bên người bà tự thấp giọng nói, phu nhân, ngài đoán được thật chuẩn, kia là tự nhiên, nhìn đi hai người đi đến một chỗ, tôn phu nhân nghe cổ này hương khí, trong lòng đố kỵ phải mỏi như. Nói tới nói lui, dễ ngửi. Cũng là thật tốt nghe, phu nhân, người trước mặt quá nhiều, lão nô che chở ngài chút, bà tử nói vì sao nhiều như vậy người, tôn phu nhân hỏi, phía trước là cái sách trận, nghe nói có cái thuyết thư hậu sinh, nói sách cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt hấp dẫn người, phàm là có chút trống không người đều tới nghe, sách khác trận người đều bị hấp dẫn đến nơi đây ồ, tôn phu nhân ra vẻ kinh ngạc, nhiên đầu hỏi vĩnh xương huyện chủ, huyện chủ, ngài nghe qua sao, bản huyện chủ không nghe. Những cái này, bình thường cũng chính là mời gánh hát đến trong phủ đi hầu hạ, hát cái đường sẽ cái gì, tôn phu nhân cười cười, từ chối cho ý kiến, Vĩnh Sương huyện chủ nhìn kỳ thật cũng tò mò, thuyết thư trận, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy người lão tư mã nho miệng đều ngoát đến mang tai tử bên trên, mấy ngày nay hắn không nói sách, nhưng kiếm cũng không chỉ là tiền, tiền là nhiều nhất, so hắn những năm này dạy đến tổng cộng đều nhiều, ăn ngon uống sướng tất nhiên là không cần sách, mấu. Chốt là mặt mũi, trước đó đem hắn đánh ra sách trận, một ngày đến tám mời lại hắn, nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thắng. Khoảng cách gần nghe tươi mới sách, uống trà ăn quả xong còn ngồi ăn, quả thực không nên quá đẹp, lúc này mới mấy ngày, hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, quả thực tự như biến thành người khác, nhìn xem bên cạnh trên đài bảo bối đồ đệ, cảm khái thật sự là gặp vận may, bối bối vừa nhấp một ngụm trà, thấm giọng nói, hắn bây giờ là quán trà lão bản quý nhân, uống trà đều là thượng phẩm, quả đĩa là một ngày mấy đổi, quả thực chính là như là thần tài, tùy thời đều đắp lên cung cấp, tuyền đao. Đi tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một câu bối bối con mắt hơi sáng, vỗ thước cỏ các vị sách nối liền về tôn phu nhân đi đến sách bên ngoài sân cửa sổ lân cận bước chân hơi ngừng lại dưới cửa đều đứng đầy người nhưng nhiều như vậy người bốn phía lạng ngắt như tờ chỉ có thuyết thư thanh âm của người vĩnh xương huyện chủ thấy tình cảnh này cũng cảm thấy hiếu kỳ đúng vào lúc này liền nghe kể chuyện tiếng người âm thanh thúy nói lần trước nói đến vô sĩ quý nữ xảo dùng kế trọng nghĩa tướng quân bị hãm hại sách nối liền hồi dựa thế bức hôn thành nghiệt duyên tướng quân tức giận trở lại biên quan Vĩnh Sương huyện chủ khẽ giật mình, Tôn Phu Nhân ở một bên nói, nha, cái này sách ngược lại là có ý tứ, trước kia chưa từng nghe qua Vĩnh Sương huyện chủ không nói chuyện, nhưng bước chân cũng không tự chủ được dừng lại lần trước sách chúng ta nói, vị này quý nữ ý vào mình là thiên thần ngọc đế bà con xa họ hàng, bình thường kia là vênh váo tự đắc, khi dễ chúng. Tiên nhà, người khác không chấp nhận với nàng, nàng coi là người ta là thật sợ nàng, kia là càng thêm được một tất lại muốn tiến một thước, chư vị, lần trước nàng tính toán thiên thần chiến tướng thật vất vả mới cùng người ta đáp lên quan hệ, có thể đến đây dừng tay sao, đương nhiên không thể, nếu không, những cái kia tâm cơ chẳng phải ủng phí sao, lại là khóc rống, lại là mời thiên thần cho làm chủ, thất thần đem cái này chiến thần tướng quân áp chế phải không có cách, cuối cùng, còn lấy. Người ta đang mang thai chính thất tướng áp chế, làm cho tướng quân kia là không có cách nào nha, mới đáp ứng cưới nàng, vĩnh xương huyện chủ trên mặt huyết sắc chậm rãi thối lui, phản phất nhìn thấy xa xôi mình, một màn kia màn lại tái diễn bốn phía biển người thối lui lại vọt tới nhưng đều không phải hiện tại khuôn mặt giống như lại về cho đến lúc đó ánh lửa sáng tắt lay động rất nhiều người tới bắc giang nguyên bản phủ bụi tại trong trí nhớ tràn cảnh đột nhiên lại một lần nữa hiển hiện theo người kể chuyện kể ra trở nên càng thêm tươi sống nàng đờ đẫn nhìn về phía người kể chuyện là người trẻ tuổi lạ mặt nàng chưa bao giờ thấy qua nhưng vì sao suy nghĩ ngàn vạn giống tầng tầng lớp lớp dệt thành một tấm lưới đem nàng bao phủ chính tránh thoát không được. Tôn phu nhân thanh âm bỗng nhiên giống như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, huyện chủ, huyện chủ, thanh âm từ xa mà đến gần, vĩnh xương huyện chủ tâm tư cũng hấp lại làm sao, sắc mặt của ngươi thật là tệ, không có sao chứ, tôn phu nhân lo lắng nói, nếu không về trước đi, nàng nói đến lo lắng, nhưng đáy mắt chỗ sâu rõ ràng chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thuyết thư thanh âm của người còn đang không ngừng truyền đến, tướng quân không cách nào, nhớ lấy có thai thê tử, chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà, đành phải đáp ứng nạp nàng làm thiếp đập vào trong phủ ngày thứ hai tướng quân liền lên đường trở về biên quan vĩnh xương huyện chủ sắc mặt càng thêm khó coi tay nắm thật chặt nha hoàng cánh tay nha hoàng bị đau cũng không dám lên tiếng trở về vĩnh xương huyện chủ một chữ cũng không nhiều lời quay người liền hướng đi trở về tôn phu nhân lập tức đuổi theo kịp ở một bên nói huyện chủ đây là làm sao rồi có cần hay không gọi đại phu ta trong phủ mới tới cái phủ y y thuộc phi thường được không cần vĩnh xương huyện chủ đi mau mấy bước muốn hất ra nàng, nhưng tôn phu nhân vì chính là giờ phút này, sao có thể tùy tiện bỏ qua, huyện chủ hôm nay thân thể khó chịu, đáng tiếc, vừa rồi nghe kể chuyện người nói đến rất có thú, ta vốn còn nghĩ nghe một chút, không bằng ngày khác đi, cùng một chỗ lại đến, vĩnh xương huyện chủ quay đầu. Đứng vững nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt âm trầm sắc bén, giống như mây đen hạ bỗng nhiên thoáng hiện lãnh điện, phu nhân thật hăng hái. Vĩnh Sương huyện chủ cực chậm cười cười, quen biết lâu như vậy, tôn phu nhân vẫn là đầu hẹn gặp lại nàng loại vẻ mặt này, đấy lòng đột nhiên nhảy một cái ngay người một lúc công phu vĩnh xương huyện chủ đã lên xe ngựa rời đi bà tử hít sâu một hơi phu nhân không có sao chứ nàng vừa rồi tôn phu nhân hừ lạnh có thể có chuyện gì cũng không phải ta nói sách có quan hệ gì với ta lại nói nàng lại hung lại có thể thế nào nàng không có trượng phu chỉ có đứa con trai kia ta thế nhưng là lại có trượng phu lại có nhi tử đi lại đi nghe một chút vĩnh xương huyện chủ một lần phủ lập tức đi tìm nhi tử vừa tới ngoài cửa thư phòng còn không có đi vào, liền nghe được bên trong có quảng chén trà thanh âm, nói lại lần nữa, thuộc hạ không dám bản công tử mệnh ngươi nói, cái kia tám chữ, là vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương công tử. Lúc ấy gần như toàn vĩnh xương bách tính đều nhìn thấy, khối kia quái thạch bên trên, chính là cái này tám chữ, ngoài thành đất sụp đất sụp, cũng là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hiện tại vĩnh xương ngô huyện lệnh chính dẫn người sửa đường, không giả được, hoắc trường tiễn còn chưa lên tiếng. Vĩnh Sương huyện chủ ban đẩy cửa đi vào cái gì tám chữ, nói lại lần nữa vĩnh xương huyện chủ đằng đằng sát khí nói ngô huyện lệnh hắt hơi một cái ngay tại vào mũi sư gia bước nhanh tiến đến nói đại nhân giả công tử cầu kiến nhanh mau mời ngô huyện lệnh tranh thủ thời gian đứng dậy không ta tự mình đi nghênh hắn từ ngoài thành trở về không lâu còn chưa kịp thay quần áo giày bên trên cũng đầy là buồn ngài không thay đổi quần áo không cần giả công tử cũng không phải câu nệ tiểu tiết người lại nói bản qua một hồi còn muốn đi đổi lấy đổi đi phiền phức, hoắc trường hạc cùng nhan như ngọc ngay tại cổng nhỏ giọng nói chuyện, quay đầu nhìn thấy ngô huyện lệnh ra đón. Gặp hắn. Trong trắng mắt tràn đầy tơ máu, tinh thần lại là không sai, cùng lúc đầu tinh khí thần nhi đều không giống, trên thân tràn đầy bùng, lại vẫn không che đậy cổ này muốn làm hiện thực nhiệt tình. Hai người liếc nhau, bè nhìn nhau cười, cái này sự tình không làm gì, tiền không có phí công hoa, công tử, cô nương, đại giá quan lâm, mời vào bên trong, nhan như ngọc cười yếu ớt, đại nhân đây là bản quan thất lễ, có điều, cũng không có đem công tử cùng cô nương làm ngoại nhân, bản quan là vừa trở về, để nha môn nhà ăn làm chút đồ ăn, đưa đi ngoài thành đi, phân phó xong liền còn phải đi, cho nên liền không có thay y phục váy ngô huyện lệnh chân thành nói, địa phương khác không có như. Thế lớn nồi, nha môn nhà ăn thường xuyên làm lớn nồi cơm, cho nên có thể càng mau hơn, đại nhân có tâm, hoắc trường hạt gật đầu, công tử chuyện này, bản này chính là bản quan thuộc bổn phận sự tình, là bản quan hẳn là cảm tạ công tử mới là ngô huyện lệnh đem hai người mời đến bên trong nhập phòng trước ngồi xuống lại phân phó người dân trà khách khí nhiệt tình không biết công tử đến đây là có dặn dò gì sao hoắc trường hạt sắc mặt nghiêm túc ngô huyện lệnh cũng không phải dặn dò gì chỉ là một cái nhắc nhở ngô huyện lệnh lập tức nghiêm mặt nhắc nhở công tử ý gì ngô huyện lệnh nơi đây là vĩnh xương huyện hoắc trường hạt thả chậm ngữ tốc phát sinh chuyện lớn như vậy Vĩnh Sương huyện chủ thế tất sẽ biết tin tức, Ngô huyện lệnh đáy lòng rung lên, cái này đích thật là hắn một bận rộn, một kích động, chỉ muốn mau đem chuyện làm tốt, đem cái khác quên đi, kỳ thật cũng không tính là quên, là căn bản liền không có cảm thấy Vĩnh Sương huyện chủ là người tốt lành gì, dù sao. Thiên ý đều nói, là nàng vô đức, đã như vậy, cũng liền không nghĩ tới báo cáo, nhưng hắn không lên báo, Vĩnh Sương huyện chủ như thường biết, biết sẽ như thế nào, chẳng lẽ biết một chút phản ứng không có, kia không có khả năng, Ngô huyện lệnh sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn đối vĩnh xương huyện chủ vẫn là có tầng sâu e ngại nha như ngọc nhìn ở trong mắt hợp thời mở miệng nói đại nhân công tử nhà ta chính là đến giúp ngươi một tay ngô huyện lệnh đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem hoắc. trường hạt nha như ngọc tiếp tục nói ngô huyện lệnh sa mang sư lại có tiên đoán bảo cho công tử nhà ta ngô huyện lệnh ngừng thở còn mời công tử bẩm báo bản quan cùng vĩnh xương bách tính không quên công tử đại ân hoắt trường hạt sắc mặt chìm túc ta nói ngược lại là không sao trái phải chẳng qua một cái mạng cũng không biết đại nhân có dám hay không ngô huyện lệnh nhìn xem hắn ánh mắt hắn đen nhánh ánh mắt kiên định ngô huyện lệnh cũng cảm thấy mình không yên tâm thật giống cũng dần dần yên ổn sinh ra một cổ hào hùng dám Hoắc trường hạc gật đầu nếu như thế mời đại nhân lại tới gần chút cuối tai tới ngô huyện lệnh mau tới trước Hoắc trường hạc thì thầm vài câu hắn nghiêm túc nghe sắc mặt không khỏi có chút biến ảo kinh ngạc kinh ngạc khẩn trương lại chuyển thành kiên định nha như ngọc nhắc nhở Đại nhân phải suy nghĩ cho kỹ, ngài nói là có chỗ lo lắng, chúng ta người sau đó cũng sẽ đến, để cho bọn họ tới làm là đủ. Ngô huyện lệnh trầm mặt một lát, hàm. Răng khẽ cắn, không cần, đa tạ cô nương hảo ý, bản quan tự nhiên gánh vác phần này trách nhiệm. Bản quan tại cái này vĩnh xương cũng có hai mươi năm, nhân sinh có mấy cái hai mươi năm, còn có thể hay không lại sống hai mươi, đều rất khó nói, ngô huyện lệnh cười một tiếng, thôi được, còn có cái gì không dám, liền chống lại một lần. Nha như ngọc khẽ vuốt cầm, ngô huyện lệnh, ngươi cứ yên tâm, công tử sẽ giúp ngươi, như đến lúc đó thật có xung đột, chắc chắn sẽ có tính mệnh của ngươi không lo, ngô huyện lệnh đại hỷ, cũng không lo được thân phận gì, không người thi lễ, đa tạ công tử, đa. Tạ cô nương, hoắc trường hạt đưa tay hư đỡ một cái, đại nhân không cần như thế, vẫn là nhanh đi chuẩn bị đi, tốt, tốt, ngô huyện lệnh nhanh đi thu xếp. Hoắc Trường Hạc cùng Nha Như Ngọc nhìn nhau cười yếu ớt, Hoắc Trường Tiễn sẽ phái người tới sau, Nha Như Ngọc hỏi, sẽ Hoắc trường hạt chắc chắn vô luận là hắn vẫn là hắn mẫu thân đều cực kỳ coi trọng thanh danh thanh danh chính là mạng của bọn hắn vĩnh xương chính là căn cơ ở đây xuất quan tại tô mi mặt mũi đại sự không khác song trọng đã kích nha như ngọc cùng Hoắc trường hạt chậm rãi bước đến nha môn bên ngoài nhìn phía xa đường đi ngoài thành đường còn tại tu thật nhiều người đều tự phát đi hỗ trợ người đi đường vội vàng thanh danh là mệnh vĩnh xương là căn cơ nha như ngọc ý cười mỉa mai mặt mũi và bạc mới là mạng của bọn hắn các tính mệnh cùng cây, bọn hắn xưa nay không để ý, cho nên bọn hắn chú định không thể lâu dài, hoác trường hạt nhẹ nắm nàng tay, Ngọc Nhi cùng bình thường nữ tử điểm khác biệt. Lớn nhất ở chỗ, có so rất nhiều nam nhi càng oanh liệt ái quốc tình hoài nha như Ngọc yên lặng, một lát nói khẽ, kỳ thật bình thường nữ tử cũng không phải là so nam nhi kém, chỉ là, các nàng từ lúc vừa ra đời liền nhận đãi ngộ không công bằng, học tập, kiến thức, chưa hề đã cho các nàng cùng nam nhi đồng dạng giáo dục. Làm sao có thể đi yêu cầu bọn hắn có mắt giới, có ý chí, hoặc trường hạt trầm mặt một hồi, ngươi nói đúng, là ta nói sai. Đợi đến Tây Bắc, vương gia, ta hy vọng có thể làm. Nam nữ đều có thể đến học đường, thư viện, ngươi cảm thấy thế nào, hoắc trường hạt nhìn xem nha như ngọc nụ cười trên mặt, mắt sáng ngời động lòng người đương nhiên được, nghe ngọc nhi, ta nói qua, ngươi một mực làm, trên đường trở ngại, ta thay ngươi giải quyết, hai người vừa nói vừa đi hồi. xa phu ám vệ cùng cái khác còn lại ba cái ám vệ đều đến, hoắc trường hạt cho bọn hắn thu xếp nhiệm vụ, bốn người đều đổi y phục, đeo lên mặt nạ, theo phân phó đi làm. Nhan như ngọc nhìn xem bóng lưng của. Bọn hắn, vương gia, chúng ta cũng đi nhìn một cái, vì bọn họ dựng tốt sân khấu kịch, liền chờ bọn hắn đến hát, thiếu chúng ta làm người xem sao được, tốt, chờ một chút, hoắc trường hạt quay người vào nhà, mất một lúc, xuất ra cái túi nhỏ tới, cho ngươi ra một chút hạt dưa quả hạt, vừa vặn vừa nhìn vừa ăn, nhan như ngọc mặt mày hơi gấp, vương gia rất hiểu ta tâm vĩnh xương huyện chủ quả thực không thể tin vào tai của mình, kia tám chữ, giống như kinh lôi tại nàng trong đầu oanh một lần. Lại một lần, lúc trước hoàng đế tại sao phải đem nơi này phong cho nàng, cũng là bởi vì cái tên này, vĩnh xương. Tên rất hay, tốt ngụ ý, có thể làm cho nàng ở đây an hưởng thái bình xương ninh, bây giờ cái này tám chữ mới ra, vô đức huyện chủ. Không phù hộ Vĩnh Sương, nàng còn thế nào an ổn làm cái này huyện chủ, sự tình muốn truyền đến Kinh Thành, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, nên như thế nào tức giận vĩnh xương huyện chủ không dám tưởng tượng soạt nàng dùng sức đem trên bàn tất cả mọi thứ vung tới đất bên trên trong phòng vừa đi vừa về bôn ba thở hổn hển thô trọng giống như thú bị nhốt là ai là ai vậy mà như thế ánh mắt của nàng đỏ bừng kéo lại nhi tử đi thăm dò tra rõ ràng ta muốn nhìn tảng đá kia đến tột cùng là bộ dáng gì ta muốn tận mắt thấy hoắc trường tiễn nhìn xem nàng cái bộ dáng này trong lòng cũng có chút căng lên mẫu thân ta lập tức phái người đi ngài đừng nóng giận, Vĩnh Sương huyện chủ dùng sức đẩy nàng, ta sao có thể không tức giận, kia là địa phương nào, là ta đất phong, bây giờ nói ta không phù hộ Vĩnh Sương, vẫn là trời không phù hộ ta, vô. Luận cái kia một đầu, ta đều không tiếp thụ, nhất định là có người dở trò quỷ, đi thăm dò, đi thăm dò, hoác trường tiễn muốn nói, loại kia từ trong sông dân lên tảng đá sự tình, làm sao có thể là người làm, nhưng nhìn xe mẫu thân cái bộ dáng này, hắn lại không dám nói, hắn ngược lại thật sự là hy vọng là người làm, còn có thể tra được, nhưng nếu như thật là thiên ý, kia, còn đứng ngay đó làm gì, đi nha, vâng, nhi tử cái này đi. hắc trường tiễn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian. Đi ra ngoài, vừa tới cổng, sau lưng Vĩnh Sương huyện chủ lại nói, chậm rãi, để người khác đi, Vĩnh Sương huyện chủ thanh âm cố gắng bình phục một chút, người không cần tự mình đi, việc này cổ quái, và nhất là có người cố ý mà làm, nghĩ dẫn dụ ngươi tiến đến, chẳng phải là trúng bọn hắn cái bẫy, ao ước. Vĩnh Sương huyện chủ chậm rãi bước đến phía sau hắn, người muốn thường xuyên nhớ kỹ, mệnh của ngươi quý nhất, không thể tùy tiện mạo hiểm. Hoắc trường tiễn trong lòng trùng điệp thở. Dài nguyên lai tưởng rằng có thể đi một chuyến, vừa vặn trở về nhìn xem chù ngựa, xem ra là lại không được, hắn bất đắc dĩ bế nhắm mắt, lại trở lại đối Vĩnh Sương huyện chủ hành lễ, vâng, nhi tử minh bạch, cái này đi an bài nhân thủ, mặt khác, Vĩnh Sương huyện chủ còn nói, tìm hiểu một chút, nàng đi tới chỗ nào rồi, việc này nhất thiết phải đề lại, không thể để cho nàng biết một chút phong thanh, ta cùng nàng cách không đấu nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến nàng đến lâm thành cơ hội. Ta nhất định phải để nàng nhìn xem, chính thê như thế nào, chính thê chỉ có bồi tiếp lưu vong phần, ta muốn để nàng tại nhất chật vật thất vọng nhất thời điểm, tận mắt thấy ta phong quan cùng tôn quý, hoác trường tiện đáy lòng có chút rung động, lúc đầu thật tốt kế hoạch, lặp đi lặp lại nhiều lần không may xuất hiện, hắn đã không còn dám cùng Vĩnh Sương huyện chủ nói, vâng, nhi tử sẽ mau chóng tra ra. Vĩnh Sương Huyền chủ một mình ngồi xuống ghế dựa, thở mấy hơi thở. Hơn nửa ngày mới chậm tới. Phúc chốc lại nghĩ tới, nàng vội vàng hồi phủ đến tìm Hoắc Trường Tiễn, là vì người kể chuyện kia, nghĩ phái người đi đem cái kia thuyết thư bắt trở lại, thật tốt thẩm vấn. Kết quả lại nghe nói Vĩnh Sương Huyền sự tình, đem chuyện này cấp quên. Thôi, chính nàng cũng có thể an bài nhân thủ người tới. Huyền chủ có gì phân phó? Vĩnh Sương Huyền chủ chữ chữ ngoan lệ đi nhà kia náo nhiệt nhất sách bên ngoài sân cho ta tiếp cận, đợi khi trời tối, tản ra trận, liền đem cái kia thuyết thư cho. Ta bắt tới, vâng, hoác trường tiễn còn không biết sách trận sự tình, hắn mang theo thủ hạ bước nhanh rời đi, mới ra viện tử liền hỏi, vẫn là không có bọn hắn chi đội ngũ kia tin tức sao, hồi công tử, xác thực còn không có, phế vật, nhiều người như vậy, sao có thể nói không có liền không có rồi, hoác trường tiễn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoắc trường tiễn ngón tay đặt nhẹ thái dương, đi an bài nhân thủ, muốn không khéo tay hung ác, lại mang ta lên thân bút thư, để bọn hắn đi về sau. Cùng Kim Sơn tụ hợp, nhất thiết phải lặng lẽ đem khối kia quái thạch lôi ra nước, mang về, là chuyện này độ khó thật đúng là không nhỏ, có điều, nơi đó là Vĩnh Sương huyện, ngô huyện lệnh lại là cái hèn nhát, cho dù có điểm độ khó, cũng có thể làm được, hoắc trường tiễn chờ thủ hạ rời đi, thay đổi phương hướng, từ cửa hông xuất phủ, động lấy đường nhỏ, đến một tòa nhà nhỏ viện, trong viện yên tĩnh, cảnh sắc lịch sự tao nhã, làm cho tâm thần người an bình hắc trường tiễn chậm rãi bước đến một đạo mặt trăng trước cửa đang muốn đi ra ngoài tiểu nha hoàn nhìn thấy hắn tranh thủ thời gian hành lễ đang muốn mở lời hắn khoát khoát tay ngăn lại bước nhẹ nhập viện tiểu viện tử bên tường trồng cây trúc gió mát quá lá trúc vang xào xạc thật sâu nhàn nhạt cái bóng trên mặt đất trên tường khẽ động giống xinh đẹp các hình dưới hiên cửa sổ nửa khải một người ngồi tại phía trước cửa sổ chính chuyên chú đọc sách dung mạo của nàng không coi là nhiều tuyệt mỹ trên mặt cũng thường xuyên mang theo mạng che mặt nhưng nàng trên thân có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, thần bí lại giống có lực lượng nào đó, để hoắc trường tiễn bị hấp dẫn, tuy bị hấp dẫn, nhưng hắn chưa hề sinh qua khác không nên có tâm tư, phát giác được ánh mắt của hắn, đỏ vũ quay đầu nhìn qua, nhìn thấy hắn cũng không kinh ngạc, khẽ vuốt cầm coi như chào hỏi nàng luôn luôn như thế, lúc nào đều là trấn định không gần sống, tự như không có cái gì có thể làm cho nàng kinh ngạc, là tại nàng. Ngoài ý liệu, hoắc trường tiễn tiến lên, không có vào nhà, đứng tại ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, gió có chút mát mẻ, cẩn thận một chút cài lấy phong hàng, đỏ vũ gật đầu, công tử đến, là có chuyện, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, là xảy ra chuyện gì sao, nàng sẽ tính, nhưng thỉnh thoảng tính, chỉ có tại đại sự lúc mới tính nhưng nàng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, cũng là nhất lưu, hoác trường tiễn không có giấu giếm, gật đầu nói, vĩnh bình thôn sự tình, gây ra rủi ro. Đỏ vũ liền giật mình, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia chưa bao giờ có kinh ngạc, cái gì đường rẻ. Hoắc Trường Tiễn cũng có chút ngoài ý muốn phản ứng của nàng, Nhìn chằm chằm nàng nói, Vĩnh Bình thôn không có việc gì, bình yên vô sự, Lưu Vong đội ngũ cũng không có đi Vĩnh Bình thôn, chẳng biết tại sao, hiện tại không biết tung tích, ta ngay tại phái người tìm, Đỏ Vũ Ba khép sách lại, không có đi Vĩnh Bình thôn, không biết tung tích, chính là, Hoắc Trường Tiễn gật đầu, mặt khác đỏ. Vũ Dựng thẳng tay đánh đoạn, nhíu mày, hiếp mắt lại, trầm tư một lát hỏi, tin tức là thật sao, là ai đi tìm hiểu, ngươi không có bị lừa a, à, Hoắc Trường Tiễn sững sờ. Cái này hỏi pháp cũng làm cho hắn không nghĩ tới là thật, hắn gật đầu, là tâm phúc của ta tìm hiểu, không chỉ một, đường kính nhất trí, sẽ không xuất hiện cố ý gạt ta khả năng đỏ vụ ánh mắt có hiếm thấy nôn nóng, không nên a à, còn có, hoắc trường tiễn còn muốn nói vĩnh xương sự tình, đỏ vũ có chút nghe không vào, việc này can. Hệ trọng đại, liên quan đến có thể hay không để trấn Nam Vương gánh vác ác thanh danh của người, cái này đối ngươi rất trọng yếu, để ta suy nghĩ thật kỹ những chuyện khác sau đó lại nói chẳng lẽ còn có chuyện khác, so cái này quan trọng hơn sao, một câu cuối cùng, đã ẩn ẩn có trách cứ, hoắc trường tiễn trầm mặt một cái chớp mắt, có, ta đang muốn cùng ngươi nói, đỏ vũ khẽ giật mình, cái gì, chính là Vĩnh Sương huyện sự tình, vừa nhận được tin tức, Vĩnh Sương xuất hiện dị tượng, ngoài. Thành con đường sụp đổ, trong nước hiển hiện dị thạch, bên trên khắc có bất lợi mẫu thân của ta tám chữ, đỏ vũ trừng to mắt, bỗng nhiên đứng lên, cái gì, hoắc trường tiễn vạn lông mày. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã phái người đi tìm hiểu, đem tảng đá kia vớt trở lại thăm một chút, nghĩ tới trước hỏi một chút ngươi, nhìn tới ngươi cũng không biết, đỏ vũ minh bạch hắn lời nói bên trong chưa hết ý tứ, tay che ngực, mãnh liệt ho khan vài tiếng, Phế miệng chảy ra mấy điểm vết. Máu, mặc dù cách màu trắng xa mỏng, nhưng vẫn cũ thấy rõ ràng ngươi hoắc trường tiễn tranh thủ thời gian hỏi, không có sao chứ, đỏ vũ chậm rãi ngồi xuống, hơi có điểm suy yếu, không ngại sự tình, gần đây thăm dò thiên cơ quá nhiều, thân thể có chút chịu không nổi, Hoắc Trường Tiễn hít sâu một hơi, vậy ngươi trước thật tốt tỉnh dưỡng, ta sẽ để cho người lại cho ăn lót dạ phẩm đến, vĩnh sương sự tình đã phát sinh, ta đi trước xử lý lại nói. Đỏ vũ vuốt cái trán không nói chuyện, Hoắc Trường. Tiễn im ắng rút đi hắn vừa đi, đỏ vũ liền lập tức mở to mắt không đi vĩnh bình thôn, vậy bọn hắn đi đâu rồi, một chi lưu vong đội ngũ, hẳn là rất dễ thấy mới là, làm sao lại biến mất không còn tâm hơi, thực sự là cổ quái, còn có, vĩnh sương huyện sự tình, làm sao lại biến thành dạng này nhất định là chỗ nào có vấn đề lâm thành khoảng cách vĩnh xương huyện cũng không xa lại thêm ra roi thuốc ngựa trời chiều còn chưa hoàn toàn rớt xuống thoát trường tiễn thủ hạ liền đến vĩnh xương huyện thành bên ngoài mặc dù biết bên này xảy ra chuyện cũng biết là mặt đất sập nhưng khi chân chính tận mắt thấy thời điểm vẫn là quả thực kinh ngạc một chút cái này cũng không phải cái gì nhỏ câu nhỏ khảm nhi cái này nếu là vừa vặn đi đến đâu cả người đều phải ngã đi vào bỏ mình bọn hắn một nhóm sáu người cũng coi là cao thủ nhìn thấy cảnh này cũng đều có chút đổ mồ hôi lạnh con đường không có hoàn toàn xây xong bọn hắn cũng không cách nào cưỡi ngựa vào thành nhiều như vậy người còn tại tu xem ra còn phải kheo đèn đánh đêm muốn lặng yên không một tiếng động đi vào có chút khó khăn vây thành một vòng cái kia đều là cảnh tượng như thế này dân chúng tự phát tới sửa nha người trong cửa dẫn đầu là thường đoàn kết nhất trí cầm đầu người họ lưu đạt trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó khăn lưu ca nếu không chúng ta đem ngựa buông xuống lặng lẽ vào thành đi dù sao cũng phải thấy kim thị vệ một mặt chúng ta còn có công tử thư muốn giao cho hắn lưu đạt nghe xong cũng đúng là như thế mép nước liền có chỗ rừng cây nhỏ bọn hắn muốn làm sự tình địa điểm ngay tại mép nước ngựa đặt ở chỗ đó thích hợp nhất đem ngựa buộc trong rừng lưu lại bốn người trông coi lưu đạt mang theo một cái đồng bạn cùng một chỗ vào thành bọn hắn lúc vào thành không có đặc thù trang phục liền cùng bình thường tiêu sư không sai biệt lắm cũng không có để người chú ý nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là đợi đến huyện chủ phủ hỏi một chút Kim Sơn căn bản không tại về phần người đi đâu rồi, chi chi ngô ngô không ai nói rõ được, gặp một lần bọn hắn dạng này, Lưu Đạt liền có cái suy đoán, tám thành lại đi thanh lâu, âm thầm thở. Dài, hỏi giữ cửa gia đình, đại tổng quản đâu, để hắn phái người đi tìm Kim thì về trở về, liền nói chúng ta từ Lâm Thành đến, phụng đại công tử chi mệnh, có chuyện quan trọng, không ngờ, gia đình chần chờ nói, chúng ta đại tổng quản chết rồi Lưu Đạt gần như cho là mình nghe nhầm, người nói cái gì, Lưu Đạt quả thực không thể tin được, đại tổng quản đây chính là huyện chủ người trưởng quản huyện chủ phủ sự vụ liền chết rồi chuyện gì xảy ra như thế nào chết mau nói tiểu nhân không dám giấu giếm là kim thị về tự mình hạ lệnh ra lệnh cho thủ hạ thẩm vấn đại tổng quản đại tổng quản chịu không nổi lưu đạt cảm giác đầu ông ông đây là cái gì kinh thiên đại nhiệt náo kim thị về giết đại tổng quản nếu là bình thường không đếm xỉa đến có thể nhìn xem hí cũng coi như nhưng bây giờ phải làm sao lưu đạt buồn bực chỉ chốc lát thật vất vả đem tin tức này miễn cưỡng tiêu hóa hít sâu một hơi kim thị vệ đi đâu rồi khác không nói trước đại công tử việc cần làm quan trọng cái này tiểu nhân cũng không biết kim thị vệ rời đi về sau liền không có trở về lưu đạt tức giận đến tiên đau không biết liền đi tìm nhanh chậm trễ xong việc ai cũng đừng nghĩ sống đại tổng quản bình thường đem sự tình đem quá gấp sợ người khác phân quyền hiện tại hiện tại trong phủ đã không có đại tổng quản cũng không có kim sơn như là năm bè bảy mảng tất cả nô bộc gia đinh tựa như không đầu con ruồi Lưu Đạt đối với bọn hắn đến nói chính là cái người xa lạ, mặt ngoài. Nhận lời, kỳ thực căn bản không sợ dày vào hơn một canh giờ, trời triệt để tối đen, nhưng Kim Sơn tin tức một chút không có. Lưu Đạt hoàn toàn không còn phát cáo, tìm không thấy Kim Sơn, tin giao không được, vậy hắn việc cần làm làm sao bây giờ, thủ hạ nhỏ giọng đề nghị, Lưu Ca, nếu không ta mình đi làm, Kim Thị Vệ là đại công tử bên người Hồng Nhân, tìm không thấy hắn, hắn là không có việc gì, đến lúc đó đùn đẩy trách nhiệm, trách nhiệm vẫn là chúng ta không bằng chính chúng ta lo liệu dạng này trở về cũng có thể hướng đại công tử giao nộp về phần trong thư sự tình chúng ta lại không thể tự mình hủy đi người cũng tìm không thấy dứt khoát liền đem thư để ở chỗ này hắn lúc nào trở về nhìn thấy đó chính là hắn sự tình lưu đạt tưởng tượng trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác cũng không thể cứ làm như vậy chờ tốt cứ làm như thế lưu đạt đem thư giao cho trong phủ một cái nhị đẳng quản gia mang theo thủ hạ vội vàng rời đi minh nguyệt đã dâng lên chấm nhỏ có chút lấp lánh không biết vì cái gì lưu đạt cảm thấy trong lòng có chút loạn luôn có loại dự cảm xấu chuyến này sợ là sẽ không quá thuận lợi tâm sự nặng nề ra khỏi cửa thành phát hiện lúc đến ngoài cửa thành những cái kia sửa đường bách tính hiện tại cơ bản đã tán đi lưu đạt thở phào người tán liền tốt lớn ý của công tử là muốn lặng lẽ lo liệu không thể kinh động người khác vừa rồi hắn còn sầu nếu như quá nhiều người không hiếu động tay hiện tại xem ra vừa rồi dự cảm không tốt là hắn lo ngại vận khí cũng không tệ lắm đến mép nước cùng mặt khác thủ hạ tụ hợp lưu đạt cấp tốc nói không có tìm được kim thị vệ hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đều giữ vững tinh thần tới lưu ca nghe nói tảng đá kia không tính nhỏ chúng ta đem nó làm ra nước đoán chừng liền không quá dễ dàng còn muốn trở về lâm thành không có bọn hắn hỗ trợ cái này lưu đạt bất đắc dĩ trước làm ra nước lại nói giấu ở trong rừng về sau lại đi huyện chủ phủ để bọn hắn chuẩn bị xe ngựa thời điểm không còn sớm trước xuống nước tìm xem vâng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế mấy người thay đổi nước áo lưu lại một người tại bên bờ trông coi năm người khác đều xuống nước cách đó không xa trong bóng tối hoắc trường hạt trên đầu gối đặt vào túi nhỏ miệng mở ra trong tay bóc lấy quả hạt xác nhang như ngọc một bên ăn ngon lành quả hạt, một bên nhiều hứng thú nhìn xem mấy người kia vào nước bọn hắn nước áo cũng không so chúng ta hoắc trường hạt soi mói bọn hắn loại này căn bản không thiếp thân vào nước về sau còn chìm không tốt thi triển nhang như ngọc cười không nói trước đó các ngươi thật giống như cũng là loại này gần đây mới đưa các ngươi mới tốt a à, hoắc trường hạt nói tiếp mà lại bọn hắn cũng không có dưới nước có thể sử dụng đèn chiếu sáng cũng không biết có thể không thể nhìn thấy nhan như ngọc hoắc trường hạt sờ sờ trong ngực đèn pin nhỏ đắc ý một hồi sự tình xong xuôi ta dẫn ngươi đi bắt thỏ hoang nhang như ngọc nhịn không được cười tốt nghe vương gia nhiều bắt mấy con vừa vặn đi xem trường hành cùng thấm hương hai người nói chuyện phím bên trong lưu đặt bọn hắn chậm rãi lặng xuống nước đấy hồ này bọn hắn là lần đầu tiên dưới, trước kia cũng không chút tới qua Vĩnh Sương, liền vị trí này, vẫn là cùng gia đình trong phủ nghe được cũng không biết có thể hay không thuận lợi tìm tới ngày mới nhập thu, nhưng dưới nước đã lạnh thấu xương, mấy người cố gắng trong nước cắn răng kiên trì, mở to mắt to cấp tốc tìm đáy nước còn mọc ra không ít cây rong, ánh mắt càng thụ ảnh hưởng, lưu đạt trong lòng càng ngày càng bực bội đây đều là cái gì phá việc phải làm, quay người vừa muốn đi, cảm. chắc tay đã sờ cái gì, phiêu phiêu đảng đảng, giống như là cây rong, hắn cũng không có quá để ý, cũng không có nhìn kỹ, phất tay đang muốn thả khác phương hướng du lịch, ánh mắt phút qua, nhìn thấy mình tay ngón tay xe xe, không phải cây rong, kia là tóc sao, hắn chậm rãi quay đầu, hướng về vừa rồi sờ đến cây rong phương hướng bên kia phiêu đã một vật, tản ra như thủy thảo, thấp thoáng ở giữa, là một tấm tái nhật không huyết sắc mặt. Gương mặt này cũng không lạ lẫm, chính là đại tổng quản. Lưu Đạt dọa đến nghĩ quá to một tiếng, há miệng, mảnh róc mấy nước bọt, kém chút đem hắn sặc chết hắn dùng sức giải dụ mấy lần tranh thủ thời gian ép buộc mình thu hồi lý trí một mạch hướng phía trước du lịch liền sức bú sữa mẹ đều không có giữ lại đối diện lại gặp phải một người hắn kém chút lại kêu to lên tiếng gần hơn trước mới nhìn rõ là thủ hạ hắn chỉ chỉ bên kia thủ hạ cũng giật mình cũng bị sặc mấy ngụm hai người trao đổi một chút ánh mắt nhanh chóng hướng thượng du soạt cuối cùng xuất thủy nha như ngọc thấp giọng nói đi lên nhìn cái này dáng vẻ chật vật hẳn là phát hiện vận khí còn rất tốt hoắc trường hạt hừ nhẹ, còn tưởng rằng phải hạ mấy lần nước khả năng phát hiện, nha như ngọc nhịn không được cười lên, bọn hắn bên này nhanh lên xong việc, chúng ta cũng có thể đi nhanh một chút, vớt đồ vật, quá tốn sức chẳng phải là lộ ra hoắc trường tỉ người chủ tử này càng xuẩn, hoắc trường hạt hừ nhẹ, tìm tới tảng đá, đồng dạng xuẩn, lưu đạt đặt mông ngồi tại. Bên bờ, há mồm thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xe mặt nước, thủ hạ lăn đến hắn một bên, nằm nhìn nước, phản phất không để ý, liền có quái vật gì từ trong nước cùng lên đến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ý niệm này vừa vừa nhô ra, mặt nước chấn động càng lúc càng lớn, Lưu Đạt cũng không lo được mệt mỏi, trở mình một cái đứng lên, cảnh giác nhìn xem, Lưu Thủ Thủ hạ tới, Lưu Ca, làm sao rồi, Lưu Đạt không nói chuyện, rút ra eo của hắn đau, liền nghe soạt một tiếng, trong nước lại toát ra một người. Tới hắn tóc gáy đều dựng lên đến, lui lại hai bước nhìn kỹ, cũng là hắn thủ hạ, ngươi có phát hiện gì không? Lưu Đạt tranh thủ thời gian hỏi, phát hiện, không có nước quá lạnh ta đều nhanh đông cứng lưu ca nghĩ một lát lại xuống a mới vừa rồi cùng lưu đạt cùng một chỗ xuống nước người rung giọng hỏi ngươi thật không có nhìn thấy thấy cái gì đồng bạn không hiểu thấu trừ những cái kia cây rong cái gì cũng không có thấy cái gì vừa nghe đến cây rong hai chữ lưu đạt sắc mặt biến hóa đúng vào lúc này mặt nước lần nữa một vang tiếng keo vạch phá bầu trời đêm cái này một cuốn họng đem người bên bờ đều dọa khẽ run rẩy người kia từ trong nước ra tới lộn nhào, thanh âm đều dạng thẳng chân, quỷ, có quỷ, có quỷ, lưu đạt nếu không phải ráng chống đỡ, mũi đau chống địa, sớm rung chân ngồi trên mặt đất, người cũng trông thấy rồi, lưu ca, là, là đại tổng quản, còn có vương bằng, ta nhìn thấy, bọn hắn lưu đạt sắc mặt trắng bệch, vài người khác cũng mặc lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn chính là đến tiền tảng đá kia, làm sao có thi thể, vẫn là huyện chủ người trong phủ, cái này, lưu ca, tảng đá kia có phải là điềm Xấu, lưu đạt trong lòng hơi hồi hộp một chút nhớ tới trước đó cấp trên căn dặn nhất thiết phải chú ý cẩn thận không cho phép lộ ra nếu như tảng đá kia không có vấn đề dù là chính là một khối đá bình thường đáng cẩn thận như vậy sao trừ phi trong lòng hắn giật mình còn chưa nói xong đột nhiên nghe được một trận tiếng chiên vang nhanh ở chỗ này nơi này không biết từ chỗ nào toát ra một đám người đến trong tay còn cầm đèn lồng giờ bỏ đuốc thẳng đến bọn hắn bên này mà tới lưu đạt mấy người gom lại một chỗ cảnh giác nhìn xem bọn hắn, cầm đầu là cái lão đầu, đến phụ cận dò xét Lưu Đạt, các ngươi là ai, cũng dám ở đây lén lút, Lưu Đạt thấy là một đám phổ thông bách tính, có chút thở phào, nói hưu nói vượng, con mắt nào nhìn thấy ta chờ lén lút, lão giả trên dưới dò xét bọn hắn, chính các ngươi nhìn, từng cái lấm la lấm lét, còn mặc loại này y phục, không phải dự định trộm đạo, là làm gì, lúc này, đừng nói các ngươi là nghĩ mò cá, Lưu Đạt nhíu mày. Lười nhát giải thích, chúng ta vào nước làm sao rồi, nước là nhà các ngươi lão già không có việc gì né tránh đừng tại đây nhi đáng ghét lão giả nghe xong lời này lập tức buồn bực ha ha ta nói ngươi làm sao nói các ngươi là người ở đâu họ tên là gì xưng tên ra ta nói cho ngươi không được ngươi thân phận gì liền đến hỏi tên của ta lưu đạt đưa tay đẩy đi ra lão giả ba kích một chút nằm trên mặt đất ai nha đằng sau mấy người trẻ tuổi quát tốt các ngươi dám khi dễ lý đại gia lưu đạt tức giận đến đau đầu làm gì nghĩ ngoa nhân, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, phía ngoài đoàn người có người trầm giọng nói, các ngươi là ai, để bản quan đến xem, ngô huyện lệnh mang theo sư gia cùng nha dịch cất bước tới, lưu đạt gặp một lần hắn, thật sự là nửa vui nửa buồn, vui chính là không cần lại cùng những người dân này tốn nước bọt, lo chính là nghĩ lặng yên không một tiếng động lấy đi tảng đá, sợ là không được. Nhàn như ngọc ăn mấy khỏa hạt dưa, đừng nói. Ngô huyện lệnh hiện tại khí tràng có đủ, sau mới quen thời điểm tốt hơn nhiều ưm hiện tại hoàn toàn chính xác có cổ chính khí, đại khái là bị kích phát, hoắc trường hạt cười yếu ớt, hắn cùng vĩnh xương bách tính, đều hẳn là cảm tạ ngươi nhan như ngọc hướng trong miệng hắn nhét mấy khỏa, bác ca cũng tới lại gần, đem nàng lòng bàn tay còn lại mổ sạch sẽ liền nhiên hắn có thể hay không chống cự được, hoắc trường tiễn thủ hạ, cũng không phải dễ đối phó. Tiếng nói rơi, liền nghe được lưu đạt ở bên kia nói, ngô huyện lệnh, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian dẫn người rời đi thật tốt, sư gia dẫn theo đèn lồng, cẩn thận chiếu chiếu, ngươi là người phương nào dám như thế đối huyện người lớn nói chuyện lưu đạt nhìn chung quanh một chút xuất ra lệnh bài nhoáng một cái thấy rõ ràng đi ta còn có chuyện quan trọng mang theo đừng ở chỗ này vướng bận ngô huyện lệnh giận tái mặt bản quan không thấy rõ bất luận ngươi là người phương nào cũng không thể ở đây đi lén lút sự tình bản quan thân là quan phụ mẫu tự nhiên vì bách tính an nguy phụ trách vừa phát sinh thiên khiển sự tình các ngươi lại tới đến tột cùng ý muốn như thế nào không phải là đang suy nghĩ hại chúng ta toàn thành bách tính phía sau hắn dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ, trên đất lão đầu nhi lại bắt đầu gào thét, lưu đạt hỏa khí quán khí đều tại đây khắc xông lên đỉnh đầu, trong tay đào bá nhoáng một cái, chặt đứt bên cạnh nhánh nhánh. Ai còn dám lắm miệng, hướng về phía ta thanh đao này nói chuyện, thanh âm lập tức ngừng lại lưu đạt cười lạnh, ngô huyện lệnh, ta chuyện cần làm không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi, coi như không thấy được, nếu không ngô huyện lệnh nhìn xem đao quan kia cũng rất khẩn trương, nhưng rất nhanh trấn định lại, ngươi dám uy hiếp bản quan, đừng tưởng rằng chỉ chính ngươi có đau, đến nhà, phía sau hắn mang theo nha dịch bộ khoái, nhào nhào sáng đau, dám đối. Đại nhân vô lễ, Lưu Đạt tức giận đến quả thực bốc khói, ngô huyện lệnh bình thường không phải rất hiểu sự tình sao, làm sao hôm nay như cái thanh niên sức trâu, thật sự là bệnh tâm thần, Lưu Đạt tiến lên một bước, muốn cùng ngô huyện lệnh thấp giọng nói vài lời, báo cho ý đồ đến, mới vừa lên trước, còn chưa mở miệng, ngô huyện lệnh lớn tiếng nói, ngươi làm gì, lui ra phía sau, Lưu Đạt, đúng vào lúc này mặt khác hai cái vào nước người cũng rốt cục bốc lên đi lên bọn hắn tin húng so lưu đạt bọn người thảm hại hơn sắc mặt tái nhợt miệng bên trong còn tại khạc nước ghé vào bên bờ liền không cách nào động đậy sư gia dẫn theo đèn lồng đi qua lớn tiếng nói bọn hắn là cùng một bọn a à, hai người này trên đùi còn buộc lên đồ vật không chỉ ngô huyện lệnh liền lưu đạt cũng tranh thủ thời gian tới mượn tia sáng xem xét thắt ở hai người trên bàn chân chính là cây rong vặn thành bánh quay chèo dây nhỏ hình lưu đạt mặt tái đi thấp giọng hỏi có phải là thấy cái gì rồi kia hai người thủ hạ đưa tay run rẩy một chỉ mặt nước vừa rồi người giả bị đụng lão giả trở mình một cái đứng lên chạy qua bên này mấy bước lớn tiếng nói có đồ vật soạt một tiếng tảng đá kia nổi lên mặt nước trừ lưu đạt sáu người ngô huyện lệnh cùng dân chúng đều gặp cũng không thấy phải kỳ quái nhưng mà sau một khắc bọn hắn ngạc nhiên phát hiện không chỉ tảng đá kia tảng đá sau còn buộc mấy cổ thi thể tóc phiêu tán làn da trắng bệch thi thể bị dây xích buộc ánh trăng trông trẻo lạnh lùng vẫy vào mặt nước, một màn này nhìn xem thực sự kinh dị, a à, ngô huyện lệnh cũng giật nảy mình, không khỏi lui lại mấy bước. Tất cả mọi người nín thở, nhát can đều dọa đến ngay người, muốn động cũng không động đậy, đột nhiên, một đạo màu đen cái bóng lướt đến, bay qua đỉnh đầu bọn họ trên không, xông vào rừng cây, trong rừng cây mơ hồ có đoàn sương mù bốc lên, vô đức huyện chủ, không phù hộ vĩnh xương, lanh lãnh thanh âm quá dị từ trong rừng cây truyền tới, liên tiếp lặp lại ba lần người ở chỗ này đều xuất mồ hôi lạnh cả người ngô huyện lệnh nếu không phải do thân phận hạn chế cũng sớm quay đầu vắt chân lên cổ chạy hắn sợ mất mật trong lòng điên cuồng hồi tưởng hoắc trường hạt đã nói giả công tử chỉ nói sẽ có người tới trộn tảng đá bắt lấy là được để dân chúng cộng đồng chứng kiến lúc ấy không nói tảng đá kia bên trên còn một chặt lấy thi thể a nha như ngọc vỗ vỗ ống tay áo đi thôi công tử nên chúng ta ra sân hoắc trường hạt ngồi lên xe lăn từ nàng đẩy chậm rãi đi ra bóng đen, đại nhân, nha như ngọc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đem ngô huyện lệnh rối bời suy nghĩ gọi về ngô huyện. Lệnh quay đầu nhìn thấy hai người bọn hắn, mới cảm thấy mình lại sống, cương bắt đầu chân tranh thủ thời gian tới, công tử, cái này nha như ngọc thản nhiên nói, đại nhân đừng vội, những cái này đều tại sa mang sư trong dự liệu, nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lướt về phía lưu đạt bọn người, bắt lấy bọn hắn. Ngô huyện lệnh thấy nha như ngọc cùng hoắc trường hạt đến, nỗi lòng lo lắng bịch một chút trả về chỗ cũ, vô ý thức phân phó nha dịch bộ khoái lặp lại nhan như ngọc mới mệnh lệnh bắt lấy bọn hắn bọn bộ khoái nhao nhao rút đao đi lên liền đánh bọn hắn cũng là quan sai ăn nha môn cơm nhưng ở vĩnh xương huyện chủ phủ những cái kino nô tài hộ viện lại có thể dẫm lên bọn hắn trên đầu hắn cũng đã sớm không muốn nhẫn lưu đặt bọn hắn vạn không nghĩ tới ngô huyện lệnh thực có can đảm cùng bọn hắn cứng rắn chẳng những không giúp đỡ đuổi đi những người dân này ngược lại cùng hắn động thủ trên người hắn còn mặc nước áo nhất là vừa ra tới mấy cái kia dọa đến thần. Hồn cũng còn không có khôi phục, căn bản không có năng lực hoàn thủ, cho nên, rất nhanh bổ khoái liền chiếm thượng phong, bình thường những cái này không ai bị nổi huyện chủ phủ thị vệ, bị mạnh mẽ áp chế, thống khoái, lưu đạt không phục, bị đau ép cái cổ tham gia cái cổ còn muốn phản kháng, nha như ngọc quát, buộc, bọn bổ khoái quay đầu nhìn ngô huyện lệnh, ngô huyện lệnh lớn tiếng, buộc, bọn bổ khoái rút ra tùy thân mang dây thừng, đem bọn hắn đều trói rắn chắc.